người đầu tiên phản đối. Nhạc Dương và Son cũng tỏ vẻ khó xử. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi thì nghĩ thế này, thức ăn của chúng ta cũng chỉ đủ cầm cự một hai ngày nữa thôi. Nếu một hai ngày này mà vẫn không tìm được nơi nào cập bờ được, vậy thì cả bọn cũng vẫn không thể thoát khỏi cánh rừng bị nước lũ nhấn chìm này. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa chúng ta và quân du kích khởi nguồn từ lời đồn vô căn cứ kia, muốn họ tin chúng ta, vậy thì cần phải có người chuyển lời về đó mới được chứ. Giờ bọn họ chỉ còn lại hai nửa tính mạng, còn chúng ta nhiều người hơn, đến lúc đó chúng ta lại khống chế vũ khí, chắc hẳn họ cũng chẳng còn sức làm gì đâu, quan trọng là chúng ta có nói chuyện với họ được hay không mà thôi. Nghe ý kiến của Trác Mộc Cường ba, ba người lại nghĩ một lượt, cuối cùng Trương Lập và Nhạc Dương đều gật đầu, Son cũng nói, có thể thử xem sao. Bốn người dè dặt cho bè gỗ tiến lại gần, trong mắt hai tên du kích vốn đã đến sát bến bờ tuyệt vọng lập tức ánh lên những tia hy vọng. Rất rõ ràng, bọn chúng căn bản không thể ngờ được trong tình huống thế này vẫn còn người tiến lại gần mình. Nhưng một trong hai tên nhìn rõ đám người vừa xuất hiện, liền vùng vẫy định dơ súng lên, bốn người liền dừng bè lại, cho Son đứng ra quát hét. Không hiểu Son đã nói gì mà hai tên du kích chỉ còn chút hơi tàn kia gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rỡ lên, súng dơ lên cũng bỏ hết cả xuống, đồng thời còn cầm ngược nòng súng đưa về phía bốn người, rõ ràng là đang tỏ ý chấp nhận nộp súng đầu hàng. Trác Mộc Cường ba hỏi, anh nói gì với họ vậy? Son mỉm cười đáp, tôi bảo nếu chúng nổ súng, chúng ta sẽ lập tức bỏ đi không bao giờ quay lại nữa. Sau khi nghe chúng ta sẽ cứu mạng chúng, hai tên này tỏ ý chỉ cần có thể rời khỏi cái ngọn cây đó và có đồ ăn, cái gì chúng cũng nghe chúng ta hết. Cũng may là cả hai tên đều nói tiếng que chua, chứ tiếng Tây Ban Nha thì tôi chịu chẳng nói được câu nào rồi. Bốn người đón hai tên du kích kia lên bè, trương lập và nhạc dương tước vũ khí của chúng. Nhờ có Son phiên dịch, bọn gã biết được tên cao gầy mắt xanh là hậu duệ của người Tây Ban Nha, tên là Billy, còn tên tóc dựng như sơ cọ, trông rõ là có huyết thống người anh niên tên là Luca, cả hai đều thuộc quân số tiểu đội số 17, mấy chuyện đánh số các thứ đó bốn người đều không hiểu lắm, nên cũng không muốn hỏi nhiều. Hỏi đến chuyện chúng đã gặp phải từ lúc chạy nạn đến giờ, mới biết thì ra tiểu đội của hai tên này cũng tham gia hoạt động lùng bắt bọn chắc một cường ba đêm đó, có điều phạm vi lùng sục tương đối lớn, trở về doanh trại chậm hơn các tiểu đội khác doanh trại chính là khu nhà gỗ mà bọn Trác Mộc Cường Ba đã trông thấy trước đó. Nhưng lúc bọn chúng trở về doanh trại, trời đã bắt đầu đổ mưa sầm sập, khắp nơi không một bóng người, bừa bãi lộn xộn, còn lại có chăng cũng chỉ là vết tích bừa bãi của đội quân gấp rút tháo chạy. Tiểu đội trưởng của bọn chúng thử liên lạc với tổng bộ, ngược lại còn bị sét đánh chết tươi tại chỗ, cả đám người còn lại đang vất vả tìm đường cầu sinh trong cơn mưa khủng khiếp, kết quả là gặp phải đại hồng thủy, thành viên trong đội bị nước cuốn đi tứ tán, chẳng biết giờ ở chỗ nào nữa hai ngày nay bọn chúng không hề kiếm được thứ gì ăn, chỉ biết uống nước mưa cầm hơi cho qua cơn đói, trước khi mấy người bọn chắc Mộc Cường ba đến, cả hai đều chỉ biết ngồi trên ngọn cây chờ chết chứ chẳng còn cách nào hơn. Bọn chắc Mộc Cường ba lại hỏi tường tận mục đích của hành động lùng bắt lần này, hiểm nối cả Billy lẫn Luca đều là binh nhất vừa mới gia nhập, đối với sự kiện lần này cũng không biết gì nhiều lắm, tất cả đều chỉ phục tùng mệnh lệnh. Bọn chúng cũng chỉ nghe nói nếu muốn tìm thành phố vàng thì phải tìm được bọn chắc Mộc Cường ba trước, ngoài ra chẳng có gì hơn còn rốt cuộc trong tay bọn trác mộc cường ba đang nắm giữ điều gì hay tại sao cứ nhất định phải tìm bằng được bọn gã thì hai tên này căn bản chẳng biết gì cả chẳng qua cũng chỉ là một đám đồng bạn ngồi đoán giả đoán non tưởng chừng có bản đồ hay gì đó tương tự mà thôi dù đã được cho ăn không ít nhưng hai tên du kích này xem ra vẫn chưa hoàn hồn dáng điệu vô cùng mệt mỏi cứ đáp được ba câu thì lại có hai câu chẳng đâu vào đâu cả lý do thật hết sức rõ ràng bọn chúng cũng không khác gì mấy người đám trác mộc cường ba ít nhất cũng đã không ngủ không nghỉ ba ngày ba đêm liên tục, chẳng những thế lại còn phải chịu đựng cảnh bụng đói nữa. Bọn Trác Mộc Cường ba phải vắt óc suy nghĩ, tốn mất khá nhiều thời gian mới giải thích rõ ràng cho bọn Billy và Luca rằng, bọn gã cũng hoàn toàn không biết gì về thành phố vàng, tất cả chuyện này chỉ là cái bẫy của kẻ khác giăng ra, hy vọng Billy và Luca trở về có thể mang tin tức này đến cho quân du kích. Billy và Luca vừa nhồm nhòm nhai nhai nuốt nuốt, vừa gật đầu lia lịa nhận lời. Bây giờ đối với chúng, có đồ ăn là quan trọng nhất, mấy ngày nay, dù trong dòng nước có trôi nổi vô số xác động vật, xong ăn mấy thứ đó vào, chỉ sợ là còn chết nhanh hơn mất. Trương Lập bắt đầu thấy tiếc số thức ăn vốn đã không còn nhiều nhận gì cho cam, nếu hai tên này đột nhiên lăn ra chết trên bè, vậy chẳng phải bao nhiêu nỗ lực của họ đều tan thành bọt nước rồi hay sao? Cùng lắm có thể coi là dùng khẩu phần ăn một ngày đổi lấy hai khẩu súng còn tạm dùng được, nhưng trong tình cảnh này, vũ khí thì dùng làm gì được đâu chứ? Tệ hại hơn nữa là, nhìn trạng thái tính thần của hai tên du kích này, tình huống mà anh lo lắng, hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra thật. Sáu người chung một bè gỗ trôi dạt chừng một tiếng đồng hồ, nhạc dương đột nhiên kêu toáng lên, chỉ tay về phía nam nói, rừng cây. Là một khu rừng lớn. Thiên kiếp. Tất cả đều nhìn theo hướng tay nhạc dương chỉ, quả nhiên, các tán cây đã dần nhô lên khỏi mặt nước, không còn thưa thất như những hoang đảo điểm suyết trên mặt nước mênh mông như lúc trước, mà thành từng trảng rừng rậm rạp, Điều này cũng đồng nghĩa với việc mặt đất ở đó cao hơn những khu rừng xung quanh. Sáu người tức thì phấn chấn, ra sức quạt nước tiến về phía khu rừng đó. Sắc trời đã biến thành màu đen nhờ nhiều u tối, dù mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, song nhìn chung thì sự tình vẫn phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Đoàn người bọn Trác Mộc Cường ba cho bè tiến vào dòng nước chảy trong rừng, địa thế khu vực này quả nhiên cao hơn những nơi khác rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ cao, có vô số dòng sông nhỏ chạy ngang chạy dọc phân cách khu rừng ra làm nhiều mảnh nhỏ những hạt mưa to như hạt đậu vẫn rơi sầm sập không ngừng, mỗi phút trôi qua nước bên dưới lại dâng lên một chút. Son tìm được một cây gỗ rất dài, dễ dàng thăm dò độ sâu của lòng sông, sáu người trên bè gỗ liền dùng luôn cái cây đó làm xào trống, vất vả ngược dòng tiến lên, ôm mối hy vọng vào sâu trong rừng có thể kiếm được chỗ nào cao hơn một chút nữa. Họ đã chống bè đi trong rừng sâu chừng nửa ngày mà địa thế dường như vẫn không thay đổi gì nhiều lắm. Son thở dài nói, vẫn thấp quá, đợt lũ thứ hai mà quét qua là ở đây chắc chắn sẽ bị nhấn chìm đó. Nhạc Dương lên tiếng, nhưng khu rừng này rất lớn, ít nhất chúng ta cũng có thể nghĩ cách tìm bọn dã thú bị vây khốn trong đây. Nói đoạn, anh chàng liền dơ khẩu súng trong tay lên. Trác Mộc Cường Ba cũng nói, hơn nữa, khu rừng này trải dài về phía đông, dường như không thấy điểm tận cùng, nói không chừng bên đó còn có vùng đất nào cao hơn nữa thì sao. Lời vừa mới dứt, ở hướng gã mới nhắc đến chợt lóe lên ánh lửa. Chết thật, lại là rông bão xuống bè đi nấp mau son nghiến răng nghiến lợi nói ba ngày nay cơn rông xét này thủy chung vẫn lượn lờ vẩn vít bên trên khu rừng từ tây sang đông rồi lại từ đông sang tây tuần hoàn đi lại không khác gì sứ giả câu hồn tuần tra trong chốn luyện ngục phụ trách thanh trừ sạch sẽ bất cứ kẻ nào sống sót bất cứ sinh mạng nào có thể động cựa có điều ở đây thể tích của vị sứ giả này phải dùng đơn vị km làm số đo đúng là một con ác quỷ đáng sợ sáu người rời bè gỗ tìm một nơi tương đối trống trải, bỏ hết bất cứ thứ nào có thể dẫn điện trên người ra xa, rồi nằm sụp xuống nấp. Trương Lập thấp giọng nói với Trác Mộc Cường Ba, ấy, Cường Ba thiếu ra, hai thằng kia hình như có gì không ổn thì phải. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Billy và Luca mặt tái bợt không sắc màu, run lẩy bẩy, rõ ràng là đã sợ điếng hồn. Cơn rông xét đã tiến gần, con quái thú đen kịt ấy tạo ra một cơn lốc xoáy đen ngòm như mực, nơi trung tâm cơn lốc có vô vàn màu sắc rực rỡ biến ảo khôn lường, song cũng ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Đoành, mấy chục xúc tu cùng lúc vươn ra, tựa hồ kết trên không trung một tấm lưới điện khổng lồ, những tia chớp xanh lam phát lên một gương mặt quỷ điên cuồng hung dữ. Lúc này, Billy đột nhiên nhổm ra hét toáng lên, đừng đánh nữa. Cầu xin mày đừng đánh nữa. Trương lập kéo một cái mà không được, đành quay sang ấn chặt Luca xuống. Đoành, một thân cây khổng lồ cao hai chục mét bất ngờ đổ vật xuống ngay trước mặt Billy, kế đó một quả xét hòn khổng lồ đường kính phải lên tới gần 5 mét bay sượt qua đầu hắn, trong chớp mắt, bộ tóc của Billy đã bắt lửa cháy bùng lên. Nhạc Dương chuẩn bị nhổm dậy thì bị son ấn chặt xuống, khàn giọng hét lên, anh làm gì vậy? Nhạc Dương đáp, kéo hắn trở lại chứ còn gì, cứ thế sẽ bị xét đánh phải mất. Son gào lên, không kịp, anh không nhìn thấy phía sau quả xét hòn kia là cái gì hả? Nhạc Dương ngước lên nhìn lại, quả nhiên phía sau quả xét hòn còn kéo theo một cái đuôi dài màu đen, giống như kéo một sợi nhỏ từ quầng mây đen trên đỉnh đầu xuống vậy, cái đuôi màu đen đó lú này đã phủ lên phía trên Billy mất rồi. Son lẩm bẩm gần như thì thầm, chắc đó là xét đen rồi, cứu làm sao được nữa. Lúc trước khi cùng ba tang vượt qua năm cơn rông xét bọn họ đã được nghe anh ta nhắc tới thứ này rồi. Trong các loại xét thì loại nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất chính là xét đen, còn được người ta gọi bằng cái tên hơi thở của thần chết. Loại xét này không phát quang do các phân tử khí bị rút hết thành phần nước tập hợp lại thành dạng gieo sản sinh ra, mà những vật chất tập hợp này là dạng phát nhiệt dẫn điện, rất dễ phát nổ hoặc chuyển thành xét hòn, mức độ nguy hiểm cực lớn. Mà thoạt nhìn thì nó chỉ giống như một màn sương mù hay đống bùn nhão, thể tích tương đối nhỏ, lại không bị ra đa phát hiện ra, các phi hành viên thông thường đầu gọi nó là xét ngầm trên không, giống như quả mìn vậy, chạm phải liền nổ ngay. Trong nháy mắt, thứ vật chất có dạng như một đám xương đen đó bao kín lấy Billy, hắn ta không kịp kêu lên tiếng nào, bỗng nhiên khắp người phát sáng, thân thể hóa thành một quả sét hòn, đoạn một luồng sức mạnh kỳ dị nâng hắn lên khỏi mặt đất. Không ai lên tiếng nữa, mọi người đều hiểu rõ, Billy đã thăng thiên rồi. Lúc Billy rơi xuống trở lại, trông hắn chẳng khác nào một khúc gỗ bị thui cháy đen, nước mưa xối xuống, thân thể hắn liền bốc lên những làn khói xanh mờ mịt, còn cả những tiếng xì xì nữa. Năm người không ai nhìn về phía hắn nữa, riêng Luca thì sợ đến mất vía, thân thể đã bắt đầu có rút run lên cầm cập. Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn rông xét lại bỏ đi xa lần nữa, năm kẻ thêm một lần sống sót nhổ người đứng lên, Trương Lập và Nhạc Dương sốc nách Luca, chuẩn bị thăm dò khu vực sâu tít trong rừng này. Lúc đi qua thi thể Billy, thứ bọn họ trông thấy, chỉ là một mớ di cốt đen thu, cả thịt lẫn xương bị hun cho như xác ướp, lại còn cả cái thứ chẳng hiểu là máu hay là cái gì khác, nhưng tóm lại là một thứ dạng keo đông đặc lẫn hai màu trắng đỏ, vẫn còn dỉ ra khỏi cơ thể, chầm chậm như kem đánh răng bị bóp ra khỏi thuyết vậy. Bọn họ cũng không nói chắc được rốt cuộc tên này đã chết hay chưa, nhưng chẳng ai muốn nhìn cái thứ thối hoắc đen ngòm khiến người ta phát mửa này thêm một phút nào nữa. Nhạc Dương cố nhịn cơn buồn nôn, lấy một khúc gỗ mục cắm vào trước tử thi, coi như một kiểu an ủi người chết. Luca gần như bị kéo lê đi trên mặt đất, ý chí hắn cơ hồ đã sụp đổ, miệng không ngừng lẩm bẩm, không đi được đâu, không còn đường thoát rồi đây đã là địa ngục rồi, chúng ta đều phải chết hết ở đây thôi. Có điều, ngoài son ra, mấy người còn lại chẳng ai hiểu hắn đang lầm dầm gì cả. Trương Lập và Nhạc Dương cực nhọc kéo tên Luca lên bè gỗ, cả đoàn người lại tất tả trèo lên thượng du. Nhưng lần này tình hình của Luca dường như không khá lên được, hắn ta cứ đờ đấn quỳ trên bè, miệng mấp máy lẩm bẩm phù chú gì đó, đoạn ngẩng mặt lên trời để mặc cho nước mưa quất vào mặt, mắt, lỗ mũi, miệng, rồi tụ lại thành dòng chảy trên người, miệng phồng lên đầy bong bóng mà vẫn không ngừng lẩm bẩm. Trương Lập kinh hãi nhận ra cặp mắt Luca trợn lên vừa tròn vừa to, nước mưa chảy thẳng vào mắt, dường như hắn chẳng còn cảm giác gì nữa vậy, vẻ mặt ấy, so với người bị treo cổ chết còn đáng sợ hơn gấp bội. Trương lập giật bắn mình, vội nói, "Các anh xem, xem kìa. Hắn đang làm gì vậy? Sao lại ra thế này?" Son quan sát trong mắt trợn ngược lên của Luca, thấy hắn vẫn còn thở, miệng lúng búng đầy nước cổ họng vang lên tiếng ủng ục ủng ục, nhưng ánh mắt Luca dã không còn chút sức sống nào nữa rồi. Sonder đẫn nói, tư thế này, là hắn đang chờ chết đấy. Nhìn nét mặt ba người, anh ta giải thích tiếp, nước mưa chảy vào qua đường lỗ mũi, chui vào trong cơ thể, cuối cùng thì phổi sẽ bị úng nước mà chết. Giờ hắn đã mất hết chi giác, không cảm giác gì được nữa đâu, nếu chúng ta mà bị ngâm thêm 2-3 ngày nữa thì cũng thành ra như thế đấy. Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương đều trầm mặc không nói gì son nói không sai lúc này bất kể là nói gì họ cũng đều phải gào lên đến nứt hơi khản tiếng tất cả đều biết rõ dưới ảnh hưởng của tiếng sấm và tiếng mưa không ngừng không nghỉ đáng sợ kia thính lực của họ đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng còn đầu tay và chân họ đều đã tê cứng cho dù dùng sức cắt mạnh lưỡi dao lên trên cũng chẳng hề thấy đau đớn gì khi thân thể bắt đầu bị nước mưa xối xả hình như chỉ cần một hai tiếng đồng hồ là sẽ thành ra như vậy từ đó đến giờ tình hình chưa được cải thiện chút nào bởi mưa vẫn mãi chẳng chịu ngừng rơi Luca của ngày hôm nay, có lẽ chính là bản thân họ của ngày mai cũng nên, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, bọn họ đều không khỏi trầm mặc suy nghĩ. Son lại nói tiếp, bản thân hắn đã không còn ý chí sinh tồn nên chẳng ai cứu nổi, lũ này điều duy nhất chúng ta có thể làm được, chính là để hắn bất phải chịu khổ chút nào hay chút ấy. Theo đề nghị của Son, bốn người nghiêm túc và trang trọng ném Luca giờ đang thoi thóp thở ra đầy bong bóng nước xuống sông, hắn ta không dễ ruộng, cũng không phản kháng, bởi giờ đây hắn chỉ là một cái xác biết thở chứ chẳng hơn. Khi một chùm bong bóng nước nổi lên mặt sông, cả bốn người trên bè đều thấy một cảm giác bất lực trào lên trong dạ. Mưa trên trời vẫn đổ rào rào không ngớt như có người sàng đậu. Lần này, đến cả nhạc dương cũng không thốt lên được câu nói đùa, khen tiếng mưa nghe du dương thánh thoát như độc tố tỷ bà hay gì đó nào nữa. Cơn mưa này phảng phất như một lời nguyền, nguyền rùa tất cả những kẻ gan đặt chân vào rừng than thở, kẻ nào quấy nhiễu sự bình yên của người chết sẽ vĩnh viễn không được bình yên. Mỗi người đều cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục thế này nữa, họ sẽ bị nước mưa xối cho chóc cả da. Giờ đây, bất kể phải trả giá đắt thế nào, chỉ cần đổi lại được thứ gì có thể che mưa chắn gió, bọn họ cũng sẽ không hề do dự mà đi đổi lấy ngay. Hy vọng, trong hoàn cảnh đây, động lực duy nhất có thể giúp người ta gắng ngượng mà tiếp tục sống, chính là hy vọng. Vì vậy, khi Trương Lập chỉ tay vào chân trời đang hơi hửng màu trắng, giọng gào lên như muốn khóc chân trời sáng rồi. Chân trời sáng rồi, chúng ta sắp ra khỏi khu rừng mưa quái quỷ này rồi. Dường như từng người một trên bè gỗ đều kích động đến muốn khóc, nhưng rồi cuối cùng họ cũng không khóc, bởi vì họ đã trông thấy. Xác chết. Xác chết cháy đen, chỉ còn lớp da dính chặt vào xương, nhìn chẳng khác gì xác ướp nằm co rút dưới đất, hai cánh tay giờ ra trước, hai chân duỗi về phía sau trông như con ếch, cả khúc gỗ mục kia của Nhạc Dương cũng vẫn cầm nguyên đó bên cạnh thi thể hệt như một tên lùn đang cười nhạo báng đi một vòng lớn cuối cùng lại trở về chỗ cũ căn bản chẳng tiến thêm được bước nào trên xác chết đã bắt đầu mọc ra một ít thực vật màu xanh đen trông như rêu loại nấm mốc trên thịt thối kia cũng mọc lên vô số mũ nấm hình bán nguyệt trên tấm thân cháy đen thui ấy nhưng chỉ loáng cái đã bị nước mưa dập cho tơi bời thành một đống nát bấy trong không khí lan tỏa một thứ mùi vị không thể tả nổi bằng lời giống như gì sát trộn thêm cá mực thối vậy son lại xé áo ra bịt mũi nếu còn tiếp tục xé e là trên người họ chẳng còn thứ gì nữa mất trác mộc cường ba nhìn về phía chân trời bầu trời phương đông đích thực đã trắng sáng lên còn sau lưng gã thì ấn mù mù mờ mịt mây đen đè nặng xuống đỉnh đầu thỉnh thoảng trong quầng mây đen lại lấp lóe lên một ánh đỏ ghê sợ khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía gã lẩm bẩm tự hỏi sao lai đi một vòng rồi trở về chỗ cũ thế này son đáp nước rẽ nhánh nhiều quá chính dòng nước đã đẩy chúng ta thay đổi phương hướng trác mộc cường ba lại hỏi la bàn đâu, mọi người ai có la bàn không? Trương Lập cầu nhau, ai còn dùng cái thứ đó nữa, vứt hết đi rồi. Lúc bọn họ phát hiện ra la bàn chỉ hướng không chính xác nữa thì đã vứt hết cả đi rồi. Son nói, vô dụng thôi, bây giờ mà có la bàn thì kim chỉ cũng chỉ hướng về phía khu có giống xét thôi. Chúng ta đi dọc theo bờ sông, mang cả bè gỗ theo nữa, như vậy thì có thể cầm cự qua đỉnh lũ lần thứ hai được. Vậy là, bốn người lại leo lên bờ sông nhảy nhụa toàn bùn làm phu kéo thuyền trải qua gần 72 giờ đồng hồ bị nước mưa tẩy rửa, làn da họ đã bị ngâm đến nỗi mềm như đậu phụ, hơi dùng sức một chút, dây thừng liền ăn sâu vào thịt, nhưng bọn họ đã tê liệt đến nỗi mất hết cả cảm giác. Tấp ta tập tỉnh tiến lên như người máy, bốn bóng người xám xịt trông như bốn cái lõi ngô mọc đầy nấm xuống nước, thân thể mệt mỏi đến cực độ, cứ vậy tiến về phía đông thêm 10 cây số nữa, trong rừng lại vang lên tiếng động. Trước mặt bốn người, bỗng dừng lại xuất hiện một con báo châu Mỹ đen tuyền, Đôi má sáng rực ánh vàng trừng lên dò xét bốn kẻ đang đứng ngẩn ngơ. Bốn người giờ này đều đứng còn chẳng vững, thân thể tê cứng đến nỗi gần như mất cả khả năng phản ứng rồi, nhưng con báo đen đó vẫn giữ nguyên khoảng cách với bốn người, quan sát từng người một như để nhận ra người quen vậy. Nhạc Dương yếu ớt nói, "Xem ra, nó đã đột phá được muôn trùng trở ngại của gia đình và khoảng cách khổng lồ giữa giống loài, cuối cùng cũng đuổi theo tình lang đến tận đây. Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại, anh nói xem có pê hải không hả cường ba thiếu gia?" Trác Mộc Cường ba ngây người, cậu nói cái khỉ gì vậy? Tôi không hiểu. Trương Lập bổ sung, ý cậu ta là, con báo cái này, người ta muốn bỏ nhà theo trai vì anh đấy. Trác Mộc Cường ba giận dữ quát, nói bậy. Trương Lập vội nói, Cường ba thiếu ra chớ có giận, để sức mà đi đường chứ, nếu không thì cứ để con báo này sơi luôn cho xong đi. Son lắc đầu, nó không dám đâu, chúng ta có bốn người, nó cũng biết là chẳng làm được trò chống gì. Trong lúc mấy người nói chuyện. Con báo đen đã quay đầu, chạy theo hướng ngược lại phía bốn người. Son nói: "Sao hả? Tôi nói không lầm chứ?" Nhạc Dương thắc mắc: "Sao anh biết là không phải nó đi gọi cứu binh?" Trương Lập mệt mỏi lắc đầu nói: "Thôi bỏ đi, chúng ta có tiếp tục đi nữa không?" Lời còn chưa nói dứt đã nghe vù một tiếng, lại thấy con báo đốm chui ra, theo sau là mấy con chuột to tướng. Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi: "Ở châu Mỹ sao lại có báo đốm nhỉ?" Son huệ oải đáp: "Đấy là mèo rừng." không phải báo đốm. Kỳ lạ thật, nó là thiên địch của bọn chuột cơ mà, sao lại bị bọn chuột nhép kia đuổi chạy tué khói thế kia. Sợi dây thường buộc chặt vào bè gỗ bỗng rung lên, dưới nước không ngờ lại xuất hiện mấy con rái cá to tướng, thể hình phải hơn 1m8, trong thời tiết mưa lớn sầm sập thế này, họa may cũng chỉ có bọn chúng mới ngược sóng mà đi được thôi. Kế đó trong rừng lại có thêm mấy con vật ướt xuống xác sơ đến nỗi người ta không nỡ nhìn hùng hục chạy sổ ra, có con đến cả son cũng không gọi tên ra được, bọn chúng đều chạy theo hướng ngược lại với hướng đi của bốn người. Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm, không phải chứ, đã hai ba ngày nay chúng ta chẳng thấy bóng động vật rồi ấy nhỉ. Sao bỗng nhiên lại chạy ra nhiều cũng tới hai ba chục con rầm dập chạy vù qua, trên ngọn cây cũng ầm ầm chẳng kém, một đàn khỉ rú đen, vượn, khỉ mũi to lần luốt phiên cảnh đu cây chạy về phía sau lưng bọn Trác Mộc Cường ba. Son cũng học theo ba tang lắc mạnh đầu mấy cái, gắng lấy lại tinh thần nói, ai trèo lên cây xem thử coi, hình như có gì bất ổn thì phải nhạc dương vung vẩy tay chân vài cái rồi đội cơn mưa như chút như dội vừa trèo vừa nói mưa lớn thế này có leo lên cây cũng chẳng thấy gì đâu kết quả là anh chàng mới leo lên được một nửa đã trợn tròn mắt lên leo thêm mấy nấc nữa rồi kêu toáng lên nước lũ lũ lại về rồi ở ngay trước mặt chúng ta ấy son nói bậy bạ nước lũ ở phía sau chúng ta chứ sao lại ở phía trước anh ta cũng bắt đầu leo lên cây trong lúc ấy lại có vô số động vật tranh nhau bỏ chạy sau khi trèo lên cây, rồi giờ ống ngắm lên, son bỗng giống lên the thế như đàn bà, trời ơi. Tản ra mau lên, nước lúc cái gì chứ, là kiến lửa đấy. Kiến lửa châu Mỹ, tập đoàn quân săn thịt lớn nhất mảnh đất châu Mỹ này đấy. Chắc một cường ba cũng đã trèo lên theo, phóng mắt nhìn ra, một cảnh tượng vừa hùng tráng lại vừa ghê giận hiện ra trước mắt gã. Tầng tầng lớp lớp một màu đỏ rực, nhìn từ xa thật giống hệt như nước lũ, nhưng mắt nhìn kỹ, mới nhận ra đó là một đàn kiến lửa rộng chừng 5 cây số, dài không biết bao nhiêu, số lượng nhiều tới mức đáng sợ, căn bản không thể tính đếm. Đàn kiến lửa đi qua chỗ nào, chỗ đó đúng là không còn cành cây ngọn cỏ, thậm chí có thể nói cả mặt đất cũng bị bóc đi một lớp, lũ chim kinh hoàng ré lên đập cánh bay cao, cuối cùng lại bị nước mưa xối xả đập rơi là tả xuống như những chiếc máy bay hết sạch nhiên liệu, khỉ nhện và báo châu Mỹ cùng hốt hoảng tháo chạy, chuột với mèo rừng cũng tranh nhau sang bờ sông bên kia. Vô số cây cổ thụ cũng đã đổ xuống nhưng lần này thì hoàn toàn khác với bị nước lũ cuốn phăng hay bị sét đánh ngã, thân cây tựa như tòa nhà cao tầng bị cho nổ mình định hướng. Bắt đầu từ dưới gốc, cứ thế lặng lẽ chìm dần xuống, cuối cùng thì biến mất không còn tâm tích trong đoàn quân màu đỏ. Trương Lập ở dưới kéo bẻ gỗ, hỏi, gì thế? Cái gì thế? Hô la, ma ha Son vội trượt xuống, nói một tràng ký âm khó hiểu, sau đó mới uốn cái lưỡi đang lắp ba lắp bắp lại, cuống cuồng kêu lên, lên thuyền, lên thuyền rồi nói sau. Bọn kiến lửa châu Mỹ này, cùng với kiến vàng châu Phi, được gọi là, gọi là kiến ăn thịt người. Chỉ có điều kiến ăn thịt người châu Mỹ thì không to như kiến châu Phi, nhưng số lượng thì nhiều hơn bọn kia không biết bao nhiêu lần. Cái gì chúng cũng ăn hết, đàn kiến đi qua đâu, thì đúng là nơi ấy chỉ ai còn lại hoang mạc. Theo như cách nói của người anh niên, gặp phải bọn chúng là ta đã bị ma quỷ nguyền rủa mấy kiếp trước đều làm chuyện táng tậm lương tâm. Khi bốn người nhếch nhác leo lên bè gỗ, bọn họ hoàn toàn chẳng hề hay biết, trong cùng một khu rừng này, chỉ cách họ chừng 10 cây số, còn có một đám người khác cũng đang cuống cuồng bỏ chạy. Dưới gót sắt của đoàn quân kiến lửa khổng lồ này, tất cả mọi sinh vật đều chỉ biết tháo chạy giữ lấy mạng sống mà thôi. Sống sót sau thảm họa. Sắc trời dần sáng sủa hơn, nhưng mưa lớn vẫn không chịu dừng, những giọt mưa trắng xóa ông anh ấy dường như đang dẫy ruộ những cái cuối cùng, bọn chúng gầm gừ gào thét, thả sức mặc tình tàn phá khu rừng. Còn bọn Trác Mộc Cường ba vốn đã vất vả kéo bè bôn ba hơn chục cây số, giờ lại phải xuôi dòng theo đường cũ mà trở lại bốn người ngồi xếp bằng tròn trên bè gỗ ẩm ướt trông không khác nào bốn vị lão tăng đang tham thiền nhập định. Từng hạt mưa như từng mũi tên găm vào các vị trí khác nhau trên cơ thể, cảm giác tê liệt càng lúc càng giảm nhẹ, còn lại chỉ là cảm giác chua chua trong dạ dày và sự đau đớn khi mọi thứ đều sưng phồng lên mà thôi. Thân thể họ đều sắp bị nước ngâm cho mềm nhũn ra, rất có thể chỉ trong giây lát nữa, đầu mình tay chân mấy người sẽ dã ra như tượng đất cũng nên. Môi trường xung quanh thì ác liệt, tâm trạng trong lòng cũng phức tạp vô cùng, từ lúc đặt chân vào rừng than thở đến giờ, cả bọn đều vật lộn trên đường ranh giới giữa sống và che tê, chẳng có lấy một phút được yên thân. Ba ngày rồi, đã chọn ba ngày liền, không ai ngủ được một giấc, thậm chí còn không có lấy một giây bình yên mà nghỉ ngơi, tuy chưa gặp phải quân đoàn kiến lửa khổng lồ kia, song cơ thể mấy người như đã bị muôn ngàn con kiến cùng cúc cắn xé, toàn thân chỗ nào cũng vừa tê vừa ngứa lại vừa đau, khắp người chẳng có chỗ nào thấy dễ chịu cả. Mệt mỏi, mệt mỏi đến cực hạn, rõ ràng đã nằm xuống rồi, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng đến nỗi không sao ngủ nổi. Nghe nói có một thứ hình phạt tàn khốc, không cần gây ra đau đớn gì trên cơ thể con người, mà chỉ không ngừng quát mắng, khiến kẻ ấy không thể ngủ được, chỉ không đầy mấy ngày, tinh thần kẻ chịu phạt sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến giờ, tinh thần bốn người bọn chắc Mộc Cường ba cũng đã gần như đến bên bờ vực thẳm suy sụp rồi, bọn họ không ai biết trong cơn rông xét tiếp theo, liệu mình có còn thấp thỏm bất anh nhảy xuống nước, cầu mong ánh sáng ấy đừng chiếu lên người mình được nữa hay không, cũng không biết khi cơn lũ sau ập tới, liệu mình có còn kiên cường bám trụ được tới khi nước rút đi hay không, liệu rồi họ có giống như tên Luca kia, đờ đẫn biến thành một cái xác biết thở hay không. Họ hy vọng tìm được một lý do giúp mình tiếp tục cầm cự siết bao, thế nhưng hy vọng, rốt cuộc là hy vọng ở đâu? Khu rừng tưởng chừng như đi mãi cũng không tới tận cùng này, cơn mưa tưởng chừng như vĩnh viễn chẳng bao giờ ngớt này, sấm sét tựa bóng u linh mãi không biến mất này, còn cả lũ dã thú có thể ăn bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng nữa số lượng bọn chúng cũng dường như vô cùng vô tận. Bốn người là đi, đến hơi sức nói chuyện cũng không còn nữa, nhưng họ vẫn phải tiếp tục quạt nước, không ngừng trèo trống, truy binh phía sau giống như con nước thủy triều đang đuổi theo với tốc độ kinh người. Chưa quay lại được nửa đường, đột nhiên con báo đen khi nãy lại sổ ra theo hướng ngược lại, lần này hình như còn chạy nhanh hơn, chẳng cần nhìn ngó gì đã lao thẳng vào giữa đoàn quân kiến lửa, sau lưng nó là toàn bộ lũ động vật lúc nãy cũng đang cật lực chạy ngược trở về nhạc dương thần người ra, rồi bỗng buông một câu, làm cái trò gì thế? Đại hội Marathon động vật à? Trương Lập Huệ hoài hỏi, chúng ta có đổi hướng theo chúng nó không? Hình như ở phía trước có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả kiến lửa đang ập đến đấy. Bốn người đều cảm thấy tuyệt vọng, sau lưng bị truy đuổi, phía trước lại không có đường, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được quyết tâm muốn chết của Billy và Luca. Nếu phải chết theo cách nào đáng sợ hơn, vậy thì chi bằng tự tử cho rồi, nghĩ lại thì để viên đạn xuyên qua đầu, chắc cũng không đến nỗi quá là đau đớn sấm nổ ung um ung, um, cái miệng khổng lồ của con ác quỷ đỏ đang há rộng cơn lũ thực sự đỉnh lũ lần thứ hai đã tới rồi có muốn chạy trốn cũng không biết chạy đi đâu bốn người chỉ còn cách bám chặt lấy bè gỗ trong chớp mắt cơn lũ đã nuốt trọn chiếc bè gỗ nhỏ khi chiếc bè gỗ nổi lên trên mặt nước trở lại bên trên chỉ còn ba người ướt như chuột lột chắc một cường ba kêu lên son đâu ạc à, ạc à, tôi ở đây son phun ra một đống nước bò lên từ phía sau bè gỗ, vừa rồi bị nước lũ hất văng đi, cũng may là anh ta đã quấn chặt tay vào dây an toàn. Chiếc bè gỗ này căn bản chỉ như một lá thuyền nàn giữa cơn cuồng phong bạo vũ, lúc bị hất văng lên đỉnh ngọn sóng, khi lại bị dìm sâu xuống tận cùng, cơn lũ dường như đang giỡn cợt với món đồ chơi mới lạ, chốc chốc lại lật bè gỗ sang bên này, rồi tung sang bên kia, khi cao hứng thì ném văng bè gỗ ra khỏi mặt nước tới cả 10 mét, làm đám người ngồi trên bè lộn bổ nhào. Sau đó rơi tự do trở về mặt nước, bằng không thì lại biến nó thành thuyền đụng bumper để các loại cành cây thân cây va đập, khảo nghiệm xem bè gỗ bền chắc tới đâu. Khó khăn lắm mới tránh khỏi bị đỉnh lũ tấn công chính diện, bốn người đều đã bảy tám bận ngã bò lăn bò toài, mặt không còn chút sắc màu, tim gan lòng ruột lộn tùng phèo, những thứ gì có thể nôn ra được thì đã nôn ra sạch sẽ hết cả rồi. thê thảm hơn nữa, cơn lũ đã cuốn họ về phía đoàn quân kiến lửa sơi sạch mọi thứ kia. Trương lập ngồm sổm trên bè gỗ, hai tay giữ chặt dây an toàn, đột nhiên ngẩng phát đầu len, trong màn mưa mông lung, chỉ nghe anh ta gào toáng lên, trời đất ơi, nhìn kìa. Chúng ta sắp bị cuốn đến chỗ đó rồi, bên ấy toàn là kiến lửa thôi. Trời đất mù mịt trong mưa, phía sau là dòng nước lũ đỏ ngầu gầm thét cuốn phăng đi mọi thứ, đằng trước là binh đoàn kiến lửa đỏ rực, ùn ùn kéo đến nghiền nát mọi thứ trên đường nó đi qua. Chiếc bè gỗ nhỏ điên đảo bập bình trong cơn sóng dữ, bị hất lên phía trước, Bốn người trên bè được dịp tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hai quân đoàn đỏ rực ấy giao chiến. Trước sức mạnh hủy trời diệt đất của đại tự nhiên, đoàn quân kiến lửa không còn khí thế nuốt trọn cả núi sông như trước nữa, chừng như không chịu nổi dù chỉ một đòn, cả đàn kiến khổng lồ tựa một tấm vải lụa, bị xé toang ra một cách dễ dàng. Chỉ thấy nước lũ tràn tới, hàng triệu con kiến lửa liền chìm ngập mà chết, bọn chúng xưa nay vốn thường dựa vào ưu thế về số lượng mà giành lấy phần thắng, giờ đây gặp phải cơn hồng thủy như rồng thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi này dù có tập hợp tất cả lại thì cũng chẳng khác gì một mảnh rẻ rách giữa dòng nước minh mang cuồn cuộn, quả thực là chẳng đáng tới làm gì. Bốn người trên bè gỗ bám chặt vào dây thừng, sinh mạng cùng chiếc bè chấp chơi đảo lộn trên không và dưới nước, trong tình cảnh đó, bọn họ vẫn bị cảnh tượng đồ sát kinh thiên động địa ấy làm cho kinh hoàng. Đoàn quân kiến lửa phải tình bằng đơn vị triệu con bị hồng hoang đớp lấy từng miếng, từng miếng một, mỗi miếng là có vài triệu con kiến đi đời, một mảnh đất bị cơn lũ nhấn chìm, là lại có thêm mấy triệu con kiến lửa biến mất, trong khoảnh khắc, lũ kiến chết gần hết, thầy trôi chắn dòng, phóng mắt nhìn ra xa, trên mặt nước phủ kín sát kiến, tựa như bên trên tầng nước lũ đỏ quạch lại phủ thêm một tấm thảm màu đỏ cam nữa vậy. Kế đó, một tình huống cả bốn người bọn chắc một cường ba đều không ngờ tới đã xảy ra, lũ kiến trôi nổi dập dềnh trên mặt nước không chết hết, mà còn dẫm đạp lên xác đồng loại hòng tìm một chốn trú chân an toàn qua cơn lũ, mà chiếc bè gỗ của họ chắc chắn là một nơi tuyệt vời, không chỉ là kiến, mà tất cả các sinh vật đang bị nước lũ bao vây, đều dòm ngó chiếc bè cứu mạng này của bọn gã. Bốn bên mép bè gỗ đã thấy vô số kiến lửa bám vào, lũ quái vật nhỏ dơ đôi ngàm to tướng lên, khiến người ta nổi da gà. Đây là lần đầu tiên mấy người bọn chắc một cường ba trông thấy kiến lửa châu Mỹ ở cự ly gần thế này, chỉ thấy lũ kiên dài không quá 1cm, to cũng không to quá 3cm, vùng bụng tuyền một màu vàng cam, phần đầu lại vàng vàng như màu format, xương sò tiến hòa thành một lớp vỏ dạng keo trong suốt, có thể trông thấy rõ ràng não tương màu vàng trắng đang chuyển động không ngừng bên trong lớp vỏ ấy. Thứ thực khiến người ta ghê người chính là cái miệng của lũ kiến thợ, đôi ngàm mọc trên miệng trông như hai cái sừng trâu. Khi kẹp khi mở tựa một chiếc kìm bự, trong miệng mọc đầy gai nhọn như răng cưa, bên trên cái ngàm đen kia còn có cả chất độc, theo như Son nói. Một con chuột chỉ cần bị ba bốn con kiến lửa này cắn phải là sẽ tê liệt không cử động gì nổi nữa. Trong một thoáng lũ kiến đã ùn ùn kéo lên đầy rìa bè gỗ, từng cặp ngàm to tướng hết mở ra lại khép vào, mấy con kiến nhỏ bé như vậy, không ngờ lại khiến bốn gã đàn ông khỏe như voi như hổ kia sợ không khác nào gặp ma quỷ, có điều chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn chúng có thể khiến lũ báo đen đứng hàng thứ ba trong chuỗi thức ăn trên đại lục châu Mỹ này cuốn cuồng bỏ chạy thì cũng không gì kỳ lạ nữa rồi. Ba con rái cá quầy quả bơi tới, một con nhìm cũng đang tiến lại gần bè gỗ, ngoài ra còn có rất nhiều loài động vật không thể gọi tên, con bay trên trời, con chạy dưới đất, con bơi trong nước, ồ ạt à tranh nhau nhau tới chỗ cái bè, Vừa mới rồi bọn chúng còn bị đại quân kiến lửa đuổi cho chạy tóe khói, lúc này lại liều cả tính mạng tranh giành chỗ đứng với bọn kiến lửa. Vĩnh Viễn chỉ cúi đầu trước lực lượng mạnh nhất, đây chính là quy luật thiên cổ bất biến của tự nhiên vĩ đại, một con lợn rừng gặp phải một con báo châu Mỹ, khẳng định 10 phần là sẽ trở thành bữa ăn ngon miệng của con báo, nhưng đối diện với đại quân kiến lửa, bọn chúng cũng chỉ còn cách kết bạn cùng chạy trốn, cùng một đạo lý ấy, khi nước lũ ập tới, đại quân kiến lửa bị đánh cho tan tác những sinh vật còn lại đều coi cơn lũ của thiên nhiên là loài mãnh thú hung ác nhất bọn chúng là lũ kiến đều là kẻ chạy nạn vậy thì chung một con thuyền cũng chẳng có gì là lạ cả đen đủi nhất là mấy kẻ đã tạo ra chiếc bè này bọn họ dùng nó chỉ với mục đích thoát khỏi nơi đây chứ không ai nghĩ đến chuyện giúp thú làm vui cả mắt thấy chiếc bè của mình sắp trở thành gian triển lãm sinh vật châu mỹ và có thể chìm bất cứ lúc nào bốn người đều dở hết mọi chiêu thức tìm đủ trăm phương ngàn kế ngăn cản lũ động vật lên bè Trương Lập đá văng một con rái cá xuống nước, rồi ra sức gạt mấy con kiến dính vào sau cú đá ấy đi, vì sợ đôi ngàm độc, nên Nhạc Dương không dám trực tiếp dung tay gạt, mà chỉ khung tay làm gáo, không ngừng đổ nước lên mình lũ kiến đang bỏ nhung nhúc lên bè, son và chắc một cường ba thì chơi cả tay lẫn chân, nhất loạt đẩy hết lũ động vật đang có ý đổ leo lên bè xuống nước. Bốn người đội mưa, vừa đuổi đoàn quân động vật đang kết bè kết đội trốn chạy cơn tai kiếp, mặt khác lại phải bám chặt vào sợi dây bảo hiểm trên bè để khỏi tuột tay rơi xuống nước, tình hình thảm hại xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Trương lập lại đá văng một con vật không biết tên, đầu lợn chân móng guốc bề ngoài trông như con chuột túi xuống nước, lớn tiếng hét lên, đừng trèo lên nữa. Đừng trèo lên nữa, đây có phải thuyền Noe đâu chứ. Bỗng nhiên, chiếc bè bắt đầu long ra, một cây gỗ tròn trượt đi, bốn người lấy làm kinh hãi, trải qua cơn mưa kéo dài lâu như vậy, lẽ nào dây buộc đã tới cực hạn, không thể chịu đựng được hơn nữa rồi. Nhìn kỹ lại mới hiểu, thì ra bọn kiến lửa đã phát huy phẩm chất bản năng của chúng, bọn chúng sơi sạch tất cả những vật hữu cơ có thể ăn được, đó là bản năng trời sinh của chúng, căn bản không cần biết tình huống xung quanh thế nào, bọn chúng cứ bám vào cái bè, mặc xác là dây buộc hay khúc gỗ, chúng cứ thế mà ngoác miệng ra nghiền nát. Tiếp đó, khi một thân cây to tướng bị nước cuốn trôi đập thẳng tới, son kêu lên một tiếng, không xong rồi. Mau tản ra, đồng thời cả bốn mỗi người ôm chặt một khúc gỗ tròn, trước mắt đã bị cuốn đi cách nhau một đoạn khá xa. Trác Mộc Cường ba vốn định đưa tay ra chống đỡ để bè gỗ khỏi bị thân cây đổ vào, chẳng ngờ chỉ là châu chấu đá xe, thân cây khổng lồ ấy cứ lặng lẽ đổ vật ra, nhấn chìm gã xuống mười mấy mét nước. Trác Mộc Cường ba khó khăn lắm mới thoát khỏi xoáy nước, lúc trồi đầu lên lại bị một thân cây đường kính đúng bằng chiều cao một người nằm ngang đập cho một phát nổ đom đóm mắt, không còn nhận nổi phương hướng nữa, trong mông lung chỉ nghe tiếng gọi gấp gấp, không rõ là của Nhạc Dương hay Trương Lập, Cường ba thiếu gia. Sau đó thì ngoài tiếng nước ùng ục gã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Ai ở phía trước, chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, đường mẫn đang cười tươi như hoa đứng trước mặt gã, chắc một cường ba cuốn cuồng chạy tới ôm cô vào lòng, mừng rỡ thốt lên, em không sao thì tốt rồi, mẫn mẫn, em không biết anh lo cho em tới nhường nào đâu. Chợt thấy có mùi hương không đúng, cô gái trong lòng gã ngước đầu lên, đó đâu phải đường mẫn, sao lại là ba ba tô chứ, chắc một cường ba vội lùi lại một bước, ngượng ngùng nói, xin lỗi, Cô Babato, tô, tôi cứ ngỡ, ừm, tôi cứ ngỡ. Chỉ thấy Babato nhíu đôi hàng lông mày lại, ánh mắt toát lên khí thế mạnh mẽ ghê người, đâu phải Babato, đó rõ ràng chính là Lữ Cánh Nam, chắc một cường ba thất thanh kêu lên, giáo quan. Sao lại là cô, sao cô lại ở đây, ừm, phải rồi, chẳng lẽ cô đã cứu tôi à? Chỉ nghe Lữ Cánh Nam lạnh lùng hỏi, chắc một cường ba, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Anh quên lý do tại sao mình có mặt ở đây rồi hả? anh đã quên tại sao mình phải rèn luyện gian khổ như vậy rồi hay sao? Nếu anh không dốc hết toàn lực, sợ rằng vĩnh viễn cũng không bao giờ tìm thấy nó đâu. Chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một cái bóng màu tím ánh vàng đứng sừng sững trước gió, uy phong lẫm liệt, khí thế vương giả oai hùng toát lên trong từng cử động nhỏ nhặt nhất. Trác Mộc Cường ba bồi hồi kích động, dường như lữ cánh nam còn nói gì đó, nhưng gã đều chẳng nghe lọt vào tai, chỉ gào lên, tử, tử kỳ lân. Đó là tử kỳ lân, gã vội tung chăn đuổi theo, con tử kỳ lân kia cũng bắt đầu bỏ chạy, dù cho chắc mộc cường ba có gắng sức tới đâu, Thủy Trung cũng chỉ có thể trông thấy một cái bóng mơ hồ mờ nhạt của con thần thú. Gã chạy từ thành phố tới vùng đồng ruộng, rồi lại từ đồng ruộng chạy ra hoang mạc, từ hoang mạc chạy lên núi tuyết, cuối cùng lại chạy từ trên núi tuyết xuống thành phố, nhưng khoảng cách giữa gã và tử kỳ lân thì mỗi lúc một xa. Đường phố không ngừng lùi dần về phía sau, cơ hồ như con đường ấy mãi mãi cũng không có điểm dừng, Trác Mộc Cường ba dốc hết sức lực toàn thân cũng chỉ thấy được tử kỳ lân biến mất trong không khí, không để lại bất cứ dấu vết nào. Trác Mộc Cường ba chán nản gục xuống, má áp vào mặt đất lạnh lẽo, trong lòng thầm nhủ, lẽ nào, lẽ nào ta thật sự không thể tìm thấy nó. Đúng là không có cơ hội sao, gã đau khổ nhắm nghiền mắt lại, đúng lúc này, gã cảm nhận được một cách rất rõ ràng, có con vật nào đó đang thẻ chiếc lưỡi ấm áp của mình liếm lên mặt gã, là chó, nó trở lại rồi, nhất định là tử kỳ lân trở lại rồi trác mộc cường ba mở bừng mắt nhưng gã chỉ thấy dễ của một cây cổ thụ cao chọc trời bên cạnh là bụi cỏ rậm rạp dưới đất mấy con côn trùng giáp sát nhỏ xíu trong rừng vang vẳng tiếng chim hót vui tai nhắc nhở gã biết nơi đây vẫn là khu rừng nằm sâu bên trong rừng nguyên sinh nam mỹ mặt trác mộc cường ba áp xuống đất thấy lạnh lẽo ẩm ướt cơn lũ dường như đã đi qua nhưng mưa vẫn chưa tạnh những giọt mưa bút giá không ngừng chảy xuống cổ gã ngoảnh đầu lại thấy son đang ngồi xổm bên cạnh xem ra chính là anh ta đã đánh thức gã dậy Phía chân trời đã hừng sáng, cuồng phong bão vũ đã biến thành cơn bụi phùn lất phất, tựa như dương liễu ở Giang Nam phất phơ trong gió nhẹ, có điều bây giờ chỉ cần nhìn thấy mưa là chắc Mộc Cường Ba đã ghét cay ghét đắng rồi. Gã Điềm Đạm hỏi, "Chúng ta đang ở đâu? Trương Lập, Nhạc Dương đâu rồi?" Lời thốt ra khỏi miệng, gã mới nhận ra sau một hồi gào thét trong cơn bão, giọng mình đã khản hẳn đi. Son đáp, "Không biết, chúng ta bị nước cuốn đi mỗi người một hướng." Cũng may là ba lô của anh mắc vào một khúc cây nên mới không bị chìm xuống đấy. Tôi ở gần anh nhất, nên đã tóm lấy khúc cây đó, chúng ta đã trôi giạt chừng ba tiếng đồng hồ rồi. Giọng anh ta cũng khản đặc như cái trống thùng. Trác Mộc Cường ba thấy toàn thân mệt mỏi cực độ, muốn nhấc tay lên mà cũng chẳng lấy đâu ra sức. Trong trận mưa gió vừa rồi gã đã nôn sạch mọi thứ trong bụng, lại phải bám chặt vào sợi dây an toàn, nên thể lức sớm đã cạn kiệt từ lâu. Son nói, anh biết mình ngủ bao nhiêu lâu rồi không? 24 tiếng đồng hồ rồi đấy. Anh ta giúp Trác Mộc Cường ba lật người dậy, bản thân cũng thở hồng hộc như phải kéo ba con bò cứng đầu đi ngược chiều vậy. Trác Mộc Cường ba trông thấy đôi mắt đỏ húp của Son, liền hỏi, một ngày một đêm. Vậy anh? Son gượng cười nói, tôi cũng muốn ngủ lắm, nhưng không còn cách nào khác, khu rừng này còn lớn và rậm rạp hơn khu rừng chúng ta vừa đi qua. Tôi đoán tỷ lệ ánh sáng chiếu xuống mặt đất chưa đến một phần trăm, bên trong không biết là có bao nhiêu dã thú sinh sống nữa. Trong một ngày, đã có mười mấy con ngấp nghé rình mò chúng ta rồi, chỉ cần tôi nằm xuống, đảm bảo không ai sống nổi đâu. Trác Mộc Cường ba nhìn mái tóc rối bù của Son, mặt mũi bẩn thỉu nhếch nhác, mấy ngày nay đã có thêm vô số nếp nhăn, hình dung tiều tụy, hai mắt kèm nhèm, trông hệt như một tên hành khất ngoại quốc chuyên đi nhặt ve chai, trong lòng không khỏi thầm áy náy, đành chậm chạp nói, anh cứu tôi một mạng, tôi. Son lắc đầu xua tay đáp, anh cứu tôi trước, giờ tôi lại cứu anh, nói không chừng đến lúc nào đó anh lại phải cứu tôi nữa thì sao trong rừng này một người căn bản không thể sống được chúng ta chỉ còn cách dựa dẫm vào nhau để sống mà thôi vì thế những câu ai cứu ai đó anh đừng nói làm gì nữa nếu giờ anh đã thấy khỏe hơn rồi vậy để tôi nghỉ ngơi một lát đi nếu anh mà không tỉnh lại nữa chắc tôi cũng chết chịu nổi thật đó nói đoạn son nằm lăn ngay ra đất hai mắt nhắm lại là không định mở ra nữa miệng lẩm bẩm đồ trong ba lô của anh tôi ăn hết rồi vỏ của cái cây bên trái hình như nhai được, tôi đã thử rồi, nhưng lúc anh vẫn còn nhai được. Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề đều đặn. Nhìn son chìm vào giấc ngủ, chắc một cường ba vạn người hoạt động gân cốt đã mỏi như, miến cứng cũng bỏ dậy được, gã bó gối ngồi trên nền đất ẩm tháp bên cạnh son canh gác, nhìn ba lô hành lý bị ném bung ném bãi, thật không biết nói gì với anh chàng tóc trắng này nữa. Anh ta và bọn gã đã cùng trải qua 4 năm ngày gian khổ nhất, đồng thời còn cứu mạng mình, không ngủ không nghỉ canh gác cho mình cả một ngày đêm, nhưng anh ta lại lật tung cả ba lô hành lý của gã ra, còn ăn sạch cả đồ ăn nữa chứ, có lẽ Son và các quý ông người Anh mà gã biết không giống nhau cho lắm thì phải. Trời đã sáng bảnh, nhưng xung quanh vẫn âm u đáng sợ lạ thường, chắc Mộc Cường ba chỉ quanh quẩn bên cạnh Son canh gác, lại nhớ tới bọn Trương Lập, Nhạc Dương, trong cơn đại hồng thủy đó, không biết bọn họ có được bình an hay không nữa. Còn ba tang thì gã lại chẳng hề lo lắng chút nào bởi ba tang là loại người trời sinh ra đã thích ứng với cuộc sống trong rừng nguyên sinh này rồi anh ta chính là một con mãnh thú là một phần của rừng nguyên sinh còn trương lập với nhạc dương thì không được như vậy dù cả hai đều xuất thân quân nhân nhưng hai anh chàng này cũng như gã có khi còn không bằng được gã nữa gần như là hoàn toàn không có năng lực độc lập sinh tồn nơi hoang dã mặc dù đều được huấn luyện như nhau nhưng khi đối diện với các loài động thực vật lạ mặt lại còn cả môi trường biến ảo không lường bọn họ thường lộ ra vẻ hoang mang cố hiếu cần một người phát hiệu lệnh, một người có thể chỉ dẫn phương hướng hành động. Sau đó, gã lại nghĩ đến nhóm người của giáo sư Phương Tân, nhóm của ông xuất phát sớm hơn bọn gã, nhưng rất khó xác định họ đã ra khỏi rừng trước khi mưa bão giáng xuống hay không nữa, mong rằng họ có thể đến được Sên Mary bình an. Nhất thời tâm tư cuồn cuộn trào dâng, bao nhiêu ý nghĩ hào ạt kéo về, chắc một cường ba lúc thì nghĩ về giấc mộng kỳ lạ lúc nãy, lúc thì nghĩ tới lần khảo hạch thất bại này chuyến đi bạc ba la thần miếu sẽ lại bị kéo dài, không biết còn phải huấn luyện thêm hạng mục gì nữa đây. Trác Mộc Cường ba lặng lẽ nghĩ ngợi một lúc, chỉ thấy cơn đói quằn quại dày vò trong bụng, đưa mắt nhìn cái cây son vừa nhắc tới, quyết định thử nhai một miếng vỏ xem sao. Cây này cao chừng hai chục mét, nhưng thân cây chỉ bằng một người ôm, từ gốc cây lên đến ngọn cây không có cảnh nhánh nào, nhìn từ xa trông thật giống một cái ô khổng lồ. Vỏ cây nhìn có vẻ bám rất chặt, biểu bì màu xám pha xanh lục, có hoa văn vòng vèo, nhìn thế nào cũng giống một cây dừa, nhưng lá lại như cái lông chim, nhìn từ dưới đất lên, một cái lá ít nhất cũng phải dài đến 4-5 mét. Trác Mộc Cường ba nghiêng nghiêng đầu, đổi tư thế mấy lần, nhưng thân cây này chỉ bằng một người ôm, mặc cho gã đổi bao nhiêu tư thế thì cũng vẫn thế mãi cũng không tìm ra chỗ nào ghé miệng. Trác Mộc Cường ba định tước một mảnh vỏ cây xuống, nhưng gã không biết con dao đã văng đi đâu mất, trong ba lô, ngoài lều bạt ra, các thứ khác cũng thất lạc gần hết, quả thực là không tìm ra thứ gì có thể dùng đỡ. Trác Mộc Cường ba tức đến bùn rùn cả người, tung chân đạp mạnh vào thân cây, không ngờ cú đá đó lại làm thân cây kêu lạo xạo chóc cả vỏ ra, hệt như một bức tường đá vôi bị ngâm nước. Trác Mộc Cường ba thử lấy móng tay bóc vỏ cây, quả nhiên, thân cây nhìn có vẻ cứng rắn, thực chất lại vừa mềm vừa xốp, chỉ hơi dùng sức, vỏ cây đã chóc ra lả tả. Cho một miếng vào miệng nếm thử, thấy không đắng, cũng không ngọt, không có mùi gì lạ, cảm giác hơi khô trên lưỡi, ăn vào miệng. Trác Mộc Cường ba nhận thấy hơi giống ăn vỏ bánh mì, gã thầm nhủ, lẽ nào đây chính là cây bánh mì người ta vẫn nói. Lúc huấn luyện gã từng nghe nói, có một loại cây chứa rất nhiều tinh bột, người địa phương lấy loại cây này làm thức ăn, gọi là cây bánh mì. Ăn được vài miếng, chắc một cường ba thấy miệng khô lưỡi rát, vậy là gã liền bóc một ít vỏ cây đem ra bờ sông, dùng dụng cụ múc nước, đặt sang một bên cho lắng xuống, rồi lọc lấy nước sạch đun sôi lên, trộn với vỏ cây thẳng dạng sền sệt, lần này ăn thì trong miệng thấy ngọt ngọt, đúng là không khác gì ăn cháo là mấy. Trác Mộc Cường Ba ăn hơn nửa cân vỏ cây mới thấy đỡ đói. Mưa đã nhỏ dần, xem ra sắp tạnh đến nơi, Trác Mộc Cường Ba đứng dưới gốc cây đã không thấy mưa rơi xuống người nữa, chỉ có dòng sông cuồn cuộn đục ngầu kia vẫn nhắc nhở gã rằng còn có một nơi nào đó đã từ rừng rậm biến thành một vùng nước mênh mang rồi. Trác Mộc Cường Ba đi xung quanh chỗ son nằm, anh ta đã chọn được một chỗ rất tốt. Trên mặt đất không có cỏ dại hay nấm mốc, xung quanh 10 bước không có cây cối bụi cỏ, gần như là một binh đài thiên nhiên nhưng mà cũng không rõ là son chọn hay bọn họ bị nước lũ cuốn đến đây nữa. Ngoài ra còn một điểm nữa rất kỳ lạ, trong những khu rừng bọn họ đã đi qua, hầu như đều rất ít đá, còn ở đây thì đâu đâu cũng thấy đá vụn, đi vài bước là đá phải một hòn đá to như nắm đấm, xem ra chỗ này không những cao hơn các chỗ khác, cả kết cấu địa chất cũng không giống với những khu rừng kia chút nào. Chắc Mộc Cường Ba đang nghĩ ngợi, khoảnh rừng phía trước đột nhiên vang lên tiếng soạt soạt, một con vật lớn chắc Mộc Cường Ba chưa từng thấy bao giờ bỗng lao vù ra. Trước mặt năm tên du kích, một nhân vật trông như thế sư mặc áo choàng đen, đội mũ lông chim, trang sức rực rỡ, mặt vẽ đủ thứ màu sắc, tay cầm con dao lóc xương nhọn hoắt, miệng lẩm bẩm niệm chú gì đó. Sau lưng tế sư có một chiếc bàn gỗ, đại khái lớn hơn bàn làm việc một chút, nhưng nhỏ hơn bàn bóng bàn, bên cạnh tế sư còn có mấy gã cao to lực lưỡng đứng ngạo nghế, tay chắp sau lưng, ngọn lửa đỏ rực chiếu hắt lên làn da màu đồng cổ và cơ thịt rắn chắc của họ. Thạch trận Con thú khổng lồ ấy hình dáng giống lợn, nhưng lại không có móng nhọn răng nanh như lợn rừng, hình thể to lớn, bốn chân như bốn cái trụ, đứng sừng sững ở đó trông như con bò, mà không, có khi còn lớn hơn bò nữa, chiều cao e rằng phải đến 1 m 7 gần như ngang với trác mộc cường ba. Mặc dù đã khôi phục ít nhiều thể lực, nhưng đối mặt với con quái nặng cả tấn này, trác mộc cường ba vẫn không khỏi cảm giác lực bất tòng tâm, một người một thú bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều cảnh giác nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét. Một lúc lâu sau, Trác Mộc Cường ba cảm thấy trong cặp mắt châu kia cũng toát lên vẻ kinh hoàng giống như gã, nhìn bề ngoài, con vật này trông to lớn, nhưng trong miệng nó không có nanh sắc mà chỉ có răng hàm to tướng, chắc hẳn là một loại động vật ăn cỏ chứ không sai. Thấy con vật không có ý đồ tấn công, Trác Mộc Cường ba cũng táo gan dần lên, gã thử bước tới trước, miệng gầm gừ phát ra những âm thanh uy hiếp của dã thú, thân hình khổng lồ kia quả nhiên không chịu nổi khí thế ấy, không ngừng giật lùi về sau. Trác Mộc Cường ba cũng không dám ép thái quá, nhớ chẳng may con quái này mà nổi cơn điêm, chỉ cần hút khẽ một cái, chắc chắn gã sẽ bẹp dí dưới đất, tiếp sau đó dù không bị dẫm nát thành cháo thịt, thì cũng khó mà tránh khỏi gãy mấy khúc xương, đây là điều chắc chắn. Con vật khổng lồ kia cũng không phải thứ ngu xuẩn, sau mấy lần ướm thử, nhận ra khả năng tấn công của Trác Mộc Cường ba còn thấp hơn nó tưởng lần, liền gấp nhiều lần liền ngó qua nhìn lại, đột nhiên chạy vòng qua trước mặt gã. Trác Mộc Cường ba lấy làm kinh hãi, son vẫn còn đang nằm ngủ đằng kia, nếu bị con quái này dẫm cho một dẫm, vậy chẳng phải là sẽ toi đời hay sao? Con quái thú lợn chẳng ra lợn châu không ra châu ấy nhìn bề ngoài thì béo mũm mĩm, song động tác lại nhanh nhẹn lạ thường, chỉ thoát cái nó đã luồn ra khoảnh đất trống chỗ son đang nằm ngủ, rồi nằm ngửa ra lăn lộn như lên cơn động cớn. Trác Mộc Cường ba nhìn mà giật mình thon thót, đã mấy lần thân thể đại tướng ấy suýt chút nữa là đè lên người son rồi. Gã không ngừng huyết sáo, hai tay vung lên giả bộ muốn đánh hoặc vung vẩy khúc cây, nhưng con vật to đầu kia cứ như thể đã chắc chắn chắc mộc cường ba không làm gì được nó vậy cứ hờ hững như không mặc sức lăn qua lăn lại không ngừng dầm mình xuống đống đất bùn thấy nó có vẻ cũng không định lăn lên người son khúc cây trong tay chắc mộc cường ba lại buông xuống rồi gã bỗng chợt hiểu ra chẳng trách khoảnh đất này lại không có gốc cây ngọn cỏ nào thì ra là bị con quái vật này lăn lộn gây ra xem ra đây chính là bãi tắm bùn của nó rồi con trâu lợn đó lăn chừng 10 phút rồi mới uể oải đứng dậy, đùng đà đùng đỉnh lắc lư thân hình béo ú của nó. Trác Mộc Cường ba biết, trên mình các động vật cỡ lớn như con này, trong các nếp nhăn trên da có rất nhiều côn trùng ký sinh, bọn chúng thường dùng cách tắm bùn hoặc tắm cát để giết chết hoặc đuổi lũ ký sinh trùng này đi, nếu không thì phải nhờ tới các sinh vật khác giúp đỡ. Có điều con quái vật kỳ hình dị tướng này thì đừng nói là nhìn thấy, cả nghe gã cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ, không hiểu là lai lịch của nó thế nào. Bảo vệ Son Trác Mộc Cường ba không dám đi xa, chỉ hoạt động trong phạm vi có thể trông thấy được anh ta, đặc biệt là ban đêm, để đề phòng bọn dã thu tấn công, gã đốt liền bảy đống lửa, vây mình và son lại vào giữa. Anh chàng son này ngủ một giấc cũng thật dài, kéo suốt cả một ngày một đêm. Đến tận trưa hôm sau, anh ta mới tỉnh ngủ, bốn bề hoang vắng không giấu chân người, đồ ăn được lại chỉ có một cái cây không biết tên gì, hai người bàn tính một hồi, cảm thấy cứ ở mãi đây cũng không phải là cách, lại còn không biết bọn Trương Lập giờ đang ở chỗ nào, cuối cùng quyết định tiếp tục mạo hiểm đi sâu vào rừng thử xem có thể tìm được mấy người bọn Trương Lập hay không, hoặc giả tìm được một con đường thông đến đô thị hiện đại, tóm lại là cứ phải thử vận may một phen còn tốt hơn là chết ở nơi rừng sâu hoang vắng không ai hay biết này. Chỉ là dòng sông cuốn họ tới chỗ này cũng hết sức cổ quái, theo Như Son nói, nhìn từ xa thấy con sông này chảy theo đường cong, hơn nữa lại còn có rất nhiều chỗ ngoặt, nếu tiếp tục đi dọc theo bờ sông chỉ sợ phải đi thêm quãng đường vòng dài gấp đôi, vậy là hai người liền chuẩn bị đủ nước, rời khỏi bờ sông, bắt đầu đi dọc một con đường thẳng xuyên qua rừng. Mặc dù không có thiết bị nhận biết phương hướng, nhưng với tri thức phong phú về mặt sinh tồn trong rừng của mình, Son cũng có thể dựa vào một số loài thực vật và vị trí của mặt trời mà phán đoán ra phương hướng. Hai người bắt đầu tiến bước, bọn họ bây giờ đã hiểu rõ làm sao tránh khỏi một số loài có độc và mãnh thú thường gặp có điều nếu lại gặp phải bọn sinh vật không biết tên gọi là gì mà Trác Mộc Cường Ba gặp hôm trước thì tình hình cũng rất khó nói. Trác Mộc Cường Ba miêu tả lại con vật gã trông thấy cho son, nhưng anh ta ngẩn người ra một hồi lâu, nghĩ mãi cũng không nhớ ra đó là loài sinh vật gì, chỉ đành lắc đầu, nói có lẽ khi nào nhìn thấy thì mới biết được. Hai người cũng không biết mình đi được bao lâu, rừng sâu rậm rạp vô cùng, đầu đầu cũng thấy đủ các loài sinh vật kỳ quái, nhưng đi mãi cũng không thấy hy vọng thể ra khỏi khu rừng này. Về sau, hai người lại phát hiện ra một dòng sông nhỏ, đi dọc theo bờ sông, trên đường son nhận ra mấy loài động vật có thể dùng làm thực phẩm. Hai người liền hợp sức bắt lấy ăn cho qua bữa, rồi lại tiếp tục đi về hướng đông, thoát cái, trời đã chạm vạng tối, cơn mưa khiến người nghĩ mà sợ kia cũng tạnh từ lâu. Lúc này, son đi phía trước, chắc một cường ba đeo ba lô đi phía sau, bỗng nhiên son ra sức gạt bụi cây rậm rạp chặn đường sang hai bên, mừng rỡ reo lên, có ánh sáng, có ánh sáng. Nói đoạn, anh ta liền dảo chân bước nhanh mấy bước. Trác Mộc Cường Ba cũng cảm mừng, trong khu rừng này, lúc nào cũng âm u tối tăm không thấy ánh sáng, nếu có ánh sáng, có lẽ là họ đã ra khỏi rừng, đến một nơi nào đấy khác cũng nên. Son mặc cho gai nhọn đâm vào da thịt, lách người tiến lên phía trước, vừa chen ra khỏi đường bụi cây, anh ta liền kêu lên, trời ơi! Nhanh tới xem này, Johnson, ông Johnson, tới xem chúng ta phát hiện ra gì này, nhanh lên! tiếng Anh của anh ta không thể nào phát âm được tên của Trác Mộc Cường Ba, mà cứ thích gọi gã là Johnson luôn. Trác Mộc Cường Ba cũng đến phía sau son, cũng hệt như khi hôm đó bọn họ phát hiện ra đại bản doanh của quân du kích, cảnh tượng trước mắt khiến hai mắt gã sáng bừng lên. Giữa khu rừng có một khoảng đất trống do con người khai phá, mặt đất lát bằng những phiến đá khổng lồ, trong các khe hở giữa những phiến đá, cỏ dại mọc lên tua tủa, cũng có cả những cây nhỏ to bằng bắp tay người đẩy lệch phiến đá, trồi hẳn lên mặt đất. Ở đầu kia con đường lát đá ấy là mấy tảng đá to tướng đứng sừng sững, nhìn xa trông rất giống với tượng người khổng lồ trên đảo Phục Sinh, tất cả đều đứng thẳng thớm ở đó, không rõ đã bị cây rừng cỏ dại che phủ mất mấy ngàn năm rồi. Trong rừng sâu khắp nơi đều là màu xanh, màu xám, màu nâu, bỗng nhiên trông thấy kiến trúc nhân tạo lớn như vậy, toàn bộ đều bằng đá tua tủa, cũng có cả những cây nhỏ to bằng bắp tay người đẩy lệch phiến đá, trồi hẳn lên mặt đất. Ở đầu kia con đường lát đá ấy là mấy tảng đá to tướng sừng sững, nhìn xa trông rất giống với tượng người khổng lồ trên đảo Phục Sinh, tất cả đều đứng thẳng thớm ở đó, không rõ đã bị cây rừng cỏ dại che phủ mất mấy ngàn năm rồi. Trong rừng sâu khắp nơi đều là màu xanh, màu xám, màu nâu, bỗng nhiên trông thấy kiến trúc nhân tạo lớn như vậy, toàn bộ đều bằng đá cỡ đại, công nghệ thô sơ nhưng lại toát lên vẻ huy hoàng trong quá khứ, chắc một cường ba không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng son thì sớm đã không kìm nén được tâm trạng kích động, anh ta quỳ một chân xuống đất, đưa tay vuốt nhẹ lên nền đá mát lạnh, lẩm bẩm nói một mình anh nhìn đi đây là di tích di tích của cổ nhân đấy chúng ở nơi này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng chứng kiến lịch sử của cả một dân tộc những tảng đá lớn như thế này họ mang ở đâu tới tại sao lại xây dựng ở đây thật không thể nào tin nổi đúng là không thể nào tin nổi son nói rồi lại dạp người quỳ xuống thân hình khẽ run rẩy chắc mộc cường ba không ta dám tin anh ta lại kích động đến độ như vậy Phạm vi được lát đá phiến đại khái to bằng một sân bóng rổ, xung quanh có kiến trúc nào khác nữa mà chỉ có mấy tảng đá lớn dựng đứng sừng sững, thoạt nhìn có vẻ như mấy tảng đá ấy ghép lại thành đồ án gì đó, nhưng có một số tảng đã bị sụp đổ, thậm chí có dấu vết bị dã thú dịch chuyển, rất khó xác định được ban đầu chúng như thế nào nữa. Son giờ tay lên một tảng đá lớn, rồi lại treo lên một tảng khác, hay dập người xuống đất quan sát khe hở giữa hai phiến đá, thật chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu tiên tới khu vui chơi, đối với thứ gì cũng đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Trác Mộc Cường Ba đi theo son tới trước tảng đá khổng lồ, mỗi tảng đều cao tới 4-5 mét, tuyền một màu trắng, khắp xung quanh đều có hình chạm khắc mờ mờ, phong cách cổ xưa trang nhã, hình tượng kỳ lạ đặc biệt, trước giờ chưa từng thấy. Đặt chân lên nền đá trắng, ngẩng đầu nhìn tảng đá khổng lồ trước mặt, bầu trời xanh ngắt xa xa, nơi chân mây thoáng ẩn hiện dáng hồng, một đàn vẹt châu Mỹ bay vụt qua, nhìn quang cảnh đó, Trác Mộc Cường ba không khỏi dâng trào lên cảm xúc thê lương. Nhưng người sáng tạo ra chúng đã biến mất, chỉ còn lại những tảng đá này lặng lẽ kể lại lịch sử, trước năm tháng vĩnh hằng, lịch sử của một dân tộc chẳng khác gì ánh sao băng lóe lên rồi vụt tắt. Trác Mộc Cường ba vòng qua sau lưng một tảng đá lớn, nhìn một tảng đá khổng lồ đổ vật trên nền đất, bên trên khắc đầu người, hình tượng động vật và các loại hình vẽ cổ quái khác, đặc biệt là phần bên dưới, toàn bộ là những đồ án hình chữ nhật góc tròn. Bên trong cũng là những đầu người, Động vật ở các tư thế khác nhau, nhưng những hình này lại đều trần chặn vừa giống hình vẽ lại vừa như chữ viết. Lúc này Son đã trèo lên một cây to, ngước mắt nhìn ra xung quanh, sau rồi anh ta lại leo xuống, nói với giọng tiếc nuối: chỉ có mỗi chỗ này, những nơi khác không thấy gì cả. Kỳ lạ thật, một khoảng đất nhỏ tẹo như thế này thì dùng làm gì được chứ nhỉ? Chắc một cường ba chỉ những đồ án bên dưới bệ đá cho Son xem, anh ta vừa nhìn liền lập tức nhận ra ngay, rú lên như cú đêm, may ha. Đây là chữ của người may ha cả đây nữa, trời đất, ở đây sao lại có văn tự của người Maya được? ở đây cách Trung Mỹ cả ngàn cây số cơ mà. Son bỗng vỗ mạnh lên chán, không đúng, đáng chết thật. nếu người Kucoa là hậu duệ của người Maya, vậy thì tổ tiên của họ chắc chắn phải để lại đây thứ gì đó chứ? đáng lẽ tôi phải nghĩ ra ở đây cũng có di tích của người Maya rồi mới phải. sao tôi không nghĩ ra từ sớm nhỉ? nếu có máy ảnh ở đây thì tốt rồi, nếu có máy ảnh thì tốt rồi. không biết Son đã nhắc đi nhắc lại câu cuối cùng đó bao nhiêu lần nữa. Trác Mộc Cường ba đi xuyên qua các cột đá lớn đó, mỗi cột đều khắc các hình vẽ khác nhau, nhìn những sản phẩm kết tinh của nền công nghệ cổ đại, trong lòng không khỏi thầm cảm thán cuộc đời sao quá ngắn ngủi, hiểu biết sao quá ít ỏi. Lúc này, nghi vấn lớn nhất của gã cũng giống như son, đó là trong rừng sâu khai khẩn ra một mảnh đất như vậy, dựng lên những tảng đá khổng lồ thế này, rốt cuộc là có mục đích gì? Gã hỏi, anh biết tiếng Maya không? Không biết, có điều tôi đã thấy ở Mexico, giờ nhìn một cái là nhận ra ngay chúng không giống với văn tự của bất cứ dân tộc nào, chỉ riêng người Maya mới có thôi. Son giờ lên một tảng đá, ủ rũ nói, đáng tiếc thật, trong tay chúng ta chẳng có dụng cụ gì, nếu ghi chép lại được, những tư liệu này có thể thay đổi hoàn toàn quan niệm đế quốc Maya chỉ tồn tại ở vùng Trung Mỹ của mọi người. Những tảng đá này xếp thành một đồ án, chắc hẳn là thể hiện điều gì đó, nơi này cũng không có kiến trúc gì khác, chẳng lẽ là một khu mộ. Chắc Mộc Cường Ba để ý nhận thấy, khi nhắc đến khu mộ, hai mắt son chợt sáng rực lên, ánh mắt đó, tuyệt đối không phải là của một quý ông Anh quốc, ngược lại có chút gì đó giống với gã cao lớn mặc quân trang có ý đồ theo dõi gã trước đó, ánh mắt tham lam, tràn ngập ham muốn chiếm hữu ấy, không khỏi khiến người ta không rét mà run. Khu mộ, anh nói đây là khu mộ ư, chắc một cường ba dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng nhất thời hình ảnh đó chỉ mơ hồ trong ý thức. Cứ có cảm giác như đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng lại hết sức mông lung mở ảo. Phải, anh nhìn xem, son khoa tay nói, giữa những tảng đá khổng lồ này lại có những tảng đá trắng bắc ngang giống như một cánh cổng vậy dù đa phần đã sụp đổ hơn nữa còn có dấu vết bị dịch chuyển nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ không khó phát hiện ra tổng cộng có một hai ba bốn bảy, bảy trụ đá chúng đợi chút đã nghe son nhắc tới số bảy trong óc trác mộc cường ba dường như lóe lên điều gì đó nhưng son vừa nói lời tiếp theo gã lại lập tức quên bén đi mất trác mộc cường ba nói anh nói có bảy trụ đá phải không Đừng nói gì cả, để tôi nghĩ xem nào, bảy trụ đá, bảy trụ đá. Bảy trụ, bảy, chắc một cường ba lầm nhầm đọc thầm, rốt cuộc là đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Bảy trụ đá, tại sao nghe số bảy quen thuộc thế nhỉ? Bảy trụ đá, tượng trưng cho bảy dân tộc, bọn họ chung sống hòa bình trong rừng, cùng nhau bảo vệ lăng mộ của tổ tiên, trong đó bộ tộc dũng cảm nhất chính là người Cucuơ. Cuối cùng, chắc một cường ba cũng nhớ ra, đêm đó, dưới bầu trời sao lấp lánh, tiếng ca trong trẻo dễ nghe của ba ba Tô vẫn viết bên tai, tựa như âm thanh nơi tiên giới, khiến người ta không sao tin nổi. từ đó tới giờ chắc Mộc Cường ba vẫn luôn coi nửa trước bài ca lịch sử của người Cucuơ là huyền thoại. hơn nữa đêm đó đầu óc gã cũng u u mê mê, không nhớ được toàn bộ. giờ bỗng nhiên nghĩ tới, không khỏi thoát hết cả mồ hôi lạnh. không ngờ bài ca huyền chuyển du dương ghi lại lịch sử của người Cucuơ ấy, toàn bộ đều là sự thực. vậy thì lúc này dưới chân bọn gã đây chẳng phải chính là khi Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu ra khỏi cơn ngơ ngẩn, gã nói với giọng thấp trầm, không sai, Son, có lẽ anh nói đúng rồi đấy, lúc này chúng ta đang đứng trên lăng mộ của một vị tổ tiên người cu cu đấy. Son trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn đờ người ra, hồi lâu sau mới chấn tĩnh lại được, chộp lấy vạt áo rách dưới của Trác Mộc ba giật giật liên hồi, anh nói cái gì? Đúng là lăng mộ, sao anh biết, anh biết những gì hả? Cho tôi biết đi, nói hết cho tôi đi. Trác Mộc Cường ba đứng yên cho anh ta lắc gần 10 phút đồng hồ, son mới người tỉnh mộng, ngại ngùng buông tay ra, ngượng ngập nói, thật là, tôi thất lệ quá. Chỉ có điều, có điều là tôi kích động quá, giống, giống như, như Steven lần đầu tiên phát hiện ra thành cổ Maya vậy ấy. Trác Mộc Cường ba không biết Steven là ai, gã cũng không nghe rõ anh ta nói gì, gã đang cố gắng nhớ lại tiếng hát của Babato đêm đó. Gã điềm đạm nói, tôi biết không nhiều lắm, đêm đó, tôi cũng uống say rồi. Không nhớ được bao nhiêu. Ở đây có lẽ là một tổ tiên chung của người Kukua và mấy bộ tộc khác. Nhưng gọi là gì thì tôi không nhớ được nữa. Dường như là xảy ra trên đường di cư thì phải. Lúc đó tổ tiên người Kukua vẫn chưa tìm được vùng đất nào thích hợp để xây dựng thành trì. Vẫn đang phải phiêu bạt. Khi đi qua quê hương của mặt trời, bọn họ lại có một vị thủ lý tứ NS khác sắp lìa đời chấm SAU đó trôn ở nơi nào đó trên đường. Sự tình trải qua rất nhiều năm, tòa thành màu trắng bị sụp đổ, mọi người bỏ chạy tứ tán một số người không muốn rời xa quê hương. Đã tìm được lăng mộ vì tổ tiên đã đưa họ đến khu rừng này. Họ ở trước mộ lập lời thề, sẽ bảo vệ tổ tiên chung của mình, hình như là đã lập bảy cột trụ, khắc lời thề và quyết tâm của họ lên trên đó. Đại để là như vậy, có rất nhiều nội dung đúng là tôi không thể nhớ nổi. Nghe Trác Mộc Cường Ba nói xong, son thấp giọng lầm bẩm nhắc lại, chết trên đường à. Trác Mộc Cường Ba dễ dàng nhận ra trong giọng anh ta thoáng có vẻ thất vọng, cảm thấy phản ứng của tay son này thật cổ quái. một hồi lâu sau, son mới có vẻ như bước ra khỏi cái bóng ngủ du ấy, mỉm cười nói: thôi bỏ qua đi, đằng nào chúng ta cũng chỉ là khách qua đường, làm được trò trống gì đâu chứ. chỉ có điều những tư liệu này không thể bảo tồn được, thật là đáng tiếc. nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp thôi. giờ quan trọng nhất chính là ra khỏi được nơi này. cha, không biết đến bao giờ chúng ta mới được trở lại thành thị hiện đại nữa đây. Chắc mộc cường ba không lạc quan như vậy, gã lạnh nhạt nói sợ rằng rất khó, nếu đây đúng là lăng mộ của vị tộc trưởng đó, vậy thì lúc này chúng ta đang ở trung tâm của rừng than thở, cấm địa Ahatput. Lần này, cả Son cũng không nói năng gì, anh ta đã nghe bọn Trác Mộc Cường ba nói qua rồi, khu rừng cấm này không có cả trên bản đồ của người Kukua, có quỷ mới biết nó rộng thế nào, bên trong có những gì. Cấm địa yên nghỉ của Ahatput, bản thân mấy chữ này đã là một lời nguyền, kẻ nào đặt chân vào đây, chỉ sợ không ai có thể yên nghỉ nổi trác mộc cường ba lại càng hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt của họ từ chỗ người cu bộ lạc còn tương đối hiện đại cuối cùng bọn gã tiến vào rừng than thở sau đó đi tới nơi đây tổng cộng đã ngốn mất nguyên một tuần lúc này thức ăn của họ đã hết sạch trong tay lại không có công cụ nào vậy mà phải đi trong cấm địa yên nghỉ của ah còn nguy hiểm hơn rừng than thở gấp bội này bao nhiêu lâu ít nhất cũng phải mất một tuần mới ra khỏi đây được thế nhưng gã bây giờ quả thực là không biết có thể dựa vào cái gì để sinh tồn ở đây một tuần nữa Gã lên tiếng, theo như cách nói trong bài Sử ca của người Kukua, vùng đất thề do bảy cây trụ quây lại này, tương tự như một cánh cửa dẫn vào cấm địa, bước qua cánh cửa này là sẽ đi vào cấm địa của Ahatput. Tôi còn nhớ trên bản đồ của người Kukua, chỗ này cách, ở phía đông còn xa hơn chỗ chúng ta đến, nếu muốn chọn một con đường tắt ra khỏi rừng, e là chúng ta cần quay đầu, đi ngược lại con đường cũ mới được. Đương nhiên là không cần nói son cũng biết cấm địa yên nghỉ này nhất định đáng sợ hơn những khu rừng họ đi qua trước đây rất nhiều. một nơi đến cả thợ săn người cuckooer cũng không thể thăm dò, không ai lại không cảm thấy run sợ trước cái tên này cả. anh ta gượng cười nói, tôi rất đồng ý với quan điểm của anh, nhưng giờ thì không được. có mấy vấn đề. thứ nhất, chúng ta không biết mình đã bị nước lũ cuốn đi bao xa, rốt cuộc là bị cuốn theo hướng nào, đi theo đường cũ là đường nào, chỉ sợ cả anh lẫn tôi đều không tìm được. thứ hai, đồ của chúng ta đã dùng hết rồi ở bất cứ nơi nào trong rừng sợ rằng cũng đều như nhau cả, dù là nguy cơ nhỏ hay lớn, cơ hội chúng ta có thể tránh được đều không lớn lắm. Thứ ba, giờ cơn lũ đã qua, đám du kích kia chắc chắn cũng bị lũ xối cho tơi bởi hoa lá giống chúng ta vậy, giờ mà trở về, khẳng định là sẽ gặp phải chúng, hoặc ít nhất là xác suất gặp phải chúng rất lớn, tôi nghĩ. Sau mấy lần thiệt hại nặng nề như thế, chắc chúng cũng không đến nỗi lấy cháo ngô với hoa tươi ra hoan nghênh chúng ta trở về đâu. Thêm nữa, bây giờ trời đã sắp tối, ít nhất trong đêm nay chúng ta cũng phải làm rõ mấy vấn đề, muốn đi thì để sáng mai hãy đi. Lúc nói những câu này, Son cũng không ngờ được, anh ta đã khiến hai người bọn họ bớt được bao nhiêu là đường. Mỗi vấn đề đều khiến hai người phải đau đầu, thảo luận mãi không ra kết quả, Son chán nản vung chân hết những mẩu đá dưới đất, dám hồng cuối cùng nơi chân trời đang biến mất. Hai người đành chuẩn bị ngủ lại một đêm trong khu mộ của vị tổ tiên vĩ đại kia, hy vọng có thể mơ thấy thần thánh chỉ đường cho họ ra khỏi khu rừng này. Nằm nghỉ một lúc, Son lại đứng dậy đi đi lại lại trên con đường lát đá trắng, hình như hy vọng tìm được đường vào lăng mộ hay sao đó. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, chắc một cường ba thấy hơi đói, nhưng vỏ cây trong ba lô không còn nhiều lắm, gã đang trần trừ, chợt nghe Son reo lên kinh hãi, Johnson, mau tới đây. Giọng anh ta toát lên vẻ mừng rỡ chưa từng thấy, không biết là lại có phát hiện kinh người gì nữa. Bộ lạc ăn thịt người. Trác Mộc Cường ba chạy ào tới, chỉ thấy Son đang ngồi xổm bên trên một phiến đá, trên đó khắc một hình vẽ kỳ quái đường giao xiên xiên sẹo sẹo hoàn toàn không thể bì được với nét khắc trên trụ đá hơn nữa cạnh đó còn có một ít đá vụn nữa cả trác mộc cường ba cũng ý thức được hình vẽ này không phải là của người xưa mà mới được khắc cách đây không lâu hình vẽ được khắc ngay trên phiến đá bên cạnh trụ đá bị đổ nếu có người cẩn thận quan sát hình khắc trên trụ đá nhất định sẽ phát hiện ra dấu hiệu rõ ràng này hơn nữa nhìn đá vụn còn chưa bị thổi đi khỏi đường khắc có thể xác định hình vẽ mới khác ngày hôm nay, nói không chừng chỉ trước khi bọn họ tới đây một lúc. Là dấu hiện của ai để lại, tại sao lại để lại, chắc Mộc Cường Ba cho rằng điều này không hề quan trọng, quan trọng là chắc chắn đã có người khác tới đây, bọn họ không chỉ có một mình, trong rừng sâu hoang vắng lạnh lẽo này, có thể nhìn thấy dấu hiệu của con người, đó là điều vui hơn tất thảy rồi. Son khẳng định, hình vẽ này chắc hẳn là một loại dấu hiệu dùng để liên lạc với đồng bạn bị thất lạc, Họ để lại ở vị trí tương đối rõ ràng này chính là để truyền tin tức đó. Không biết là của quân du kích hay là bạn anh nữa. Nói đoạn anh ta ngước mắt lên nhìn Trác Mộc Cường ba đầy mong đợi, hy vọng gã có thể phát hiện được gì đó. Trác Mộc Cường ba cẩn thận quan sát hình vẽ một lần nữa, rồi vỗ mạnh vào chán, thầm mắng mình ngu ngốc, đây chẳng phải là một trong những dấu hiệu lúc huấn luyện lũ cánh nam đã dạy cho họ hay sao? Gã mừng rỡ đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh. Son kích động nói: là bọn họ à ai để lại vậy ba tăng hay là trương lập thế trác mộc cường ba hưng phấn nói không biết đây chỉ là tọa độ thôi tọa độ của nơi lưu dấu tin tức thấy son không hiểu gã liền giải thích sơ qua nếu là dấu hiệu chỉ hướng bình thường ai nhìn cũng hiểu ngay thì sẽ không có tác dụng bảo vệ bản thân lường gạt kẻ thù rồi vì thế chúng tôi mới dùng dấu hiệu kép đây là dấu hiệu đầu tiên nó chỉ dẫn ra nơi có dấu hiệu thứ hai ở ngay gần đây thôi như vậy dù kẻ địch có phát hiện ra cái này thì cũng không biết nó có ý nghĩa gì cả nói đoạn ngón tay gã chỉ vào chữ thập trên hình vẽ đây là phương vị lợi dụng sự thay đổi của mặt trời và hoàn cảnh xung quanh nó có nghĩa là ngón tay gã lại chỉ về phía giữa hai cây trụ nói hướng này sau đó chữ số la mã bên dưới là chỉ khoảng cách số ba tức là dùng bước chân để đo tổng cộng bảy bước vừa nói trác mộc cường ba vừa nhấc chân đi bảy bước theo hướng đó đoạn mở ba lô rút ra một thứ giống cây đèn pin chiếu xuống đất một hàng chữ đen lập tức hiện ra dưới ánh sáng màu đỏ son ngạc nhiên thốt không phải bút huỳnh quang đây là trác mộc cường ba mỉm cười giải thích đây là bút quang phổ tần suất ánh sáng khác nhau thì có tần suất khác nhau giống như mật mã thông tin vậy nếu là bút huỳnh quang dùng ánh sáng tím hay tia tử ngoại là phát hiện ra ngay còn bút quang phổ tần suất thì khác mỗi loại tần suất chỉ tương ứng với một quang phổ mỗi lần trước khi xuất phát chúng tôi mới xác định quang tần sử dụng trong chuyến đi đó. Vì vậy, chỉ có chúng tôi mới phát hiện ra được những dấu vết này thôi. Trải qua huấn luyện đặc biệt, chắc một cường ba đích thực là đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi ở khả khả Tây Lý. Vẻ mặt son có vẻ như vừa được mở mang tầm mắt, vội nói tiếp, trên đó viết gì vậy? Tiếng Trung Hà, sao phức tạp thế? Trác Mộc Cường Ba không giải thích thêm nữa, bởi vì gã không tiện giải thích, đây không chỉ là tiếng Trung, mà còn là loại văn tự lưu truyền ít nhất trên thế giới, tiếng tạng cổ. Hiện nay trong đội ngũ của bọn gã, người có thể thông thạo loại văn tự này chỉ có bốn người, bản thân gã, giáo sư Phương Tân, Ngải Lực khác và Lạt Ma Á La. Vừa nhìn hàng chữ này, chắc Mộc Cường Ba lập tức biết ngay đây không phải của Ba Tăng hay Trương Lập để lại, mà thuộc về nhóm của giáo sư Phương Tân, bọn họ cũng đã tới đây, hơn nữa theo nội dung của văn tự, bọn họ cũng bị lạc nhau mất rồi, thật đúng là tin tức chẳng lành. Đi theo hướng này, Thẳng tiến hướng tây, tám chữ đơn giản biểu thị hy vọng người đi sau sẽ tìm kiếm theo hướng này, chỉ là hàng chữ cuối cùng viết rất thấu, nét cuối cùng bị kéo ra vừa cong queo vừa dài thượt, xem ra bọn họ rất hoảng hốt, cả nhân số và số hiệu họ tên cũng không kịp để lại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trác Mộc Cường ba thấp thỏm, nỗi lo trong lòng gã đã thành hiện thực, nhóm người của Đường Mẫn đang gặp nguy hiểm. Sao vậy? Tin xấu hả? Son thấy sắc mặt Trác Mộc Cường ba không ổn bèn lên tiếng hỏi gã liền giải thích cho anh ta biết lần này bọn họ chia làm hai nhóm xuất phát, tin tức này là do nhóm kia để lại. Thành viên của nhóm thứ hai cũng bị thất lạc, hơn nữa tin tức cũng không hoàn chỉnh, chạy đi hết sức hoảng loạn, dường như đã gặp phải tình huống bất ngờ gì đó. Đi theo hướng này à? Son nghe xong, liền tiếp tục đi vào giữa hai trụ đá, thân thiết nói, không cần lo lắng, họ đã qua được mưa gió bão táp và cả cơn lũ quét, chứng tỏ rằng họ không hề kém chúng ta, gặp phải tình huống bất ngờ chắc cũng ứng phó được thôi họ đã qua đây nếu quanh đây không có người nào khác tới nữa vậy thì chắc là có thể tìm được dấu vết khác ở đây rồi son ngồi xổm xuống một phiến đá trên lớp bùn đất có dấu chân hiện lên rõ ràng chắc mộc cường ba cũng sụp xuống xem son chỉ vào dấu chân nói bước chân rất lớn rất hỗn loạn đúng là họ gặp phải chuyện gì đó mà không thể không bỏ chạy những dấu chân này toàn bộ đều là ủng đi mưa nhìn dấu vết thì là của hai hoặc ba người gì đó nghe son giải thích Trác Mộc Cường ba nhẹ cả người, đường mẫn không biết nhiều tiếng tạng cổ lắm, vậy nên những chữ kia không thể là để lại cho cô được. Giờ nhìn dấu chân, có thể xác định quá nửa là Mẫn Mẫn đang ở cùng giáo sư Phương Tân hoặc những người khác, chỉ cần người bị thất lạc không phải là Mẫn Mẫn là gã đã yên tâm không ít rồi. Bởi trong nhóm của giáo sư Phương Tân, ngoài Mẫn Mẫn ra, những người còn lại đều là bậc lão luyện, điều này thì trong quá trình huấn luyện thường ngày Trác Mộc Cường ba đã nhận thức được rồi. Loại ủng đi mưa này, vốn là trang bị để đi trong rừng nhiệt đới, có điều vừa tới Putumayo bọn gã đã bị người ta truy đuổi, nên cũng chẳng kịp đổi giày nữa. Đợi chút đã, Johnson, anh xem cái này. Son lại chỉ vào chỗ cách vết ủng chừng răm 3 mét, gương mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Trác Mộc Cường ba đi tới, chỉ thấy trên đất bùn cũng có dấu chân để lại, chỉ khác một điều là, những dấu chân này chính là dấu chân, dấu vết bàn chân trần của người nào đó. Quả tim Trác Mộc Cường ba lập tức nhảy vọt lên đến cổ họng, trong rừng sâu, không đi giày mà vẫn chạy như bay thì chỉ có dân cư của các bộ lạc sống trong rừng mà thôi, mà các bộ lạc bán văn minh như bộ lạc Kukua cũng đều sử dụng loại giày đặc biệt bệnh từ vỏ cây và cỏ, bộ lạc đi chân trần, khẳng định là chẳng được văn minh cho lắm. Mà ở trong rừng than thở và cấm địa yên nghỉ này, bộ lạc đông nhất chỉ có một loại bộ lạc ăn thịt người. Sắc mặt chắc một cường ba sám xịt như cho, gã chưa bao giờ sợ hãi như vậy, dù gặp phải khó khăn lớn hơn chăng nữa, gã cũng quyết không sợ hãi thế này gã không dám tưởng tượng nếu giáo sư phương tân và mẫn mẫn bị bộ lạc ăn thịt người đuổi giết cảnh tượng ấy sẽ thế nào nếu họ bị bắt gã lại càng không dám nghĩ đến hậu quả nữa cứ nghĩ đến cả một tổ chức vũ trang hung hãn như đám quân du kích cũng phải chọn cách lùng bắt bọn gã trong đêm để tránh chạm mặt với bộ lạc ăn thịt người chắc mộc cường ba không khỏi giật thoát mình lo sợ cả thế giới này đều biết những bộ lạc ăn thịt người đó đáng sợ nhường nào chắc mộc cường ba tự nhắc nhở chính mình bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh gã hỏi anh nhận ra được có bao nhiêu người đi chân trần không son vuốt mồ hôi lạnh trên trán kiểm tra lại mấy lần rồi mới nói không rõ dấu chân hết sức hỗn loạn nhiều nơi bị dẫm lên không chỉ một lần nhưng có một điểm tôi khẳng định được chính là có không ít người đâu trác mộc cường ba không thể bình tĩnh nữa gã lập tức chỉnh lại hành trang nói chúng ta chúng ta phải đi tìm họ son kéo chiếc áo rách của gã lại thấp giọng can ngăn anh điên rồi à bộ lạc ăn thịt người đấy Người nào ở trong rừng này cũng đều biết, cách càng xa đám người ấy ra càng tốt, người khác nghe thấy cái tên này muốn trốn còn chẳng kịp, vậy mà anh còn muốn đi tìm chúng hả? Tôi thấy chúng ta nên nhân lúc tối trời mà tẩu thoát thì hơn. Trác Mộc Cường ba nôn nao trong dạ, gã biết, son như thế là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, bản thân gã quả thực không có lý do ép anh ta làm bất cứ điều gì cả, nhưng nếu không có son, một mình gã thực sự không thể làm nổi, đích thực là nửa phần chắc chắn cũng không có. Muốn cứu người, không chỉ mình gã đi là được mà còn cần có cả anh phối hợp nữa. Trác Mộc Cường ba khẩn thiết nói, không được, chúng ta phải đi tìm họ. Anh không biết họ là chiến hữu của tôi, là bạn tôi, là người thân của tôi, là người một nhà với tôi. Trong một câu mà Trác Mộc Cường ba nâng quan hệ với các thành viên còn lại trong đội lên tới bốn lần, hy vọng có thể thuyết phục được Son. Son chỉ lặng yên không nói, quy một chân dưới đất, lấy ngón tay gõ lướt trên phiến đá, có vẻ như đang rất chủ trừ lưỡng lự. Trác Mộc Cường Ba thấy một tia hy vọng xuất hiện, liền nói tiếp: "Anh chưa biết quan hệ giữa tôi và họ đâu, trong nhóm có vợ tôi, người thầy tôi yêu quý nhất, một người bạn vong niên và người đối với tôi như cha vậy, cho dù thế nào, dù khó khăn tới đâu, tôi cũng phải đi cứu họ." "Tôi biết, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, nhưng thực lòng tôi rất hy vọng anh có thể giúp tôi thêm lần này nữa." "Vợ anh à?" Son Kinh ngạc ngẩng đầu, Trác Mộc Cường Ba gật đầu khẳng định một cách mạnh mẽ. Son thấy vậy đành thở dài, "Ừm, được rồi." nhưng nhất định phải cẩn thận đấy quan sát trước đã tuyệt đối không được làm ẩu làm bừa trác mộc cường ba mừng rõ thốt đương nhiên hai người lần theo dấu chân tới bên một con sông nhỏ thì mất dấu vết người trong cuộc lòng giả dạ dối bời trác mộc cường ba lúc này đã cuống hết cả lên lo lắng nói sao lại mất dấu rồi chẳng lẽ họ đã bị bắt son nói đừng hoảng loạn dựa vào phương hướng hiện thời có thể thấy họ đi đúng hướng đã để lại trong lời nhắn chúng ta cứ thuận theo hướng này mà đi tiếp Xem có phát hiện gì mới không? Nói đoạn, anh ta lại nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba, trời đã tối rồi đấy, anh cũng biết tiếp tục đi sẽ có hậu quả như thế nào chứ. Tôi biết. Trác Mộc Cường Ba dứt khoát trả lời. Tiến lên trong bóng tối, khi sao đêm phủ kín bầu trời, Trác Mộc Cường Ba và Son đã có thu hoạch, họ nghe thấy một thứ âm thanh kỳ dị từ đằng xa vang tới, đó là tiếng trống. Nghe như hiệu lệnh chiến đấu, âm thanh mộc mạc lưu truyền từ thời viễn cổ, trống là nhạc khí được con người chế tạo sớm nhất và cũng chỉ có trong một khu rừng như vậy, tiết tấu rõ ràng, âm chất dày đặc đó mới dung hợp được với tự nhiên một cách hoàn mỹ nhường ấy. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, từ từ, từ từ, trong rừng thấp thoáng ánh sáng của ngọn lửa, chắc một cường ba có cảm giác, tiếng trống đó dường như đang hòa cùng nhịp đập với tim gã, càng lúc càng rõ rệt, tim đập mỗi lúc một dữ dội. Gã giật thoát mình, thì ra son vỗ vỗ lên vai, mượn ánh sao yếu ớt, chắc mộc cường ba trông thấy gốc cây son chỉ, gật đầu hiểu ý, Hai người lần lượt trèo lên một thân cây cao chừng 30 mét, luồn qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật, hướng về phía nguồn sáng. Son lấy cái ống ngắm ra, nhìn một lát rồi đưa cho Trác Mộc Cường Ba, lúc đón lấy ống ngắm, gã phát hiện bàn tay đối phương đang khẽ run lên. Cảnh tượng hiện lên trong ống ngắm tựa trong ống kính máy quay, chính giữa là một căn nhà lớn dựng bằng cỏ tranh và cây gỗ, hai đầu cong lên như những con thuyền nhỏ thành Venice, trên ván gỗ vẽ một đôi mắt khổng lồ đen trắng và rõ ràng cửa sơn đỏ chét, nhìn như miệng con cá mập đang há rộng. Phía trước căn nhà lớn đó là một giàn giáo khổng lồ dựng bằng gỗ, bốn phía xung quanh giàn giáo có các chảo tròn kê trên giá ba chân, bên trong không biết để nhiên liệu gì mà lửa cứ cháy phừng phừng. Dưới giàn giáo đầu người nhấp nhô, vô số thổ dân ăn mặc gần giống người cu đứng bên dưới, già trẻ nam nữ đều có cả, nửa thân để cho eo trên xăm hình tốc tâm. Bọn họ có một điểm chung, đó chính là, người nào người nấy đều hai tay bưng một thứ đổ đựng, có bát có gáo có rổ có giá còn phía trên giàn giáo hai bên trái phải có bốn chiếc trống lớn bốn người đàn ông lực lưỡng đang vung tay đánh trống mồ hôi chảy xuống như mưa ở giữa là năm chiếc giá lớn bên trên chói năm người đàn ông nhìn kỹ lại thì chắc mộc cường ba chẳng nhận ra ai cả nhưng trong cách ăn mặc có lẽ là thành viên của quân du kích trước mặt năm tên du kích một nhân vật trông như thế sư mặc áo choàng đen đội mũ lông chim trang sức rực rỡ mặt vẽ đủ thứ màu sắc tay cầm con dao lóc xương nhọn hoắt, miệng lẩm bẩm niệm chú gì đó. Sau lưng tế sư có một chiếc bàn gỗ, đại khái lớn hơn bàn làm việc một chút, nhưng nhỏ hơn bàn bóng bàn, bên cạnh tế sư còn có mấy gã cao to lực lưỡng đứng ngạo nghễ, tay chắp sau lưng, ngọn lửa đỏ rực chiếu hắt lên làn da màu đồng cổ và cơ thịt rắn chắc của họ. Phía sau đám tên du kích, trên một cái bệ nhỏ cao hơn, còn một người ăn mặc rực rỡ hơn, trên đầu cắm lông chim lộng lẫy đủ màu, không biết là tộc trưởng hay đại tế sư nữa phía trước y đặt một món đồ bằng gỗ trông giống cái đỉnh, có vẻ rất cổ phác. Nhìn bề ngoài, dường như họ đang cử hành đại lễ sinh sát, còn những người bưng đồ đựng bên dưới, chắc hẳn là ai cũng muốn chia phần chứ chẳng nghi. Khó trách son lại run rẩy như thế, nhìn điệu bộ này là chẳng cần giải thích gì nhiều nữa, đây chính là bộ lạc ăn thịt người, trăm phần trăm là bộ lạc ăn thịt người rồi. Bộ dạng năm người bị trói đều hết sức ủ rũ chán nản, e rằng còn hơn cả sợ hãi, có người ngoác miệng mắng chửi, có người lại khóc giống lên, có kẻ rũ ra trên giá, hay run rẩy không ngừng, cũng có tên thì cứ nghiến răng kèn kẹt. Tế sư lầm bẩm tụng niệm xong, liền lấy con dao sáng loáng kia dơ lên, đến trước mặt tên du kích điệu bộ hung hãn nhất, xem ra là sắp ra tay tới nơi. Trác Mộc Cường ba hơi do dự, gã không biết mình có nên xem tiếp hay không nữa, nhưng gã biết, cảnh tượng tiếp sau đây rất có thể sẽ vượt quá phạm vi chịu đựng của mình. Tính năng của ống nhòm này thật quá tốt, thậm chí gã còn nhìn rõ cả nụ cười điên dại trên gương mặt bôi chết đầy màu mè của tên tế sư kia nữa. Khi thấy tế sư vùng mũi dao lên, chuẩn xác đâm vào tim tên du kích, cuối cùng gã cũng không kìm nén được mà buông ống ngắm xuống, ngoảnh mặt đi nơi khác. Gã nghe thấy cả tiếng lưỡi dao cắt vào da thịt, nghe thấy tiếng máu trong huyết quản trào ra ùng ộc, lại càng nghe rõ hơn tiếng thét gào thảm thiết như xé gan nát phổi kia. Kế đó hòa lẫn trong âm thanh lóc da lóc thịt đó, lại vang lên cả tiếng gầm gừ đầy khát vọng của đám người bên dưới. Trác Mộc Cường ba không thể nghe thêm nữa, gã vẫy tay ra hiệu với Son, tỏ ý mau mau rời khỏi đây, ngàn vạn lần chớ để bọn người này phát hiện ra. Son cũng đồng ý ngay, nhưng hai người ở trên cây quá lâu, lại không hề cử động, thậm chí cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Lúc này nhích động thân thể, lập tức cảm thấy chân tay tê dần, trượt xuống được một nửa, Trác Mộc Cường ba chạm phải một cây mây, gã lại tưởng là rắn, trong lúc kinh hoàng để mất thăng bằng, Son định chụp lấy kéo Trác Mộc Cường ba lên, kết quả chính anh ta lại rơi bịch xuống trong bụi cây lập tức vang lên tiếng cảnh gãy răng rắc, đám ăn thịt người liền có phản ứng trong khoảnh khắc. Trác Mộc Cường ba trượt nhanh xuống, kéo son dậy rồi co giò chạy ngay, kết quả là chưa được hai bước, đã cảm thấy chân trái mắc vào dây leo, cơ hồ như có một sức mạnh rất lớn, muốn nhấc gã lên khỏi mặt đất, nhưng lại bị son ở bên cạnh giữ chặt lại, gã hiểu ra mình đã dẫm phải bẫy của bộ lạc ăn thịt người kia. Bộ lạc ăn thịt người 2 Trọng lượng của son và Trác Mộc Cường ba cộng lại cũng phải hơn trăm cân, không ngờ vẫn không thể chống lại được sức kéo khổng lồ kia, sợi dây leo quấn chặt chân Trác Mộc Cường Ba, kéo luôn cả Son lên không, trong lúc hoảng loạn Son vội buông tay, làm Trác Mộc Cường Ba bắn vọt lên cao, treo ngược đầu trên cành cây. Trong rừng vang lên tiếng còi hiệu, vô số ngọn đuốc lao về phía này với tốc độ tên bắn, Trác Mộc Cường Ba biết lần này e là không còn hy vọng nữa, liền tháo dây buộc ba lô, lớn tiếng hét, đi nhanh lên, mang cả ba lô nữa. Son tuyệt vọng ngước mắt nhìn gã, thấp giọng nói, tôi sẽ trở lại cứu anh không ngờ, anh ta mới đi được hai bước, một gốc cây bỗng nhiên im lìm lặng lẽ vòng ra ôm chặt lấy, son bị một người đầu mặt gắn đầy cành lá lòa xòa bịt chặt lấy miệng, sau đó bị đánh cho mất đi. Trác Mộc Cường ba bị treo ngược bên trên, chỉ chớp mắt cái đã không thấy bóng son đâu, đang kinh ngạc trước tốc độ quá nhanh đó, thì đám đuốc kia đã tới trước mặt gã. Lần này Trác Mộc Cường ba nhìn càng rõ hơn, đám ăn thịt người này chán cao mũi rộng, mắt sâu mày cao, nhìn bề ngoài có vẻ cường tráng hơn người cu cu hơn trên người dùng hai màu chủ đạo là trắng đỏ vẽ các đồ hình tượng trưng cho mãnh thú nhe nanh múa vuốt. Một đám người vây chắc mộc cường ba vào giữa, những ngọn đuốc bập bùng dơ cao quá đầu, ánh lửa chiếu lên gương mặt họ, nhìn khắc khổ đầy những nếp nhăn, tựa hồ như một lão phù thủy già trong thế giới ma pháp vậy. Phát hiện một con mồi lớn lọt bẫy, đám ăn thịt người tỏ ra vô cùng hưng phấn, vừa hát vừa nhảy. Bỗng nhiên, một tên bỗng đổ gục xuống, không kịp kêu tiếng nào, trên cổ y ghim nghiêng một mũi tên nhỏ, Loại tên này thực ra trông khá giống một cây bông, chắc Mộc Cường Ba đã không lạ lẫm gì với nó nữa rồi. Đây là một mũi tên thổi, Trác Mộc Cường Ba lập tức cảm thấy có hy vọng, người Cucuơ, lẽ nào người Cucuơ lại cứu gã một lần nữa? Trong rừng bỗng nhiên thấp thoáng hiện ra vô số bóng người, bọn họ khoác vỏ cây, cắm cành lá quanh người, đứng bên cạnh gốc cây hoặc trèo lên nằm phục trên cành, lúc bất động, thật không thể nào nhận ra đâu là cây rừng đâu là bọn họ nữa. Trác Mộc Cường Ba thầm thở dài, gã và son còn đờ người ra đó xem bộ lạc ăn thịt người tế lễ, ở đây từ trước đã có bao nhiêu người ẩn nấp cũng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Đồng thời gã cũng ý thức được, nếu đám người này sớm đã ẩn nấp tại đây từ đầu, vậy thì son làm sao mà thoát nổi, nghĩ lại chắc là đã bị bắt sống mất rồi. Rất nhanh sau đó, chắc Mộc Cường ba nhận ra đám người thứ hai này không phải là người cu tướng mạo bọn họ trông còn khó coi hơn cả đám dân bộ lạc ăn thịt người, ai nấy đều có một cái khuyên mũi to tướng vũ khí trong tay họ cũng rất kỳ dị, cong cong như vầng trăng khuyết, hơn nữa lưỡi dao bên ngoài sắc lẻm, bên trong lại có răng cưa, nhìn như cái liềm cắt lúa, cái thì chuôi ngắn như thước kẻ, cái thì dài như cán trổi. Hai chủng tộc này hình như có thù hận gì nhau, vừa thấy mặt là đã mặt đỏ tía tai, ánh lửa ánh máu dập trời, mùi tanh sộc thẳng vào mũi, nhất thời trong rừng vang dậy tiếng chém giết ầm ý. Trong đó, một người đàn ông đeo khuyên mũi đặc biệt cao lớn, làn da nâu đỏ trông hệt như lực sĩ thể hình, trong tay anh ta cầm một lưỡi liềm to hơn hẳn những người khác, đi tới đâu là máu té ra xung quanh đến mấy mét. Trong lúc hỗn chiến, không biết ai đã chạm phải chốt bẫy, chắc Mộc Cường Ba chỉ thấy chân mình hững một cái, cả người đã rơi bịch xuống đất, đúng vào giữa hai nhóm người, song phương đều vung vũ khí bổ về phía gã. Chắc Mộc Cường Ba đương nhiên biết rõ, giờ lọt vào tay nhóm người nào thì cũng chẳng khác nhau là mấy, vội gắng sức phản kháng, cố giữ để mình không bị trọng thương, đồng thời di chuyển ra chỗ ít người, hy vọng phát hiện ra son. Trác Mộc Cường Ba tìm thấy Son đang hôn mê dưới một gốc cây, bên cạnh còn có chiếc ba lô nữa. Gã vội đeo ba lô lên, đang chuẩn bị đỡ Son dậy, chợt nghe soạt, một thứ vũ khí sắc bén đã rạch toác chiếc ba lô đang buộc chắc vào lưng gã ra, Cái đó là một tiếng cạch, Trác Mộc Cường Ba ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy thánh thạch của người cu cu rơi ra. Gã liền lăn sang một bên, sau đó mới ngẩng đầu lên xem ai đã ra tay sau lưng mình, chỉ thấy một tên ăn thịt người đang chỉ tay vào thánh thạch, nét mặt lộ vẻ sùng bái, hò hét gì đó, mới được hai ba câu, ánh đao lướt qua, một lưỡi liềm đã khiến đầu hắn chuyển nhà đi nơi khác. Trác Mộc Cường ba tranh thủ cơ hội, nhặt lại thánh thạch, rồi đỡ son dậy, đang chuẩn bị bỏ chạy thì sau gáy bỗng bị thứ gì đập mạnh một cái, thề là không còn biết gì nữa. Trác Mộc Cường ba tỉnh lại, đã thấy mình ở trong một căn phòng nhà tối om, xung quanh tỏa ra một mùi hương là lạ. Nơi này cũng giống như nhà của người Hơ, tường bằng ván gỗ, nóc nhà lập cỏ tranh, hàng hiên bên phải có cửa sổ, trên tường treo các loại gia thú, đuốc cắm ở bốn góc tường cháy phừng phừng, đó là đèn cầy hay những cái gậy màu đen chắc mộc cường ba cũng không rõ nữa. Gã chống người đứng dậy, chọn một cái ghế gỗ ngồi xuống, trong nhà có một bàn gỗ cũ nát và mấy chiếc ghế đơn sơ. Son tỉnh trước một lúc, thấy chắc mộc cường ba đã tỉnh, bèn nói, mặt trăng hôm nay lớn hơn lúc ở đàn tế của bộ lạc ăn thịt người một chút, không ngờ chúng ta lại ngủ một giấc lâu như vậy. Chắc mộc cường ba nghiêng người đứng dậy, kinh ngạc nói, anh nói là chúng ta đã hôn mê cả một ngày. Son an ủi, đúng vậy, coi như là đại nạn không chết, xem ra, cả hai chúng ta đều gầy quá, vẫn chưa thể ăn ngay được mà phải vỗ béo thêm nữa đã. Trác Mộc Cường ba hỏi, ai cứu chúng ta vậy? Gì hả, cứu chúng ta, không phải chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi à? Vẻ nghi hoặc trên mặt son tuyệt đối không kém Trác Mộc Cường ba chút nào. Trác Mộc Cường ba nói, không, không phải vậy đoạn gã kể vắn tắt sự việc xảy ra lúc đó lại một lượt son nghe xong mới nói thì ra là vậy lúc đó tôi đón cái ba lô anh ném xuống rồi bị người ta tóm lấy làm mất đi có thể nói là chẳng hiểu chuyện gì cả hơn nữa tôi cũng vừa mới tỉnh lại thôi cũng hoàn toàn không biết gì cả theo như anh nói là hai bộ lạc khai chiến bộ lạc toàn người đeo khuyên mũi tiến đánh bọ lạc ăn thịt người chúng ta nhìn thấy ban đầu phải không trác mộc cường ba chữa lại không là một bộ lạc phục kích hay bao vây bộ lạc còn lại thì đúng hơn như những gì tôi thấy bộ lạc đeo khuyên mũi lớn mạnh hơn bộ lạc ăn thịt người một chút con dao mà họ sử dụng nhìn thật đáng sợ giống như là lưỡi hái tử thần vậy son nói vậy theo anh chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt lại hay được những người đeo khuyên mũi cứu chủng tộc đeo khuyên mũi đó rốt cuộc là cứu chúng ta hay bắt chúng ta vậy trác mộc cường ba lắc đầu không biết em thử có thể chạy ra ngoài được hay không trước đã gã vừa nói tới đây tấm rèm cửa liền hé ra một cô gái thổ dân đeo khuyên mũi tủm tỉm cười đi vào. Cô gái thổ dân này da ngăm ngăm đen, có thể nói là tướng mạo quái dị, đặc biệt là chiếc khuyên mũi cô ta đeo còn lớn hơn những người trước đó Trác Mộc Cường ba trông thấy nữa, khuyên mũi rủ xuống che kín cả miệng. Cô gái này xem chừng không có ác ý gì, cười che cả môi hồng răng trắng ra, nhưng hai người bọn chắc Mộc Cường ba nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng cảm giác giống một cái chậu đầy máu. Cô gái thổ dân bộ dạng không được dễ coi cho lắm này bưng vào một khay hoa quả mà cả chắc một cường ba lẫn son đều không gọi được tên, chứng tỏ ý bảo hai người cứ yên tâm mà ăn đi, sau đó ngồi xuống, một tay chống quay hàm, cứ nhìn chằm chằm vào chắc một cường ba, làm gã cũng cảm thấy ngại ngùng. Cô gái này lẩm bẩm nói gì đó, gương mặt già nuôn nở một nụ cười hòa nhã nhưng cũng không kém phần dữ tợt, gương mặt đáng sợ đó mà tỏ vẻ uốn éo làm bộ làm tịch quả thực không phải là một chuyện thích mắt gì cho lắm. Nhưng ai cũng nhìn ra được, cô gái thổ dân này đang bạo dạn bày tỏ tình ý với Trác Mộc Cường Ba, Son thỉnh thoảng cũng nói chuyện phiếm với Trương Lập và Nhạc Dương, đã nghe qua học thuyết cường ba thiếu gia hấp dẫn giống cái của họ, giờ đã được kiểm chứng, quả nhiên là khiến người ta được mở mang tầm mắt. Dưới đôi mí mắt híp thịt như lợn của cô nàng thổ dân là đôi mắt to như hai cái mõ trâu, đang tinh nghịch liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, tình ý giạt rào, ỏn à ỏn ẻn như đang trách móc, anh yêu em không? Có yêu em thật không? Trác Mộc Cường Ba chớp chớp mắt, mắt trái nháy, mắt phải liếc, không dám nhìn thẳng vào làn thu ba ngồn ngộn của nàng thổ dân kia, rồi lại liếc sang phía son nhướng nhướng mày, ý chừng muốn hỏi, làm sao bây giờ? Nghĩ cách để cô ta đừng nhìn chầm chầm vào tôi nữa. Son cười thầm, cũng nhướng mày lên với gã, ý nói, không ngờ sức hấp dẫn của anh lại kinh người đến thế, vậy mà tôi lại không nhận ra. Cô gái này cũng hay lắm, cứ dáng chiều theo cho xong chuyện đi. Trác một cường ba giận dữ chừng mắt lên, như muốn bảo, anh đúng là đồ chẳng ra gì lúc này tình ý giạt rào lúng liếng kia lại tràn tới lần này thì ý tứ khêu gợi càng rõ rệt hơn rõ ràng là đang ám thị anh đẹp trai đừng có ngại nữa mà son ngồi bên cạnh không ngừng nhíu mày nháy mắt lại ngấm ngầm nhìn ra phía cửa như đang nói đại ca xem ra lần này chúng ta phải dùng đến mỹ nam kế rồi vì tính mạng của hai người anh hy sinh một chút nhan sắc có được không trác mộc cường ba trợn chừng hai mắt lên nghiến răng kèn kẹt tự nhiên là đang thầm mắng anh chết đi cho rồi sao anh không hy sinh đi chứ son trợn tròn mắt ngựa ức nhìn lên trần ý tứ rõ ràng là tôi cũng muốn hy sinh lắm chứ nhưng có lọt được vào mắt xanh của người ta không lúc này lại có người khác vén cửa bước vào làn da đen đúa thân hình khôi vi ấy chính là người đàn ông nổi bật nhất trong trận chém giết của hai bộ lạc đêm trước cảnh tượng anh ta cầm câu liêm như lưỡi hái tử thần hai tay giang rộng ngửa đầu lên gào rú dưới ánh trăng đã ăn sâu vào trong ký ức trác mộc cường ba lúc này hai bên hông và trước ngực anh ta đều treo một cái đầu lâu vẫn chưa khô máu khiến người ta nhìn mà không khỏi tim đập chân run anh ta bước vào trước tiên là thân thiện nói mấy câu với cô nàng thổ dân kia cô ta cũng thân thiện lắc đầu sau đó giọng hai người càng lúc càng lớn ngữ khí càng lúc càng thêm nặng nề âm điệu cũng càng lúc càng cao phát âm vừa nhanh vừa rồn rập dường như là bắt đầu cãi nhau vừa tranh cãi vừa dịch dần ra bên ngoài trác mộc cường ba không hiểu bọn họ nói gì nhưng son thì hình như đã đoán ra được chút manh mối mặc dù bề ngoài son vẫn tỏ ra ngây ngô không biết gì như Trác Mộc Cường Ba, nhưng anh ta đang không ngừng đung đưa run rẩy. Trác Mộc Cường Ba đã hiểu được đại khái các thói quen của con người này, biết mỗi khi căng thẳng anh ta đều thích đung đưa nhún nhảy, có lúc lấy gót chân gõ phách xuống đất, khi lại dùng đầu ngón tay gõ lên đùi hay mặt bàn theo tiết tấu nhất định, phát ra âm thanh như nhịp trống. Còn lúc này, thân thể anh ta không nhúc nhích, nét mặt thản nhiên, song đôi chân vắt chéo thì không ngừng vung vẩy, rõ ràng là đang hết sức căng thẳng khi tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn, cách gian nhà bọn họ đang ở mỗi lúc một xa, son bỗng đứng phát lên, bất an ngước mắt nhìn quanh quất, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, ngay lập tức. Trác Mộc Cường ba vẫn chưa nuốt trôi cục tức, vừa rồi thằng cha này bán bạn cầu sinh, quả thực là vô cùng đáng ghét, liền nhạt giọng đáp, cha, thật không đơn giản nhỉ, cả tiếng thổ ngữ ở đây anh cũng nghe được. Bọn họ nói cái gì vậy? Son nói, ngôn ngữ của bọn họ, phát âm khá giống với tiếng que chua, tôi cũng chỉ nửa nghe nửa đoán thôi, đại khái cũng hiểu được phần nào, bọn họ cũng là bộ lạc ăn thịt người, chỉ là thuộc chi nhánh khác thôi. Ăn thịt người, vừa nghe thấy mấy chữ này, Trác Mộc Cường Ba đã nhảy dựng lên theo phản xạ, hỏi, anh không đùa đấy chứ? Son vội vàng nói, anh thấy tôi giống đang đùa lắm hả? Anh có biết họ vừa rồi tranh luận cái gì không? Họ đang tranh luận xem anh thuộc về ai đấy. Trác Mộc Cường Ba nói, cái gì mà thuộc về ai? Son giải thích Cô gái mắt to đó là con gái của đại tế sư ở đây, cô ta bảo anh là người đàn ông đẹp trai hiếm có, vì vậy anh nên để cô ta ăn. Còn tên chiến binh vào sau thì nói, anh là người cường tráng khỏe mạnh hiếm thấy, thế nên cần phải để anh ra sơi, chiến sĩ mạnh mẽ nhất mới xứng ăn người khỏe mạnh nhất. Trác Mộc Cường ba nhìn vẻ mặt Son, nghi hoặc nói, tranh nhau ăn tôi. Không phải vậy chứ, nhìn cô gái kia, đâu giống là có ác ý gì chứ. Son nói, giờ không phải là lúc giải thích để bị phát hiện ra là toi đời đấy, chúng ta chạy trước đã. Hai người nhảy qua cửa sổ, trong bóng tối không kịp xác định phương hướng, thấy chỗ nào ít người là chạy về phía đó. Đây là một ngôi làng lớn, đâu đâu cũng thấy nhà gỗ mái tranh, có căn bên ngoài còn cắm cả ngọn đuốc, từ ánh đuốc mà đoán, ngôi làng này lớn hơn làng của người cu cu hơn nhiều. Vừa chạy khỏi căn nhà kia chưa được trăm bước, đã nghe tiếng hò hét ẩm ý, vô số thổ dân đeo khuyên mũi cầm dao cầm liềm chạy ùa ra khỏi các căn nhà tranh lớn tiếng hô hoán, quát hỏi lẫn nhau. Trác Mộc Cường Ba và Son nấp trong bóng tối chỉ biết kêu khổ không thôi, thật chẳng người nhanh như vậy đã bị đối phương phát hiện rồi, xem ra lần này có mọc cánh cũng khó thoát nổi. Bên trái bỗng nhiên có tiếng động, đám người kia đều ào về phía đó, cái đó ở phía trước lại vang lên mấy tiếng súng lác đác, lại có một nhóm tách ra sông lên trước, Trác Mộc Cường Ba và Son vui mừng khôn xiết, đúng là trời không tuyệt đường con người, thì ra đám người này làm náo cả lên không phải vì bọn họ. Hai người nhắm vào khoảng trống bên phải, cuống cuồng chạy tiếp. Chưa chạy được bao xa, hai người liền phát hiện phòng ốc phía trước càng lúc càng nhiều, càng lúc càng tập trung đông đúc, xem ra không phải bọn họ đang chạy ra xa khỏi bộ lạc, mà là tiến sâu vào khu trung tâm. Vòng một chỗ ngoặt, suýt chút nữa thì đụng phải đám ăn thịt người đeo khuyên mũi, hai người nấp vào một góc tối đen, đến cả thở mạnh cũng không dám. Son thấp giọng thì thầm, xem ra mục tiêu của họ không phải chúng ta, chớ nên mạo hiểm đi sâu quá quan sát rõ tình hình rồi hãy đi. Hai người lần lần mò mò, đi dọc theo chân tường, hoặc tìm những cây to ẩn náu, đi được chừng hai ba mươi phút, tiếng người nhỏ dần, nhà cửa cũng bắt đầu thưa thớt, xem ra cũng sắp thoát khỏi cái bộ lạc man dợ này rồi. Đợi một chút, đừng đi thêm nữa. Son bỗng nhiên dừng bước, trước mặt họ, chỉ có mấy căn nhà tranh nhỏ trơ trụi giữa bãi đất trống, không có đuốc, có vẻ như cũng không có ai ở bên trong thì phải. Chắc một cường ba lấy làm khó hiểu, rõ ràng chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là ra khỏi bộ lạc này rồi, tại sao Son lại dừng bước không đi nữa? Chỉ nghe anh ta nói, thấy mặt đất bên dưới không? Đang động đẩy kia. Gặp lại. Hừ, bọn thổ dân ngu xuẩn. Trong bóng tối một bóng đen lao vút qua giữa các gian nhà, hướng đi của y không ngờ lại trùng hướng bọn trác mộc cường ba và Son đang chạy. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt tựa như bị muôn ngàn con rắn cùng cắn xé kia của ơ trông càng thêm dữ tợn. Y thuần thục đảo người lao vào một gian nhà lớn, sục sạo một hồi bên trong, lát sau, đã thấy y lộ vẻ mừng rỡ đi ra, mang theo một cây trượng bằng đá. Có được cây trượng đá, sauce lại vòng ngược trở lại phía đông, tới bên dưới gốc cây to dễ bốn năm người ôm, xung quanh không một bóng người, dường như tất cả đều đã chạy sang phía nam rồi thì phải. sauce cắn chặt cây trượng trong miệng, dùng cả tay lẫn chân bò lên chừng 10 mét, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có gì không ổn, tựa như đạp rơi thứ gì đó, y vội lách người sang trái, rút con dao san ra cắm vào thân cây để trụ ổn thân hình. Cơ hồ như cùng khoảnh khắc ấy, nơi y vừa trèo qua, một mũi giáo đen ngòm đâm vọt ra, tựa như một con mãnh thú bị kinh động đột nhiên phát ra một chiêu chí mạng vậy, một lát sau không thấy gì xảy ra nữa, mũi giáo kia lại chậm chậm rút trở lại. So tái mặt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, thầm nhủ, nguy thật, không ngờ cả cành cây cũng có bấy, mũi giáo độc kia đen ngòm thế, không biết là đã hút máu bao nhiêu người rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, y chỉ dừng lại một thoáng, rồi nhanh chóng tiếp tục trèo lên chỗ cao hơn. Đến chỗ thân cây dễ nhánh, thì thấy một tấm ván phẳng, trái cây bị dẫm cho bằng phẳng, ngay chính diện có một cái bàn tời bằng gỗ. Đây rồi, Sos cả mừng, liền lấy cây trượng đá mới trộm được cắm vào cái lỗ giữa bàn tời, chỉ nghe cạch 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 bốn tiếng, sau khi trượng đá cắm hẳn vào giữa bàn tời, lại phát ra mấy tiếng lách cách nữa. Sos cầm tay nắm bàn tời, quan sát sợi dây thường gắn vào đó, thầm nhủ, dây vẫn còn mới, xem ra bọn chúng vẫn cử hành nghi thức cúng bái thánh thạch mỗi năm một lần, bọn ngu xuẩn này, thánh thạch dùng làm gì cũng chẳng biết, cứ cắm đầu lễ với trả bái. Khi vận hết sức lực toàn thân, bắt đầu xoay chuyển bàn tơi, bàn kéo chuyển động, dây thường dẫn động các chốt bấy, cây cổ thụ lại phát ra những tiếng cạch cạch cạch. Trác Mộc Cường ba nhìn theo hướng son chỉ tay, quả nhiên, ba bốn gian nhà gỗ phía trước đang nhúc nhích chuyển động cực khẽ, tựa như một con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt nước hồ phẳng lặng, chậm chậm nhô lên nhấn xuống vậy, hết sức đặc biệt. Còn vùng đất bùn phía trước cũng đang hơi nhấp nhô lên xuống như có sóng, không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra. Cái gì vậy, Trác Mộc Cường ba không hiểu. Son thở hắt ra một tiếng, nói, nguy hiểm quá, cái bẫy này được che chắn ghê quá. Phía trước là vùng lầy đấy. Vũng lầy, Trác Mộc Cường ba cả kinh thốt. Son lại nói, ừm, um, bọn họ cố ý đặt gian nhà tranh rất nhẹ kia lên bề mặt vũng lầy, xung quanh còn đầy lá rụng với cành cây tạp nữa. Nếu kẻ địch bên ngoài xâm nhập, không hiểu chuyện mà muốn lại gần gian nhà tranh kia, chắc chắn là sẽ không thể thoát chết. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên hỏi, đặt mấy gian nhà tranh lên bề mặt vũng lầy để mê hoặc kẻ địch ư. Son đang chuẩn bị giải thích, bỗng cả hai cùng nghe thấy trên cây đại thụ phía bên phải, phát ra những tiếng cạch cạch nghe rợn cả người. Cùng với âm thanh ấy, một cành cây thò ra, không ngờ lại hướng đúng về phía trên một gian nhà tranh giữa vũng lầy. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt, đó, đó là gì vậy? Son trao mày nói, lẽ nào trong gian nhà kia có thứ gì đó? Bộ lạc này chỉ lợi dụng vũng lầy để đảm bảo đồ đạc bên trong không bị ai trộm đi. Trong nháy mắt, từ cành cây đó thóng xuống một sợi dây, một người đầu trúc xuống chân trổng lên trườn xuống, trong bóng tối chỉ thấy một cái bóng mờ mờ, nhưng tay chân thì nhanh nhẹn như khỉ vậy. Trác Mộc Cường ba cảm giác cái bóng ấy hết sức quen thuộc, dường như gã đã trông thấy ở đâu rồi thì phải. Lúc này son bóng làm đứt mạch suy tư của gã, cuống quyết nói, không xong, đây là kế dương đông kích tây của người này. Y dẫn dụ đám ăn thịt người đi chính là để tới đây trộm đồ, bọn họ sẽ quay lại ngay bây giờ đấy, chúng ta phải tức khắc đi ngay. Sos cuốn hai chân vào sợi dây, trượt nhanh xuống gian nhà bên dưới, tới gần nóc nhà, gạt đống lá cọ sang một bên, một cánh cửa gõ có tay kéo hiện ra. Sos nghĩ ngợi dây lát, rồi dịch người sang một bên, sau đó mới kéo cánh cửa, vừa kéo vừa nghiêng tai lắng nghe, bên trong không có tiếng động gì, chờ thêm một lúc, cũng không thấy có tên nhỏ gì bắn ra, y mới lấy một cây pháo sáng, vừa giật chốt, ánh sáng ma dê chói mắt lập tức lóe lên. Sauce ném cây pháo sáng vào, nhìn rõ bày trí bên trong, cả gian nhà chỉ có một chiếc bàn gỗ, bên trên xếp thẳng thớm năm món đồ kim loại trông như quả trứng, dưới bàn dây thường căng chi chít như mạng nhiệt. cả cánh cửa y vừa mở ra cũng có một sợi dây nối xuống. Sauce biết rõ những quả trứng kim loại dưới kia đều là vàng nguyên chất, nhưng chỉ có một quả là chứa thứ y muốn tìm, còn những quả khác. Đều có vô số cảm bẫy đang lợi dụng trọng lượng của vàng để nén xuống một khi chọn sai thì tình hình sẽ hết sức nguy hiểm nhưng đằng xa đã nghe tiếng người náo động đám ăn thịt người kia đã nhận ra và đang chạy lại phía này không còn thời gian nữa sos lại tiếp tục dòng dây chui vào gian nhà tranh ấy chỉ thấy bốn bước vách chỗ nào cũng có các lỗ nhỏ sos hiểu rõ đây là một gian nhà lớn lồng bên ngoài gian nhà nhỏ chỉ cần chạm phải chốt những lỗ đó sẽ lập tức phun lửa phun độc bắn tên thứ nào cũng đủ khiến người ta mất mạng. Đồng thời, y cũng hiểu, những thứ này đều không phải kết tinh trí tuệ của đám ăn thịt người kia, mà là tổ tiên của các dân tộc ở đây. Nghĩ tới chuyện này, y lại tức thầm trong bụng, rõ ràng là đã suy bại cả ngàn năm rồi, vậy mà vẫn còn để lại những thứ này hại người. Nhớ lại những đồng bọn phải chết tức tuổi kia, trong lòng Sos cũng không khỏi bồi hồi thương cảm. Những quả trứng vàng nhấp nhóa dưới ánh sáng ma dê ở ngay trước mắt, sau thoáng trầm tư chợt nghĩ dù cho cẩn thận thế nào chăng nữa quả trứng vàng thường xuyên bị lấy ra sử dụng tế bái kia chắc chắn vẫn có dấu vết bị dịch chuyển người lấy trứng ắt hẳn cũng phải treo ngược người đầu trúc xuống đất chân trổng lên trời như y lúc này lúc đem trả lại ắt hẳn không thể hoàn toàn khớp dấu di dịch ban đầu tìm thấy rồi Sos cẩn thận mở phần nắp bên trên quả trứng thứ ba quả nhiên một quả trứng đá có cánh nhỏ hơn đang nằm bên trong cơ hồ như giống hệt với thánh thạch của người cu Sauce cầm quả trứng đá ấy lên tay, trong lòng kích động tự nhủ, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc chìa khóa thứ sáu rồi, giờ chỉ còn lại chiếc cuối cùng thôi, rốt cuộc là ở đâu đây? Nói gì thì nói, khó khăn lắm mới đến cấm địa Ahatput một lần, đã đến rồi, không có lý do gì mà không đi tới đó cả. 7 năm trước ta đã không mở được cánh cửa ấy, lần này nhất định là phải được. Tiếng cách cách lại vang lên lần nữa, Sauce giật bắn mình, không ngờ bàn tời gỗ kia cũng có thời gian của riêng nó, sau thời gian định trước lại tự động xoay trở về cả cánh cửa mở ra trên đầu y cũng đang cạch cạch từ từ khép lại. Cũng may là y chân tay nhanh nhẹn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã kịp lách người thoát ra được, cái đó y trèo lên cành cây đang rụt trở về, theo nó dịch chuyển ra ngoài khu vũng lầy. Nhìn bề mặt vũng lầy trông chẳng khác gì đất bằng bên dưới, Sos lại nhớ tới ba phần tử tinh anh trong đội, năm đó ba người này đã bị cạm bẫy nhìn bề ngoài hoàn toàn chẳng có gì nguy hiểm này nuốt chừng, đến giờ thân xác vẫn còn nằm trong đó. Sox giấu viên thánh thạch vào người, trườn xuống gốc cây rồi chạy về hướng tây, chưa đầy 5 phút sau, phía trước bóng sáng bừng ánh lửa, vô số thổ dân ăn thịt người dơ đuốc chạy ra khỏi rừng cây. Sauce lùi lại một bước, phía sau cũng đầy dân ăn thịt người đứng chen chúc, trên vai họ sốc mấy con khỉ vừa quậy phá ở đàn tế giờ bị bắn cho chi chít như lông nhím, chừng chừng nhìn vào Sauce, nhưng cũng không ai ra tay cả. Sauce cũng ngấm ngầm sợ hãi, tay không đối phó với nhiều người như vậy, y căn bản không có khả năng chiến thắng, nếu lợi dụng thuốc để dẫn dụ các loài sinh vật mà họ sợ thì tốn thời gian, nhưng sao đám người này vẫn chưa động thủ. Sauce đang nghĩ ngợi, bỗng trông thấy viên đá màu hổ phách trước ngực mình, y cười nhạt một tiếng, cầm viên đá lên tay, chia ra trước mặt từng người một, trong ánh mắt đám ăn thịt người ấy, y nhìn thấy sự kính sợ, thành kính và cả sùng bái nữa. Sauce cầm viên đá tượng trưng cho khế ước đó, ung dung đi qua đám dân ăn thịt người, đi tới đâu, là họ lục tục lùi lại nhường lối tới đó, ánh mắt sùng kính, sắc mặt nhún nhường sau đó trong đám thổ dân không hiểu ai gào lên một tiếng, cả bọn như sực tỉnh cơn mê, nhanh chóng đuổi theo hướng Trác Mộc Cường Ba và Son Đào Tẩu. Chạy thuộc mạng khỏi làng của bộ lạc ăn thịt người một lúc lâu, Sos mới dám dừng lại, để quả tim nãy giờ vẫn đập thình thịch trở lại nhịp bình thường, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Y nhìn viên đá hổ phách, rồi lại lấy chiếc máy theo dõi nhỏ kia ra quan sát lộ tuyến chạy trốn của bọn Trác Mộc Cường Ba, nụ cười âm hiểm lại hiện lên trên gương mặt, Trác Mộc Cường Ba, năng lực của mày thì chẳng ra sao nhưng phúc duyên thì không tệ đâu. Trong bóng tối chẳng kịp phân biệt phương nào hướng nào, chỉ cần là nơi thân thể có thể chui qua được là họ xông qua, ánh lửa sau lưng không bớt đi, mà ngược lại còn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lại gần, chắc Mộc Cường Ba cảm thấy lịch sử dường như đang lặp lại, kể từ khi đặt chân vào vùng rừng nhiệt đới này, số mệnh của gã không sao thoát khỏi chuyện chạy trốn. Cơ hồ như ngày nào cũng phải chạy trốn, đến giờ coi như đã có chút tâm đắc, có khi trở về viết một quyển sách về chuyện này kiếm được chút tiền cũng không chừng. Bịch, xung quanh đã tối lại phải chạy cuống cuồng, chắc Mộc Cường Ba không biết đụng phải thứ gì đó, còn chưa định thần lại đã cảm thấy có vật gì như cái gậy chọc vào bụng dưới, gã liền lập tức không dám động đậy, bởi rất rõ ràng, đó là một họng súng. Lúc này, son bóng sổ ra một tràng tiếng que chua, rõ ràng anh ta cũng bị khống chế rồi, chỉ nghe đối phương lằn nhằn chửi bằng tiếng chung, mẹ nó, lại là quân du kích, bị bọn ăn thịt người đuổi, lại còn bị quân du kích đuổi nữa, giết mẹ chúng đi. Trác Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cũng ngoác miệng chửi, nhạc dương, cậu dám à? Cường, cường, cường ba thiếu gia, đúng là anh à, cường ba thiếu gia, trương lập đang khống chế gã quăng súng sang một bên, ôm trầm lấy chắc một cường ba, kích động đến độ khóc hòa lên thành tiếng. Bên kia nhạc dương và son cũng ôm nhau, sau một phen sinh ly tử biệt, nay lại trùng phùng, niềm vui trong lòng bốn người lúc này thật khó mà biểu đạt nổi. Sau khi biết đối phương là Trương Lập và Nhạc Dương, chắc một Cường Ba cũng bớt đi phần nào căng thẳng, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ánh lửa càng gần thêm, gã vội thúc giục Trương Lập, dậm chân nói, đi nhanh. Nhanh, rời khỏi đây trước rồi nói sau. Bốn người liền chạy thẳng vào khu rừng tối đen phía trước. Cường ba thiếu ra, sao các anh lại tới đây vậy? Tại sao bọn họ phải bắt các anh bằng được như thế? Tôi lại còn tưởng là đuổi bắt chúng tôi nữa cơ đấy. Cường ba thiếu ra, các anh ở lại chỗ bộ lạc ăn thịt người một đêm rồi à? Có cô nào xinh xinh không? Cảm giác hân hoan khi gặp lại đồng bạn làm dọc đường Trương Lập và Nhạc Dương cứ hỏi han không ngừng, chắc một cường ba kẻ vắn tắt một lượt những chuyện họ gặp phải trong mấy ngày này, đã mệt đến thở không ra hơi. Đoạn gã lại hỏi chuyện của Trương Lập với Nhạc Dương, chỉ nghe Nhạc Dương đáp, chúng tôi à, chuyện của chúng tôi thì đơn giản hơn nhiều, sau khi bị nước lũ cuốn tới đây, tôi và Trương Lập cứ đi vòng vòng trong rừng, tuy là có súng, nhưng đạn thì còn ít lắm, muốn ra khỏi rừng mà không ra nổi, ngay hôm kia ấy, suýt chút nữa thì đụng đầu với quân du kích rồi. Kế đó, anh ta lại liến láo kể sơ qua tình cảnh đám thổ dân ăn thịt người bắt cả nhóm du kích ngay trước mắt hai người ra sao, cảnh tượng cơ hồ cũng sặc mùi máu tanh hệt như cảnh tế sống bọn Trác Mộc Cường ba trông thấy. Sau khi biết được đây là địa bàn của bộ lạc ăn thịt người, hai anh chàng lại càng thấp thỏm bất an, lúc nào cũng nơm nấp lo sợ. Ngay vừa mới đây, họ đang đi trong rừng, vô ý gặp phải mấy tên ăn thịt người, nổ hai phát súng, không ngờ bộ lạc của họ lại ở ngay đấy, kết quả là tiếng súng còn kéo thêm cả một đám khác ảo tới, hai người vừa đánh vừa chạy, cuối cùng thì gặp bọn Trác Mộc Cường ba cũng đang chạy trối chết. Trác Mộc Cường ba nói, thì ra là các cậu nổ súng, bọn tôi còn tưởng là quân du kích đánh tới nữa. Son nói, phải rồi, các anh nói muốn ra khỏi rừng mà không ra nổi là thế nào. Trương Lập nói, ủa, vậy các anh còn chưa biết à? Vùng này là một khu tách biệt, bốn phía đều bị vách núi vây kín, bên dưới sâu cả trăm mét, phẳng lì như dao cắt, bên dưới nữa là dòng sông cuồn cuộn, Hai bờ cách nhau tới mấy chục mét, căn bản là không thể qua nổi. Tôi và Nhạc Dương đi dọc theo vách đá gần hai ngày trời mà vẫn chưa thấy tận cùng, có khi là một khe núi hình tròn cũng nên, cả khu rừng này nằm giữa khe đó. Lúc lẽ quét qua, nước dâng cao, vừa hay cuốn chúng ta tới đây, lúc tỉnh lại thì nước rút đi mấy chục mét rồi, vậy là không thoát được. Trác Mộc Cường Ba và Son đưa mắt nhìn nhau, nếu chiều tối hôm qua bọn họ quay đầu đi ngược lại, gặp phải tình cảnh ấy chắc cũng chẳng thể làm gì. Trác Mộc Cường ba chợt hỏi, phải rồi, hai ngày nay các cậu ở trong rừng, có gặp nhóm giáo sư Phương Tân không? Dù gã cũng biết, chỉ có Trương Lập và Nhạc Dương đi với nhau, vậy thì quá nửa là hai anh chàng này chưa gặp mấy người giáo sư Phương Tân, nhưng cứ phải hỏi thì gã mới yên lòng được. Giáo sư Phương Tân, bọn họ cũng ở đây à? Nhạc Dương kinh hãi kêu lên. Trác Mộc Cường ba gật đầu nói, ừm, chúng tôi thấy ký hiệu của nhóm bọn họ để lại, họ cũng bị tản mát ra rồi. Nếu đúng như các cậu kể, có lẽ họ cũng giống như chúng ta, đang ở trong khu rừng này thôi. Trương Lập thốt, nhưng khu rừng này lớn quá, chúng tôi cứ đi mãi mà cảm giác như là chưa đi được bao xa ấy. Son nói, chắc là phải có cách ra khỏi đây chứ, bằng không thì các bộ lạc ăn thịt người trong rừng cũng không thể sinh tồn được, Trừ Phi. Trừ Phi, anh ta không dám tin tưởng, Trừ Phi là khu rừng này lớn khủng khiếp, mới có thể cho mấy bộ lạc cùng lúc sinh tồn mà vẫn tự túc tự cấp được. Nhạc Dương nói, mấy người nhóm giáo sư ở đây thì hay quá rồi, nếu tìm được họ, tình hình nhất định là tốt hơn lúc này. Son Lo Âu nói, nhưng sau khi tìm được họ thì sao, có thể ra khỏi khu rừng bị vách núi vây quanh này không? Có đấu lại được quân du kích và thổ dân ăn thịt người được không? Nhạc Dương vốn là người lạc quan nên chưa nghĩ tới những chuyện này. Trương Lập lắc đầu, anh sai rồi, không thể lấy thực lực của chúng tôi ra so với tổ của giáo sư Phương Tân được, khoảng cách là rất lớn đấy, những chuyện chúng tôi không làm được, chưa chắc mấy người đó đã không làm được đâu. Điều tôi lo lắng là, nếu như bọn họ rời khỏi đây trước, bỏ chúng ta ở lại thì thật là tai hại đó. Chắc Mộc Cường ba thúc dục, thế nào cũng được, nghĩ cách thoát khỏi đám đang đuổi giết đằng sau đi đã. Son lắc đầu, xem ra bọn họ coi chúng ta thành kẻ trộm đồ kia rồi, cũng không biết tên kia đã lấy cái gì. À. Chạy được chừng 10 phút nữa, bên tai đã nghe tiếng tên bay vù vù, bốn người lại mất một phen luống cuống tránh tên, Son nói nhanh trong rừng đua tốc độ với thổ dân ăn thịt người, chúng ta không có cơ thắng đâu. Nhạc Dương thốt, vậy phải làm sao? Giơ tay đầu hàng chắc. Son lắc đầu, chứ có mà nghĩ thế, bọn ăn thịt người còn khó nói chuyện hơn quân du kích nhiều, muốn nói, họ sẽ cho anh vào bụng mà nói đấy. Trương Lập chợt kêu, phía trước không có đường nữa rồi, hình như có một ngọn núi chắn trước mặt thì phải. Son ngạc nhiên, không phải đấy chứ? Đây là rừng rậm, sao lại có núi được? Trương Lập cũng nói hình như là thật đấy chúng ta chạy tiếp về phía trước thử xem khu rừng này tối om om nhìn không rõ gì cả chạy thêm mấy bước nữa phía sau lại có tiếng gầm gào đuổi giết và tiếng tù và chiến đấu đặc biệt của đám thổ dân ăn thịt người nhạc dương nói không phải núi là rừng đấy trời ơi cây trong rừng này sao cao thế lại còn mọc xít xịt thế này nữa sợ rằng chúng ta không len vào được mất chắn phía trước mặt họ chẳng phải núi non gì mà là một khu rừng toàn những cây cổ thụ cao ngất cây nọ chen chúc cây kia, cành lá quấn vào nhau, dễ cây cuốn dễ cây, nhìn xa chẳng khác nào một ngọn núi cả. Trương Lập nói, nhìn xem, có sông kia, có sông chảy vào rừng, nhanh theo đường đó mà vào. Lúc ấy chúng ta chốt ở đầu đường, chúng sẽ không dám đuổi theo nữa đâu. Bốn người không nghĩ ngợi gì, liền phóng ngay vào khu rừng rậm xưa nay chưa từng thấy này. Chỉ lát sau đó, đám ăn thị người đã đuổi đến cửa sông, cả đám người đều dừng lại, nhìn khu rừng rậm rạp, cành lá sen lẫn vào nhau, dưới ánh lửa, sắc mặt người nào người nấy đều trở nên nặng nề, lộ vẻ sợ hãi. Chiến binh cao lớn nhất dẫn đầu kia giang rộng hai tay chắn phía trước, lớn tiếng hô hoán gì đó, sau đó kiên quyết lắc đầu, quyết không để người trong bộ lạc mình tiến thêm nửa bước. Kế đó, y dẫn đầu những người còn lại hướng mặt về phía bọn trác mộc cường ba bỏ chạy, cao giọng niệm một chàng gì đó, cả đám người đều thành kính quỳ gục mặt xuống, tiếng cầu khấn vút cao bay xa. Sau khi đám ăn thì người bỏ đi, Sos cầm chiếc máy theo dõi đến cửa sông, nhìn những cây cổ thụ cao vút đứng san sát như những người khổng lồ chen vai sát cánh trong bóng tối, nét mặt y hiện lên vẻ không tin tưởng, lắc đầu nói, đây là... là rừng mãng xà mà, sao bọn này không nghĩ ngợi gì đã chui vào luôn rồi. Đoạn y lắc lắc đầu chán nản, lần này bất kể làm sao cũng không thể tiếp tục đi theo nữa, nơi này, lần trước có nhiều người như vậy mà bọn y còn phải đi vòng qua, giờ chỉ có một mình y lại càng không dám mạo hiểm. Rừng mãng xà Rừng rậm nhiệt đới bốn mùa nóng bức, dù mưa to gió lớn thì cũng vẫn ấm áp hơn mùa xuân ở Trung Quốc, nhưng lúc này, bốn người bọn Trác Mộc Cường ba đều cảm thấy hơi lành lạnh. Quần áo bốn người đã rách bươm, nhưng lúc ở bên ngoài khu rừng này thì không hề thấy lạnh, vào trong rừng mới thấy như nhiệt độ giảm một lúc 10 độ, ai nấy đều nổi hết cả da gà. Trương Lập nói là chặn chốt ở cửa sông, nhưng thực tế là bốn người đang không ngừng đi sâu vào bên trong, chỉ e, e đi chậm quá bị đám ăn thịt người đó bắt lại. Phía sau có tiếng ồn ào náo động, nhưng rốt cuộc cũng mỗi lúc một xa dần, Nhạc Dương Đắc Y nói, chúng ta cứ đi dọc theo bờ sông, bọn chúng bị mất phương hướng, nhất định là bị lạc trong rừng rồi. Ôi cha, lạnh quá. Trương Lập đang ôm súng cũng dùng mình, son nói, chỗ này có gì đó không ổn, cứ âm u lành lạnh, không giống với rừng rậm ngoài kia, chẳng có chút sinh khí nào cả. Ba người bọn chắc một cường ba đều trừng mắt lên nhìn son, lần trước anh ta nói một câu không ổn, kết quả năm người phát hiện ra mình đã đi nhầm vào rừng than thở, tiếp đó chẳng có lấy một ngày được yên thân, giờ anh ta lại nói không ổn lắm, đúng là điểm báo hết sức tệ hại. Còn Son thì chẳng hiểu mình nói sai gì, xòe tay ra, nhún vai, ý như muốn hỏi, mấy người bị làm sao vậy? Người nào người nấy cứ trợn mắt lên nhìn tôi là sao? Bốn người lội qua con sông nhỏ, nói một cách nghiêm khắc, đây thực ra không thể coi là sông được, mà cả suối cũng chưa chắc đã phải, cùng lắm chỉ có thể nói là một rãnh nước chảy qua rừng mà thôi. Vô số cây mọc giữa dòng nước, dễ cây chĩa ngang chĩa ngửa, có cành cây còn rủ xuống dưới nước dòng nước thì luồn lách qua kẽ hở giữa các thân cây róc rách chảy trận mưa lớn mới rồi khiến vô số dễ cây rủ xuống vẫn còn đọng nước phất vào mặt vào đầu khiến người đi bên dưới lạnh buốt rừng sâu tối om như mực một chút ánh sao cũng không lọt xuống nổi bốn người đều đi rất chậm chạp chỉ sợ dẫm hay đụng phải thứ gì đó chẳng rõ họ đi như vậy được bao lâu sau khi cả bốn đều đã vấp ngã rất nhiều lần trương lập không nhịn nổi thốt lên hình như phía sau không có người đuổi theo nữa từ lâu rồi cả ánh lửa cũng không thấy nữa. chúng ta đốt cái gì lên cho sáng đi. ở đây chẳng thấy gì cả. son cẩn thận nói, hãy cứ lên cây quan sát trước thì tốt hơn. nhạc dương đang đứng dựa vào một thân cây, cái cây này vừa nãy đã cho anh nếm đầy một mũi những bụi là bụi. anh đưa tay sờ, rồi nói, các anh lại sờ xem, to như vậy làm sao mà trèo được. ba người còn lại liền sánh vai đi tới chỗ nhạc dương, sau đó cũng sờ thử. Kết quả bốn người cầm tay nhau mà hình như cũng chưa ôm được một nửa đường kính cái cây đó. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu chúng ta không thể leo lên thì đám ăn thịt người kia e là cũng khó lên nổi, chiếu sáng xem thử đã, nếu không ổn thì lại dập đi. Vậy là, một ống pháo sáng được giật chốt, hai loại hóa chất bên trong hòa vào nhau, liền phát ra trùng sáng chói mắt không thua gì lựu đạn quang, người cầm lắc lắc khống chế mức độ hòa trộn của hóa chất, là có thể điều tiết được cường độ ánh sáng phát ra. Bốn người trông như cầm bốn cây đuốc giờ cao chiếu dọi bốn bề xung quanh. Chỉ thấy bốn người đều mặt nhem mày nuốt bùn đất đầy người, Dâu tóc ướt xuống dính chặt vào mặt, nước nhỏ tong tỏng không ngừng, chẳng hiểu son đã đụng phải chỗ nào, khi ấy chỉ nghe thấy anh ta ối cha một tiếng, giờ có ánh sáng cả bọn mới nhận ra, có hai vết máu đang trả dài từ lỗ mũi xuống môi trên. Trương lập thốt, cha, không ngờ ngài son của chúng ta đây cũng vẫn còn là thanh niên máu nóng cơ đấy. Nhạc dương ở đầu bên kia kêu toáng lên, trời ơi, mấy cái cây này sao mà to thế. Chỉ thấy dưới ánh sáng ma dây nhập nhòe, thân cây lúc nãy họ vừa lần mò hiện ra to đến kinh người, ít nhất phải 10 gã lực lưỡng thì mới ôm hết được, dễ cây phủ kín cả con sông nhỏ, lại còn chẳng chịt quấn vào các dễ cây khác. Nếu trổ một lỗ ở gốc cây này, xe lửa có thể chạy qua, nếu chặt cây đi để lại bệ gốc, xây nhà bên trên cũng được, đây là lần đầu tiên bốn người trông thấy cây to như vậy. Càng làm người ta kinh hãi hơn là, không chỉ một cây này, mà cả khu rừng, toàn bộ đều là những cây khổng lồ như vậy. Trong các khu rừng họ đã đi qua trước đây, cây cao 2-30 mét là thường, cao hơn 50 mét đã là hiếm thấy, giữa tán cây rừng, cảm tưởng như hạt giữa bầy gà vậy. Còn cây cối ở đây đều sừng sững chọc thẳng lên trời, ngẩng đầu lên, căn bản không thấy ngọn cây đâu, chỉ nhìn thân cây phán đoán, mỗi cây cũng phải cao trên trăm mét. Loại cây khổng lồ như vậy, có thể tính đến vân sam ở Bắc Mỹ, nhưng đây rõ ràng chẳng phải vân sam, cũng chẳng hiểu là loại gì, cây nào cây nấy đều giống những tảng đá lởm chởm đứng cạnh nhau trông không khác gì vách núi trùng điệp. Không chỉ cây to, mà cả cây bụi cũng cao tới cả chục mét, cả cỏ dại dưới đất cũng phải tới mấy mét, làm cho người ở trong đây cảm tưởng như lạc bước vào thế giới người khổng lồ trong chuyện cổ tích vậy. Bốn người càng đi vào sâu, các loại thực vật càng thêm cổ quái, có cây dùng bộ rễ quấn lấy một cây khác, cơ hồ như muốn nuốt trọn cả cây đấy vậy, có cây thì mọc thẳng ra từ chỗ rễ nhánh của cây khác, bộ rễ bò khắp thân cây kia, tựa như ký sinh trên đó có loại hoa nở phanh thành hai nửa, toàn bộ phần rìa đều có răng cưa, trông như những cái miệng quái thú đang ngoác ra. Rừng cây càng rậm, nhiệt độ càng thấp, hơi sương bốc mù mịt trên mặt sông, vấn vít quanh các thân cây cổ quái, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa. Bốn người cảm thấy hơi thở hà ra trong miệng mình đã hòa cùng với màn sương mông lung thành một thể, không phân biệt được. Hơi sương mù mịt, lúc thì biến thành mãnh thú thời viễn cổ, lúc lại hóa ra mỹ nữ hiểu điệu, khi thì ảo hóa ra đô thị hiện đại, lúc lại thành vũ trụ mênh mang, quái dị ly kỳ, như mộng như ảo. Nhạc Dương không khỏi dùng mình, Lào bao nói: "Tôi đói quá, Cường Ba thiếu ra các anh còn gì ăn được không? Tôi với Trương Lập hai ngày nay đã ăn hết sạch các thứ rồi." Nói đoạn, anh chàng chỉ vào hai chiếc ba lô xẹp lép của mình và Trương Lập, quả nhiên đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Nhưng chắc Mộc Cường Ba và Son cả ba lô cũng mất, tình hình còn tệ hơn họ nhiều. Trác Mộc Cường Ba nói: chúng tôi cũng không có, sau khi bị nước lũ cuốn tới đây, chúng tôi đã ăn hết rồi, vốn là cũng tìm được một ít vỏ cây ăn được, tiếc là đã bị đám ăn thịt người kia lấy đi hết. Nói xong, gã mới sực nhớ ra những thứ mình ăn vào đã nôn sạch lúc ở bộ lạc ăn thịt người rồi, giờ vừa lạnh lại vừa đói, bụng sôi lên ủng ụp. Bạn đang đọc chuyện được tải. Nhạc Dương nhắc tới, bốn người mới phát hiện, thì ra mình sớm đã đói đến không thể chịu nổi. Trương Lập ngồi phịch xuống một đoạn rễ cây, lầm bầm, không đi nổi nữa, hết hơi rồi. Nhạc Dương cũng chọn một cây thấp dựa vào, nói, tôi cũng có người. Anh chàng đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt cổ quái nhìn ra sau lưng. Ba người còn lại cũng giật bắn mình, căng thẳng đứng tại chỗ chố mắt ra nhìn, chắc một cường ba còn suýt nữa ném cả cây pháo sáng đi. Chờ thấy Nhạc Dương lấy tay giờ giờ lên thân cây thấp mình vừa dựa lưng vào, ngượng ngùng nói, xin lỗi, tôi nhầm, không phải người. Chắc một cường ba bước tới sở thủ cái cây ấy, quả nhiên thấy mềm nhún, rất giống ra người. Nhạc Dương lúc này đã dơ cao pháo sáng lên, trên đỉnh đầu là tán cây tròn, trông như một cái tròi nghỉ mát. Trương Lập đứng khá xa, nhìn rõ được toàn bộ cả cái cây ấy, thẳng thốt kêu lên, là nấm đấy, có khoa trương quá không vậy, nấm mà cũng to thế. Thì ra, chỗ Nhạc Dương dựa lưng vào, là một cây nấm cao tới 3 mét, anh chàng dựa vào chân nấm, chẳng trách như cảm thấy dựa vào người khác. Nhìn cây nấm lớn đó, Nhạc Dương lập tức nhỏ rãi thèm, vội nói, nấm to vậy cơ mà, đem nấu canh đi son nói không ăn được đây thực ra không thể gọi là nấm có lẽ nên gọi là một loại chân khuẩn cụ thể là loại nào thì tôi chịu có điều cá thể này không thể tính là lớn được tôi từng thấy cái lớn hơn nhiều hơn nữa các anh nhìn mà xem ở rìa mũ nấm màu sắc rực rỡ quá nửa là không ăn được rồi nhạc dương kêu lên không ăn thì chúng ta không còn sức mà đi nữa đâu nhìn cây nấm lớn như vậy mà lại không được ăn nhạc dương đã đói lại càng thêm đói son nói theo lẽ thường nơi đây rừng sâu cỏ rậm, đáng lẽ phải có nhiều động vật mới phải, nhưng chúng ta đi trong rừng lâu như vậy, không ngờ lại chẳng gặp sinh vật nào, chuyện này thật cổ quái vô cùng, chỉ bằng hai anh ở đây nghỉ một lúc đi, tôi và Johnson đi xung quanh chừng trăm bước thử xem. Nhạc Dương cầm súng lên, nói, súng này, son lắc đầu, không cần, tiếng động lớn quá, nếu gặp phải loài vật nào cần dùng đến súng, chúng ta đối phó sao được. Trương Lập rút con dao găm đưa cho Trác Mộc Cường ba nói, dùng cái này vậy. Trác Mộc Cường ba cầm lên ước lược, thấy cũng khá vừa tay. Trương Lập nói, nếu được thì nên trèo lên cây xem thử, cây ở đây lớn như vậy, nói không chừng các loài động vật đều sống trên cây hết cũng nên. Nhạc Dương bổ sung thêm, có khi chúng còn đang ngủ ấy. Son và Trác Mộc Cường ba đều nói, tất nhiên rồi. Trác Mộc Cường ba lại nhắc nhở, dọc đường không trông thấy loài mãnh thú nào nhưng cũng chớ có vì vậy mà lơi là cảnh giác, hai người cậu phấn chấn lên đi. Nói đoạn, hai người dẫm lên dễ cây, đi ngược dòng sông. Trương Lập và Nhạc Dương dựa lưng vào cây nấm nghỉ ngơi, chưa đầy 5 phút sau, chắc Mộc Cường Ba và Son đã quay lại, hai người đều có vẻ mừng rỡ, vừa trông thấy Trương Lập liền kêu lên, nhanh lên, tới đây giúp một tay đi, có thịt nướng ăn rồi. Trương Lập và Nhạc Dương ngước lên nhìn, liền được một phen kinh ngạc. Chắc Mộc Cường Ba và Son một người khiêng đầu, một người khiêng chân, không ngờ đã vác về một con cá sấu dài hơn 2 mét. Nhạc Dương lắp bắp kêu, ở đâu, ở đâu ra cái con to tướng này vậy? Chắc một cường ba vui vẻ đáp, ngay phía trước thôi, lần này có thịt cá sấu ăn rồi. Trương Lập nói, ra thô thịt dày thế này, ăn được không? Son nói, đương nhiên là được. Chắc một cường ba cũng đáp, đừng trên nó ra thô thịt dày, món cá sấu này từ ngàn xưa đã là đặc sản rồi đấy. Nhạc Dương bước lại gần, thấy con cá sấu này bị quấn dây quanh miệng, vùng bụng mềm mềm, hóa ra là vẫn còn sống. Anh chàng ngạc nhiên thốt lên, sao hai anh bắt được nó vậy? Trác Mộc Cường Ba và Son ngượng ngùng nhìn nhau, nói lảng sang chủ đề khác, cái này cậu không cần biết, tóm lại là cứ mài dao đốt lửa đi, chúng ta lột ra xẻ thịt nó ra chia nhau ăn. Thì ra, Trác Mộc Cường Ba và Son chưa đi được bao xa thì phát hiện ra rễ cây trên mặt sông phía trước rất không bình thường, thoạt nhìn như có vô số quái vật mắc cạn. Son bảo đi trước thăm dò, kết quả mới đi được vài bước liền nhận ra, trên mặt sông nằm lê lết mấy chục con cá xấu đang ngủ say sưa, anh ta gión ra gión rén vòng lại, nói phía trước quá là nguy hiểm, dù chắc một cường ba đi vòng qua, kết quả chẳng hiểu vì sao, một con cá sấu đang ngủ giật mình tỉnh dậy và bỏ tới. Son ngoảnh đầu lại nhìn, vừa trông thấy con quái vật há to miệng định đớp, son hoảng hồn suýt nữa thì kêu gào cứu mạng, cũng không cần để ý tới hình tượng, lập tư xê nhảy trồm về phía trước như con chó, suýt chút nữa thì bị đớp cho một phát vào mông. Con cá sấu kia một đớp không trúng, lại tắp thêm miếng nữa, không ai nghĩ động tác của cá sấu ở đây lại nhanh nhẹn đến vậy, son vừa lăn vừa bò, ống quần cũng bị xé rách một miếng to tướng. Trác Mộc Cường ba thấy tình cảnh đó, vội chạy tới giúp son, nhưng cũng không biết phải xử lý thế nào, đành vung chân hất con cá sấu sang một bên. Con cá sấu lửa mắt một cái, rồi quay sang tấn công Trác Mộc Cường ba, son liền thừa cơ lăn sang một bên, trong lúc hoảng hốt cũng không quên nhắc nhở Trác Mộc Cường ba, tìm cách không cho nó mở miệng, con quái này cắn cái gì thì chặt lắm, nhưng sức lực lúc mở miệng thì không lớn lắm đâu. Hoảng loạn cuống cuồng, Chắc Mộc Cường ba trước nay chưa từng bắt cá xấu lần nào còn trượt ngã hoạch một cái, nào nghĩ ra cách khiến con quái này không thể hả miệng. Mắt thấy nó tỏ ra vô cùng hứng thú với hai chân mình, gã liền rụt chân lại, bật tung người lên, vừa hay đúng lúc con cá xấu há miệng bổ tới, kết quả là lúc chắc Mộc Cường ba xoay người rơi xuống, liền cưỡi đúng lên lưng nó. Gã chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức vươn đôi tay khỏe khoắn của mình xuống, ôm chặt miệng con vật, không cho nó mở miệng ra nữa. Con cá xấu liền bám chặt chân xuống đất, đuôi quấy loạn xạ, vùng vằng định hất gã to xác trên lưng xuống, nhưng chắc một cường ba đã ôm được miệng nó, sao mà gã dám buông tay ra chứ? Hai bên đang rằng co, viên thánh thạch của người Cucuơ lăn ra khỏi túi áo chắc một cường ba rơi xuống đất, gã liền ngoảnh đầu nhìn theo hướng đó, vừa hay gặp phải ánh mắt con cá sấu, chỉ thấy hai mắt con quái thú xấu xí ấy xanh lẻ, điệu bộ xem chừng rất không cam tâm. Chắc một cường ba thầm nhủ, giờ tao thắng thế, chẳng lẽ lại sợ mày chắc, dám chừng mắt hả? hai mắt gã cũng trợn trừng lên nhìn lại con cá sấu đáng thương cũng chưa từng gặp thứ nào giống gã mới đầu còn chuẩn bị làm một bữa ngon không ngờ ngược lại còn bị đối phương giữ cho không mở miệng ra được có lẽ trong lòng nó cũng đang thầm nghĩ ấy cha đây là quái vật gì vậy bị trác mộc cường ba trừng mắt lên nhìn hai mắt con cá sấu trợn ngược không ngờ lại ngất xỉu luôn lúc này bọn trác mộc cường ba còn cách đàn cá sấu mấy chục mét những con khác vẫn đang thiêu thiêu ngủ chứ chưa bị kích động tới trác mộc cường ba thấy con cá xấu bên dưới đã ngừng nhúc nhích tưởng nó giả chết lại ôm một lúc nữa tới khi son nói nó mất rồi mau kiếm thứ gì buộc chặt miệng nó lại đi gã mới buông tay cảm giác hai cánh tay vừa mỏi vừa tê rõ ràng là đã dùng sức quá độ trác mộc cường ba nhặt lại viên thánh thạch ba lô của gã đã bị đám ăn thịt người cướp mất giờ chỉ còn lại mỗi viên thánh thạch nhét trong người này thôi gã đứng lên nhìn con cá xấu bụng ngửa lên trời đầu ngoẹo hẳn sang một bên để mặc son lấy dây mây buộc chặt miệng lại, lấy làm ngạc nhiên hỏi, sao lại ngất đi được nhỉ? Son buộc chặt miệng con cá sấu, để phòng nó nổi điên lên cắn người, rồi lại bảo Trác Mộc Cường ba bồi thêm hai dao vào chỗ hiểm, sau đó mới giải thích, đừng nhìn cái miệng như cái chậu máu của nó mà sợ, thực ra bọn cá sấu này nhát gan lắm, nhất định phải quần cư mới dám càn quấy. Lực cắn của cái miệng này có thể lên tới mấy tấn, đập một phát răng xuyên qua thiết bản dày 2cm là thường, nhưng cơ thịt nó há miệng ra lại không phát triển lắm, một người đàn ông trưởng thành là có thể dễ dàng khiến nó không mở miệng ra được rồi, những người săn cá sấu đều lợi dụng nhược điểm này để đối phó với chúng. Cá sấu mà không mở được miệng ra, thì khác gì hổ bị nhổ mất răng đâu, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi căng thẳng, lúc này phản ứng bản năng của sinh vật sẽ khiến nó giả chết ngất đi, giống như đà điểu lúc gặp nguy hiểm thì vùi đầu xuống cát, đít ngỏng lên trời vậy. Cái này gọi là gạt mình gạt người, nhanh nào, chúng ta vác nó về làm thịt ăn trước đã. Vậy là, con cá sấu bị xuyên qua cành cây, nướng đến mỡ chảy ròng ròng. Một mùi hương khen khét lan tỏa, bốn người đều đói sôi cả bụng, nuốt nước miếng ửng ực. Son vừa xoay xoay cành cây vừa nói, mặc dù cá sấu nhìn bề ngoài xấu xí vậy thôi, nhưng thịt ăn rất ngon, ở các nước như Australia, Thái Lan, thịt cá sấu đã trở thành món chính từ lâu rồi, làm được rất nhiều món khác nhau đấy nhé. Đuôi cá sấu nấu đông là món mà tôi tương đối thích, nếu bên trong đánh vào thêm hai quả trứng cá sấu thì hết sức hoàn mỹ. Nhạc dương liếm liếm môi thốt lên, người thơm quá, không biết ăn thì gia vị gì nhỉ. Son đáp, gần giống thịt gà hay thịt bò ấy, nướng lên thì vị giống bít tết hơn, nếu mang đủ gia vị thì tốt quá, cho chút hoa hồi, thêm rau thơm với mù tạc, à, cả ớt nữa, thế mới gọi là ngon chứ. Trương Lập nghe mà không chịu nổi, luôn miệng thúc giục, ăn được chưa vậy? Ăn được chưa vậy? Son xoay thêm một vòng nữa, mỉm cười nói, chưa được đâu, đây là thịt cá xấu hoang dã, ít nhất cũng phải nướng cho chết sạch lũ ký sinh trùng trong thịt thì mới ăn được không giống trong nhà hàng họ toàn dùng cá xấu nuôi đối với việc trừ bệnh khuẩn và vi trùng đều hết sức nghiêm khắc tôi còn nhớ ở kenya thổ dân bản địa cũng dùng một loại hương liệu đặc biệt trong rừng để hun thịt thú hoang sau đó ướp thành thịt khô vị cay mà chỉ hơi mặn nhai sướng miệng lắm nói tới đây lại làm nhạc dương nhớ tới thịt bò khô anh chàng khốn khổ nuốt nước bọt đánh ực trương lập cười hì nói không ngờ anh lại nghiên cứu cả về nghệ thuật ẩm thực như vậy. Son chỉ cười điềm đạm, đáp, đối với một người du lịch, ăn món ngon đặc sản các vùng, tìm hiểu phong thổ nhân tình khắp nơi, thưởng thức phong cảnh tự nhiên, ba thứ này chính là hưởng thụ lớn nhất trên đường du lãm đó. Thông thường một người dịch chuyên nghiệp đều kiêm luôn cả nhà nghiên cứu ẩm thực, người mê mỹ thuật, rồi cả nhà nghiên cứu dân tộc học nữa. Vào thời khắc đói khát nhất, có thể ăn một bữa no thỏa thích, thể nào cũng có cảm giác đi chuyến này không uổng chút nào, hô hô, nhìn ba người nói cười vui vẻ trác mộc cường ba chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng gã nhớ đến hai bộ lạc ăn thịt người lúc ăn thịt cá sấu mọi người có thể nói nói cười cười lúc bọn gã giết cá sấu trong lòng cũng tràn ngập khoái cảm thấy hưng phấn vô cùng vì sắp sửa có bữa ăn ngon nhưng xét về mặt bản chất người và cá sấu đều là động vật tại sao lúc thấy đám thổ dân ăn thịt người kia mổ bụng moi gan người sống chia nhau ăn uống gã lại cảm thấy buồn nôn và sợ hãi như thế liệu có phải lúc đám thổ dân đó ăn thịt người cũng nói nói cười cười, bình đầu phẩm chân như bây giờ họ ăn thịt cá xấu hay không. Từ ăn uống, con người được thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất, rồi còn phát triển ăn uống thành một thứ văn hóa, đối với cùng một loại thịt lại có nhiều cách làm khác nhau, điều hòa các loại mùi vị, sao cho thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của các giác quan. Nếu loại thịt đó đổi lại thành thịt người thì sao? Trác Mộc Cường ba hết sức nghi hoặc, hôm đó khi nhìn thấy cảnh bộ lạc tế sống, toàn thân gã như rơi xuống hố băng, tứ chi lạnh buốt, tay chân run rẩy. Nhưng quá trình giết một con cá sấu và quá trình giết lợn mổ bò vốn hệt như nhau cơ mà, tại sao lúc đó gã lại sợ hãi đến vậy? Chỉ bởi vì người không ăn thịt người thôi sao? Không, người có ăn thịt người, không chỉ có bộ lạc ăn thịt người ở đây, mà trong sách sử Trung Quốc cũng có ghi, những năm đói kém, dân không có ăn, đổi con mà thịt. Y muốn nói, trong những năm mất mùa đói kém, người không có gì ăn, chỉ còn cách ăn thịt người mà thôi, người lớn khỏe mạnh có sức thì có quyền ăn lũ trẻ con không có khả năng phản kháng nhưng họ lại không nỡ ra tay với con cái mình sinh thành nuôi dưỡng. Vậy là các nhà liền đổi con cho nhau mà ăn, ăn thịt con người khác, trong lòng chắc cũng dễ chịu hơn nhiều. Thời xưa, chính quyền tàn bạo, xa hoa dâm giật cũng có nhiều chuyện ăn thịt người, chẳng hạn trụ vương đời thương, đã giết chết con trai vị đại thần mà y hoài nghi bất chung với mình, làm thành thịt viên rồi bắt vị đó ăn, hay còn xẻ thịt vị đại thần ông ta cho là phản nghịch nấu canh, chia cho những người khác ăn. Nói cách khác, chuyện người ăn thịt người ngàn xưa đã bị cho là chuyện tàn bạo nhất, đáng sợ nhất rồi, nhưng tới lúc không thể không ăn, người ta vẫn sẽ ăn thịt người thôi. Giác, âm thanh vang lên trong rừng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Trác Mộc Cường Ba, dường như có khúc rễ cây nào đó bị thứ gì đụng gấy, bốn người miệng vẫn nhai thịt cá sấu, song vẻ sợ hãi đã ngưng kết trên mặt. Đứng bên bờ vách núi, mấy trăm tòa kiến trúc màu trắng thu cả trong tầm mắt, vô số đền thờ, cung điện, quảng trường thi đấu, trụ đá kỷ niệm, mỗi kiến trúc đều đẹp tinh tế vô ngần, tất cả đều là tác phẩm nghệ thuật. Có thể nói, đây là quần thể kiến trúc quy mô lớn nhất, bảo tồn hoàn chỉnh nhất kể từ khi con người phát hiện ra các di chỉ Maya cổ đại tới nay. Chúng nằm tàn mát trong bóng cây, nhưng bóng cây hoàn toàn không che mờ được ánh sáng của chúng, bụi cát phủ trên di chỉ, không sao che giấu nổi lịch sử huy hoàng, cỏ hoang trốn hư phế đang kể lại câu chuyện về một nền văn minh sáng chói. Con thú khổng lồ Nhạc Dương và Trương Lập nhặt ngay khẩu súng dưới đất lên với tốc độ nhanh nhất có thể, chắc một cường ba và son cũng đứng bật dậy, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào, son nhanh nhẹn cho thịt cá sấu đã nướng chín vào túi. Lại nghe tiếng rắc 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 liên hồi, con vật đang lại gần tuyệt đối không thể nhỏ, bởi đây là âm thanh phát ra lúc nó cố len khoảng trống giữa các cây, đè cho dễ cây biến dạng nát bấy. Son cảnh giác nhìn đống thịt cá sấu nát bấy dưới đất, thầm nhủ chẳng lẽ mùi máu tanh đã dẫn dụ loài thú lớn nào tới đây. Binh, con thú khổng lồ trong bóng tối hình như bị kẹt cứng giữa hai cây đại thụ, có vẻ như đang muốn hất cả cây mà chui qua. Nhạc Dương ném một cây pháo sang lại chỗ đó, cùng lúc hét toáng lên, nhìn cái gì kìa? Á, à, cá sấu chúa, là cá sấu chúa đấy. Dưới ánh sáng lập lòe, một cái miệng to như chậu máu đầy răng nhọn hoắt, cái đầu trông khá giống với đầu khủng long cổ đại kẹt giữa hai thân cây, đang vùng vằng muốn thoát ra. Trong lúc tra tìm tư liệu, bọn Trác Mộc Cường ba từng đọc một bài báo kiểu chuyện lạ đó đấy, nói trong rừng nguyên sinh có một loài cá sấu thể hình siêu lớn, nhỏ hơn cá sấu khổng lồ thời tiền sử, nhưng phải to gấp đôi cá sấu thông thường người địa phương gọi chúng là cá sấu chúa, nghe nói cũng là một loại biến chủng kỳ dị, giống như ếch máu hay ếch khổng lồ vậy. Giờ đây, trước mắt bốn người là một con cá sấu to tới bất thường, riêng cái đầu thôi đã gấp đôi con cá sấu họ vừa làm thịt rồi, dù ánh sáng không chiếu tới phía sau hai gốc cây, nhưng từ tỷ lệ cái đầu cũng đoán được, đây chắc chắn là một con cực lớn, chiều dài phải chừng 5 mét trở lên. Trương Lập và Nhạc Dương Nhân lúc con cá sấu khổng lồ còn chưa xông qua được khe kẹt giữa hai gốc cây, nổ súng xạ kích, nhưng đạn bắn vào da con quái, chỉ nghe cạch cạch rồi bật cả ra ngoài. Con cá sấu nổi cơn điên, dùng hết sức chen mạnh, không ngờ đã chen cả nửa thân ra khỏi chỗ kẹt, xem ra nửa thân sau cũng sắp thoát ra tới nơi, son vội kêu lên, chạy mau. Bốn người vừa ăn được một nửa, đã lại buộc phải bắt đầu tập chạy bộ nhảy vào trong rừng luôn. Con cá sấu chúa kia lao vụt qua vùng ánh sáng, bốn chân nguồn như máy, tưởng như muốn bay lên khỏi mặt đất, tốc độ nhanh tới kinh người, thể hình quả nhiên dài khoảng 5 mét cái miệng đầy răng nhọn lởm chởm kia ước chừng chỉ cần một phát là có thể nuốt nguyên cả một người sống. Nhạc Dương thấy ánh lê thấp thoáng, liền rú lên, xem kìa, nó đang khóc, chắc là chúng ta sơi mất con của nó rồi. Trương lập quát, bớt chút sức lực chạy nhanh lên, tôi thấy quá nửa là tại nó người thấy hóc môn nam tính trong người cường ba thiếu ra nên mới mò tới đấy. Nhạc Dương vừa chạy vừa chửi bới, ông trời chết toi, rừng rậm chết toi, chết toi. Trương lập hỏi, liên quan gì tới ông trời? Nhạc Dương nói, nếu không phải trận mưa đó thì làm gì có lũ nếu không có lũ thì chúng ta làm sao bị cuốn tới chỗ này nếu không phải ở đây thì chúng ta là gì đến nỗi phải vào khu rừng đáng sợ này nếu không vào đây làm sao chúng ta đụng phải lũ quái vật này anh nói đi chẳng lẽ không trách được ông trời à trương lập lắc đầu nếu nói như vậy thì không đúng rồi nói theo kiểu của cậu nếu không có lần huấn luyện này sao chúng ta phải đến cái chỗ đáng sợ này chứ muốn trách thì phải trách giáo quan ấy nhạc dương nói không sai giáo quan đúng là đồ ác quỷ son thì không hiểu hai người nói gì chắc mộc cường ba trong đầu đang căng thẳng tính toán cứ theo tốc độ này sớm muộn gì cũng bị nó bắt kịp bốn người chạy liên tục cả đêm thể lực còn chưa kịp hồi phục nếu nói sinh vật này có linh tính hay dựa vào dấu vết mùi vị gì để phán đoán đồng loại đã bị hại nói thế nào thì cũng sẽ tìm tới gã đâu cần phải hy sinh vô ích làm gì nếu chạy vòng qua chỗ cây rừng mọc dày đặt hơn con quái vật không chui qua được có lẽ là sẽ thoát chủ ý đã quyết trác mộc cường ba đột nhiên chuyển hướng dễ sang trái kêu lên trong ánh mắt kinh hoàng của ba người còn lại tách ra chạy vào chỗ nào có nhiều cây ấy son hét lớn không thể tách ra được không tách được trác mộc cường ba mặc kệ son ra sức vung vẩy ống pháo sáng trong tay quả nhiên con cá xấu chúa kia vẫy mạnh đuôi quật cho dễ cây xung quanh gãy nát kêu răng rắc rồi chuyển hướng đuổi theo gã trác mộc cường ba gắt lên đừng chạy theo các anh đi trước đi tôi sẽ nghĩ cách thoát khỏi nó Xem chưa, tôi nói đúng rồi còn gì. Trương Lập nhìn con cá xấu chúa đuổi theo Trác Mộc Cường ba, miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa cợt. Hậu quả của việc bị con quái đó bắt kịp, ai cũng đều biết cả. Nhạc Dương cũng nghĩ hệt như Trương Lập, liền tức khắc đuổi theo sau con cá xấu, Son cũng theo sát phía sau. Vì con quái có thể ngoảnh đầu lại đớp bất cứ lúc nào, ba người chi dám chạy xa xa phía sau, không dám lại gần. Vừa chạy được một lúc, Son ở phía sau bỗng nhiên giơ tay ra, kéo cổ áo Trương Lập và Nhạc Dương lại. Trương Lập kêu toáng lên, làm cái gì vậy? Nhạc Dương cũng hỏi, chuyện gì thế? Chỉ thấy dưới ánh sáng ma dê, gương mặt trắng bệch của son ánh lên sắc xanh, lo ngại nói, không ngửi thấy gì à? Trương Lập hích mạnh một cái, cho mày nói, tanh quá, chẳng lẽ ở đây có cá chết à? Mùi tanh quá đi. Son trầm giọng nói, mùi tanh này, các anh đã xem một bộ phim, tên là Anaconda chưa? Anh ta đột nhiên đổi chủ đề. Nhạc Dương không nghĩ ngợi gì đã đáp ngay, xem rồi, phim thảm họa phải không, sợ ra phết, thực ra làm gì có loại rắn nào to thế chứ? Hả, sao anh tự dưng hỏi câu này vậy? Son nhìn chằm chằm xuống đất, nếu tôi nói cho các anh biết, đó là thật thì sao? Trương Lập mỉm cười, nói, làm gì có chứ, chăn, khổng lồ. Nói tới đây, bỗng nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó. Son làm dấu chữ thập trước ngực, lẩm bẩm nói, chúng ta cầu nguyện cho Johnson đi trác mộc cường ba giờ hết bản lĩnh leo lên nhảy xuống chỉ nhằm vào chỗ nhiều cây mà chạy cuối cùng ánh lửa phía sau cũng không chạy theo nữa gã thầm thở phào một hơi nhưng con cá xấu chúa khổng lồ kia thì cứ bám chặt không chịu buông tha mỗi lần gặp phải khe hẹp cản trở nó lại vòng qua đuổi tiếp các bụi cây nhỏ thấp thì xông thẳng qua luôn giống như một chiếc xe tăng đang càn quét trong khu rừng vậy cây cổ thụ phía trước có một nhánh mọc chéo chéo xuống đất giống như bắc một cây cầu dốc hướng thẳng lên cây vậy trác mộc cường ba cả mừng vì cây ở đây đều rất to nên không thể trèo lên được, giờ tự dưng có đường tắt, gã liền lập tức chạy vù lên, trong lòng thầm nhủ con cá xấu kia quá nặng nề, quá nửa là không thể lên theo được, dù có lên được trăm nữa, với thể hình to lớn như thế, ở trên cây nó cũng không thể muốn làm gì là làm được. Cành cây đó ban đầu hơi nhỏ, càng lên cao thì càng lớn, chắc một cường ba chạy lên được một nửa, dưới chân đã chẳng khác gì mặt đường bằng phẳng rộng một mét, nhưng càng lên cao thì cành cây lại càng ẩm ướt, ngược lại còn khó đi hơn trác mộc cường ba dùng cả chân lẫn tay nửa bò nửa chạy được nửa đường thì bị trượt chân gã vội vàng ôm cả người vào đó người sang trên tay rơi xuống đất hồi sau bên dưới mới vang lên tiếng ống pháo sáng chạm đất trác mộc cường ba nghiêng đầu nhìn thử thấy mình đã cách mặt đất chừng hai ba chục mét tán cây trên đầu phản xạ ánh trăng nên cũng lờ mờ nhìn thấy vài tia sáng xuyên qua cành lá rải xuống những đốm bàng bạc bỗng nhiên thân cây khổng lồ ấy rung lên ngoảnh mặt quan sát chỉ thấy bóng đen to tướng đó đang chầm chậm bò lên không ngờ móng vuốt của con quái vật lại găm được vào thân cây như móc sắt, ngược lại còn leo lên nhanh hơn cả Trác Mộc Cường Ba. Gã không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, đành ra tăng tốc độ bò tiếp lên trên, bất chợt, cành cây phía trước gã hình như nhúc nhích, Trác Mộc Cường Ba tưởng rằng mình bị hoa mắt, đúng lúc ấy, một cơn gió tanh thổi tới, thân cây phía trước Trác Mộc Cường Ba bất ngờ dựng đứng lên, lộ rõ bản mặt của nó dưới ánh trăng. Trác Mộc Cường Ba nín thở, trợn tròn mắt lên, đờ đẫn ngẩng đầu ngây ra nhìn con hung thú trong truyền thuyết đang ở ngay trước mặt, chỉ thấy thân hình khủng khiếp của nó đang ngồn ngộn dưới ánh trăng, đôi mắt to như đèn lồng đang nhìn chằm chằm vào người gã, cái miệng phả ra hơi tanh thối lẻ lẻ lưỡi, nó là thứ có thể khiến mọi sinh vật khác dâng lên cảm giác sợ hãi tự nhiên, đồng thời cũng là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn ở đại lục Nam Mỹ này. Anaconda, chăn khổng lồ Nam Mỹ, là cá thể có hình thể lớn nhất trong các loài động vật họ rắn. Một con anaconda trưởng thành bình quân dài hơn 10 mét, Bảo nó to hơn cái thùng nước thì cũng không quá đáng chút nào, đây mới là thợ săn siêu cấp của rừng già. Sức mạnh của báo châu Mỹ khiến nó trở thành tượng trưng của vương quyền ở Nam Mỹ, còn anaconda loài vật với ưu thế vượt lên tất cả này đã trở thành tượng trưng cho thần quyền cổ nhân sùng bái nó. Anaconda là trung cực của mọi sức mạnh, khả năng của con người không thể so sánh được. Đây là tên thợ săn quen thói ôm cây đợi thỏ, nó có thể ở nguyên một chỗ mấy tháng liền không ăn không uống, nếu có con mồi nào đi qua phạm vi khống chế nó sẽ không chút do dự mà cuộn lấy, rồi lợi dụng ưu thế tuyệt đối về thể hình của mình, dù con mồi có lớn thế nào cũng nuốt trọn, rồi lại ẩn đi, mấy tháng sau không cần ăn uống. Loài sinh vật đáng sợ này, cả bọn báo châu Mỹ gặp phải cũng không thể không nhượng bộ lui bước. Trác Mộc Cường Ba bị kẹt giữa cành cây, phía trước là ánh mắt tà ác của con chăn khổng lồ Nam Mỹ đang nhìn món điểm tâm tự dưng đưa tới tận miệng, sau lưng con cá xấu chúa đã hoàn toàn chặn mất đường lui, cái miệng đầy răng lởm chởm ấy thậm chí còn to hơn cả con mãng xà kia nữa, giờ chỉ còn cách nhảy xuống, nhưng chỗ này cách mặt đất tới hai ba chục mét, khác gì tòa nhà 10 tầng đâu. Trác Mộc Cường ba cơ hồ muốn ngất xỉu, gã vỗ vỗ khắp người, tìm xem có thứ gì dùng được không. Cuối cùng, gã cũng giờ được con dao găm của Trương Lập, chuyện đã đến nước này rồi, cũng chỉ còn cách đánh liều một phen mà thôi. Thân thể to lớn của con chăn Nam Mỹ từ trên không bổ tới, còn con cá sấu chúa kia cũng bật mình vọt lên, ngoác cái miệng to như chậu máu. Trác Mộc Cường ba cầm chắc con dao trong tay, thầm cầu nguyện trong đầu, rồi nghiến răng lăn tròn một vòng xuống bên dưới cành cây, đồng thời vung tay đâm mạnh con dao lên trên, dùng hết sức lực cắm ngập cả con dao vào cành cây đó. Lưỡi dao găm sắc bén hơi trượt xuống dưới, cuối cùng cũng giúp Trác Mộc Cường ba trụ lại. Cùng lúc ấy, một tiếng bình vang lên, con chăn khổng lồ và con cá xấu chúa kia đã húc thẳng vào nhau, hai con quái thú cùng phẫn nộ gầm ghè, con chăn quấn vào, thân thể co chặt, lập tức làm con cá xấu kia giống lên, cá xấu chúa cũng không chịu kém, tứ chi chĩa ra ngoài điên cuồng cào cấu cào vùng da bụng mỏng nhất của con chăn. Hai con thú giữ quấn chặt vào nhau, lăn nửa vòng rồi rơi thẳng xuống dưới. Độ cao này với con người thì khó mà thoát chết, song với hai con thú khổng lồ này lại chẳng gây ra bất cứ tổn thương nào, mà ngược lại còn làm chúng quấn chặt vào nhau hơn. Trác Mộc Cường ba khó khăn lắm mới leo trở lại được cành cây xiên chéo ấy, bàn tay vẫn còn hơi run run. Lúc này gã mới sực nhớ ra, hai loài này vốn đã có thâm thù truyền kiếp, chăn Nam Mỹ còn nhỏ rất dễ bị cá sấu sơi tái, còn lúc chúng lớn lên rồi, liền quay trở lại bắt cá sấu ăn, mối thù này chẳng biết đã có từ mấy vạn năm trước rồi. Không dám ở lại lâu, nhân lúc hai con quái thú còn đang quần thảo, chắc Mộc Cường ba vội vàng leo xuống bỏ chạy thục mạc, giờ đã biết trên cây có loại sinh vật đáng sợ này, có nói gì gã cũng không dám leo lên nữa rồi. Lại một lần mất đi nguồn sáng, trong bóng tối cũng không thấy ánh đèn của bọn nhạc dương, trương lập, mới vòng vòng mấy lượt, Trác Mộc Cường Ba đã nhận ra, gã đã lạc đường. Cây cối trong rừng đều rất lớn, nhiều nơi buộc phải đi vòng qua mới được, cộng với hơi nước mù mịt khiến cảnh vật trước mặt đều mông lung, vòng qua vòng lại, căn bản không thể biết mình đang ở chỗ nào nữa. Trác Mộc Cường Ba nắm chắc con dao, công cụ phòng thân duy nhất của gã lúc này, đến giờ gã mới hiểu được, tại sao khu rừng này lại tĩnh lặng như vậy, có bọn thợ săn siêu cấp này tiềm phục bên trong, thử hỏi còn loại động vật nào dám tiến vào đây nữa chứ. Đêm tối, mệt mỏi đói khát nhưng lại không dám nhắm mắt vì sợ hãi giờ thì gã chỉ còn lại một mình đây là lần đầu tiên lần đầu tiên trác mộc cường ba cảm thấy bất lực đến thế trên thương trường trong những khu rừng khác gã đã biết sợ là gì đâu nhưng giờ đây trên mảnh đất hoàn toàn xa lạ này mỗi sinh vật đều có thể đẩy gã vào chỗ chết khi những cảm xúc bất an và nơm nớp lo sợ đó trào dâng trác mộc cường ba chợt cảm thấy gã cần được giúp đỡ dù chỉ là một người để nói chuyện thôi cũng tốt lắm rồi cảm giác này thật hệt như 20 năm về trước, mở mắt chân chân ra nhìn người thân nhất bị kẻ khác bắt đi, nằm trên mặt đất băng lạnh, cố nhịn cơi đau bụng, lúc đó, trong lòng gã cũng vang lên một âm thanh run rẩy ai đến giúp với, ai đến giúp tôi với. Con người ai chẳng lớn lên trong vòng tay bảo vệ của mẹ cha, sống thì hoạt bát, chết thì cứng đờ, những người bề ngoài kiên cường mấy trang nữa thì nội tâm cũng chỉ như con ốc sên núp kín trong vỏ, lúc nào cũng hoang mang lưỡng lự, chẳng ai tránh được. Đời người lúc nào cũng có quá nhiều trắc trở, cuối cùng bao giờ cũng có một khó khăn không thể vượt qua, không ai vượt qua được. Rượu mạnh chỉ có tác dụng tê liệt thần kinh, không phải tinh thần, khi khó khăn vượt quá cực hạn chịu đựng, ý chí của con người ắt sẽ sụp đổ. Nếu nói đây là một khảo nghiệm, vậy thì chắc Mộc Cường Ba cho rằng vậy đã là quá đủ rồi, gã không muốn tiếp tục khảo nghiệm thêm một chút nào nữa, tất cả chuyện này đã vượt quá phạm trù khảo nghiệm, thuần túy chỉ là dày vò hành hạ, đầy đọa của thể xác lẫn tinh thần. Cứ tiếp tục thế này, gã sẽ không cầm cự nổi, thể lực, ý chí, tinh thần đều đã tới cực hạn chịu đựng, bao nhiêu áp lực sinh tồn đè nén, làm gã đã không sao thở nổi. Trác Mộc Cường ba tựa như một kẻ lữ hành trong sa mạc bị mất nước, lê đôi chân nặng như đeo chỉ tiếp tục tiến lên. Khu rừng tĩnh mịch ẩn chứa những uy hiếp chí mạng, xung quanh chỉ có bóng đêm vô cùng tận, mỗi tiếng động nhỏ vang lên đều khiến trái tim gã không thể kiềm chế mà đập như điên cuồng mấy phút liền, nơi đây đúng là một vùng đất ma quỷ. Trác Mộc Cường ba không còn đi nổi nữa, gã dựa vào một thân cây ướt rượi nghỉ ngơi, ra sức hất nước lạnh lên người mình. Nếu như vậy còn không hết buồn ngủ, gã sẽ dùng dao rạch ra ra, đau tới thấu xương, chỉ có cơn đau mới đuổi được cơn buồn ngủ, chỉ có không ngủ, gã mới có hy vọng sinh tồn. Gã không biết mình đã đi như thế bao lâu, bóng đêm trải ra vô tật, dừng một chút, rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước, gã ngẩng đầu nhìn trời, chút ánh sáng mờ mờ lấp ló qua cành lá chứng tỏ giờ vẫn là đêm, vẫn chỉ có ánh trăng. Trác Mộc Cường ba ngầm tự hiểu, giờ muốn gặp lại bọn Son và Trương Lập, Nhạc Dương hy vọng thật quá mong manh, muốn ra khỏi khu rừng này, sợ rằng cơ hội còn mong manh hơn bội phần. Bỗng một tiếng soạt vang lên, trong bụi cây phía trước lại xuất hiện một con chăn khổng lồ to bằng người. Trác Mộc Cường ba lúc này lòng nguội ý lạnh, ở nơi thế này gặp phải con quái vật như vậy, cả sức lực bỏ chạy cũng tiết kiệm được luôn, gã thầm nhủ, cuối cùng vẫn không thoát khỏi đây được rồi. Con chăn Nam Mỹ dài cả chục mét kia lúc này còn cách Trác Mộc Cường ba chừng ba chục mét, như một mũi tên, thân hình uốn ẻo đã bổ về phía gã, tốc độ kinh người. Trác Mộc Cường ba nhắm nghiền mắt lại chờ đợi, chợt nghe một tiếng động lớn, mở mắt ra xem, thì thấy con chăn kia đang lăn lộn dưới đất, trong đêm tối nhìn không được rõ lắm, nhưng chất dịch nhầy dinh dính của nó thì đã phun đầy người gã, tanh hôi khủng khiếp. Trác Mộc Cường ba không dám tin mình lại may mắn tới vậy. Con chăn kia lăn lộn một lúc rồi nằm im bất động, xem ra là do máu đã chảy hết. Trác Mộc Cường ba cẩn thận nhích lên, dưới chân không biết dẫm phải thứ gì liền té bổ nhào xuống, thò tay ra sờ thử chỉ thấy vừa dính vừa mềm, con chăn lớn kia không ngờ bị rạch toát cả bụng, bao nhiêu thứ bên trong chảy hết cả ra ngoài. Trác Mộc Cường ba đứng lên, mượn ánh trăng yếu ớt quan sát, quả nhiên dưới đất thấy có ánh sáng lóe lên, nửa lưỡi dao sắc lẻm dựng đứng trên mặt đất, lộ lên trên chừng 30 cm, vừa rồi con chăn bò trườn dưới đất, lưỡi dao lạnh lẽo này đã không chút khách khí rạch đôi phần bụng nó ra. Trác Mộc Cường ba không đụng tới lưỡi dao đó, kiểu chui dao này vốn là kỹ thuật chỉ có những thợ săn cực kỳ lão luyện mới biết sử dụng, rắn có đường của rắn, cao có vết của cáo, những thợ săn trong rừng sâu núi thẳm thường nói với nhau như vậy. Trôn lưỡi dao trên đường rắn thường bò qua, có thể giết rắn trong vô hình, không ngờ trong rừng này không chỉ có người, lại còn có cả bẫy dập do con người bố trí. Mạng gã chính là do người thợ săn vô danh kia cứu về, chắc một cường ba cười khổ một tiếng, trong màn xương phía trước chợt thấp thoáng một bóng ảnh, không hiểu lại là gì nữa. Trác Mộc Cường ba đứng nguyên tại chỗ như lão tăng nhập định, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía có âm thanh chuyển tới kia. Bỗng nhiên có tiếng gió nổi lên phía trái, Trác Mộc Cường ba dùn người né tránh, đồng thời đá tạt ra sau một cú, chỉ một động tác này là gã đã biết đối phương là người, bởi chỉ có con người mới có thể lặng lẽ vòng ra sau lưng kẻ địch trong thời gian ngắn như vậy, mà đòn vừa tấn công gã ban nãy là tiếng gió của bàn tay tạt ra. Người kia đột nhiên biến chiêu, chặt xuống đùi Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba lấy làm kinh hãi, phản ứng như gã đã là hiếm có rồi một cước này vừa nhanh vừa ổn, người khác khó lòng cản nổi, hơi nghiêng người rồi tung chân đá ra luôn, dù đối phương có giỏi thì gã cũng vẫn kịp quay đầu lại đối mặt với y, nhưng kẻ tập kích này rõ ràng là tài cao hơn gã một bậc, không ngờ nửa đường vẫn biến chiêu được. Trác Mộc Cường ba rụt chân về, đột nhiên xoay dao găm đâm ra, cùng lúc ấy cũng chấp cơ hội quay đầu lại. Đúng vào khoảnh khắc đó, người kia cũng ung dung bắt lấy cổ tay gã, hơi dùng sức vặn một cái, dao găm lập tức rời tay, kế đó là một đòn chặt nhằm tới cổ họng gã. Trác Mộc Cường ba bị giữ cổ tay, hơn nữa còn bị cầm đúng chỗ hiểm, có thể nói là hoàn toàn không thể phản kích, trong lúc cuốn cuồng, gã chỉ kịp hét lên, á la thượng sư. Trác Mộc Cường ba chỉ thấy cổ họng hơi nhói đau, bàn tay đối phương đã dừng sướng lại cách cổ họng gã chưa đầy một cm. Tiếp sau đó, bên tai gã cũng vang lên giọng hơi khàn khàn của lạt ma á la, Cường ba thiếu ra, sao câu lại ở đây. Trác Mộc Cường Ba thực ra cũng không nhìn rõ người mới xuất hiện là ai, chỉ thấy cái đầu chọc phản chiếu dưới ánh trăng, đành đánh liều một phen. Ngay từ đầu gã đã biết, năng lực cận chiến của người này cao hơn mình rất nhiều, dù không phải Lạt Ma Á La, nghe gã nói vậy, nói không chừng cũng sẽ hỏi cho rõ rồi mới ra tay hạ sát thủ cũng nên. Trác Mộc Cường Ba sờ sờ cổ họng vẫn còn đang đau, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, tựa như người chết đuối vớ được phao, nhất thời chẳng nói được tiếng nào. Chuyến đi của Lạt Ma Á La Lạt Ma Á La cũng giống như Trác Mộc Cường Ba, hai tay trống không, quần áo rách dưới, nhưng tinh thần thì có vẻ tốt hơn Trác Mộc Cường Ba nhiều. Xăm câu ba điều, Trác Mộc Cường Ba kể vắn tắt lại cho Lạt Ma Á La những chuyện gặp phải trong hơn 10 ngày qua bằng lời lẽ đơn giản nhất. Lạt Ma Á La vừa nghe, vừa lột ra con chăn, lấy dao lóc chỗ thịt rắn mềm nhất ra ăn sống tại chỗ, còn chia phần cho Trác Mộc Cường Ba nữa. Nhưng Trác Mộc Cường Ba vừa ngửi thấy mùi tanh đó là muốn nôn ẹ, nói thế nào cũng không nuốt trôi. Lạt Ma Á La nhắc nhở, cường ba thiếu gia, con người ở trong hoàn cảnh cực cùng, cái gì cũng phải ăn hết. Đây là đồ ăn thượng hảo hạng đó, cũng là hy vọng duy nhất đảm bảo cậu sẽ tiếp tục sống, cả chuyện này mà cậu cũng không làm nổi, thì làm sao mà đi tìm bạc ba la, làm sao mà đi tìm tử kỳ lân hả? Lạt Ma Á La nói vậy. Chắc một cường ba nghĩ lại cũng thấy đúng, cả son còn có thể ăn nhện để sống, tại sao gã lại không thể chứ? Nghĩ đoạn, gã không nói lời nào, đón lấy một miếng thịt lưng chăn, tay xé miệng nhai nuốt ừng ực, mới đầu dạ dày sôi lên ủng ục, sau khi cố ép cảm giác muốn nôn đó xuống, dần dần cũng thấy thịt chăn này không khó ăn cho lắm. Hai người ngồi luôn đó, vừa ăn vừa nói chuyện mình gặp phải trên đường. Hầu hết những gì chắc Mộc Cường ba kể, lạt ma á là đều không lưu tâm lắm, có điều khi gã kể tới bộ lạc cu ông bắt đầu lưu tâm, hỏi cặn kẽ về tập quán sinh sống, tình tiết trong lễ tế của người cu căn vặn kỹ càng nhất là về bài sử ca kia. Chỉ tiếc thứ chắc Mộc Cường ba nhớ ít nhất lại chính là bài ca đó, Lạt Ma Á La lắc đầu không thôi, hồ như cảm thấy hết sức tiếc nuối vì mình không được đến thôn làng của người Cucuơ vậy. Khi chắc Mộc Cường ba kể tới đoạn lũ chó trong bộ lạc Cucuơ đều không sủa, người kể vô ý, nhưng người nghe lại có tâm, hai mắt Lạt Ma Á La sáng bừng lên, không khỏi mỉm cười. Hành động kỳ dị của vị Lạt Ma thường ngày ít nói chẳng cười này tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của chắc Mộc Cường ba gã không kìm được bột miệng hỏi, có phải thượng sư biết chuyện gì rồi không? Lạt ma á là đưa mắt nhìn chắc một cường ba, đoạn hỏi ngược lại, nói tới chó, cường ba thiếu gia lớn lên ở quê hương chó ngao, chắc hẳn cũng đã nghe không ít truyền thuyết liên quan tới chiến ngao rồi chứ. Chắc một cường ba lại gật gật đầu tiếp. Lạt ma á là hỏi tiếp, vậy xin hỏi cường ba thiếu gia, câu có biết chiến ngao có một đặc điểm là gì không? Chắc một cường ba ngớ người ra, truyền thuyết về chiến ngao thì gã đã nghe không ít, nhưng phương pháp bồi dưỡng huấn luyện chiến ngao thì đã thất truyền từ lâu, giờ trên toàn thế giới cũng chẳng có con chiến ngao nào cả. Trác Mộc Cường Ba từng mời các chuyên gia huấn luyện chó tới huấn luyện cho lũ ngao ở cơ sở của gã, song đám to xác ấy tính cách hết sức quật cường, vẫn chẳng biết sợ gì cả, không dập đầu vào tường thì không quay đầu, mà đập đầu vào tường rồi cũng không chịu quay đầu, còn chiến ngao trong truyền thuyết thì không phải vậy, nó nhanh nhạy, thông minh, có thể phán đoán tình huống trong lúc nguy cấp nhất, dùng phương pháp có hiệu quả nhất để cứu chủ nhưng còn đặc điểm của chiến ngao, ngoại trừ thông minh đặc biệt ra, chắc Mộc Cường ba quả thực không nghĩ ra còn gì khác nữa, cả lại, chuyện này và chó của người cu cua nuôi không sủa có liên quan gì với nhau chứ. Lạt Ma Á là điểm đạm nói, một con chiến ngao đạt tiêu chuẩn, cả đời cũng không sủa tiếng nào. Cái, cái gì hả? Đây là lần đầu tiên chắc Mộc Cường ba nghe được chuyện này, chiến ngao không sủa. Gã cười khổ nói, tôi không hiểu ý thượng sư lắm. Lạt Ma Á là nói, không sai đâu, cách huấn luyện chiến ngao cổ đại đã thất truyền, nhưng cường ba thiếu gia, cậu đã bao giờ nghe thấy trong truyền thuyết nào nhắc đến chuyện chiến ngao gào rú hay sủa ầm ĩ chưa? Chiến ngao sở dĩ có thể trở thành chiến ngao, tượng trưng cho bách chiến bất bại, chính là vì có khả năng chúng là loài chó ám sát duy nhất trên thế giới này. Như cậu biết đấy, chó ngao có thể hình khỏe mạnh cao lớn, chạy ao ao như gió, sức khỏe như trâu, móng sắc như hổ báo sư tử, vốn đã là giống chó suốt chúng trong các loại chó, chỉ với ưu thế về thân thể, người ta cũng có thể liệt nó vào hàng đại sư chiến đấu rồi. Có điều, một con chiến ngao đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối không giống như vị tướng quân chiến thắng trở về, hay võ sĩ quyền anh vừa vô địch, bước đi huynh hoang cao ngạo, điệu bộ như coi thường cả thiên hạ đâu. Thực tế hoàn toàn ngược lại, chiến ngao được huấn luyện thành thục, nó sẽ thu mình lại, ẩn giấu nanh vuốt, ánh mắt cũng không hung ác tàn bạo, nó sẽ cúi gằm đầu xuống, tai cục che mắt, trông như một con chó bình thường hoàn toàn không có gì nguy hiểm vậy. Thậm chí khi kẻ thù lại gần, nó còn làm ra vẻ mệt mỏi lười nhác, nằm ươn ra đất ngủ khò khò, kỳ thực là đang ngấm ngầm tính toán khoảng cách giữa mình và kẻ địch, chỉ cần kẻ đó bước vào phạm vi công kích, chiến ngao sẽ như một con rắn độc, vù. Nói tới đây, lạt ma á la chặt tay về phía trước, phát ra một tiếng vù. Chắc một cường ba không kiềm chế được tự lùi về phía sau một bước, phảng phất như cổ họng mình đã bị con thú hung mạnh ấy cắn chúng. Chiến ngao không sủa, đích thực đây là lần đầu tiên gã nghe nói đến, không khỏi có chút đờ đẫn thần người ra đặc biệt là câu chiến ngao sở dĩ trở thành chiến ngao, chính là vì chúng là loài chó ám sát, làm gã cực kỳ chấn động, đó khác gì một người vốn đã là cao thủ tuyệt thế, lại chuyên đi ám sát, thử hỏi có chuyện gì đáng sợ hơn nữa đây chứ. Lạt ma á la không biết chắc Mộc Cường ba nghĩ gì, lại nói tiếp, tại sao chỉ có truyền thuyết một ngao giết 10 sói, một ngao đấu ba hổ, mà các loại chó khác không làm được. Đó chính là vì chiến ngao rất tinh thông thuật ám sát, chúng biết tiềm phục ẩn nấp giống bọn hổ báo, lặng lẽ chờ đợi kẻ địch xuất hiện, chúng còn giải hơi mùi của mình khắp chiến trường để làm hỗn loạn quân địch, còn chính chúng lại dùng mùi của một số thực vật hoặc động vật khác để che lấp hoàn toàn mùi của mình đi. chúng nấp một phát là nhầm ngay cổ họng kẻ thù, coi trọng một đòn chí mạng với tốc độ nhanh nhất, sau đó kéo xác kẻ thù ra chỗ dễ nhìn để dẫn dụ bọn khác hiện thân. khi đối mặt với kẻ địch đông hơn, chúng sẽ dựa vào yêu cầu trên chiến trường mà phán đoán xem nên tấn công kẻ mạnh nhất hay yếu nhất, uy hiếp kẻ thù, phân hóa kẻ thù, dẫn dụ kẻ thù. Chúng giống như những nhà chỉ huy am hiểu chiến thuật, vừa có thể hợp lực tác chiến, cũng thiện nghệ hơn đơn đả độc đấu. Chiến ngao được huấn luyện đặc biệt có thể trèo lên cây, lặn dưới nước, phân biệt được những mùi mờ nhạt nhất trong không khí, truy kích kẻ địch ngoài trăm dặm. Có thể nói thế này, phóng mắt nhìn khắp loài chó, chỉ có chiến ngao mới có thể đối phó được chiến ngao mà thôi. Lạt ma á la nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, cơ hồ như nhớ lại gì đó, than rằng, nhớ năm đó, thời cương triều thổ phồn còn lớn mạnh nhất, từng có một quân đoàn như thế, mỗi chiến sĩ đều có một con chiến ngao phối hợp, quân đoàn ấy đã trở thành huyền thoại bất bại trên chiến trường. Cũng chính vì đám chiến ngao đó hành động trong đêm, hễ đánh là thắng, nên mới trở thành trợ lực rất lớn trong rất nhiều truyền thuyết về thần Phật. Còn từ kỳ lân mà cường ba thiếu gia muốn tìm kiếm, chính là một trong nhiều phiên bản truyền thuyết về chiến ngao đó thôi. Chắc một cường ba ngây ra một hồi lâu mới định thần lại được, đúng là gã đã nghe không ít truyền thuyết liên quan tới chiến ngao, nhưng truyền thuyết dù sao vẫn là truyền thuyết, chứ nói rành mạch rõ ràng như lạt ma á la, phảng phất như đã tận mắt trông thấy thì mới là lần đầu tiên. Còn trận đại chiến chiến ngao ngàn năm về trước, lại càng khiến tâm tư Trác Mộc Cường ba miên man bất định. Sao thượng sự biết nhiều chuyện về chiến ngao vậy? Trác Mộc Cường ba hỏi. Lạt ma á la mỉm cười đáp, trong những kinh điển mà ta tiếp xúc, có rất nhiều đoạn miêu tả cảnh tượng chiến ngao chiến đấu, vì vậy, hiểu biết của ta về chiến ngao có lẽ nhiều hơn trong truyền thuyết một chút. Nói tới đây, trong lòng ông bỗng dâng lên một nỗi bi thương, quân đoàn bất bại trong truyền thuyết, rốt cuộc tại sao các người lại biến mất trong lịch sử? Giờ đây, các người đang ở nơi đâu? Trác Mộc Cường Ba chợt liên tưởng đến người Cucuơ, không kìm được bột miệng hỏi. Thượng sư nói cho tôi biết chiến ngao tuyệt đối không bao giờ sủa, chuyện này và việc tất cả chó của người Cucuơ nuôi đều không sủa, có liên hệ gì với nhau thế? Lúc này đầu óc Trác Mộc Cường Ba đã bấn loại, những tập tục giống tập tục của người Tạng một cách đáng ngạc nhiên chiến ngao không bao giờ sủa, gã dường như đã cảm nhận được gì đó, nhưng lại thiếu mất một chút, chỉ một chút nữa thôi, là có thể liên hệ mọi chuyện này với nhau được rồi. Lạt ma á là nhìn chắc mộc cường ba, chậm rãi thong thả nói, có lẽ là vậy, tôi chẳng qua chỉ nghe cường ba thiếu ra nói chó ở đó đều không sủa mà nhất thời cảm thán thôi. Phải rồi, để tôi kể cho cường ba thiếu ra chuyện chúng tôi gặp phải nhé, có lẽ nghe xong, lại tìm ra được nơi cô mẫn mẫn có thể tới cũng không chừng. Lạt ma á là đổi chủ đề, trong lòng thầm nhủ, đúng là làm khó cho cậu rồi, cường ba thiếu ra, rồi sau này cậu sẽ hiểu ý nghĩa của chuyến đi này của chúng ta lớn tới nhường nào. Từ lúc bị nước lũ cuốn lạc khỏi đội ngũ, tôi cứ ngỡ phải một mình đi thăm dò nơi kia cơ, không ngờ lại gặp được cậu, thật đúng là ý trời, ý trời mà. Á là thượng sư, ngài sao vậy? Chắc một cường ba thấy lạt ma á là nghĩ ngợi đến bần thần, không nhịn được lên tiếng hỏi, những điều gã muốn hỏi quả thực quá nhiều, ngược lại thành ra không biết bắt đầu hỏi từ đâu lạt ma á la ngẩng đầu lên ừm không có gì tôi chỉ không ngờ các cậu lại gặp phải nhiều chuyện như vậy dọc đường bao nhiêu gian khổ khó khăn nhưng các anh đều đã vượt qua được hết đồng thời trong lòng ông cũng nghĩ là kẻ nào đã xúi bảy quân du kích ngăn cản bọn cường ba thiếu gia chẳng lẽ bọn chúng muốn tranh thủ thời gian để dở trò những kẻ ấy liệu có phải chính là những kẻ người kia nói tới không thật không ngờ chỉ là trùng hợp thôi hay là không biết bọn họ đã tìm thấy nơi đó chưa ừm Thôi bỏ đi, đều đã tới đấy rồi, bất kể làm sao cũng phải đi xem thử một lần. Bạch Thành, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phong ấn bên trong Bạch Thành, hôm nay cố nhân ở quê nhà tới thăm người đây. Nghe lạt ma Á La nhắc tới mẫn mẫn, tâm tư chắc một cường ba đang ở chỗ người cu cu ơ lại thu về, cuốn quyết hỏi, phải rồi, Á La thượng sư, ngài mau kể đi, tại sao ngài lại ở đây? Tại sao lại chia tách với mấy người giáo sư phương tân? Những ký hiệu ở trận đồ đá kia có phải do ngài để lại không? Ừm, Lạt Ma Á là sắp xếp các sự kiện trong đầu, điềm đạm kể lướt qua một lượt chuyện của nhóm ông, tính ra thì đơn giản hơn bọn Trác Mộc Cường ba rất nhiều. Bọn họ xuất phát trước một ngày, nhưng mới đầu không đi đường thủy, mà đi trên bộ, họ thuê một đoàn ngựa thồ, gần chục con ngựa, bảy tám người cùng đi. Trong rừng cũng gặp phải quân du kích, nhưng đại khái đều có thể thông qua an toàn, về sau gặp bọn buôn ma túy, trong lúc hỗn loạn đã chết mất hai người tùy tùng. Cả đoàn lại tiếp tục đi sâu nữa vào trong, khi tới rừng than thở, một người trong đám họ thuê cương quyết không chịu đi tiếp nữa, mãi tới khi nghe anh ta kể chuyện về rừng than thở, lúc ấy họ mới biết la bàn đã chỉ sai hướng. Họ định điều chỉnh phương hướng thì lại gặp phải bộ lạc ăn thịt người, buộc phải chạy sâu hơn nữa vào rừng, lại còn để mất năm con ngựa. Trong rừng than thở, ngựa bị ăn dần từng con từng con một, hoặc bị dã thú kéo cả con đi, năm người đang cuống cuồng tìm cách ra khỏi rừng than thở thì trời bắt đầu mưa, cả bọn trôi giạt trên thuyền hơi cứu sinh hai ngày liền, về sau khi lũ quét hất tung cả thuyền, người bên trên bị cuốn đi mỗi người một hướng. Lạt ma á là cuối cùng nói, nửa đoạn đường đầu tiên các cậu gay gâu hơn chúng tôi, đoạn ở giữa mọi người gần như nhau, đoạn cuối cùng này thì cậu may mắn hơn tôi một chút đấy. May mắn hơn ngài, chắc một cường ba không thể nào hiểu nổi may mắn mà lạt ma á là nói rốt cuộc là ý tứ gì, gã kể lại một lượt chuyện vừa tới vùng đất cấm này đã gặp phải hai nhóm ăn thịt người, rồi lại gặp phải quái thú trong khu rừng tối tăm đáng sợ này nữa, sau đó lầu bầu chất vấn, thế còn gọi là may mắn ư, lạt ma á la điềm đạm mỉm cười cậu mới ở trong khu rừng âm u này có một đêm còn tôi đã ở đây ba ngày rồi thật không sao hình dung nổi cảm giác kinh hoàng của trác mộc cường ba lúc này khó mà tưởng tượng được vị lạt ma tuổi tác đã cao nhìn bề ngoài lại gầy gò như vậy đã trải qua ba ngày ở đây như thế nào không ngờ một câu tiếp sau của lạt la á la càng khiến gã như nghe chuyện cổ tích lạt ma á la nói đã ba ngày nay không ăn thứ gì rồi vì vậy tôi buộc phải ăn chút gì đó để duy trì thể lực Quai hàm chắc mộc cường ba suýt chút nữa thì chật khớp, miệng há hốc không ngậm lại được, chỉ ngây ngây nghe lạt ma á la nói tiếp, khu rừng này rất lớn, hơn nữa về đêm là hơi nước sẽ hình thành sương mù, rất dễ mất phương hướng, tôi từ phía tây bắc, từ đầu tới giờ vẫn nhắm hướng đông nam tiến lên, ước chừng hôm nay là có thể ra khỏi đây được rồi. Trác Mộc Cường ba bỗng sực nhớ ra điều gì đó, ngây ngẩn hỏi, thượng sư, ba ngày nay ngài không ngủ chút nào sao? Lạt ma á la đáp, ở đây làm sao mà ngủ được, chỉ cần cậu nhắm mắt lại là lập tức thành món ăn trong bụng sinh vật khác ngay rồi. Hai mắt chắc một cường ba lại càng trợn to hơn nữa, ở trong khu rừng này chỉ ba tiếng đồng hồ gã đã nghĩ là cực hạn của khảo nghiệm rồi, nếu ở đây ba ngày mà vẫn chưa chết, thì chắc cũng phát điên lên rồi, lại còn không ngủ không ăn gì nữa. Gã bắt đầu hoài nghi, vị lạt ma á la, ông ta có phải là con người hay không? Lạt ma á la lại tiếp lời, tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng kinh ngạc. Trong thiền tông chúng tôi có rất nhiều phương pháp rèn luyện ý chí, cũng có rất nhiều cao tăng từng tiến hành khổ tu như tôi vậy, chắc cậu cũng biết đấy, người ta gọi phương pháp đó là mật tu. Chắc Mộc Cường Ba biết, mật tu của tạng truyền Phật giáo là thứ pháp môn khiêu chiến với cực hạn chịu đựng của cơ thể người, nghe nói trong kinh sách có ghi chép rất nhiều phương pháp tu hành thách thức sức chịu đựng của cơ thể như nhịn ăn, nín thở, nằm trên trông nhọn. Các nhà sư từng tiến hành mật tu đều có ý chí và khả năng chịu đựng hơn người thường bội phần, chẳng hạn chui vào quan tài chôn xuống lòng đất, chỉ dùng một cái ống mềm để thông khí với bên ngoài, cả mấy tháng trời không uống một giọt nước mà họ vẫn sống trở ra, còn người bình thường chỉ cần thiếu nước ba ngày là đã cầm chắc cái chết rồi. Còn có người để mình trần ngồi trên đỉnh núi tuyết, mỗi lần đều ngồi cả mấy ngày, kháng cự lại cả cơn đói khác khi tuyệt thực lẫn gió lạnh cắt ra cắt thịt. Lạt ma á la nói, nếu không phải có đợt hành động này, tôi vốn đã chuẩn bị xong để cùng các bậc tiền bối tuyệt ngũ cốc, tu thiên nhật hành rồi. Cha, cả chuyện này mà cậu cũng biết, thật không hổ danh là đời sau của trí giả. Lạt Ma Á La nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Trác Mộc Cường Ba, tán thưởng một câu. Thiên Nhật Hành, từ hồi còn rất nhỏ Trác Mộc Cường Ba đã nghe cha gã nói tới pháp môn tu luyện này rồi, hồi đó gã còn cho rằng đem chuyện này thêm mắm dặm muối thành chuyện ma quỷ địa ngục đi dọa trẻ con cũng hay ra phết, chỉ là không ngờ thực sự có người thực hiện được. Tuyệt ngũ cốc, chính là đoạn tuyệt ngũ cốc hoa màu, không ăn một chút gì, sau đó người tu luyện sẽ chìm vào trạng thái ngủ đông, trừ phi có tiếng động cực lớn, bằng không họ sẽ không tỉnh lại. Cứ như vậy ngày lại qua ngày, năm lại qua năm, họ chỉ tiêu hao cơ thể để duy trì sinh mạng, cuối cùng tứ chi và thậm chí cả lồng ngực đều biến thành cốt khô, nhưng người thì vẫn sống. Các nhà sư coi đây là niết bàn, cảnh giới cao nhất chính là tu thành nhục thân Phật Đà, cuối cùng người vẫn phải chết, nhưng xương cốt hại giữ được mãi không thối giữa, hóa thân thành Bồ Tát, được hậu thế thờ cúng kính ngưỡng. Lạt Ma Á La đã thấy tương đối no, liền đứng dậy nói, được rồi, không nói những chuyện này nữa, người để ký hiệu lại chỗ trận đồ bằng đá không phải tôi, có thể là ngải lực khác hoặc giáo sư Phương Tân cũng nên, chúng ta tiếp tục đi về phía đông nam. Khu rừng này vốn gọi là rừng mãng xà, đường kính chừng 4 năm chục cây số, bên trong có hai loài, 7 giống, 12 loại á hình, tổng cộng 1 ngàn tới 1 500 con chăn, cá thể đã hoàn toàn trưởng thành khoảng hơn 300, ngoài ra còn có rất nhiều cá sấu, vì vậy mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận đấy. Trác Mộc Cường Ba đã hơi quen với những phát ngôn chấn động của Lạt Ma Á La, nhưng vẫn không kìm được mà lên tiếng hỏi, thượng sư, sao ngài biết rõ vậy? Lạt ma á là bước tới trước một ngôi mộ mới lập, chắp tay bái lễ, là người này nói. Trác một cường ba ngạc nhiên thốt, đó là. Lạt ma á là đáp, thậm chí tôi còn không biết tên anh ta nữa, mấy tiếng trước khi tôi phát hiện ra anh ta trong rừng thì người này đã thoi thóp sắp chết rồi. Chuyện trôn dao trên đường đi của chân cũng là anh ta chỉ cho tôi làm đấy, vừa nãy tôi không ở chỗ đó, chính là vì đang ở đây tưởng niệm người bạn mới quen này anh ta có nói cho tôi biết một số chuyện liên quan tới rừng mãng xà và bí mật ẩn chứa bên trong nó. Lạt Ma Á la nói tới đây, liền cố ý đưa mắt liếc nhìn Trác Mộc Cường ba một cái. Trác Mộc Cường ba chỉ lặng lẽ lắng nghe, trong mắt không có chút hiếu kỳ hay mừng rỡ, gã lúc này chỉ muốn làm sao nhanh nhanh ra khỏi khu rừng này mà thôi. Lạt Ma Á la lại nói, người đó cho tôi biết, anh ta vốn là một kẻ trộm mộ, họ có một nhóm chuyên đi khắp thế giới đào trộm mộ cổ. Mấy năm trước, nhóm trưởng Triệu tập họ lại, nói rằng trong khu rừng nguyên sinh giữa biên giới ba nước này ẩn chứa một bí mật khổng lồ. ở đây có một tòa thành, các bộ lạc ăn thịt người sống chung quanh gọi tòa thành đó là thành phố trắng. thành phố trắng chắc một cường ba thoáng động tâm. bài ca lịch sử bộ lạc cucoa bỗng ven lên trong đầu, cơ hồ không phải gã nhớ lại mà là hồi ức tự dưng dâng lên trong óc gã. a, à, thành phố thần thánh màu trắng, ánh sáng trí tuệ bao phủ người, tất cả sinh mạng đều quay về đây. mỗi vuông đất đều thấm đẫm máu và nước mắt của tổ tiên họ mang linh hồn và tính mạng của mình, đổi lấy hạnh phúc và hòa bình. Lạt Ma Á là tiếp tục, là nền văn minh đã biến mất từ ngàn năm trước, các bộ lạc ăn thịt người hình như là người bảo vệ của thành đó, trong thời gian quá lâu, họ đã quên mất đó là thành phố của ai, tại sao lại xây dựng, còn bọn họ tại sao lại phải sanh giữ nó. Đám trộm mộ ấy cũng tiến vào rừng, giống như cậu với tôi, hay tất cả những người khác, trải qua vô số gian khổ, bất cứ lúc nào cũng cận kề bên cái chết. Theo chỉ thị của đội trưởng, họ phải tìm một số thứ ở các bộ lạc sống trong rừng, nghe đâu là chìa khóa để mở cửa, mà không chỉ có một chiếc. Theo như anh ta được biết, ở khu rừng gần thành phố trắng này nhất có ba bộ lạc ăn thịt người, nhưng năm đó thì bọn họ không hề biết điều này. Khi anh ta trộm chìa khóa ở chỗ người Kazi, bất cần rơi vào cạm bẫy. Đó là một vũng lầy thoạt nhìn không khác gì đất bùn bình thường người Kazi lại ngụy trang rất tốt trên đó, đồng thời đặt gian nhà chứa chìa khóa lên trên vũng lầy. Anh ta và hai người khác trong bọn cùng rơi vào đó, làm kinh động cả bộ lạc, vậy là đồng bọn đành bỏ bọn họ lại. Khi người đó ngỡ mình sắp chết tới nơi, người Kaji lại cứu anh ta lên, từ đó anh ta liền ở lại làng của họ làm nô lệ, họ bắt anh ta đeo xích sắt nhưng không ăn thịt. Người này phải sống kiếp nô lệ mất mấy năm, anh ta từ bên ngoài đi vào đây, thế nên cũng biết rõ, với năng lực của mình, anh ta không còn cách nào thoát khỏi đây được, chỉ còn cách an tâm mà tiếp tục làm nô lệ thôi. Trác Mộc Cường ba hỏi, tại sao bộ lạc ăn thịt người đó không làm thịt anh ta? lạt ma á la đáp theo như anh ta nói bộ tộc kazi đó thực ra không phải là bộ lạc ăn thịt người trọn vẹn bọn họ chỉ ăn những người bản thân nhất từ những bộ tộc khác ai bị họ ăn thì cũng nên cảm thấy vinh hạnh bởi họ đã coi người đó là bạn đối với tù binh họ có cách trừng phạt tàn nhẫn hơn nhiều chứ không đơn giản là ăn thịt thôi đâu lúc trước người này đã dùng gỗ vụn làm mấy món đồ chơi có hơi hướng hiện đại được người kazi cho là bảo vật vì vậy mới gần đây anh ta bị người mokahi dùng vũ lực cướp đi ngay tối hôm qua thôi, người Mokahi còn đang chuẩn bị làm thịt anh ta nữa đó. Người Kaji muốn cướp anh ta về, nhưng thất bại. Trong lúc chiến đấu, anh ta đã bị thương, lại biết chắc người Mokahi sẽ không tha cho mình, liền liều chết chạy vào rừng mãng xà này. Anh ta bảo, bị chăn ăn thịt còn hơn bị bọn người Mokahi đó sơ tái, vì trước khi ăn thịt người nào, bọn họ luôn khiến kẻ bất hạnh ấy chịu đủ kiểu hành hạ, và cho rằng người nào chết trong đau đớn đã mang hết oán hận và đau đớn tiết ra ngoài cả rồi, ăn vào mới an toàn sau đó thì anh ta gặp tôi. Trác Mộc Cường ba nhớ lại tình cảnh tối hôm trước, không biết người này là ai trong số năm kẻ xấu số kia. Lạt Ma Á là tiếp lời, rừng mãng xà này vì có rất nhiều chăn khổng lồ Nam Mỹ, nên được các bộ lạc ăn thịt người coi là khi cấm, xưa nay đều tránh xa. Người này đã ở đây mấy năm, anh ta kể rằng mình phát hiện ra nghi thức ăn thịt người của các bộ lạc này vô cùng cổ quái, hoàn toàn khác hẳn với lý giải của người thường. Phương thức ăn thịt người của ba bộ lạc sống trong vùng rừng này đều không giống nhau. Người Mokahi và người Lepimi đều coi việc ăn thịt người như một nghi thức thần thánh, bất kể là khiến người ta chết trong đau kho sáu gn hay im lìm không hay biết, họ đều bắt đầu hết sức long trọng, cả bộ tộc đều phải tham gia nghi thức này, chứ không phải kiểu coi con người như một loài súc sinh để ăn thịt như xưa nay người đời vẫn tưởng tượng. Anh ta cho rằng, nghi thức này có ý nghĩa đặc biệt riêng, nhưng rất đáng tiếc, chính anh ta cũng không đưa ra được kết luận gì. Trác Mộc Cường ba nghe Lạt Ma Á là cứ gọi người đàn ông kia là anh ta, anh ta mãi mới hỏi thượng sư anh ta không cho ngài biết tên à lạt ma á la lắc đầu đoạn nói dù anh ta kín miệng như bưng về thân thế mình nhưng từ cung cách nói năng tôi có thể cảm nhận được bọn họ không phải lũ trộm mộ bình thường mỗi một con người trong nhóm đó trong xã hội đều có địa vị rất cao còn việc phải trộm mộ xong có của cải mới có địa vị cao như thế hay từ đầu đã có địa vị cao rồi nhưng vẫn thích trộm mộ thì tôi không biết ngoài ra người kia dường như đánh giá đội trưởng của mình rất cao qua lời nói cũng toát lên vẻ sùng bái ngưỡng mộ. Trác Mộc Cường ba thở dài một tiếng, thầm nhủ, nếu đã có địa vị rất cao trong xã hội rồi, tại sao còn đi làm một việc ti tiện như là trộm mộ chứ? Điên rồi chắc, đến cuối cùng chẳng phải là chết giữa rừng hoang không người biết đến hay sao? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên, ý nghĩ đáng sợ ấy tràn ngập khắp bên trong đại não, vậy còn mình thì sao? Mình vậy mà lại giống đám trộm mộ kia ư? Không, mình cố gắng phấn đấu vì lý tưởng, tất cả những thứ mình bỏ ra đều là cần thiết, đều có giá trị cả. Nhưng mà, để có được giúp đỡ và chi viện, bọn gã đã để mục tiêu đơn giản là tìm chó ngao thành tiện đường tìm kiếm bạc ba la thần miếu, hoặc có thể nói, trong nhóm của gã giờ đây, mục đích chủ yếu của các thành viên đã biến thành tìm kiếm bạc ba la thần miếu rồi, vậy thì có khác gì bọn đào mộ trộm không chứ? Trác Mộc Cường Ba không thể thanh thản, lầm lũi cúi gầm mặt xuống. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đến thành phố trăng Ư, vừa nãy khi Lạt Ma Á la nhắc đến nơi này, Chắc Mộc cường ba nhận ra trong ánh mắt ông có gì đó mà gã không sao lý giải nổi, chiếu lý mà nói thì một cao tăng mật tu cách biệt với thế gian như ông, đáng lẽ ra phải hoàn toàn không có quan hệ gì với một thành phố cổ hoang phế trong rừng rậm nguyên sinh Nam Mỹ mới đúng, rốt cuộc lạt ma á là có gì bất ổn đây. Thậm chí chắc Mộc cường ba còn nghĩ, lẽ nào lạt ma á là cũng từng là thành viên của tổ chức trộm mộ ấy. Điều chúng ta cần làm trước mắt chính là rời khỏi rừng mãng xà, đồng thời tránh xa các bộ lạc ăn thịt người. Còn thành phố Trắng Hả, nếu gặp được, cũng có thể tới tham quan một phen, Phật đã dạy, vạn sự tùy duyên mà. Lạt ma á là nói vậy, trong lòng lại vui mừng không xiết, cường ba thiếu ra, cuối cùng cậu cũng bắt đầu quan tâm đến thành phố hoang phế đó rồi sao? Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dẫn cậu tới đó, cậu là hy vọng hoạt Phật đã chỉ ra cho chúng tôi, tin rằng cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Hai người đi về phía trước một đoạn, vừa đi vừa thảo luận hướng đi của giáo sư Phương Tân và Trương Lập nhưng cũng chỉ là đoán mò vì cả hai đều biết tỷ lệ gặp lại nhau trong khu rừng này là rất nhỏ chừng một tiếng đồng hồ sau ánh trăng trên cao đã dần trở nên ảm đạm xem ra trời cũng sắp sáng đến nơi khoảng thời gian tối tăm nhất trước bình minh kia cũng sắp tới bỗng nhiên phía trước có tiếng gió nổi lên trong bóng tối một vật trông như cái cột đèn đang vặn vẹo lăn lột hai người tự hiểu lại gặp phải chăn khổng lồ nữa rồi nhìn bóng đen kia phán đoán có lẽ con chăn này còn to hơn những con họ gặp trước đó nữa Lúc này nó đang ra sức vặn vẹo, quật rầm rầm vào thân cây, rõ ràng là đang vô cùng đau đớn. Trác Mộc Cường Ba thấy tình huống này hơi giống với con chăn vừa nãy, liền hỏi Lạt Ma Á La, có phải bị dao rạch bụng không vậy? Lạt Ma Á La quan sát một lúc, đoạn nói, không giống, đây là một con chăn đã lớn tuổi, chắc là sắp chết đến nơi. Trên mình nó không có vết thương nào, có thể là đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Trác Mộc Cường Ba lại một lần nữa trợn mắt kinh ngạc nhìn Lạt Ma Á La đôi mắt ông dường như sáng rực lên trong đêm tối thị lực thật kinh người trác mộc cường ba lại hỏi có cần đi vòng qua không lạt ma á la lắc đấu không di chuyển bậy bạ sẽ khiến nó nổi điên lên có khi sắp chết còn kéo cả chúng ta theo nữa cũng nên có thứ gì đó bị con chăn vẩy lên mặt trác mộc cường ba gã đưa tay sờ thử thấy dinh dính trơn trơn liền thấp giọng nói nó hộc máu rồi trên người lạt ma á la cũng bị bắn không ít thứ đó ông quệt một chút đưa lên mũi người đoạn nói không, không giống, dính dính trơn trơn như vậy, chắc là dầu mỡ rồi. Chắc Mộc Cường ba lặp lại, dầu, lạt ma á là điềm đạm đáp, có lẽ tại chất lượng cuộc sống được nâng cao, thành ra bị béo chắc Mộc Cường ba nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười. Lúc này, con chăn kia đã dùng hết chút sức lực cuối cùng nghiền cao đầu lên, húc mạnh vào thân cây lớn hơn thân thể nó gấp mất chục lần kia, sau đó mềm nhũn nằm gục xuống đất như cọng mì rơi khỏi nồi. Lạt ma á là cẩn thận quan sát kỹ lưỡng cả chục phút, rồi mới bảo, kết thúc rồi, chúng ta đi thôi. Vừa đi vòng qua chỗ con chăn ngã xuống, phía trước liền thấp thoáng có ánh sáng, chắc một cường ba cả kinh thốt lên, có người. Đối với gã, trong khu rừng này, trừ phi có người, bằng không sẽ không có ánh sáng. Lạt ma á là cũng ngẩn ra, rồi ông nói, nhưng không có tiếng động gì, chúng ta qua xem sao, phải cẩn thận. Vòng qua tán cây, cả hai người đều không ngờ tới, phía trước lại có cả một khoảng trống, dưới chân là một vũng bùn lớn, trông như đầm lầy giữa vũng bùn lại có mấy ngọn lửa đang cháy hừng hực, hàng cây cao trăm mét vây quanh tạo thành một miệng giếng khổng lồ, tất cả đều toát lên vẻ thần bí lạ lùng. Đi bộ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên họ nhìn được rõ bầu trời đêm, chỉ thấy vầng trăng như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng nơi chân trời phía tây, quả nhiên là sắp sáng rồi. Lạt ma á la vốc một ít bùn lên, đưa cho chắc một cường ba người, gã vừa hít vào đã kinh ngạc kêu lên, là dầu, đúng là dầu. Nắm bùn lạt ma á la cầm trong tay kia có pha lẫn cả mùi dầu mỏ, dầu thô đen kịt đang chậm chậm đùn lên bên dưới lớp bùn, mấy ngọn lửa kia chắc là do xét đánh xuống đốt lên, cũng không biết đã cháy như vậy bao nhiêu thế kỷ rồi. Trác Mộc Cường ba hiểu rất rõ, nếu tin tức ở đây có dầu thô bị tiết lộ ra ngoài, chưa tới nửa năm, khu rừng nguyên sinh sâu đến đáng sợ này sẽ không còn tồn tại nữa. Xe san đất cỡ lớn, cửa điện dùng khí áp, có thể dễ dàng san phẳng những cây cổ thụ ngàn năm này, xe tăng và xe thiết giáo, có thể làm bất cứ loài động vật nào biến mất, còn về các bộ lạc ăn thịt người lại càng dễ dàng hơn hủy diệt một nền văn minh cũng đơn giản như giẫm nát một cánh hoa dại ven đường vậy tới đây gã không dám nghĩ tiếp nữa thành phố trắng lạt ma á là thấy trác mộc cường ba ngơ ngẩn bần thần có vẻ không dằn lòng được như những gì người kia nói theo truyền thuyết của đám thổ dân ăn thịt người thành phố trắng ở phía sau thiên hỏa cũng có nghĩa là mục tiêu ở ngay phía trước ông nói với trác mộc cường ba đi thôi ở đây không có gì đáng xem đâu không thượng sư Ngài không hiểu rồi, dầu mỏ ở chỗ này đã nhiều đến mức tràn cả lên mặt đất, nếu tin này mà lan ra ngoài, ngài biết sẽ đưa tới hậu quả thế nào không? Trác Mộc Cường Ba giải thích với Lạt Ma Á La. Lạt Ma Á La điềm đạm nói, những chuyện này, chính quyền địa phương sẽ nghĩ cách giải quyết, không phải vấn đề tôi và cậu nên nghĩ ngợi, cậu thấy có phải không? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, nói không chừng phía trước còn có thứ gì khiến người ta bất ngờ đó. Nói đoạn, ông đã phăm phăm đi lên phía trước. Trác Mộc Cường ba thở dài một tiếng, cảm khái khôn cùng. Bọn họ mất nửa tiếng để vòng qua vũng bùn, cảnh sắc xung quanh dần dần thay đổi. Những cây đại thụ dần già ít hẳn đi, đã có thể nhìn thấy bầu trời đêm qua kẽ lá, dòng sông nhỏ chảy róc rách, lá cây đung đưa trong làn gió nhẹ nhẹ, tiếng kêu đêm của lũ côn trùng chim thú hòa lẫn vào nhau, văng vẳng từ phía đằng xa truyền lại, phảng phất như họ vừa bước ra khỏi một bức tranh, vạn vật xung quanh trong nháy mắt đã tràn đầy sức sống, cả không khí cũng trở nên ấm áp mà thân thiết. Trác Mộc Cường ba mừng rỡ reo lên, chúng ta ra khỏi rừng rồi, thượng sư, chúng ta ra khỏi rừng mãng xà rồi. Ừm, lạt ma á la gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ mừng vui. Chợt bên tai vang lên tiếng thác chảy, hai người tâm tình phơi phới, vội dào bước chạy về phía âm thanh đó truyền lại, chạy xuyên qua tầng dây leo chẳng chịt, trèo lên một đồi đất nhỏ. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một kiến trúc cung điện trông rất giống đền Pantheon, cung điện huy hoàng trắng toát tắm trong ánh trăng bằng bạc, càng lại gần càng cảm thấy thật cao lớn. Hai người không tự chủ được mà thả bước chậm lại, chỉ sợ tiếng động phát ra dưới chân sẽ làm kinh động đến người khổng lồ đã say ngủ ngàn năm. Càng lên cao, các kiến trúc xuất hiện trước mắt càng khiến họ kích động, hai người phát hiện ra, ngôi đền thần kia hóa ra lại được xây dựng trên một kiến trúc lớn hơn nữa, một kiến trúc dạng kim tự tháp bậc thang khổng lồ màu trắng. Nó lặng lẽ đứng sừng sững nơi đó, nguy nga tráng lệt, khí thế hùng vĩ, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ dưới chân tháp có một hàng bậc thang dựng đứng thông thẳng tới đền thờ trên đỉnh tháp trên bậc đá giờ đã mọc đầy các bụi cây khóm cả có mấy mơi thậm chí còn sụt lún nữa bốn phía kim tự tháp có những bước điêu khắc hình rắn khổng lồ sống động như thật dưới ánh trăng tinh khiết bóng rắn phảng phất như đang cuồn cuộn xoay chuyển xung quanh kim tự tháp đi lên trên nữa họ lại càng thấy nhiều hơn hai bên trái phải của ngôi kim tự tháp khổng lồ đó có hai kim tự tháp khác tương đối nhỏ hơn một cái hình mũi rùi cái kia trên đỉnh lại có kết cấu hình tròn thoạt nhìn trông khá giống với một đài quan sán thiên văn hiện đại. Cuối cùng, khi họ lên tới đỉnh đồi, đứng bên sườn dốc, toàn bộ thành phố trắng khí thế hùng vĩ hiển hiện lên trước mắt hai người. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đông cứng lại, cả nhịp thở cũng ngừng, không khí xung quanh không còn lưu động nữa, tất cả chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung. Lạt Ma Á La trước tiên nghĩ tới tất cả những lời tán thán của người Tây Ban Nha dành cho kiến trúc Maya cổ khi họ lần đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ, khắp nơi đều là hình ảnh điêu khắc tuyệt đẹp, lại có những cổng trào vô cùng trang nhã. Tuyệt đẹp, cả một quần thể kiến trúc xa hoa, quả đúng là tuyệt phẩm nghệ thuật, quá sức lộng lẫy. Trang trọng mà mỹ lệ, chỉ hơn chứ không kém, là các vị thần đã tạo nên những hình điêu khắc này. Không, tất cả những lời đó đều không đủ để nói lên vẻ đẹp của những kiến trúc này. Những kẻ không tận mắt trông thấy chúng lặng lẽ tắm trong ánh trăng vàng làm sao cảm nhận được tâm trạng kích động đó. Đứng bên bờ vách núi, mấy trăm tòa kiến trúc màu trắng thu cả trong tầm mắt, vô số đền thờ, cung điện, quảng trường thi đấu, trụ đá kỷ niệm, mỗi công trình kiến trúc đều đẹp tinh tế vô ngần, tất cả đều là tác phẩm nghệ thuật. Có thể nói, đây là quần thể kiến trúc quy mô lớn nhất, bảo tồn hoàn chỉnh nhất kể từ khi con người phát hiện ra các di chỉ Maya cổ đại tới nay. Chúng nằm tàn mát trong bóng cây, nhưng bóng cây hoàn toàn không che mờ được ánh sáng của chúng, bụi các phủ trên di chỉ, không sao che giấu nổi lịch sử uy hoàng, cỏ hoang trốn hư phế, đang để lại câu chuyện về một nền văn minh sáng chói. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường ba lại là, nếu trên đời này thật sự có vườn địa đàng, vậy thì trước mắt mình đây chính là nó rồi. Phía trước gã, cả một vùng đất xung quanh bỗng nhiên thụt xuống, hình thành một vùng bình nguyên màu mỡ, dưới ánh trăng, thác nước lửng lơ treo trên vách núi trông như dòng thủy ngân, lại tự giải lụa trắng khẽ phất phơ, bầu trời phía trên tựa như được khảm thêm những viên ngọc sao lấp lánh, tiếng nhạc mê hồn trong đêm nghe như tiếng hót của lũ siêu trắng. Những cột đá trắng tản mát giữa rừng cây, các bức điêu khắc khổng lồ sống động thần tình, cung điện rực rỡ vàng son khiến người ta mơ tưởng xa xăm, đền thờ trang nghiêm thần thánh làm con người kính cẩn nghiêng mình, chỉ nhìn từ xa thôi hai người đã cảm thấy một cảm giác chấn động từ tận sâu thẳm cõi lòng lan tỏa cùng khắp. Nền văn minh cổ đại đã thất lạc, một dân tộc trí tuệ cao vời, tất cả những gì họ để lại xây dựng nên thành phố trắng này là những con người đã trải qua bao giai đoạn dân tộc hưng vong trong lịch sử, cũng là những người tạo ra thời đại hoàng kim sau đó hoàn toàn biết mất. Mắt xích nối liền dân tộc này với người hiện đại đã bị cắt đứt, hoàn toàn biết mất rồi. Còn rơi rất lại trên mặt đất có trăng cũng chỉ là vết chân họ mà thôi. Bên tai lạt ma á la lại vang vẳng vang lên lời Steven, nhà thám hiểm sống ở thế kỷ 19 đã có cống hiến to lớn trong việc phát hiện ra nền văn minh Maya, ông ta đã dùng một câu tràn đầy ý vị để hình dung những gì mình thấy. Nó nằm đó tựa một con thuyền gãy lìa giữa đại dương, cột buồm chính đã không biết đi đâu, tên thuyền đã mở nhạt, các thủy thủ cũng không còn tâm tích, không ai có thể cho chúng ta biết nó từ đâu tới, chủ nhân của nó là ai, thuyền đã đi được bao xa, tại sao thuyền lại đắm. Lạt ma á là im lìm đứng đó, hoàn toàn ngây ngất, trong mắt ông, cơ hồ cả khu rừng đều đã biến mất, tưởng như phía trước là một quảng trường rộng mênh mông, các tín đồ xếp hàng lũ lượt bước lên bậc thang đá tiến vào miếu thần, bên tai vang lên tiếng thánh nhạc, tiếng cầu khấn trong điện thần. Nền văn minh Maya cổ đại, rốt cuộc tại sao các người biến mất? Mỗi người khi nhìn thấy di tích thành bang của người Maya đều không khỏi thầm phát ra một câu cảm thán từ tận đáy lòng. Hai người nhìn tất cả trải ra phía trước, họ nhìn một cách si mê, say sưa đắm đuối, hoàn toàn quên hết mọi sự xung quanh. Không biết bao nhiêu lâu sau, cho tới khi khoảnh khắc tối tăm nhất trước buổi bình minh lan tràn khắp thế giới, ánh trăng đã chìm xuống dưới đường chân trời phía tây, họ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chúng ta nên xuống đó, Lạt Ma Á là đề nghị, chắc Mộc Cường Ba cũng thức khắc phụ họa, đúng, cần phải lập tức xuống đó. Song vực sâu cả trăm mét, phải đi lối nào mới xuống được đây? Lạt Ma Á là đưa mắt nhìn cây đại thụ ở mép phía tây đang sừng sững trong đếm tối, nó là cây duy nhất trong khu vực này cao hơn trăm mét. Nửa thân cây chìa ra ngoài vách đá, tựa hồ như vẫy tay gọi mời cố nhân trở lại bên mình lạt ma á la lại gần chỗ dễ cây hân hoan thốt lên xuống ở chỗ này đoạn ông bám lấy một sợi nhanh chóng trèo xuống vách đá trác mộc cường ba cũng không chút do dự đu dễ cây trượt xuống bọn họ thậm chí còn không nghĩ xem dễ cây có thể xuống tới mặt đất hay không cây cao trên trăm mét dễ cây không ngờ lại dài hơn cả mét trác mộc cường ba và lạt ma á la bám vào dễ cây cuống được nửa đường bên dưới toàn là vách núi phủ đất may mà vẫn còn độ nghiêng nhất định chứ không thẳng đứng họ liền vừa trượt vừa lăn xuống cái dốc nghiêm 80 độ ấy luôn. Toàn thân đầy bùn đất, sườn dốc gồ ghề lùi lõm, song họ chẳng hề để tâm, tự như đứa trẻ lưu lãng bao năm trời nay trở về với lòng mẹ vệ, hân hoan không sao tả xiết. Xuống bên dưới vách núi, càng đến gần thành phố trắng, viên ngoài của những kiến trúc ấy càng hiện lên rõ nét hơn, chắc một cường ba không sao nén nổi nỗi kích động trong lòng, gã cơ hồ đã quên mất lần cuối cùng mình kích động như vậy là vào khi nào. Phải rồi, chỉ có khi gã nhìn thấy tấm anh tử kỳ lân kia, bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt mới dâng trào cuồn cuộn lên như thế. Gã từng nghe người khác nhắc tới thành phố trắng không chỉ một lần, song gã chưa từng để tâm chú ý, bởi gã chưa từng thấy nền văn minh Maya bao giờ, đồng thời cũng không tin vào sự tồn tại của một thành phố như vậy. Cho tới giờ phút này, khi tận mắt trông thấy kỳ tích huy hoàng mà nền văn minh này sáng tạo ra, bị quần thể kiến trúc tuyệt mỹ tuyệt trần kia hấp dẫn một cách sâu sắc, gã mới nhận ra mình không thể nào đè nén được tâm trạng kích động kia đó là niềm kính sợ đối với vị thần từ ngàn xưa vạn cổ của nhân loại đã tồn tại trong lòng mình, phảng phất như trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu gian nan vất vả bọn gã đã trải qua, cái giá mà gã phải trả, đều trở nên xứng đáng, trở thành một chuyện vô cùng ý nghĩa, chứ không còn là cuộc chạy trốn vô mục đích trong rừng sâu nữa. Bởi vì gã đã phát hiện ra thành phố trắng, một thành phố chỉ lưu truyền trong truyền thuyết của các bộ lạc anh niên, một tòa cung điện xa hoa lộng lẫy ẩn chưa vô số bí mật bị cây rừng che phủ. Gã đã phát hiện ra một kỳ tích, một kỳ tích đã bị dòng lịch sử cuốn phăng lên mốt bãi hoang vắng không giấu chân người. Hai người lao như bay về phía trước, đột nhiên chắc một cường ba trượt chân một cái, cả người chìm luôn xuống dưới, may mà lạt ma á la nhanh tay nhanh mắt, vội kéo gã giật lùi về phía sau mấy bước, mới đứng vững được, nhìn mặt đất bùn lầy phía trước không ngừng nổi lên những bong bóng trắng, chắc một cường ba vẫn chưa hết dùng mình, vũng lầy. Một vũng lầy gần như là không có gì phân biệt lắm với mặt đất xung quanh chắn ngang trước mặt hai người, chặn mất đường tiến. Lạt Ma Á là cũng vô cùng kinh hoàng. Vừa rồi lúc chắc một cường ba trượt chân, suýt chút nữa đã kéo luôn cả ông xuống theo. Chỉ cần hai người chưa tới mép vũng lầy, cơ hội có thể bỏ ra được thật mong manh nhỏ bé. Ông đưa mắt nhìn tình thế xung quanh, chỉ thấy dòng thác bạc như sông ngân kia buông xuống góc tây bắc của vùng đất chúng này, bọt nước bên dưới bắn lên tung tóe. Chắc hẳn là có một dòng sông hoặc ít nhất là kênh dẫn nước ở bên dưới, dòng nước uốn éo chảy qua, một số di tích bị ngập chìm trong nước, đồng thời cũng ngăn dòng nước lại phía bên này của di tích toàn bộ đều là đất bùn, đất bùn ngập no nước liền biến thành vũng lầy, trong vũng lầy đó có mấy chục ụ đá, chỉ lộ ra bên trên một phần nhô cao chưa đầy 30 cm. Lạt Ma Á La nhanh chóng xác định, đây hẳn là các cột ghi năm, hình điêu khắc của phần lộ ra bên trên vũng lầy có thủ pháp tương đồng với những cột ghi năm bọn họ đã trông thấy lúc ở trên sườn núi. Lạt Ma Á La kéo tay Trác Mộc Cường ba nói, có đường rồi, đi theo tôi. Nói đoạn, ông liền nhảy lên ụ đá gần họ nhất, đứng bên trên, tựa như đứng trên một cái bục tròn đường kính chừng một mét vậy. Trác Mộc Cường ba nhảy theo, Lạt Ma Á La lại nhắm một ụ đá bên trái, nhẹ nhàng nhảy sang đó, cho thấy dưới chân mềm nhún, cả người liền mất thăng bằng, ông lập tức đảo người trên không, cuối cùng cũng hạ xuống một ụ đá khác. Trác Mộc Cường ba nhìn mà hãi hồi, nếu đổi lại là gã, tuyệt đối không thể xoay người nhảy lên trong tình huống đó. Lạt Ma Á La cũng tái mặt, vội cuống quyết dặn dò, cẩn thận đó, những cột đá ghi năm này không biết đã ngâm trong vũng lầy bao lâu, phần đế đều sụp cả rồi. Theo cổ thư ghi chép, độ cao bình quân của chúng có lẽ từ 3 tới 5 mét, chúng ta rơi xuống chắc chắn không thể lên nổi đâu. Đi theo sau tôi, đợi tôi đứng vững rồi cậu hãy nhảy qua. Trác Mộc Cường ba chỉ gật đầu không nói. Hai người cẩn thận nhảy nhót trên vũng lầy, mỗi một khoảng cách ngắn ngủn mà Trác Mộc Cường ba và Lạt Ma Á La phải tốn mất mười mấy phút đồng hồ mới bình an sang được bờ bên kia. Giờ họ đang đứng trên một hành lang bằng đá, nói là hành lang, nhưng thực ra chúng là những nóc nhà nối tiếp, phần bên dưới của chúng đã hoàn toàn bị nước nhấn chìm cả rồi. Nếu lấy tổ hợp kiến trúc này làm đường ranh giới, phía bắc là một hồ nước khổng lồ, phía nam là bãi lầy trôn vùi đống cột ghi năm kia. Hành lang này quanh co uốn lượn, xem ra được xây nối tiếp hết sức kín kẽ, chắc là một khu dân cư cổ đại, hai người đứng bên trên, bốn bề đều bị nước và vũng lầy bao vây. Lúc này, những kiến trúc của thành phố trắng lộ ra trên mặt nước lại càng gần họ hơn, trời từ từ sáng bạch, chỉ thấy bầu trời phương đông hồng rực lên, nhuộm đỏ cả những cây xanh cao vút, nhuộm đỏ cả vách núi màu nâu đất. Ánh sáng chiếu trên cao xuống, từ từ vượt qua đường chân trời, từ đông sang tây, xuất hiện rõ ràng một đường phân giới chia vách núi làm hai nửa đỏ đen. Kế đó, tòa kiến trúc lớn nhất thành phố trắng, ngôi kim tự tháp hình thang to như một trái núi nhỏ, đền thờ trên đỉnh cai âm tự tháp trở thành kiến trúc đầu tiên của thành phố trắng này được tắm trong ánh dương. Vóc sáng trắng như tuyết tựa người con gái mới trồi lên khỏi mặt nước, sương mù vấn vít, dây leo xanh ngắt dịu dàng bao bọc xung quanh, ánh sáng dần dần dịch xuống, dường như có chút ngượng ngùng, nhu mì khoác lên tấm áo mỏng xanh mơn mờn. Khi được ánh sáng hoàn toàn phủ chiếu, kim tự tháp cao ngất hiện ra dưới chân, ngôi đền liền tựa như một vũ nữ đứng trên đỉnh núi đón tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai, nhẹ nhàng múa lên động tác đầu tiên. Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn bị vẻ đẹp này cuốn hút, lại một lần nữa, gã cảm nhận được sức ma mị khó có thể kháng cự này, còn lạt ma á la thì bắt đầu ra khỏi trạng thái si mê ngây dại, ông bắt đầu suy nghĩ một cách có lý trí, bị cách tuyệt khỏi ánh dương, đời đời kiếp kiếp chôn vùi dưới lòng đất, vậy chắc chắn là có lối vào, một lối vào thông xuống lòng đấy. Người đó nói họ đi tìm chìa khóa gì đó, lẽ nào phải có chìa khóa mới mở được cách cửa ấy ra. Nhưng chúng ta kiếm đâu ra chìa khóa bây giờ? Khi thân tâm chắc một cường ba đều bị vẻ huy hoàng tráng lệ của ngôi đền kia xâm chiếm, phía nam thành phố trắng, ở cách ngay chỗ họ không xa lắm, cùng lúc phát ra vô số tiếng rú kinh ngạc em thanh đó tựa như tiếng gào của bầy sói đói tìm thấy mồi ngon. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là đều giật bắn mình, kế đó hai người nghe thấy vô số tiếng bước chân, rồi tiếng nói cười râm ran náo động, âm thanh của những kẻ hưng phấn đến gần như phát điên, thậm chí có người còn thỏa sức giơ súng lên trời bắn loạn xạ, để phát tiết cảm giác hoan hỉ điên cuồng. Quân Du Lịch, cùng lúc bọn Trác Mộc Cường Ba đến thành phố trắng này, còn có một nhóm du kích chừng hơn hai chục tên. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là đều giật mình kinh hãi nhưng lúc này họ lại không có chỗ nào để ẩn nấp chỉ thấy đám du kích kia như đám sói hoang lợn rừng tràn ra khỏi khu rừng phía nam mặc dù không biết bọn chúng đang gào thét những gì nhưng chắc quá nửa là những câu kiểu như thành phố vàng phát tài rồi chứ chẳng sai trác mộc cường ba định nhảy xuống nước lặn sang phía bên kia nhưng lạt ma á la đã kịp thời giữ gã lại đồng thời chỉ tay xuống dưới mặc dù ánh dương vẫn chưa di động tới phần chân thành phố này nhưng nhờ ánh sáng phải quang trác mộc cường ba vẫn nhìn thấy rất rõ ràng trong hồ nước có một đàn cá nhỏ rất đông đang bơi đi lượn lại cá ăn thịt người đây có lẽ là loại động vật nổi tiếng nhất đại lục nam mỹ này rồi trác mộc cường ba ngây người ra gã không thể ngờ mình lại rơi vào bước đường cùng thế này quân du kích đã cách họ gần lắm rồi ba tên đi đầu phát hiện ra trác mộc cường ba và lạt ma á la liền gào thét xông tới đồng thời nổ súng bắn xung quanh hai người để thị uy cảnh cáo bọn họ chớ nên liều mạng vọng động. đối với quân du kích đạn đã lên nòng Lạt Ma Á La cũng chẳng có cách gì, hai người đành đứng yên bất động, ngoan ngoãn giơ tay qua đầu. Hành lang hình thành bởi các nóc nhà liền nhau này, vừa khéo lại núi liền ra hướng đám du kích đi tới, ba tên dẫn đầu cầm súng, từng bước từng bước một tiếng lại gần họ, chắc một cường ba còn trông thấy cả nụ cười gian xảo tham lam hiện lên trên mặt từng tên một. Những tên đi sau cũng đang lục tục kéo tới, lúc đó biến cố lại đột nhiên phát sinh, rắc rắc một tiếng, ba tên cầm súng kia bỗng chìm ngục xuống thì ra những nóc nhà bằng đá này đã ngâm ở đây chẳng biết tự thuở nào, có nhiều chỗ đã bị ăn mòn mục cả ra, ba tên kia vô tình dầm phải chỗ mục đó, lập tức rơi cuống hồ nước. Tệ hơn nữa là, tường đá đã cào rách ra bọn chúng, máu tươi liền dỉ ra. Chắc một cường ba và lạt ma á là tận mắt chứng kiến, lũ đang tung tăng bơi lội kia kết thành một chỉnh thể, tựa như một con thú khổng lồ hung ác lao vọt về phía ba tên du kích rơi xuống nước kia như tên bắn. Chỉ có hai cánh tay cầm súng giơ cao khỏi mặt nước bắn chỉ thiên mấy phát, Ba tên du kích xấu số kia dường như đã không còn cơ hội nào ra khỏi hồ nước này nữa rồi. Lạt Ma Á La quát lớn, chính là lúc này đây. Trác Mộc Cường Ba cũng lấy hết dũng khí, gầm lên một tiếng, cùng với Lạt Ma Á La, nhảy ùm xuống nước, dùng hết sức bình sinh bơi sang bên kia với tốc độ nhanh nhất có thể. Một thoáng trước khi chạm mặt nước, gã cơ hồ nghe thấy có người hét gọi Cường Ba à, nhưng không kịp tìm hiểu, chỉ coi đó là ảo giác mà thôi khi Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là thở hổn hển leo lên bờ hồ phía đối diện, hai người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhận ra, không có con cá ăn thị người nào đuổi theo họ cả, toàn bộ bọn chúng đều bị vị máu tanh thu hút cả sang phía bên kia rồi. Còn đám du kích đuổi phía sau kia thì không may mắn như vậy, cả đám bọn chúng kinh ngạc phát hiện ra, chỗ ba tên đồng bọn của mình sẩy chân rơi xuống nước trào lên một đống bỏ đỏ hồng, nước hồ như sôi lên sùng sục, có lúc còn dập dành nổi lên một hai khúc xương chắn hiếu, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Chưa đầy một phút sau, lũ cá trông vừa gầy vừa nhỏ ấy lại bắt đầu đung đưa bơi lội trong làn nước, tựa hồ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Đám du kích nhìn kẻ địch ở bờ hồ bên kia chạy mỗi lúc một xa dần, đành nổ súng từ bên này bắn sang, nhưng hoàn toàn chẳng có chút hiệu quả gì, muốn đuổi theo, nhưng những bóng ma đang lững lở bơi dưới làn nước trong kia lại khiến chúng trơ mắt ra mà dừng bước. Chắc Mộc cường ba cũng hơi lo lắng, rốt cuộc bọn gã cũng không phải người làm công tác khảo cổ hay nhà tìm kiếm văn vật, lần này đến rừng nguyên sinh châu mỹ chẳng qua chỉ là một bài khảo nghiệm mà thôi giờ khảo nghiệm đã kết thúc chứng minh rằng đích thực bọn gã chưa đạt tới yêu cầu có thể độc lập thám hiểm cảm giác hưng phấn khi phát hiện thành phố trắng vừa trôi qua gã liền nghĩ tới vấn đề an toàn của bản thân thượng sư quân du kích cũng đến đây rồi chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi mặc kệ thành phố vàng hay thành phố trắng cứ để bọn chúng tìm kiếm bảo bối là được rồi đây đâu phải là mục đích của chúng ta chứ trác mộc cường ba đưa ra kiến nghị Ừm, được rồi, Lạt Ma Á La nhận lời, nhưng ánh mắt ông vẫn không ngừng tìm kiếm khắp xung quanh, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi chốn này cả. Lúc này họ đã ở bên trong thành phố trắng, bước trên con đường đá màu trắng, đi giữa quần thể kiến trúc cổ xưa tuyền một màu trắng, mỗi căn nhà bị bóng cây che khuất đều ở gần ngay trước mắt, đưa tay ra là chạm tới, mỗi bước điêu khắc trên tường đều hết sức rõ ràng bên trong những căn nhà không có cửa kia, cả đồ vật cũng vẫn xếp gọn gàng ngăn nắm, ngoài những chỗ bị động thực vật phá hoại ra dường như tất cả mọi thứ nơi đây đều vẫn nguyên như một ngàn năm về trước hai người thong thả bước trên phố tưởng chừng như đã vượt qua thời không trở về thành rome của la mã cổ đại nơi này hoàn toàn không hề thua kém rome hoàn toàn xứng đáng được sa tụng là cung điện xa hoa của nghệ thuật tao nhã thuộc một nền văn minh phát triển ở trình độ cao những tòa kiến trúc này càng hùng vĩ nhưng hình điêu khắc càng tinh xảo thì lại càng khiến người ta hoài nghi một điều rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho người sống trong thành phố này đột nhiên bỏ đi, không bao giờ trở lại nữa. Lạt ma á la lắc đầu thở dài, nền văn minh Maya biến mất là nghi vấn lớn nhất trong lịch sử loài người. Ngay từ đầu chắc Mộc Cường Ba đã có cảm giác Lạt Ma Á La đang tìm kiếm gì đó, nhưng nghĩ thế nào gã cũng không sao hiểu nổi, Lạt Ma Á La có thể tìm kiếm thứ gì trong tòa thành cổ hoang phế này cơ chứ. Lúc này Lạt Ma Á La lại một lần nữa nhắc đến nền văn minh Maya, mặc dù bản thân cũng biết có thể đây chính là di chỉ của người Maya để lại nhưng chắc Mộc Cường ba vẫn cứ thử dò hỏi một câu, thượng sư sao ngài đoán được đây chắc chắn là thành phố của người Maya xây dựng vậy? Lạt Ma Á là tỏ ra kinh ngạc, hỏi ngược lại, chẳng lẽ lúc học các cậu không nghiên cứu chút gì về văn minh Maya à? Trác Mộc Cường ba lại càng thấy quái lại, hỏi lại, trong các tư liệu về Nam Mỹ hoàn toàn không hề nhắc tới văn minh Maya mà? Lạt Ma Á là trách móc. Mặc dù đích đến của chúng ta là Nam Mỹ, nhưng Nam Mỹ và Bắc Mỹ vốn từng là một đại lục lớn nối với nhau, sao các cậu lại chỉ nghiên cứu mối Nam Mỹ không thôi nhỉ? Nhóm của chúng tôi đã nghiên cứu rất sâu về cả Nam Mỹ lẫn Bắc Mỹ đó. Những hình ảnh này, phong cách kiến trúc này, chỉ cần là người đã nhìn qua các di chỉ của nền văn minh Maya là có thể lập tức nhận ra ngay. Đây chính là thành phố của người Maya, bởi nền văn minh của họ hết sức đặc thù hoàn toàn không giống với bất cứ nền văn minh nào khác trên thế giới, nói như vậy cậu đã hiểu chưa? Đoàn, Trác Mộc Cường ba trao mày nói, chúng cũng sang đây rồi. Làm sao mà chúng qua hồ được nhỉ? Giếng Thánh, 5 giờ sáng, cách Thánh Địa Ah Hát chừng 60 cây số về phía Tây. Ba chiếc trực thăng bay thành hình chữ phẩm pin bay vù qua. Trên chiếc trực thăng cuối cùng, một đôi bàn tay múc nhíp vừa rửa mặt xong, những ngón tay như móng lợn đang cầm một chiếc chân giò lợn nhai nhồm nhoàn, miệng nhấp nháp đầy dầu mỡ. Gonzales vừa nhai thịt, vừa hỏi người bên cạnh, sao hả, vẫn chưa có tín hiệu gì à? Basaka miến cưỡng trống lên hai mí mắt đã sụp xuống vì buồn ngủ, lắc lắc đầu, trời vẫn chưa sáng, quả thực là hắn chỉ muốn lăn ra đánh một giấc. Bàn tay béo ú của Gonzales phung lên, nhắc nhở, tỉnh táo lại đi, bay còn bà nó cả ngày rồi, chẳng lẽ bọn tàn binh ấy không đứa nào sống sót sao hả? Ba ca sa vội gật gật đầu, vâng, vâng, dứt lời, hắn lại ngáp một cái rõ dài, xun xoe nói, xếp đúng là tính toán như thần, thật không ngờ lại mưa lớn như vậy, sau đó còn có hồng thủy nữa, chỉ là không biết có kẻ nào thoát khỏi hay không nữa. Gonzales đắc y nói, tính cái con mẹ mày, tao xem dự báo thời tiết đấy. Chắc không đến nỗi chết giáo cả đâu, đảm bảo là vẫn còn đứa sống sót, mặc dù chúng không có hóa, nhưng dù sao cũng đều lăn lộn trong rừng sâu này nhiều năm thế rồi cơ mà có ánh sáng có ánh sáng tiếng của tên điều khiển thiết bị thông tin vang lên cơn buồn ngủ của bakasa tức khắc bị đè xuống hắn đẩy cửa số gió lập tức ùa vào trong trực thăng gonzales lại vung tay tát bốp một cái nữa quát con bà mày không thể không mở cái cửa số ấy à trực thăng nhanh chóng bay tới chỗ có ánh lửa bên trên buông xuống một sợi dây thường buộc máy quay và bộ đàm bật thiết bị giám sát hồng ngoại lên, bắt đầu tìm kiếm trong rừng. Chỉ lát sau, bọn họ đã phát hiện ra nguồn sáng, thì ra có mấy tên du kích nhếch nhác đang cầm đuốc chạy thục mạc, bọn chúng trông thấy máy bay trực thăng, liền bất chấp tất cả sông về phía này. Gonzales nhìn chằm chằm vào màn ảnh bên trong máy bay, cười ha hả nói, hừm, là Karen của đội số 13 phải không, sao lại thành ra nông nỗi này. Tên du kích kia chụp lấy ống kính máy quay, dí gương mặt hoảng hốt của mình sát vào đó, giọng gần như là van xin khóc lóc, Gonzales. Sao giờ anh mới đến? Nhanh kéo chúng tôi lên đi, bọn tôi gặp phải lũ kiến lửa, chúng sắp đuổi tới đây rồi. Gonzales vẫn ung dung sơi đùi lợn, chỉnh lại tai phone, điều chỉnh vị trí của micro, uể oải nói, sao chỉ có mấy người các anh thôi. Những người khác đâu? Tên du kích kia nước mắt nước mũi đầm đìa, không biết, chúng tôi bị vây khốn ở đây, đã thỏa thuận chia thành hai tổ đi tìm đường ra, một tổ đi phía tây, một tổ đi phía đông. Chúng tôi, chúng tôi gặp phải bọn kiến sắp chết đến nơi rồi không nói chuyện này nữa anh mau kéo chúng tôi lên đi gonzales gonzales nề mặt chúng ta đã cộng tác nhiều năm anh đừng bỏ chúng tôi lại đây gonzales nhai nốt miếng đùi lợn liếm liếm môi chép miệng nói ừm um, thì ra còn một tổ khác đi phía tây hả xem ra là các anh không có phát hiện gì rồi cha không phải tôi không muốn cứu các anh chỉ là trực thăng của tôi đã đầy người hơi quá tải rồi chỉ sợ không chứa nổi các anh nữa đi thôi, tiếp tục bay về phía tây. Câu cuối cùng giọng điệu trở nên lãnh khốc vô tình, hướng về phía viên phi công phát lệnh. Trực thăng lại nâng độ cao, Gonzales cười lạnh lùng, hừ, giao tình hả, sớm đã vứt con mẹ nó đi rồi. Lúc tao bảo không tham hành động lần này, chẳng phải chúng mày thằng nào cũng giơ cả hai tay lên tán đồng hay sao? Lúc này muốn nói chuyện giao tình với tao hả? Hừ hừ. Tên du kích kia tuyệt vọng nhìn nắm đuốc, miệng không ngừng gào khóc, các anh không thể làm thế, các anh không thể làm thế binh đoàn kiến lửa đỏ rực thoáng chốc đã lấp kín thân thể hắn ngọn đuốc kia trong đêm đen trông như hạt đâu nhỏ hoàn toàn không đáng chú ý gonzales xỉa xỉa răng ngoảnh đầu nhìn lại nhưng chỉ còn thấy một khúc xương khô dơ cao ngọn đuốc trong đám xương trắng vô số điểm nhỏ đang bỏ ra bỏ vào giữa các hốc ừm gonzales làm bộ kinh tởm nói buồn nông quá làm mất cả hứng ăn sáng của tao basaka vội cung kính dâng lên một cốc nước xếp uống chút nước đi Trác Mộc Cường Ba không biết đám du kích kia dùng cách gì mà vượt qua được hồ nước đầy cá ăn thịt người đó, nhưng dù thế nào thì cũng đến rồi. Gã và Lạt Ma Á la nhanh chóng nấp vào một tòa nhà dân bằng đá, nhìn qua cửa sổ quan sát tình thế bên ngoài. Đám du kích đó hình như lại bớt đi mấy tên, hoàn toàn không hề để tâm tới sự tồn tại của Lạt Ma Á la và Trác Mộc Cường Ba, vào đến bên trong chỉ chuyên tâm nhất ý đi tìm vàng. Chúng ta vào lùng sục mấy gian nhà đá, nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệt đám du kích ai nấy đều tràn trề thất vọng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tòa kiến trúc cao nhất nằm phía trên ngọn kim tự tháp hình thang khổng lồ như trái núi kia, không hiểu ai gầm lên một tiếng, dẫn đầu sông về phía đó, những tên khác lập tức tràn theo như bầy ong vỡ tổ. Những kim tự tháp quá cao, bậc thang lại dốc, cả đám leo hơn nửa tiếng đồng hồ cũng mới được một nửa, tên nào tên nấy đều đã thở không ra hơi rồi. Trác Mộc Cường ba kéo kéo vạt áo lạt ma á la, y muốn nói giờ là thời cơ tốt nhất để bỏ đi, nhưng ông cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào tòa kim tự tháp cơ hồ đang nghĩ ngợi gì đó bỗng nhiên trên lưng chừng kim tự tháp chợt vang lên tiếng súng tiếng kêu thảm không ngừng truyền lại trác mộc cường ba nheo mắt hết cỡ cũng chỉ thấy bóng đám quân du kích nào loạn nổ súng bắn bừa bãi không hiểu đã gặp phải chuyện gì gã vội kéo tay lạt ma á la nói đi thôi thượng sư không đi bây giờ thì không kịp mất lạt ma á la định thần lại nói à đi được đi thôi hai người vừa ra tới cửa bỗng nhiên trên nóc nhà có một người nhảy xô xuống, trên mặt vẽ vần vện đen trông hết sức điên cuồng, tựa hồ như đao một tấm mặt nạ đồng xanh vậy, trong tay y cầm một cây mâu dài đen ngòm, trên người cắm đầy các loại cây lá ngụy trang. Bọn ăn thị người, Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La không nói hai lời, cùng lúc tung chân đá ra một cước. Gã chiến binh kia cũng là thợ săn ưu tú trong bộ lạc, gặp phải hai đại cao thủ cận chiến, một chiêu cũng không đỡ nổi, chân còn chưa chạm đất đã bay ngược về phía sau, đập vào bức tường trắng, não tương tô pét xem ra chết là cái chắc tiếng tù và chiến đấu đặc hiếu của bộ lạc ăn thịt người vang lên khắp các ngóc ngách trong thành phố trắng âm thanh đó nghe như tiếng tù và ốc biển lại nghe như tiếng sáo trúc kiêm cả hai âm điệu thấp trầm và cao vút hai người bọn trác mộc cường ba giờ mới luống cuống chân tay kẻ địch không biết nấp ở đâu ném lao bắn tên thổi phi tiêu xuống làm gã và lạt ma á la ôm đầu chạy như chuột giữa các khu phố trong thành có điều vậy vẫn còn may mục tiêu chủ yếu của bộ lạc ăn thịt người kia lại là đám quân du kích nhưng đồng thời cũng không ngừng tiến lại gần chỗ hai người. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La khó khăn lắm mới nấp vào được bên trong một bức tường, nơi đây vốn là một căn sảnh lớn, nhưng trần nhà đã sập, chỉ còn lại bốn bức tường có cửa sổ hình ô van. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La nấp vào sau một cánh cửa, thình lình phía tây lại vang lên tiếng súng, thành phố hoang phế không một bóng người giờ đã loạn lên như cào cào. Hai người cẩn thận lắng nghe tiếng động, trong thành giường như có bốn thế lực đang giao chiến, quân du kích đã chốt giữ đoạn lưng chừng kim tự tháp, đám chiến binh bộ lạc ăn thịt người đang rằng có quyết liệt với chúng, phía tây hình như có tản binh của quân du kích đang chiến đấu với một nhóm vũ trang khác. Bọn họ tự định nghĩa mình là nhóm thứ tư, quân du kích và bộ lạc ăn thịt người là nhóm thứ nhất và thứ hai, vậy đám người vũ trang chưa rõ là ai kia coi như là nhóm thứ ba. Giờ nhóm thứ nhất và thứ hai đang chiến đấu rất kịch liệt, nhóm thứ ba dường như bất hòa với cả nhóm thứ nhất và thứ hai, còn bọn họ thì giữ khoảng cách với cả ba nhóm thứ nhất, thứ hai và thứ ba, cả hai người đều không có vũ khí, thế nên lúc này họ là nhóm yếu hơn cả. Còn về nhóm thứ ba, chắc Mộc Cường ba hy vọng đó là bọn Trương Lập, nhưng gã cũng nghe được tiếng súng này không phải của khẩu súng tối qua Trương Lập và Nhạc Dương Cầm. Nếu không phải là Trương Lập, vậy liệu có khả năng nào đó là Ba tang hay là nhóm của giáo sư Phương Tân hay không? Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là phân tích các khả năng có thể xảy ra, cuối cùng quyết định, xông qua khu vực giữa thành phố đang bị bộ lạc ăn thịt người khống chế, tiến lại gần nhóm người thứ ba. Bọn họ đi qua một con phố hai bên đều là tường đá cao, chui vào một kiến trúc đá không giống như lầu chuông, nhảy qua cửa sổ lầu hai sang một kiến trúc khác cách đó 2 mét, nằm dạp xuống tiếp tục tiến lên, rồi lại nhảy lên kiến trúc thứ ba, tiếp tục bò lên cao, cuối cùng cũng bò lên một tòa nhà cao khoảng 20 mét. Trên nóc kiến trúc này có một trục ngang chìa sang hai bên, toàn bộ đều là đá trắng tinh xảo ghép chặt với nhau, ước tính phải dài tới 50 mét, giữa chục ngang hôm nào thành một đường rãnh. Đáng lẽ là kéo thẳng sang phía tây, nhưng ở giữa đã gãy đôi, các loại dây leo treo lơ lửng xung quanh. Lạt Ma Á La nói, đây đáng lẽ là một đường dẫn nước hoàn chỉnh, kết tinh trí tuệ của người Maya cổ đại đó. Giờ chúng ta nhảy từ bên này sáng đầu bên kia được không? Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, Lạt Ma Á La chạy mấy bước lấy đà, nhẹ nhàng nhún người nhảy lê, thuận lợi đáp sáng đầu bên kia. Trác Mộc Cường ba cũng nhảy theo, chẳng ngờ thể trọng gã quá lớn, vừa hạ mình xuống, đã nghe cách một tiếng, đá vụn rơi xuống là tả. Thân hình Trác Mộc Cường ba trầm xuống bị dây leo treo lơ lửng giữa không trung, gã vội bám chặt vào đám dây đó, lăn người về phía cái bệ bên dưới đường dẫn nước như đu dây. Bình, dù gã kịp thời giơ hai chân giảm bớt xung lực, nhưng cả người vẫn đập mạnh vào tường, rồi trượt theo mặt tường xuống dưới, mũi bị đụng tím xanh cả lên, lồng ngực như muốn vỡ tung. Lạt ma á là bám vách đá trượt xuống, hỏi Trác Mộc Cường Ba, có sao không? Gã lắc đầu đáp, vẫn còn chịu được. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, đây là một quảng trường, thoạt nhìn khá giống với đấu trường La Mã cổ đại, khán đài ở xung quanh, ở giữa là một khoảng đất trống lát đá trắng phẳng lì, lúc này bọn họ đang ở hàng đầu tiên của khán đài, có lẽ là khu A. Quảng trường này mặc dù đã bị một số cây bụi thấp chiếm cứ, nhưng cây cối rậm rạp hoàn toàn không thể che khuất được khí thế nơi đây từng có. Một đầu quảng trường cao hơn hẳn so với xung quanh, một sân khấu vuông rộng chừng 200 mét vuông, hai bên sân khấu có hai bức tường vây cao chừng 10 mét, giữa mỗi bức tường có hai chiếc vòng đá, phía sau sân khấu chính là tòa kim tự tháp khổng lồ kia. Giờ đây, từ góc độ này, họ mới thực sự hiểu được cảm giác đứng dưới chân người khổng lồ. Kim tự tháp vĩ đại màu trắng, đế tháp hình khối, tính sơ sơ cũng phải bằng 4 sân đá bóng, tổng cộng 27 tầng, tầng tầng lớp lớp nhỏ dần xếp chồng lên nhau giống như một chiếc bánh kia sinh nhật lung linh tuyệt mỹ lại vĩ đại dị thường. Mỗi tầng đều có 91 bậc thang, độ dốc phải lên tới gần 80 độ, kéo thẳng đến đỉnh tháp, cao hơn 300 mét, còn cao hơn gấp đôi kim tự tháp cao nhớ thế giới hiện nay. Hai bên trái phải mỗi bên có một kim tự tháo nhỏ hơn, một cái cao 24 tầng, một cái cao 18 tầng. Giữa quảng trường và kim tự tháp là một nhóm kiến trúc hẹp dài, ở giữa có mười mấy bia đá cao hơn 10 mét, kiến trúc hai bên cũng rất giống điện thờ đặc biệt là ngôi đền đầu tiên bên trái, trước cửa dựng một bức tượng nửa người nửa hổ, chỉ riêng phần đầu đã cao hơn 2 mét, nó đang ngoác cái miệng ra to tướng, răng nanh chìa ra ngoài, đôi ta xòe rộng như hai cái vòng tròn. Lạt ma á là đỡ chắc một cường ba bước thêm mấy bước, họ xuống khỏi lễ đài, đi tới bục sân khấu phía trước quảng trường kia, chỉ thấy ngay phía trước sân khấu còn một bức tượng, là tượng một người nằm ngang trên bệ đá, phần bụng bị khoét vào một lỗ to như cái bát không hiểu tại sao nhìn thấy bức tượng này chắc Mộc Cường Ba lại nghĩ đến chiếc đỉnh trước mặt đại tế sư dùng để đựng tim người trong buổi tế lễ sát sinh của đám thổ dân ăn thịt người hôm trước. Lạt Ma Á La nhìn hai cái vòng đá, điềm đạm nói, đây là một sân bóng, khu vực tương đối lớn phía sau chắc là đấu trường. Cậu nhìn xung quanh kia, bốn bức tường xung quanh đều khắc hình báo châu Mỹ, đều sống động như thật cả. Trác Mộc Cường ba phóng mắt nhìn ra, trên tường đá quả nhiên khắc một số hình tượng báo châu Mỹ đang trồm hai chi trước, hoặc đang nhảy bổ lên, ở giữa còn xen cách những bức phủ điêu hình người. Gã hỏi, sân bóng, người may A cổ đại cũng chơi đá bóng à? Lạt ma á là tiếp tục tiến về phía trước, nói, ừm, um, không sai, nhưng không phải loại bóng đá mà ngày nay chúng ta vẫn thấy. Đó là một loại bóng làm bằng cao su sống, lúc thi đấu hai đội mỗi bên có 7 người, chỉ có thể dùng mông, đầu gối, vai và khuỷu tay chạm bóng, bên nào đưa bóng vào vòng đá của đối phương trước thì thắng. Trác Mộc Cường ba đi sát phía sau ông, nhìn những chiếc vòng đá cao hơn 10 mét kia, nói, vậy chẳng phải rất khó hay sao? Lạt ma á la gật đầu, đúng thế, vì vậy nhiều khi hết trận đấu rồi mà song phương vẫn chưa thể đưa bóng vào vòng, lúc đó sẽ dựa theo số lần phạm quy của hai bên để quyết định thắng thua. Thì đấu bóng cũng là một loại tế lễ, bên thắng sẽ được dâng bóng lên cho thiên thần, cậu xem kìa bên trái có hình họa miêu tả đó. Quả nhiên, trên bức tường đá phía trái có khắc hình một người đàn ông uy nghi, ăn mặc hoa lệ đầu đội mũ miện tay cầm một cây quyền trượng rắn hai đầu, cử hành nghi thức tế lễ. Trước mặt y, một đại biểu của đội chiến thắng quỳ một chân dâng quả bóng lên, thành viên của đội vòn lại cung kính đứng thành một hàng, đầu lêu của một thành viên trong đội đã bị chém rơi xuống đất, nhưng người khắc hình không hề khắc cảnh máu tươi phọt ra, mà là bảy con rắn đang ngọ nguậy chen ra khỏi chỗ đầu lâu bị chặt kia. Nét mặt của mỗi người trên hình khắc đều sinh động vô cùng, khiến người ra nhìn một lần là không thể nào quên. Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm nói, kiểu thi đấu đáng sợ thật. Bọn họ lại đi tiếp, tiếng súng thưa hơn rất nhiều, hơn nữa, chắc Mộc Cường Ba nhận ra, nhóm thứ ba từ đầu đến giờ chỉ có tiếng của một loại súng duy nhất. Lẽ nào nhóm ba chỉ có một người? Người đó là ai được nhỉ? Họ đi qua ma trận vuông tổ hợp từ các bia đá, bên trên các bia khắc hình quốc phương, chiến sĩ, các tượng thần và động vật tượng trưng cho sự dũng mãnh. Điều làm người ta khó tin nhất là, trên một trong những tấm bia, rõ ràng là khắc hình rùa biển, chỗ này ở sâu trong lục địa cả ngàn cây số. Sao lại có rùa biển xuất hiện được, chỉ có thể cho là những người lưu lãng này đến từ một nơi gần biển, tổ tiên của họ nhớ đến sinh vật ở quê hương mà thôi. Càng đến gần nhóm 3, tâm trạng Trác Mộc Cường 3 lại càng căng thẳng, nếu nhóm 3 không phải là người quen của bọn họ, vậy thì tính sao đây? Đi tới bên cạnh bức phù điêu hình báo châu Mỹ khổng lồ, Lạt Ma Á La và Trác Mộc Cường ba dừng bước đứng lại. Lạt Ma Á La cất tiếng, "Phát tín hiệu đi." Trong quá trình huấn luyện, họ đã học được một bộ phương pháp truyền tin bằng tín hiệu đặc biệt tương tự như tiếng gào của giã thú, thoạt nghe hoàn toàn chẳng có quy luật gì, song thực ra lại ham trước nhiều loại tín hiệu trao đổi với nhau. Trác Mộc Cường ba chu miệng lại, âm thanh thấp trầm phát ra từ cổ họng, tự như một con tinh tinh đang khẹt, khẹt, khẹt khẹt. Rất nhanh sau đó, phía sau một tòa kiến trúc Trác lập tức phát ra tiếng khịt mũi, Trác Mộc Cường ba và Lạt Ma Á La đều mừng rỡ thốt lên, là giáo sư. Giáo sư Phương Tân. Hai người liền dảo chân chạy hào tới, chỉ thấy giáo sư Phương Tân cũng đang mừng rỡ khôn xiết, tay cầm một khẩu súng lục tự động, bảo vệ hai cái bao lớn, bên cạnh ông là một cái hố sâu không thấy đáy. Giáo sư Phương Tân khích động thốt lên, may quá, cuối cùng cũng gặp lại các bạn rồi. Trác Mộc Cường Ba cũng vô cùng khích động, không ngừng hỏi Han, sao thầy lại ở đây? Các thành viên khác trong nhóm thầy đâu? Mẫn mẫn không ở cùng với mọi người à? Mẫn mẫn đâu? Nụ cười tắt trên môi giáo sư Phương Tân, ngoảnh mặt nhìn xuống cái hố lớn bên cạnh, ái náy đáp, mẫn mẫn cô ấy, rơi xuống đó rồi hả, quả tim chắc một cường ba tức khắc từ chân mây rơi tóm xuống địa ngục. Cái hố này sâu thẳm đen ngòm, chỉ thấy một mặt phẳng nghiêng xuống dưới, căn bản không thấy đáy đâu, rơi xuống đó, rơi xuống đó làm sao mà lên được. Sao lại như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gã lớn tiếng chất vấn. Giáo sư Phương Tân đáp, đêm qua chúng tôi tới đây, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm nay lúc chuẩn bị rời khỏi thì mẫn mẫn đột nhiên nghe thấy tiếng cậu, cô ấy còn gào thét gọi tên cậu nữa, sau đó chạy về phía này lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, không ngờ dưới đất lại có cái hố sâu thế này, tôi vốn đã chụp được cô ấy rồi, ai, kết quả là chỉ chụp được cái ba lô. Trác Mộc Cường ba như bị sét đánh, đầu óc ong ong, cứ hỏi đi hỏi lại, sao thế? Sao lại thế? Cái hố đó nhìn rõ rành rành như vậy, sao lại bất cần mà rơi xuống đó được chứ? Nếu người nói chuyện này không phải là giáo sư Phương Tân mà gã tôn kính nhất, chắc là gã đã cho rằng đường mẫn đã bị đẩy xuống đó rồi. Lạt Ma Á la thấy cái hố này nghiêng về phía đông bắc, tạo thành một đường chéo so với kim tự tháp, cách kim tự tháp chừng 200 bước chân, ông liếc mắt nhìn giao sư Phương Tân, nét ma toát lên vẻ bi ai, đây là, giếng thánh. Giáo sư Phương Tân ai oán gật đầu, nhìn nét mặt hai người Trác Mộc Cường ba có thể đoán ra, người nào rơi xuống cái hố gọi là giếng thánh này, cơ hội sống sót là vô cùng nhỏ bé. Chắc Mộc Cường ba nhắm lấy hai vai Lạt Ma Á la, hỏi, giếng thánh. Giếng thánh, là cái gì? đây là cái gì hả? Lạt ma á la đau xót nói, giếng thánh là giếng người Maya cổ đại dùng để tế lễ, mỗi khi xảy ra thiên tai địch họa, người dân sẽ xếp hàng dài trước giếng, dâng lên đủ loại tế phẩm phong phú, trong đó có thiếu nữ còn đang sống và các tù binh chiến tranh. Giếng này rất sâu, tương truyền bên dưới còn có rắn và thủy quái, tóm lại là ai rơi xuống dưới, thì rất khó cũng có thể nói là không có hy vọng nữa. Lạt ma á la chỉ tay về phía đông, thông thường thì hai bên kim tự tháp có hai miệng giếng thánh đối xứng nhau, khoảng cách giữa chúng và kim tự tháp dường như được tính toán dựa trên tri thức thiên văn thì phải. Trác Mộc Cường ba nào còn nghe lò tai những chuyện này, gã gào lên như người điên, không thể nào, tuyệt đối không thế. Gã đã nhớ ra, lúc đường mẫn gào gọi tên gã có lẽ chính là lúc gã nhảy xuống nước, từ đó tới giờ cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi, mẫn mẫn một mình dưới đó chắc sẽ khóc thương tâm lắm lắm. Gã dí mặt vào miệng hố lắng nghe, rồi đột nhiên xách một cái túi ném vào trong, chỉ nghe tiếng trượt soạt 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 rồi bịch một tiếng, tựa như rơi xuống bậc cấp, tiếp đó lại là tiếng trượt soạt soạt soạt, rồi lại bịch, tiếp theo lại là tiếng trượt. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên nói với giáo sư Phương Tân, cái dốc này hình chữ chi, người rơi xuống đó không chết đâu. Giáo sư Phương Tân vừa nghe thấy câu này, đã đoán ra Trác Mộc Cường ba định làm gì, ông vội vàng lên tiếng cản ngăn, không được, Cường ba à. Trác Mộc Cường ba đã nhảy vù xuống dưới, sau đó giáo sư Phương Tân ở phía sau mới nói hết câu, bên dưới có không khí hay không còn chưa rõ. Audio điện tử võ tấn bền Giáo sư Phương Tân hét lên mấy tiếng vào miệng hố, không nghe thấy hồi âm, liền lo lắng nói, cường ba cũng lỗ mãng quá, vẫn cứ nóng nảy như vậy, chẳng có chút tố chất của người làm khảo sát khoa học gì cả. Lạt ma á la thò đầu sâu vào miệng hố, nói, cậu ấy không chỉ biết có mạo hiểm thôi đâu, bên trong có gió. Có gió, đồng nghĩa với cái hố này còn có lối thông ra nơi khác nữa thông gió có thể thổi tan khí độc giữ cho không khí bên dưới lưu thông điểm này chắc mộc cường ba đã học được ở chỗ đội khảo sát hoa học khả khả tây lý hơn nữa xét theo tốc độ trượt xuống của ba lô vì vậy gã mới không hề do dự nhảy luôn xuống theo nhưng gã không thể ngờ tốc độ trượt xuống của mình cao hơn tốc độ của cái ba lô rất nhiều đường hầm hình vuông đều tăm tắp phủ dày cát làm tăng tốc độ trượt xuống của gã giống như dầu bôi chân vậy chưa đến 10 giây, đã nghe vù một tiếng, chắc Mộc Cường Ba chỉ thấy thân thể mình lơ lửng trên không, đầu va mạnh vào tường đá, cái đó cả người lại tiếp tục trượt xuống theo hướng ngược lại, chưa đầy 10 giây sau, phần lưng gã đã áp tới bờ tường, va chạm một cú rõ mạnh, rồi lại đổi phương hướng. Cứ như vậy đập đi đập lại, không biết đã va đập bao nhiêu lần, rồi gã cũng đuổi kịp cái ba lô đã dùng chân đẩy xuống lúc đầu. Cuối cùng, chắc Mộc Cường Ba cảm thấy các tiếng động khác đi, rồi cả người gã văng ra khoảng không, trước tiên nghe tiếng ba lô rơi xuống nước, kế đó là tiếng thân thể gã hạ thủy. Trong lúc hoảng loạn, chân tay cứ vùng bừa tứ phía, kết quả vừa đạp một cái, đã thấy thân mình đứng vọt lên mặt nước. Hồ nước không sâu lắm, chắc một cường ba đứng lên vừa hay để lộ ra cái đầu. Gã rợm bước vài bước, chỗ sâu nhất thì phải bơi qua mới được. Chắc một cường ba vừa bơi vừa tóm lấy ba lô, chẳng mấy chốc chân đã chạm đất. Trong bóng tối vang lên tiếng soạt soạt soạt, nghe như có cái gì đang lùi về sau trác mộc cường ba cả mừng kêu lên mẫn mẫn em phải không trả lời anh đi không thấy trả lời chỉ nghe hoa một tiếng rồi có người giống lên trác mộc cường ba vội nói đừng sợ đừng sợ anh đến đây em ở đâu vừa nói gã vừa lần bước về phía tiếng khóc trong bóng tối vang lên giọng thổn thức hức 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 em sợ quá em sợ quá em cứ tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa ức trác mộc cường ba đeo ba lô trên lưng rời khỏi hồ nước giơ hai tay lần mò về phía phát ra âm thanh cuối cùng cũng bắt được một bàn tay mềm mại lạnh buốt. Hai người ôm chầm lấy nhau trong bóng tối. Trác Mộc Cường ba nhỏ nhẹ an ủi, đừng khóc nữa, đừng khóc, anh ở đây. Không sao rồi, anh ở đây rồi này. Đường Mẫn rút đầu sâu vào ngực Trác Mộc Cường ba, hai vai run rẩy, khóc thút thiết đến đau lòng, nói câu được câu mất, trong thành. Hức, em nghe thấy tiếng anh, em gọi tên anh, hức hức, anh không nghe thấy em gọi anh à. Em, hức, chạy về phía anh, hức, kết quả, kết quả, rơi xuống chỗ này, hức, chỗ này không có đường, lại không nhìn thấy gì, hức. Chắc Mộc Cường ba chỉ biết tiếp tục an ủi cô, được rồi, khóc nhiều quá thì không sinh nữa đâu. Anh mang theo ba lô của em xuống đây này, bên trong có thứ gì chiếu sáng được không? Ở đây tối om om chẳng nhìn thấy gì cả. Có, đường mẫn đã thôi không khóc to, nhưng vẫn cứ nức nở thổn thức, đón lấy ba lô lục lọi. Chỉ thoáng sau, đèn đã sáng lên, Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy gương mặt xinh xắn của đường mẫn đã bị đôi tay lấm lem bùn đất xoa lên trong như tranh sơn dầu treo tường phái ấn tượng, mắt đỏ mọng vì khóc, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, lại làm nhòa đi những vết bùn trên đôi má phấn, trông như hoa lê đẫm mưa, hoa hồng đẫm sương vậy. Gã vừa tức vừa buồn cười, miệng hơi nhếch lên tùm tìm. Đường mẫn nín khóc, ngây ngây nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi hỏi, có phải xấu xí lắm không? Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, cô lại hoa một tiếng rồi tiếp tục khóc lóc. Trác Mộc Cường ba yêu chiều nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên, cười cười bảo, "Được rồi, rửa một chút là sạch sẽ ngay thôi. Em có bị thương không? Bản thân gã cũng bị đập vào người vào tường không biết bao nhiêu lần, giờ từ đầu đến chân đều ê ẩm cả." Bên ngoài giếng thánh, Lạt Ma Á La nói, quân du kích lại lui xuống rồi, xem ra đám ăn thịt người đã chiếm phần lợi thế. "Chúng ta ở đây cũng không thoát nổi đâu, may ra bên trong này còn tìm được đường thoát nào khác." Giáo sư Phương Tân trợn trừng mắt nhìn Lạt Ma Á La, hoảng hốt kêu lên, không phải ngài cũng muốn. Ngài đã nghĩ kỹ chưa đại sư? Lạt ma á la chắp tay trước ngực nói, hoạt Phật sẽ chỉ đường dẫn hướng cho chúng ta. Dứt lời, ông liền chui vào trong giếng theo tư thế ngồi kiết già. Giáo sư Phương Tân Há hốc mồm nhìn con người cuồng tín trước mặt, rồi lại nhìn đám phần tử vũ trang đang hò hét sông tới, cuối cùng thở dài một tiếng, ném ba lô xuống miệng giếng, rồi nhảy vào theo. Đường mẫn bảo nước trong giếng thánh này toàn ngâm sắc người chết nói thế nào cũng không chịu đi rửa mặt. Trác Mộc Cường ba phải khuyên giải mãi, bảo nước hồ này là nước nguồn, thông với mạch nước ngầm dưới lòng đất, rồi lại chiếu sáng cho cô nhìn rõ hồ nước trong thấy cả đáy. Bấy giờ đường mẫn mới miễn cưỡng đi rửa mặt, Trác Mộc Cường ba cầm nguồn sáng đó lên ngắm nghía. Trước đây gã chưa từng thấy thứ này bao giờ, nguồn sáng chính là một cái mũ, nhưng lại không giống mũ có đèn pha của công nhân khai khoáng hay đội. Mà trỏ mũ có một cái trụ thẳng, giống như gắn cây nến trên đỉnh đầu vậy. Đường Mẫn nói, đây là mũ chiếu sáng, dành riêng cho các chuyên gia thám hiểm khảo cổ sử dụng. Tại vì trong môi trường hoàn toàn xa lạ, đèn pha chỉ chiếu sáng được một hướng, sẽ làm xuất hiện rất nhiều khu vực mù trong thị giác. Để loại trừ những chỗ tia sáng không chiếu tới được, người ta mới sử dụng loại mũ gắn bóng đèn bên trên thế này, như vậy thì có thể chiếu sáng được cả 360 độ rồi. Nhưng ánh sáng kiểu này phân tán, không thể chiếu xa, nên phải sử dụng kết hợp cả đèn pha lẫn mũ chiếu sáng mới đủ. Trác Mộc Cường ba giờ cao chiếc mũ chiếu sáng lên, xem xem ở đây có lối thông nào khác trước đã. Đột nhiên có tiếng bịch bịch vang lên, làm đường mẫn sợ giật bắn mình, vội ôm chặt Trác Mộc Cường ba. Gã mỉm cười nói, đừng sợ, là giáo sư Phương Tân hay Lạt Ma Á la xuống đấy thôi. Vì đã có ánh sáng, giáo sư Phương Tây và Lạt Ma Á la không bị một phen hốt hoảng như Trác Mộc Cường ba lúc nãy. Hai người bơi lên bờ, Lạt Ma Á La nhìn ngó quanh cái hang ngầm, rồi nói, giếng thánh này khác hẳn với bình thường thì phải. Giáo sư Phương Tân vẫn hơi bực bội nói, giờ chúng ta ở chung một chỗ rồi. Vậy có ai bảo cho tôi biết làm sao ra khỏi đây được không? Không gian này rất nhỏ, chỉ khoảng bằng một cái sân bóng rổ, 2 phần 3 phía bên trái là nước, bên phải hơi nhô cao, để lộ ra 1 phần 3 còn lại. Bốn phía đều là tường đất, miệng hố nơi họ rơi xuống ở ngay giữa bức tường, bên bức tường đối diện cũng có một miệng hố y như vậy, trên đỉnh đầu giường như là đá thiên nhiên, cách mặt đất tới 3-4 mét, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Trước tình cảnh này, chắc Mộc Cường Ba cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành nở một nụ cười ngượng nhịu, cố gắng không chọc giận thầy giáo mình thêm nữa. Lạt ma á là bỗng hỏi chắc Mộc Cường Ba, lúc rơi xuống cậu đã chuyển hướng mấy lần. Chắc Mộc Cường Ba ngẩn người, lúc nãy va đi va lại đảo điên một trận, đầu óc lung bung ai mà nhớ được đã qua bao nhiêu khúc ngoặt cơ chứ. Chỉ nghe giáo sư Phương Tân cất tiếng đáp, 18 khúc ngoặt, đúng như chúng ta đã nghĩ. Lạt Ma Á La khẽ gật gật đầu, xem ra chúng ta đang ở phần đáy của kim tự tháp Maya rồi. Đường Mẫn lẩm bẩm nói, 18 khúc ngoặt, dường như cô cũng nhận ra điều gì đó. Trác Mộc Cường Ba vẫn hoàn toàn không hiểu gì cả, lại hỏi, cái gì mà 18 lần chuyển hướng? Sao lại đúng như hai người đã nghĩ? Thầy giáo? Giáo sư Phương Tân phì một tiếng, đoạn nói, đừng gọi thân thiết thế chứ cậu đã phạm phải đại kỵ trong công tác khảo sát khảo cổ rồi đó. Lạt Ma Á là giải thích, tòa kim tự tháp khổng lồ này, riêng phần trên mặt đất đã cao tới mấy trăm mét, chính là kiến trúc lớn nhất mà chúng ta trông thấy, còn bên dưới móng chỉ sợ cũng sâu mấy chục mét. Người Maya rất có thể dựa theo lý giải của họ về địa ngục để xây dựng nên cung điện ngầm dưới lòng đất này. 18 tầng địa ngục, Trác Mộc Cường ba trợn tròn mắt lên, Đường Mẫn nói, "Không, địa ngục của người Maya có 9 tầng." 18 là bội số của 9, ở giữa hai lần chuyển hướng chính là một tầng địa ngục, vậy thì, giờ chúng ta đang ở dưới địa ngục đó. Lạt ma á là gật đầu nói, ừm, um, ở đoạn cuối cùng, đoạn dốc vừa dốc vừa dài, có lẽ bây giờ chúng ta đang ở tầng dưới cùng của kim tự tháp. Nếu đúng là như vậy, chỉ sợ không còn đường ra nữa rồi. Giáo sư Phương Tân hừ mạnh một tiếng. Trác Mộc Cường ba nói, tìm thử đi, có lẽ còn có đường ra khác cũng không chừng. Nói xong, liền cùng đường mẫn chậm chậm lần tìm kiếm dọc theo các vách tường. Lạt ma á la và giáo sư Phương Tân vẫn chưa có hành động gì, chỉ ngồi bên mép nước trầm tư, lạt ma á la nói, ở đây có một điểm rất kỳ lạ. Nếu là giếng thánh, bên dưới cho dù không có xương người thì cũng phải có tế phẩm, nhưng vừa nãy ở dưới nước, ngoài một ít xương khô của giã thú thì tôi không còn thấy gì khác nữa. Giáo sư Phương Tân cũng tán đồng, phải, đúng vậy, tình huống này dường như chỉ có một khả năng để giải thích. Ông và Lạt Ma Á là đưa mắt nhìn nhau, trừ phi sau khi giếng thánh này xây xong, chưa từng được sử dụng một lần nào, người trong thành vì một nguyên nhân nào đó đã bỏ rơi cả thành trì này đi nơi khác. a à, đúng lúc đấy, tiếng kêu kinh hốt của đường mẫn vang lên, trong không gian kín mít này tiếng kêu trở nên lảnh lót vang động lạ thường. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á là vội vàng chạy tới, họ và Trác Mộc Cường Ba vừa đến, liền phát hiện ra bên mép tường có một hốc khoét giống, bên trong có một bộ hài cốt dựng nghiêng nghiêng không hiểu đường mẫn đã chạm phải chỗ nào làm phiến đá bịt kín cái hốc này tự dưng rời ra trác mộc cường ba bước tới quan sát nhưng bị giáo sư phương tân kéo lại ông nói đừng lại gần trên phiến đá kia hình như có thứ gì đó lạt ma á la đã bắt đầu nghiên cứu phiến đá ấy rồi ông ngồi xổm phía trước nói không phải bằng đá mà bằng đất hình vẽ bên trên là là bản đồ đơn giản của hang động này giáo sư phương tân cũng bắt đầu quan sát rồi đưa ra phán đoán Nhìn trang phục của người này, chắc là một nhà thám hiểm từ thế kỷ 18 hoặc 19. Cái hốc do con người đào ra này e là cũng do ông ta tự đào ra, nhưng tại sao bên cạnh ông ta lại không có thứ gì vậy nhỉ? Lạt Ma Á La nói, chiếu đèn lại gần một chút, người này đã để lại cho chúng ta một số thông tin, nhìn bức tranh này xem. Giáo sư Phương Tân liếc mắt nhìn qua, nói, tấm vách đất này bị vỡ rồi, hình vẽ có hơi lệch lạc. Mẫn Mẫn, dùng công cụ ráp lại đi. Mẫn Mẫn vâng một tiếng bắt đầu lục tìm các thứ trong ba lô của giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường ba đứng bên cạnh quan sát, đột nhiên nhận ra nhóm của gã chưa từng phối hợp nhịp nhàng như vậy bao giờ, mỗi người đều làm việc của mình, quả thực là khoảng cách chênh lệch so với nhóm của giáo sư Phương Tân vẫn còn rất xa. Đường Mẫn lấy trong ba lô ra một chiếc hộp da màu đen, phải ba bốn lượt khóa mới mở được ra, bên trong lại là một tầng hộp sắt, thì ra là chiếc máy tính sách tay của giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường ba thốt lên, một chiếc máy tính mà phải giữ gìn phức tạp như vậy à? Giáo sư Phương Tân nói, máy tính chính là nòng cốt của nhóm chúng tôi, so với người, vị đội trưởng này còn quan trọng hơn nhiều. Trác Mộc Cường ba nói, vậy cũng không cần phải bọc thêm một tầng hộp sắt nữa chứ. Giáo sư Phương Tân cười cười, đừng coi thường chiếc hộp ấy, không có nó, chiếc máy tính này của tôi không qua nổi khu vực bão tố đâu. Nó có một tầng chống điện ly, cho dù bị luồng điện 500.000 vôn đánh thẳng vào, cũng vẫn giữ được hoàn hảo món đồ để bên trong. Lạt ma á là cầm một thiết bị điện tử khác, nói, độ bão hòa oxy trong không khí là 27%, các chất khí có hại cho cơ thể chưa tới 2 phần nghìn, hàm lượng bụi thấp hơn 5%, chỉ số hóa sinh của nước đạt tiêu chuẩn, có một tầng oxit carbon hỗn hợp với hydrocarbon, chỉ số sinh hóa của bùn đất đạt tiêu chuẩn, nhưng carbon, nitơ và muối vô cơ thì vượt quá tiêu chuẩn. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói, hy vọng không phải là vậy. Lạt Ma Á La cũng gật gật đầu. Trác Mộc Cường ba đần mặt ra, rõ ràng là học cùng một nơi, tại sao người ta nói chuyện với nhau mà gã chẳng hiểu gì hết cả vậy. Đường Mẫn đã lắp pin vào chiếc máy tính sách tay của giáo sư Phương Tân, nối với webcam và máy scan. Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân lấy các dụng cụ trong hộp đồ đường Mẫn đưa cho ra, đeo găng tay, cầm bàn chải, bắt đầu làm sạch phiến đất. Trác Mộc Cường ba nuốt nước bỏ đánh ực một tiếng, thầm nhủ, xem ra chuyên nghiệp thật. Phiến đất đã được scan vào máy tính, giáo sư Phương Tân nói, tốt quá. Đường Mẫn lại lấy ra một chiếc mũ chiếu sáng nữa, cả căn hầm liền sáng bừng lên. Lạt Ma Á La lấy webcam quét qua một lượt khắp cái xác kia, nhập hết các số liệu vào máy tính. Giáo sư Phương Tân thành tạo thao tác trên máy tính, dùng kỹ thuật phục hồi trên máy, chậm rãi ghép từng mảnh vỡ của phiến đất lại với nhau, tự động nối các khe hở lại, một tấm bảng đồ hang động đường nét rõ ràng và hơi có phần thô sơ hiện lên trước mặt bốn người. Hình vẽ này và cảnh vật họ nhìn thấy trong cái hầm này đại thể là tương đồng, nhưng ở giữa hầm có vẽ một ngôi sao năm cánh rất lớn, mỗi góc sao đều tiếp xúc với vách tường. Trên phiến đất còn khắc một số hình vẽ mơ hồ không thể nhìn rõ. Sau khi giáo sư Phương Tân nhập vào một loạt các lệnh xóa răng cưa ở viền, làm rõ hình, giảm bóng mờ, các ký hiệu mờ mờ như một đám hổ nhão dần dần thành hình. Giáo sư Phương Tân mừng rỡ reo lên, là tiếng Anh. When there is our will, there is away. Đây là một thành ngữ trong tiếng Anh. Thường dịch thành có trí thì nên, dịch theo mặt chữ thì gần giống với câu xe đi tới núi thì ắt có đường. Giáo sư Phương Tân nhìn Lạt Ma Á La hỏi, Đại sư thấy sao? Lạt Ma Á La nói, trước tiên, ở giữa không có ký hiệu gì tách rời, đây hình như không phải chuyện ngẫu nhiên, thứ nữa câu này có mấy chữ viết lớn in nghiêng, không khó phát hiện ra tính trùng lập của các chữ cái này. Nếu bằng đầu bằng V kép, vậy thì ý của nửa câu sau có thể lý giải thành đây chính là lối ra. Đây là một câu đa nghĩa. Giáo sư Phương Tân nhìn đường thẳng cắt ngang ngôi sao năm cánh bên dưới hàng chữ cái, nói, nhìn đường thẳng này đối ứng với chỗ nào của căn hầm nhỉ. Mọi người nhìn hình vẽ, rồi tìm được một điểm trên vách tường. Trác Mộc Cường ba sung phong nhận việc thăm dò nơi đó, gã gõ gõ vào tường, đương nhiên thấy rỗng bên trong, liền đập vỡ một cái hốc đủ cho một bàn tay vào đó. Ba người còn lại đều nhìn gã với vẻ chờ đợi, đột nhiên Trác Mộc Cường ba ai cha một tiếng, rụt vội tay ra như bị bò cặp đốt, máu tươi chảy ròng ròng, bên trong có dấu đao, ngoài ra không còn gì hết. Đường mẫn nhanh nhẹn lấy thuốc và bông băng trong túi ra, sát trùng rồi băng bó cho gã. Trác Mộc Cường ba nhìn câu tiếng anh kia, lẩm bẩm nói, ua ti, ua ti, là dầu thô kỳ hạn, dầu thô, là, là nước, chắc là đường thẳng bên dưới, đây là một câu đố lồng trong câu đố. Đáng ghét thật, giáo sư Phương Tân nói, đường ở dưới nước, không thể nào, rốt cuộc ông ta muốn giấu thứ gì. Lạt Ma Á La nói, để tôi xem xem. Trác Mộc Cường Ba nói, để tôi đi cho. Gã không muốn người khác bị thương, một mình lần mò dưới nước. Hồ nước này chỉ có mấy cái hở không đủ đút lọt ngón tay, đây là một căn hầm do con người đào xuống đất mà thành, căn bản không thể đột phá bốn vách tường để tìm lối ra nào khác. Từ từ, Trác Mộc Cường Ba cũng mò được thứ gì đó, liền cầm lên, thì ra là một chiếc sẻng công binh bọc trong vải dầu. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra nhìn cái sẻng, lẩm bẩm nói một mình, để lại thứ này làm gì lẽ nào bảo chúng ta đào địa đạo thoát ra? Đợi chút, giáo sư Phương Tân cầm lấy chiếc sẻng công binh, chỉ vào vết khắc trên cán, đây là gì vậy? Trác Mộc Cường ba nhìn lại, quả nhiên thấy trên cán sẻng có khắc ba chữ cái siêu siêu vẹo vẹo CMG, liền lẩm bẩm nói, CMG. Tập đoàn nghiên cứu phát triển phần mềm Trung Quốc. Giáo sư Phương Tân nói, nói bậy, 200 năm trước làm gì có tổ chức này chứ? Ông bật máy tính lên, rồi nhập từ khóa vào, máy tính bắt đầu tìm kiếm trong kho dữ liệu nội bộ, tìm kiếm tất cả những cụm từ tiếng Anh viết tắt thành cmg. Trác Mộc Cường Ba biết rõ, ổ cứng máy tính sách tay của giáo sư Phương Tân sử dụng công nghệ dòng dữ liệu quang học tiên tiến nhất của Mỹ, dung lượng lên đến 80 terabyte, có thể nói là một dung lượng khủng khiếp, dù có lưu cả bảo tàng Anh quốc vào cũng vẫn còn thừa chỗ. Giáo sư Phương Tân nói, cái này thì thế nào, đây là một từ viết tắt của ngành giao thông, ý là phương hướng từ điểm xuất phát tới vị trí trước mặt. Trác Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ, điểm xuất phát điểm xuất phát ở đâu, vị trí trước mặt là chỉ chỗ nào chứ? Lạt Ma Á La nói, điểm xuất phát có lẽ là để chỉ điểm gốc ban đầu, là nơi người này tỏa hóa, vị trí trước mặt đương nhiên chính là nơi cậu nhặt được cái sẻng. Nhìn tấm bảng đồ này, điểm xuất phát và vị trí trước mặt, vừa vặn chính là hai góc của ngôi sao năm cánh, góc gứa chúng, nếu phóng đại lên thành tỷ lệ lớn, chắc là. Ông bước sang trái ba bước, vác tường phía đó vừa hay có một núm gỗ lên. Trác Mộc Cường ba giờ sẻng công binh lên, hỏi, ở đây hả? Lạt ma á la khẽ gật đầu, chắc một cường ba bắt đầu vung sẻng lên đào đất, vừa đào vừa cao nhau, chỉ một con đường thôi mà, cần gì phải dở lắm trò như vậy chứ? Đào được gần một mét, chắc một cường ba đầm đìa mồ hôi, cuối cùng cũng chạm phải một vật bằng kim loại. Gã cả mừng, vươn tay ra giờ lấy, là một cái tay năm quấn bằng dây sắt, đã dỉ hoen dỉ hoét ra rồi. Gã vừa kéo một cái, dầm 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 cả vách đất trước mặt chắc một cường ba liền đổ sập xuống, nếu không phải lạt ma á la nhanh tay, chắc chắn gã đã bị đè bên dưới rồi. Đường mẫn lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Trác Mộc Cường ba lắc lắc đầu, sắc mặt nhợt đi, không ngờ đây lại là một cạm bẫy, nếu không kịp tránh đi, cho dù không bị đất đá đè cho chết hay bị thương, thì cũng bị cả tảng tường đất chôn bên dưới. Chỉ nghe lạt ma á la nói, ô, vách tường đã bị đào giống, sau đó lấy bùn nhão đắp thành tường bùn, bên trên đặt đá hoặc gạch, để xương cốt giã thú bên dưới chống đỡ, dây sắt quấn thành tay nắm kéo cột chống này, khi có người dùng sức kéo tay nắm này, cho dù thế nào cũng không thể tránh khỏi bức tường sập xuống. Giáo sư Phương Tân nói, rất giống bẫy bắt người của câu lạc bộ săn người Anh quốc thế kỷ 18. Người này không đơn giản đâu. Trác Mộc Cường Ba vừa tức vừa giận, giơ sẻng lên định đập nát bộ xương kia, bỗng giáo sư Phương Tân phát hiện sau bức tường đổ có mấy chữ cái khác, hợp thành chữ xin, ông lẩm bẩm nói, tội ác nguyên thủy. Lạt ma á là cũng sực nhớ ra, a à, sau năm cánh đây là ký hiệu được sử dụng sớm nhất trong tôn giáo tượng trưng cho tội ác nguyên thủy khi trước chỉ là một nửa âm tính của thế giới về sau bị giáo lý xuyên tạc bóp méo thành hóa thân của ma quỷ thực ra trong một số dị giáo nó cũng mang ý nghĩa khởi điểm và sơ nguyên khi thế giới còn trong trạng thái hỗn độn ban đầu do năm nguyên tố hợp thành giáo sư phương tân ngăn chắc mộc cường ba lại nói cường ba đừng nóng nảy quá để bọn tôi xem đất chân nhà thám hiểm này xem sao quả đúng vậy mọi người xem đi, chất đất dưới chân ông ta và xung quanh hoàn toàn khác nhau. ông ta đem đất ở vũng bùn bên dưới và đất bổ trong tường đất ra đổi vị trí cho nhau, mà bởi vì cái hầm này đã có cả hơn ngàn năm tuổi, nên đất trên tường và đất bị ngâm trong nước đã thành ra hai loại hoàn toàn khác nhau. chúng ta thật ngu quá, đặc trưng rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra. nào, chúng ta dịch bộ xương này ra, cường ba, tiếp tục đào chỗ này đi. trác một cường ba lo lắng hỏi, không có chốt bấy gì nữa chứ? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, chắc là không đâu, nơi này bé tẹo như vậy, không gia nào có thể lợi dụng ông ta đều lợi dụng hết cả rồi, đào đi, chúng tôi canh chừng cho cậu. Trác Mộc Cường ba không hiểu, người này rõ ràng đã chết rồi còn muốn giở nhiều trò như vậy làm gì, lẽ nào ông ta muốn thể hiện tài hoa của mình trước hậu nhân, hay chỉ muốn lấy việc gạt người ta làm trò vui, lần này gã đào được một bọc vải dầu, mở lớp vải ra, bên trong là một chiếc túi bằng vải buồm mà các nhà thám hiểm thế kỷ trước hay sử dụng trong túi có vài thứ công cụ, vài thứ đồ chơi nhỏ, còn có một cái đầu lâu bằng pha lê được chế tác rất tinh xảo nữa. Trác Mộc Cường Ba nhấc lên một cuốn sổ ghi chép bìa ra rách nát, giáo sư Phương Tân vội nói, cẩn thận, cuốn sổ đó rất quan trọng, đống đồ này đã để cả trăm năm, trang giấy rất giòn yếu, đặt xuống đất đi. Ông hiểu rõ, đối với một nhà thám hiểm, thông tin quan trọng nhất mà người đó để lại, không gì hơn cuốn sổ ghi chép của anh ta. Khi cuốn sổ ghi chép rách bươm đã ngả sang màu vàng ấy được mở ra, ngay trang đầu tiên chủ nhân của nó đã nắn nót viết một hàng chữ nghiêng bằng tiếng Anh. Tôi tên là Pierre, đã là ngày thứ 10 rồi, tôi biết mình sẽ chết. Giáo sư Phương Tân khẽ thốt lên, thì ra là ông ta. Đường Mẫn hỏi, ai vậy? Giáo sư Phương Tân hắng giọng giải thích, cũng là những nhà thám hiểm kiệt xuất trong giai đoạn cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Nhưng ông ta rất khác với những người khác, Pierre không bao giờ đến những vùng thắng địa thám hiểm nổi tiếng, mà luôn một mình tìm kiếm những cung điện dưới lòng đất nguy hiểm nhất bí mật nhất. Ông ta là bạn thân của nhà thám hiểm Stanley, nhưng sự tích về ông ta rất ít lên mặt báo, thế nên danh tiếng cũng kém xa Stanley. Tôi phát hiện ra ông ta trong lúc tra cứu tư liệu về Stanley, có tin đồn ông ta đã mất tích ở châu Phi không ngờ lại chết ở chỗ này. Vì vậy tôi mới nói ông ta không đơn giản mà, có thể lợi dụng các công cụ thô sơ trong phạm vi nhỏ hẹp này, đưa ra một câu đố nhiều tầng, lại còn sắp đặt cạm bẫy gần như chín mạng, việc này cần phải là một nhà thám hiểm thì mới làm được chỉ thấy phía sau lại viết tiếp, bất kể bạn là ai, cũng bất kể là bạn đã phá giải được câu đố của tôi hay đã tránh được chốt bẫy, chỉ cần bạn có cuốn sổ này trong tay, chứng tỏ rằng bạn đã sở hữu cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức để chỉ dẫn bạn ra khỏi cung điện dưới lòng đất này. Nếu bạn chỉ tình cờ nhìn thấy, thì hãy hủy cuốn sổ này đi, lặng lẽ ở đây mà chờ chết, vậy sẽ dễ chịu hơn con đường tiếp sau đó nhiều. Sau đó là một đoạn dài ca ngợi vẻ đẹp của Bạch Thành, mỗi lời văn mỗi nét bút đều tràn ngập sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Ông ta đã viết thế này về cung điện ngầm dưới đất, đây là cung điện dưới lòng đất hùng vĩ nhất, lộng lẫy nhất, đồng thời cũng ghê rợn nhất và đẫm mùi máu tanh nhất tôi từng trông thấy. Hệ thống máy móc điều khiển vô cùng phức tạp, các cạm bẫy vô cùng đáng sợ, khắp nơi đều ngập trong bầu không khí thần bí và mù mờ không thể đoán biết, mỗi bước chân đều ẩn chứa nguy cơ mất mạng. Và cả nghi thức tôn giáo cũng như các lễ tế của nền văn minh này nữa, đều khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi không dám tin, những người sở hữu một nền văn minh phát triển bậc cao như thế, sao lại phạm phải những tội ác của loài ma quỷ ấy? Tóm lại, có thể tìm được cuốn sổ ghi chép này, chứng tỏ bạn cũng có thực lực nhất định, bước đầu tiên này đã giam cầm tôi ở chốn tuyệt lộ này, chỉ cần bạn qua được, con đường phía sau. Cuốn sổ này đã để quá lâu, rất nhiều chỗ rách hỏng, nhưng đọc vẫn hiểu được đại ý. Tiếp sau đó, hơn nửa trước của cuốn sổ đều ghi chép về các chuyến thám hiểm ở những vùng đất khác nhau của Pierre. Giáo sư Phương Tân sợ cuốn sổ này quá rách nát, Ben scan hết nội dung của nó nhập vào máy tính, sau đó cả bọn mới bắt đầu nghiên cứu trên màn hình. Phải đến mấy chục trang cuối cùng, Pieri mới kể lại trải nghiệm của mình trong tòa kim tự tháp mà ông ta gọi là kim tự tháp Ohis này, hoàn toàn được viết theo trình tự ngược. Về điểm này, giáo sư Phương Tân giải thích như sau, thông thường các nhà thám hiểm đi thám hiểm trở về rồi mới chỉnh sửa lại các trải nghiệm của mình. Lần này Pieri biết mình không thể sống trở về, vì vậy mới viết lại theo trình tự ngược mục đích chính là để giúp đỡ kẻ bất hạnh đến sau tìm được lối ra. Thực ra lối ra cũng rất đơn giản, ở ngay trên đầu họ, có một phiến đá có thể dịch chuyển được. Ngài Pieri này chính là từ trên đó xuống đây, ông ta không chịu nổi sự cám dỗ muốn tìm hiểu xem bên dưới rốt cuộc có thứ gì, để rồi sau khi xuống mới nhận ra, mình căn bản không thể nào trèo lên được nữa. Cả bốn người đều lấy làm tiếc nuối, một nhà thám hiểm vĩ đại, không ngờ lại bị khoảng cách cao 4 mét giam cầm đến chết trong không gian nhỏ bé này. Trác Mộc Cường Ba nói, thực ra, ông ấy hoàn toàn có thể đắp một ụ đất lên, như vậy thì có thể với tới chiều cao 4 mét kia rồi. Không được, giáo sư Phương Tân lắc đầu, đất ở đây thông với mạch nước ngầm, chất đất rất mềm, muốn đắp một ụ đất cao 4 mét, đồng thời chịu được trọng lượng của một người, ít nhất phải đào chừng 10 mét đất ở xung quanh, lại còn đảm bảo không bị nước làm trôi giữa đi nữa. Muốn hoàn thành công trình như vậy với sức một người, ít nhất cũng phải mất nửa tháng thời gian. Đường Mẫn nói, có thể đào thông xuống mạch nước ngầm phía dưới vậy thì có thể theo mạch nước ấy mà thoát ra ngoài rồi lạt ma á la lên tiếng phản bác không được đây là địa điểm người maya chọn lựa kỹ càng để đảm bảo nước ngầm thầm vào mà lại không làm sói lở chỗ này cả bốn phía ít nhất phải cách mạch nước ngầm trăm mét trở lên đào một đường hầm như vậy còn khó hơn giáo sư phương tân tiếp lời không cần nghĩ nữa người ta là một nhà thám hiểm dạn dày kinh nghiệm không để mình bị vây khốn ở nơi có thể thoát ra được đâu điều mọi người nghĩ đến vị tiền bối này cũng có thể nghĩ đến, chắc hẳn ông ta phải thử hết mọi cách rồi mới đưa ra quyết định bỏ cuộc thôi. Giờ việc chúng ta cần làm, chính là tìm thấy lối ông ta đã xuống đây. Đường mân ngẩng đầu lên nhìn, đoạn nói, bên trên hoàn toàn bị bịt kín, nếu có cửa hang, chúng ta phải phát hiện ra từ lâu rồi chứ. Lạt ma á là giải thích, đơn giản lắm, bởi vì trong mấy trăm năm kể từ khi Pieri bị giam cầm tới lúc chúng ta tới đây, lại có vô số phần tử đạo trộm mộ ghé qua nơi này, rồi có người phát hiện ra cái giếng hoàn toàn không có chút giá trị nào này, lúc bỏ đi họ đã bịt lối ra lại như cũ, giờ chúng ta chỉ còn cách từ từ lần tìm thôi. Đường Mẫn nói, chúng ta có công cụ nào dài đến thế đâu. Lạt Ma Á la đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân, giáo sư Phương Tân lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, sau đó cả ba đồng thanh thốt, tháp người. Trác Mộc Cường Ba làm chân tháp, Lạt Ma Á la ngồi lên vai gã, giáo sư Phương Tân lại ngồi khoanh chân trên vai Lạt Ma Á la, cuối cùng đường mẫn đứng trên vai giáo sư Phương Tân, hai tay ấn vào trần cái hầm, lần dò từng chút một. Chưa được mấy bước, cô đã kêu toáng lên, đừng, đừng lắc mà. Đứng vững, đứng vững. Hai chân chắc một cường ba đã mềm nhún, thầm nhủ, anh thực không thể đứng vững nổi nữa rồi. Mặc dù thân hình gã to như tháp sắt, nhưng phải đội trên đầu mấy người có trọng lượng cộng lại gần gấp đôi thể trọng của mình, quả thực cũng lực bất tòng tâm, không thể không bước về phía trước một hai bước, chân bắt đầu loạn choạng. Đường mẫn vừa hoan hỉ reo lên, tìm thấy rồi, phiến đá này lỏng lắm. Thì chắc một cường ba cũng không giữ vững được nữa, gã lao về phía trước, bốn người dựa hết cả vào tường, cơ thịt ở hai chân chắc mộc cường ba đã bắt đầu chuột rút, nhưng gã vẫn nghiến răng kiên trì chịu dựng. Giáo sư Phương Tân ở tầng tháp thứ ba hỏi với xuống, cường ba, không sao chứ? Có cần nghỉ chút không? Chắc mộc cường ba đáp, không cần, mẫn mẫn, chuẩn bị xong chưa, chúng ta qua bên đó nhé dứt lời gã lại bắt đầu dịch chuyển đôi chân nặng như trì, gã hiểu rõ, nếu làm lại từ đầu, mình tuyệt đối không đủ sức cùng lúc nhấc cả ba người lên như vậy nữa. Phiến đá được đẩy ra, phiến đá trên trần dày đến gần nửa mét, nếu không có cái lỗ này, dựa vào sức người thật sự rất khó đục ra được một cái khác. Phiến đá vừa nhích ra được một khe hẹp, chắc một cường ba đã không cầm cự nổi mà quỵ xuống đất, lạt ma á la lập tức nhảy ra đồng thời đưa tay đỡ lấy giáo sư phương tân, cũng may đường mẫn đã bám kịp vào khe hở đó, được ba người bên dưới cổ vũ, cuối cùng cô cũng nghiến răng bò được lên trên. Có một người lên trên thì dễ dàng hơn nhiều, Đường Mẫn thả dây an toàn xuống, ba người còn lại đều bám vào đó leo lên, rồi ngồi thở hồng hộc. Cả mấy người đều hiểu rất rõ, chỉ cần rời khỏi mảnh đất chết dưới kia, hy vọng sống sót sẽ nâng lên đến 99%. Giáo sư Phương Tân hỏi, ở đây là chỗ nào vậy nhỉ? Đường Mẫn lên tiếng đáp, không biết nữa, cháu chẳng nhìn thấy gì cả. Bốn người đang ở trong một không gian rất rộng lớn, mũ phát sáng chiếu không tới chân, ngoài xa tầm 10 mét cũng toàn là một vùng tối như hũ nút. Mặt đất bằng đá bằng phẳng chân nhẵn, song lại có một chút tính đàn hồi, tựa hồ như một lớp mai vậy, nơi này giống như một mặt phẳng hai chiều cứ trải dài vô tận ra bốn phía xung quanh, so với cái hầm nhỏ ban nãy thì thật khác nhau một trời một vực. Giáo sư Phương Tân nói, nghỉ ngơi một chút, hồi phục thể lực rồi đi tiếp. Lạt ma á la lấy thiết bị đo ra, đoạn nói, nồng độ phân tử nước trong không khí rất thấp, chỗ này khô giáo lắm. thật lạ, bên dưới là nước ngầm, trên này sao lại khô giáo thế được nhỉ? giáo sư phương tân sắp xếp công việc, mỗi người một cái mũ chiếu sáng. lạt ma á la và cường ba, hai người phụ trách đeo ba lô nhé. mẫn mẫn lấy một chiếc đèn pha công suất lớn ra đây. chúng ta xem ông pieri viết thế nào trước đã. trong máy tính, trang này của cuốn sổ tay lại bị rách mất trên năm phần trăm ở đoạn giữa, chỉ có thể nhận mấy từ đơn lẻ như thi thể trận pháp, run rẩy hoàn toàn không sao lắp ráp thành một câu hoàn chỉnh. Giáo sư Phương Tân hướng đèn pha lên trần điều chỉnh độ sáng, điểm này thì chắc Mộc Cường Ba cũng biết, làm vậy là vì trong bóng tối ta không thể biết xung quanh có sinh vật gì không, một luồng sáng bất ngờ sẽ kích thích chúng phản ứng một cách cuồng nộ, chỉ có trên trần vòm là có khả năng có ít sinh vật sống, dù có thì chỉ là lũ thị giác không phát triển như rơi chẳng hạn, vì vậy lúc điều chỉnh nguồn sáng trước tiên phải hướng lên trên. Đèn pha đã chiếu ra một luồng sáng cực mạnh, Chủ ánh sáng hưởng thẳng lên chân nhà, nhưng cuối cùng vẫn mất hút vào bóng tối mù mịt. Loại đèn pha chuyên dùng trong hầm mỏ này có thể chiếu xa đến 50 mét, cũng có nghĩa là gian sảnh này phải cao từ 50 mét trở lên. Kế đó, giáo sư Phương Tân chậm chậm đặt ngang chiếc đèn ra. Ánh sáng lia ra xa, bốn người liền lập tức hiểu được hàm nghĩa của những từ đơn lẻ trong cuốn sổ của Pieri, đồng thời một cảm giác run rẩy tự trong đáy lòng dâng trào lên giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á là bần thần người ra, chắc một cường ba tựa hồ như thêm một lần nữa chứng kiến cảnh bộ tộc ăn thịt người tế người sống. Đường Mẫn thì sợ hãi rút đầu vào lòng chắc một cường ba, không dám nhìn lại đến lần thứ hai. Thi thể, hoặc có thể nói là xác ướp, xếp hàng ngay ngắn gọn gàng, nhìn ngút ngàn không thấy điểm cuối đâu. Trong bóng tối, nét mặt của các xác ướp được ánh sáng chiếu vào đều vô cùng kinh khủng, mặt mũi thảm thương, tựa như lũ ác quỷ đang giãy ruộng muốn trốn thoát khỏi địa ngục vậy theo luồng sáng của giáo sư Phương Tân quét một vòng, xung quanh bọn họ đều là xác ướp, hoàn toàn không thể đếm được có mấy trăm hay mấy ngàn các, hơn nữa toàn bộ đều ở tư thế đứng. Kéo xếp hàng chỉnh tề ấy, làm chắc một cường ba bỗng nhớ đến tượng binh mã bằng đất nung trong lăng mộ tần thủy hoàng. Giáo sư Phương Tân lẩm bẩm, xem ra là như vậy rồi. Lạt ma á là cũng gật đầu, lặp lại lời của Pieri trong cuốn sổ ghi chép, tội ác của ma quỷ. Chắc một cường ba hoàn toàn không hiểu gì, Đối với nền văn minh Maya này, có thể nói là gã một khiếu cũng không thông, chỉ biết hỏi mà thôi, đây là chuyện gì vậy? Thầy giáo, hai người đã biết trước là sẽ nhìn thấy những xác ướp này rồi phải không? Giáo sư Phương Tân gật đầu, đây là lễ tế người sống. Mỗi khi có kim tự tháp lớn xây dựng xong, bọn họ sẽ làm lễ tế người sống để chúc mừng, người Maya rất sùng bái tế lễ, bọn họ cho rằng mặt trời cuối cùng sẽ tắt lụi, cần phải hy sinh thân mình để giữ cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi bốn phương hy sinh thân mình, chính là dùng máu người và tim người nuôi dưỡng mặt trời. Người Maya cho việc bị dùng làm tế phẩm là một vinh dự, theo sách sử ghi chép, hoạt động tế lễ lớn nhất là để chúc mừng đại kim tự tháp tiết lần hoàn thành, chủ nô lệ đã giết 360.000 người. Chắc Mộc cường ba nghe mà nổi hết cả da gà lên. Lạt Ma Á là bổ sung thêm, cũng không phải toàn bộ đều là dân tộc của họ, đa phần đều dùng tù binh để làm tế phẩm, nhưng những điều đã phát hiện được, cũng chỉ là một giá gỗ có hơn 10.000 chiếc đầu lâu mà người Tây Ban Nha phát hiện hồi thế kỷ 16. Vừa rồi chúng ta ở bên dưới phát hiện trong đất có hàm lượng muối vô cơ và carbon, nitơ vượt quá tiêu chuẩn, tôi đã nghĩ đến một tình huống. Cậu biết đấy, cơ thể người là do chất hữu cơ và chất vô cơ cấu thành, chất vô cơ cuối cùng phần giải thành nước và muối vô cơ, còn trong chất hữu cơ thì bốn nguyên tố carbon, oxy, nitơ, hydro chiếm tới 99%. Vì vậy có thể nói đất ở bên dưới, đã từng bị thấm đẫm máu, trải qua ngàn năm mà vẫn chưa tiêu hết. Bọn họ giải nô lệ vào tầng sâu nhất của địa cung, đồng thời mặc sức sát hại, vẻ đau khổ trước lúc chết của những nạn nhân đó, đến giờ vẫn còn lưu lại trên thi thể. Hiện giờ trong phạm vi chúng ta trông thấy được có khoảng hơn một ngàn thi thể, vậy thì tầng địa ngục thứ 9 này rất có thể là một âm trận do khoảng trên 10 ngàn xác ướp hợp thành đó. Đường mẫn sợ đến suýt nữa phát khóc, chắc một cường ba vội nhẹ nhàng xoa lên lưng cô an ủi. Giáo sư Phương Tân tiếp lời, vua Maya cổ đại có lẽ cũng giống như rất nhiều vị vua chúa thời cổ của Trung Quốc, chết rồi vẫn mong có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, vì vậy đã bắt tù binh và người trong bộ tộc xếp hàng ở đây, mong rằng họ hóa thành âm binh, cùng ông ta đi vào một thế giới khác. Chúng ta mà muốn đi ra, nhất định phải xuyên qua đám âm binh này mới được. Đường mẫn khẽ thút thít, em sợ, Trác một cường ba vội an ủi, đừng sợ, em đừng nghĩ họ là người, cứ coi như cọc gỗ, tượng đá, cái gì cũng được, như vậy thì sẽ không sợ nữa nhưng bản thân gã cũng đang đánh chống ngực thình thịch, đứng tiếc đằng xa nhìn đã như vậy rồi, nếu tiến đến gần lại còn phải đi xuyên qua nữa, tình hình sẽ như thế nào đây? Trác Mộc Cường ba lắc mạnh đầu, không để mình tưởng tượng lung tung, chỉ cố dần lòng xuống tự nói với mình, đó chỉ là vật chết, chẳng lẽ còn biến thành cương thi nhảy ra cắn mình mấy phát được chắc? Chúng ta là người hiện đại văn minh, chúng ta hiểu biết khoa học kỹ thuật, một mình Pierre còn chẳng sợ, chúng ta có tới bốn người, thần kinh của mình cũng khá vững, sợ quái gì? Thế nhưng từ những gì đọc được trong cuốn sổ của Pierre, ai có thể nói ông ta không sợ chứ? Giáo sư Phương Tân đã hạ quyết tâm nói, đi thôi. Dứt lời ông liền tắt đèn pha dẫn đầu cả đoàn đi vào bóng tối. Ông biết rõ, càng phải có người dẫn đầu, nếu không mọi người sẽ dừng hết cả lại đây, cô ói cùng chỉ có chết đói. Đám quân du kích đang đừng vây quanh một miệng hố dốc xuống thần mặt ra, một tên trong bọn báo cáo với tên dẫn đầu, mấy người nước ngoài ấy nhảy xuống hố này rồi, chúng ta tính sao đây? tên thủ lĩnh cho hắn một bập tay, quát, chắc chắn còn lối vào khác, đi tìm cho tao. Có điều trước đó, tiêu diệt sạch cái lũ thổ dân kia rồi hãy hay. Hừ, tiếng động gì đấy, bọn chúng và cả đám thổ dân ăn thịt người cùng ngẩng đầu lên, phía chân trời vọng lại tiếng phành phạch rõ to, đó là tiếng cánh quạt máy bay trực thăng. Trên máy bay, Gonzales hưng phấn đến nỗi cứ xoa xoa hai cánh tay múc nhíp vào nhau, thúc giục luôn mồm, thấp xuống một chút, thấp xuống chút nữa. Tiếng súng vang lên ở gần đây thôi, nhìn kia basaka mày thấy không thấy không thành trì nhìn kia dấu kỹ thật toàn ở trong rừng hết đẹp quá cả tòa thành lớn thế này vậy mà được che giấu kỹ thật nếu không bay ở độ cao cực thấp mày có bay qua một nghìn lần một vạn lần cũng không phát hiện được nơi này đâu chúa ơi cảm tạ người đã tốt với con bay tới đi lập tức bay tới đi nhanh lên đám quân du kích bên dưới ngẩng mặt lên quan sát tên thủ lĩnh nói trực thăng của thằng béo gonzales con mẹ nó chúng ta ở đây thì liều sống liều chết, còn hắn thì đến nhặt thành quả, bắn chết mẹ nó đi cho tao. Gã du kích đứng bên cạnh hắn kiến nghị, hắn dở trên không, lại mới bay tới đây, vũ khí hay nhân số đều mạnh hơn chúng ta đó. Tên thủ lĩnh nghĩ ngợi một lúc rồi ừm một tiếng, nói, cũng được, đợi bọn chúng hạ cánh rồi tấn công, báo cho những người khác, ẩn nấp tại chỗ. Nhớ kỹ, cẩn thận bọn thổ dân nữa. Máy bay trực thăng đảo mấy vòng trên bầu trời bạch thành, tên phi công nói, có rất nhiều thổ dân trực sẵn bên dưới. Gonzales ra lệnh cho cả ba chiếc trực thăng, thổ dân thì sợ cái mẹ gì. Quét cho chúng một loạt đạn, xem xem có quân du kích bên dưới không, nhìn kỹ vào. Chiếc trực thăng phía sau báo cáo lại, không phát hiện được, chỉ có mấy thi thể, từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 10 đều có, xem ra bọn chúng rất hỗn tạp. Không biết có phải đã vào bên trong kim tự tháp rồi hay không nữa. Vừa nghe thấy tin này, Gonzales đã ngứa ngáy trong lòng, Lập tức ra lệnh, "Nghe đây, thấy quảng trường bên dưới kia không, hạ cánh ở đấy. Trước tiên dọn sạch bọn thổ dân đã, sau đó lập tức tiến vào kim tự tháp, nhất định phải nhanh, phải gọn gàng." Ba chiếc trực thăng trước sau hạ cánh, một đội lính trang bị chỉnh tề bước xuống theo hàng một, đoạn tản ra bốn phía, bắt đầu lùng sục tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người. Gonzales dẫn theo một đám người chạy về phía kim tự tháp. Mới đi được nửa đường đã gặp phải phục kích, hắn vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ bắn trả. Bắn nhau được chừng hơn 10 phút, Gonzales lớn tiếng quát, đứa nào ở bên kia đấy? Tao là Gonzales, Gonzales béo đây, đội trưởng chúng mày là ai? Bảo hắn ra đây cho tao. Đám người mai phục đáp lại, tao đánh mày đấy, Gonzales béo hả? À? Không phải mày không tham gia hành động lần này sao? Tìm mày mượn trực thăng thì không cho mượn, cậy lắm tiền nhiều của, định dở cho bọ ngựa bắt phe, chim sẻ rình đằng sau đấy hả? Gonzales lớn tiếng nói ôi cha thì ra là đội trưởng scott tôi đến giúp các anh đây mà giờ chỉ còn lại có vài người chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh sống đánh chết với tôi cuối cùng chưa nhìn thấy thành phố vàng đâu mọi người đã tứ tán ra rồi nói gì thì chúng ta cũng là bạn bè cùng chiến đấu mà bọn thổ dân kia mới là kẻ địch chung của chúng ta anh không thấy việc trước tiên bàn bạc phương án chia vàng sau đó cùng đi khiên về so với ở đây đấu súng tốt hơn rất nhiều hay sao scott cười gần nói gonzales mày cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm tao phục rồi đã vậy thì đưa ra chúc thành ý đàm phán đi gonzales đáp tốt thôi tôi phái lúc qua đàm phán hắn không mang vũ khí các anh đừng có mà bắn tỉa đấy nhé scott biết lúc là cốt cán gần đây gonzales mới bồi dưỡng có ý sau này thăng tiến sẽ để lúc thay mình vậy là liền dặn dò nhìn rõ một chút đừng để hắn dở trò một tên thuộc cấp trả lời đúng là không mang vũ khí gonzales nói lúc qua đó rồi Tôi cũng ra rồi, như vậy thì anh đã yên tâm chưa? Scott giờ mới yên dạ, đang mỉm cười định bắt tay lúc, Gonzales đã ấn mạnh vào nút bấm trong tay. Một tiếng nổ oanh vang lên, Scott và mấy tên thuộc hạ thân tín bị nổ vang ra xa mấy mét, của lúc cũng nổ tung tóe ra làm bốn năm mảnh, chính lúc cũng không biết từ đầu Gonzales đã cho hắn mặc một chiếc áo có gắn thuốc nổ. Ngay sau đó, đám lính của Gonzales nhanh chóng bao vây mấy tên du kích còn lại, ra lệnh cho chúng bỏ khí giới đầu hàng. Gonzales lạnh lùng nhìn Scott vẫn đang thoi thóp thở, nói với giọng thương hại, chúng mày là cái lũ tàn binh bại tướng, còn đòi nói chuyện điều kiện với ta hả, có tư cách gì chứ? Không sai, lúc rất có tài, nhưng hắn có tài quá, sớm muộn gì cũng có ngày vượt qua tao, mà tao thì ghét nhất chuyện này. Yên nghỉ đi, chiến hữu của tao. Đoạn hắn bồi thêm mấy phát súng vào cái xác cháy đen đang vặn vọ ấy, cho tới khi thi thể kia không còn cử động nữa, Gonzales mới cười cười, hướng về đám lính du kích còn lại với giọng hết sức hòa nhã, Đội trưởng của chúng mày chết hết rồi à? Có muốn theo tao không? Mấy tên du kích sống sót vội nói như chém đinh chặt sắt biểu thị sẽ trung thành, bọn chúng xưa nay đều luôn khuất phục kẻ mạnh. Gonzales mau chóng biên chế đám tàn binh mất chỉ huy, để lại mấy người canh trực thăng, mấy người phụ trách tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người, còn lại đều theo hắn chạy lên đỉnh kim tự tháp. Bốn người lấy hết can đảm, bước đi giữa các hàng ngựa oi chết, đến gần mới phát hiện ra, những xác ướp này đều bị ghim trên các giá bằng đá khổng lồ đá được tạc thành hình đinh mũ lộn ngược, mũ đá nhọn vừa dài vừa to xuyên qua giữa hai chân xác ướp, xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Như vậy, mỗi xác ướp đều giữ nguyên tư thế đứng, đá màu trắng đã bị nhuộm thành màu nâu đất. Những xác ướp này còn có một đặc điểm, toàn bộ họ đều không có da, lớp thịt khô héo nhăn nheo như vải bao bố bám chặt vào xương trắng, hốc mắt sâu tròn hoàn toàn làm lộ ra vẻ điên cuồng của đầu lâu, vùng bụng bị mổ ra, mọi thứ trong khoang bụng đều bị móc hết. Tất cả những việc này đều được hoàn thành khi những người này bị đóng ghim trên giá đá, còn chưa đứt hơi thở, bởi vậy thân thể vặn vẹo vì đau đớn, nét mặt thê lương ai oán của các xác ướp trên giá vẫn còn giữ nguyên. Thân thể ngoại hình, biểu hiện trên mặt của mỗi xác ướp đều toát lên vẻ đau khổ khác nhau, tựa hồ như 800 vị la hán, thần thái tư thế không ai giống nhau, nhưng toàn bộ đều là đau đớn dẫy dụa. Muốn đi qua mấy chục nghìn xác ướp đau khổ vặn vẹo này, đích thực là một chuyện không dễ dàng gì. Bất kể ngẩng đầu lên lúc nào, đập vào hai mắt, cũng là những hình người lạnh lẽo đáng sợ đến giận người, phảng phất như đã tiến vào địa ngục sống. Nếu toàn bộ đều là xương khô còn đỡ, đây lại là xác ướp, tuy đã bị lột ra, nhưng nét mặt khiến người ta sợ đến run người ấy vẫn giữ nguyên trên mặt. Nếu bốn người cứ cúi đầu bước về phía trước, cũng khó tránh khỏi đụng phải một hai cỗ xác ướp, trải nghiệm ấy cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng. Vậy là, cả nhóm chỉ dám nhìn từ phần từ đầu gối trở xuống của các xác ướp mà bước đi. Thế nhưng, khi Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy chỗ tiếp giáp giữa hai miếng lát sàn, cái thứ như vỏ sò lát bên dưới lộ ra hai hốc đen ngòm, gã lập tức hiểu ra bọn họ đang dẫm lên thứ gì, gã không dám nói, mà chỉ tự mình ôm nỗi khổ, thấp thỏm không yên bước đi. Đường mẫn bám vào thắt lưng gã, nhắm mắt bước theo. Lạt ma á là dường như đỡ hơn ba người còn lại một chút, vừa đi vừa nói, nhiệt độ không khí ở đây hơi cao, lại rất khô giáo, tựa như có gió nóng vậy, có lẽ đây chính là nguyên nhân hình thành xác ướp đấy. Hít thứ không khí khô rát này, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa, gã dừng lại, chùi chùi quẹt quẹt, Đường Mẫn thấy gã không đi nữa, liền hỏi: "Sao thế?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Không sao, ngứa mũi thôi." Giáo sư Phương Tân vội nhắc nhở: "Đừng sờ lên mũi, là do không khí khô hanh gây ra, lúc này niêm mạc mũi rất dễ tổn thương, dễ chảy máu lắm." Trác Mộc Cường Ba cười cười bảo: "Thầy giáo nói muộn mất rồi, mẫn mẫn, em có khăn giấy không?" Nửa sau là gã nói với Đường Mẫn. Đường Mẫn ngẩng đầu, hoảng hốt thốt lên, "Ối, chảy máu mũi rồi." Trác Mộc Cường ba không ngờ mũi mình lại trở nên yếu ớt như vậy, chỉ gãi gãi một chút mà đã chảy máu. Trác Mộc Cường ba quỳ một chân xuống chờ Đường Mẫn tìm khăn giấy trong ba lô, chỉ nghe cô nói, lấy nước muối sinh lý rửa qua là xong thôi. Xử lý qua loa xong, bọn họ lại tiếp tục bước đi trong âm trận. Đi được chừng 10 phút mà vẫn chưa tìm thấy lối ra, đám âm binh này không phải xếp thành hàng ngang hàng dọc mà lúc xếp ngang lúc xếp dọc, thành ra như một mê cung vậy. Trác Mộc Cường ba đi thứ hai, vì đường mẫn cứ bám chặt sau lưng gã, lạt ma á la đành đi cuối cùng. Lúc này, Trác Mộc Cường ba đã cảm thấy có gì đó không ổn, gã phát giác ra bước chân của mình nhẹ bẫng, mỗi bước dẫm xuống đều như thể không đặt chân lên đất bằng, nhưng gã vẫn cứ kiên trì đi tiếp. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói, bọn họ sắp xếp âm binh thành mê cung, mỗi người đến tầng cuối cùng này, đều phải xem hết tất cả xác ướp thì mới ra được những người maya cổ đại này rốt cuộc thờ phụng thứ gì sao lại làm ra những chuyện như vậy được chứ trác mộc cường ba lấy làm kỳ quái tại sao giọng nói của giáo sư phương tân trở nên the thé chói tai như vậy chỉ nghe lạt ma á là cũng giết giọng cất tiếng các dân tộc thời viễn cổ này đều sùng bái máu tanh và bạo lực đây là tính cách của chủng tộc không phải của riêng một dân tộc nào hết đường mẫn lo lắng nói rốt cuộc chúng ta phải đi bao lâu nữa màng nghĩ trác mộc cường ba đã hơi nhói đau gã thầm nhủ giọng mẫn mẫn sao cũng chói tai như thế giáo sư phương tân trả lời cô không biết nữa không gian này lớn lắm có thể để cả trăm nghìn xác ướp thì cần phải có một gian phòng lớn nhường nào chứ cường ba hình như cậu có gì không ổn thì phải trác một cường ba ngẩng cái đầu như muốn vỡ tung của mình lên Miễn cưỡng nói không sao đâu tiếp tục đi gã tự biết rõ máu mũi vẫn không ngừng chảy gã đã nuốt vào khá nhiều rồi đột nhiên gã nhận ra xác ướp phía trước kia đang cười với mình đó là một nụ cười thế nào nhỉ, băng lạnh đến độ khiến người ta nghẹt thở, ngay sau đó, cỗ xác ướp bên trái liền nhe nanh múa vuốt, tựa hồ muốn bổ nhào tới. Gã kinh hoàng lùi sang bên phải, đồng thời kinh hãi thầm nhủ, sao lại như vậy? Đám xác ướp này, không ngờ vẫn còn sống hay sao? Cỗ xác ướp bên phải cứ bóp chặt lấy cổ gã, chắc một cường ba muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng chân tay chẳng còn chút sức lực nào, gã trông thấy các xác ướp ở khắp xung quanh đều vung vẩy vô số cánh tay khô đét vươn về phía mình. Trác Mộc Cường ba há miệng hít vào mấy hơi, chỉ kịp nghe thấy câu cuối cùng, trời đất, cậu ấy trúng độc rồi. Nalosol, lấy Nalosol ra đây. Dòng nước ngọt mát chảy vào cổ họng, Trác Mộc Cường ba chậm chậm mở mắt, nhìn thấy đường mẫn khóc đến nhem nhuốc cả mặt, đôi mắt to đen trắng rõ ràng đang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn mình. Anh ấy tỉnh rồi, giáo sư, anh ấy tỉnh rồi. Trác Mộc Cường ba nhìn lên trần nhà, căn phòng này cao khoảng 5 mét, dưới ánh đèn, trên tường toàn là những bức phù điêu chạm nổi thể hiện các con thú mặt xanh nhanh vàng dữ tợn. Gã cửa quậy ngồi lên, chỉ thấy căn phòng này rộng chừng 100 mét vuông, ở chính giữa là một cái vạc đá trông rất cổ xưa, bốn bức tường vẽ những con chim ưng đầu chọc bằng hai màu đỏ đen, màu sắc tươi giói sống động như thật, tựa hồ vừa mới vẽ lên xong vậy. Các góc tường đều có trụ hình tròn, bên trên cũng dùng thủ pháp khắc phù điêu chạm nổi ra hình người, mặt mũi người nào người nấy đều hết sức hung tợn, bộ mặt hướng về bên trái hoặc bên phải, nhưng ai cũng cầm xà trường trên tay, ở hông quấn một con rắn, đối xứng theo hai bên trái phải. Căn phòng này có ba cánh cửa, trên bức tường không có cửa kia là một cái đầu hổ châu Mỹ khổng lồ vẽ theo phong cách trừu tượng, làm nổi bật lên đôi mắt và cặp răng nanh của nó. Góc phòng có vài món đồ gốm xứ, lớn nhỏ khác nhau, bình gốm và bát đất, hình như được sắp xếp theo một phương vị nhất định nào đó. Trác Mộc Cường ba dựa lưng vào một trong các cây cột, bên cạnh có vài món thuốc và một bình nước, gã cầm bình lên lắc lắc thấy không còn bao nhiêu nữa, không cần phải nói cũng biết hầu hết chỗ đó đã vào bụng gã cả rồi. Chuyện tiên hiệp, giáo sư Phương Tân và Đạt Ma Á là được đường mẫn dẫn đường, đi vào từ cánh cửa phía trái, chắc một cường ba ngượng nhịu nói, thật xin lỗi, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Bản thân chắc một cường ba tự hiểu rõ, nếu gã không sao thì có thể làm một chân khiêng vác, còn ví như gã gục xuống, ắt sẽ thành một gánh nặng lớn. Giáo sư Phương Tân cười cười nói, cũng may là không sao, cậu chúng độc không nặng lắm. Trác Mộc Cường ba không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào, cuối cùng chỉ biết nói, cảm ơn, cảm ơn mọi người. Giáo sư Phương Tân không trả lời, ông hiểu được, câu này gã không nói với ông, giữa ông và Trác Mộc Cường ba đã không cần phải cảm ơn nhau nữa rồi. Lạt Ma Á La nói, muốn cảm ơn, thì cậu phải cảm ơn cô bé này, vì cậu mà cô ấy chịu không ít khổ sở, đã mấy lần suýt chết rồi đấy. Trác Mộc Cường ba ngước nhìn cô gái bé nhỏ đáng yêu đường mẫn, cô đang thẹn thùng cúi gằm mặt xuống đất, chỉ cần nhìn quần áo sụp sạch rách bươm và những vết bầm lúng đúng kia, là có thể tưởng tượng ra cô bé hay khóc nhè này đã nếm chịu bao nhiêu khổ ải vì gã rồi. Trác Mộc Cường ba vui sướng nâng gương mặt nhỏ nhắn của Đường Mẫn lên, áp vào ngực mình, để cô cảm nhận trái tim đang đập mạnh và quyết tâm đưa cô ra khỏi địa cung này của gã. Chỉ nghe Lạt Ma Á La nói, trước khi bị xử tử, những tù binh đó nhất định đã uống nhiều loại thuốc gây ảo giác, ngấm sâu vào xương tủy, trải qua nghìn năm vẫn chưa tiêu tan hết được lành lặn thì không sao, nhưng một khi đã bị thương, chất độc sẽ qua đó mà xâm nhập vào cơ thể. Cậu lại bị rách niêm mạc mũi, chất độc hấp thu vào máu còn nhanh hơn truyền nước biển, và lại trước đó trong cơ thể cậu cũng tích tụ không ít chất gây ảo giác rồi, lần này chúng cùng một lúc phát tác, gây ra ảo giác mạnh hơn. Giáo sư Phương Tân tiếp lời hỏi, ở trong rừng cậu đã ăn phải thứ gì rồi đúng không? Chắc một cường ba lục lọi trong ký ức, tôi có ăn một loại vỏ cây cạo ra được thứ bột như bột mì vậy. Lạt ma á la nói, Vậy thì đúng rồi, trong rừng này có rất nhiều thực vật chứa các thành phần gây ảo giác mạnh như coca, caffeine với nồng độ cao, cậu ăn không nhiều nên không phát hiện ra thôi. Trác Mộc Cường ba nhìn ba người bọn giáo sư Phương Tân, thấy ai cũng quần áo sộc sạch, nét mặt tiêu tụy, xem ra cả quãng đường vừa rồi họ phải vác theo gã, chắc đã nếm khổ khá nhiều, đặc biệt là mẫn mẫn, đầu tóc rối bù, mặt nhem nhuốc như cô hề. Gã vùng vằng cố gượng đứng lên, tiện miệng hỏi, mọi người, đây là đâu vậy? không ngờ gã vừa nhúc nhích, cả mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã đồng thanh thốt lên, đừng cử động, đừng cử động. Trác Mộc Cường ba nói, không vấn đề gì đâu, tôi đã đỡ rồi. Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói, bọn tôi biết cậu khỏe như châu, tỉnh rồi đương nhiên là không sao. Chúng tôi bảo cậu không được cử động, là sợ cậu đụng phải chốt bẫy nào đó thôi. Trác Mộc Cường ba nói, chốt bẫy. Gã đưa mắt nhìn căn phòng trống chỉ cần nhìn qua cũng thấy hết mọi thứ, đoạn hỏi, ở đây cũng có chốt bẫy à? Lạt Ma Á là cười khổ đáp. Mỗi bước cậu đặt chân đều không thể đoán định được sự sống chết của mình. Cậu không thể dự đoán bước chân tiếp theo mình sẽ dẫm lên làn danh sinh tử nào. Đây là nguyên văn lời Pierre đấy. Ở đây chỗ nào cũng có chốt bấy, hơn nữa còn ở những nơi cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được đâu. Giáo sư Phương Tân nói, giờ chúng ta đang ở tầng thứ bảy rồi. May nhất trong những điều không may là vẫn chưa ai bị vết thương nào chí mạng cả. Đường Mẫn nói, mấy lần đều nhờ Lạt Ma Á là kịp thời phản ứng bằng không chúng ta đều xong đời hết rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, sao vậy, không phải đã có cuốn sổ ghi chép của Pieri rồi sao? Vẫn đụng phải chốt bẫy hả? Giáo sư Phương Tân đáp lời gã, trước tiên, Pieri chưa thăm dò hết tất cả các chốt bẫy ở đây, có rất nhiều cơ quan bẫy dập ông ta không hề nhắc tới. Thứ hai, cũng có nhiều chỗ ông ta nói tới, nhưng lại không nói cho tận tường tỉ mỉ, thêm vào đó, cuốn sổ cũng đâu còn nguyên vẹn, chúng ta buộc phải vừa đi vừa lần mò thôi. Cũng may là còn có cuốn sổ này, giống như là có sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm vậy, bằng không, thật đúng là một bước cũng khó đi ấy chứ. Đường mẫn lẩm bẩm tiếp, hơn nữa, Pieri có ghi trong cuốn sổ ấy là ông ta đã phá hoại một số cạm bẫy, không hiểu tại sao tất cả đều khôi phục lại rồi. Lạt Ma Á La lên tiếng tiếp lời, vì vậy, không thể sơ suất dù chỉ một bước. Giáo sư Phương Tân cũng bắt vào nhịp, với lại, trong bóng tối còn tiềm ẩn những sinh vật chúng ta không biết đến, tòa địa cung Erhis tượng trưng cho địa ngục này đã trở thành thiên đường sống cho một số loài sinh vật ưa bóng tối, động thực vật cộng sinh với kiến trúc do con người xây nên, nếu sơ xuất, thì sẽ như thế này này. Vừa nói, ông vừa chỉ vào mấy vết thương nhìn mà giận người trên lưng lạt ma á la, cho Trác Mộc Cường Ba biết thế nào là lợi hại. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt, là, là thứ gì gây ra vậy? Lạt ma á la lắc đầu, đây là lúc ở tầng thứ 9, bị mấy sinh vật cào cho bị thương đấy. Trác Mộc Cường Ba hỏi, trông chúng như thế nào? Lạt Ma Á La gượng cười, không nhìn rõ. Trác Mộc Cường ba lắp bắp, "Không, không nhìn rõ ư?" Giáo sư Phương Tân đáp, tốc độ di chuyển cực nhanh, thể hình lại tương đối nhỏ, "Chúng tôi chỉ kịp thấy bóng đen dưới ánh đèn, sau đó nó đã bổ nhào tới, căn bản không thể nhìn rõ." Theo như suy đoán ban đầu của chúng tôi, ông quay sang nhìn Lạt Ma Á La. Lạt Ma Á La như muốn kiểm tra Trác Mộc Cường ba, mỉm cười hỏi, "Theo anh, trên thế giới rơi có thể chia làm mấy loại lớn?" Trác Mộc Cường ba suy nghĩ dây lát, rồi đáp, có rất nhiều loài, nhưng dựa vào tập tính thì có thể chia thành ba loại lớn. Loại ăn hoa quả gọi là rơi ăn quả Rosettus, hút máu gọi là rơi hút máu Desmodium rotundas, còn một loại nữa là rơi ăn thịt. Brazil có rất nhiều rơi hút máu, lẽ nào mọi người cho rằng? Nghĩ đến trong bóng tối, có cả đàn rơi hút máu đen ngòm, ra đầu chắc một cường ba gai hết cả lên. Lạt ma á la đáp, chúng tôi nghĩ không phải, những vết thương này là vết bị cao, loài động vật ấy có thể đảo lượn trên không trung nhưng lại có móng vuốt rất sắc nhọn lúc tấn công sinh vật không dùng miệng mà là dùng móng vuốt trác mộc cường ba giật mình cao giọng thốt lên lẽ nào là lũ rơi ăn thịt mà số lượng và sự phân bố của chúng đều rất nhỏ ư theo những gì gã được biết trên thế giới có nhiều nhất chính là rơi ăn quả kế đó đến rơi hút máu vì chúng bị hình dung là hóa thân của ma cả rồng nên tiếng tam lan truyền đi khắp nơi nhưng còn rơi ăn thịt thì mãi đến thế kỷ 16 mới được người ta phát hiện, trong đó đang sợ nhất, nổi tiếng nhất chính là ác ma đỏ trong một lâu đài cổ ở London, Anh Quốc. Nghe đồn đó là một tòa lâu đài đã bỏ hoang phế mấy trăm năm, có truyền thuyết kể rằng bên trong có ma cà rồng, bất kể là người hay xúc vật đều không thể qua đêm trong đó. Nhà thám hiểm người Anh Franken lần đầu tiên dẫn người vào điều tra bí ẩn trong tòa lâu đài cổ, kết quả toàn bộ đều bị chết sạch, lúc khám nghiệm thi thể người ta mới kinh ngạc phát hiện ra, trên đầu họ bị chọc một lỗ cực nhỏ, não tủy bị hút sạch sành xanh. Lần thứ hai, là một nhà sinh vật học vén tấm mảng bí mật của lâu đài lên, ông sử dụng một con khỉ ma chắc đã bị tiêm thuốc mê, cho vào lưới đánh cá để dụ hóa thân của ác ma kia. Cuối cùng, bọn họ phát hiện ra con rơi ăn thịt màu đỏ ấy, hình thể rất lớn, to gấp đôi gấp ba con rơi bình thường, đáng sợ nhất là bộ móng vuốt sắc nhọn như móc câu, phần miệng tiến hóa thành một cái mỏ dài như kim tiêm, nó sử dụng cái kiêm này để chọc thủng cả xương sọ cứng nhất của sinh vật, hút não tùy ăn. Loài rơi này, so với rơi hút máu thì đáng sợ hơn nhiều. Giáo sư Phương Tân nói, có điều giờ còn đỡ, không gian của tầng 7 này nhỏ, trần nhà không cao nên không có những sinh vật ấy, chỉ là không biết các tầng trên có thứ gì nữa thôi. Trác Mộc Cường ba đột nhiên sực nhớ ra gì đó, liền hỏi, "Thầy giáo, vừa rồi có thấy nói ở tầng này trong cuốn sổ của Pierre ghi chép không được đầy đủ, chúng ta phải tự lần mò đi tiếp là sao?" Giáo sư Phương Tân cười khổ, "Không phải không đầy đủ, mà là không có cách nào ghi rõ ra được." giáo sư Phương Tân xoay chiếc máy tính sách tay lại để chắc Mộc Cường Ba nhìn rõ nội dung cuốn sổ. Chỉ thấy bền trên ghi, giờ tôi đang tìm kiếm đường ra trong một dãy phòng như mê cung, bản thân cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Mê cung, chắc Mộc Cường Ba không hiểu, giáo sư Phương Tân bèn giải thích, cậu ra xem là biết ngay thôi, cẩn thận một chút, bước lên chỗ được sơn màu đỏ trên sàn mới an toàn. Đường mẫn đỡ chắc Mộc Cường Ba dậy đi tới cánh cửa phía tây. Trác Mộc Cường Ba đứng trước cửa nhìn sang đó, lập tức đần người ra, gã cứ ngỡ mình đang nhìn vào một tấm gương, vội vàng quay đầu lại xem thử. Chỉ thấy gian phòng trước mặt và gian phòng gã đang đứng, gần như là giống hệt nhau, cũng có một cái vạc lớn ở giữa, bốn bức tường vẽ chim ưng đầu chọc, góc tường khắc hình người cầm xà trượt, trong góc nhà đặt mấy món đồ gốm đồ đất nung, một mặt tường không có cửa, bên trên là hình đầu hổ châu Mỹ theo lối chiều tượng. Điểm khác biệt duy nhất, chính là ba cánh cửa trên tường sẽ tô sự thay đổi phương vị một chút, và đống đồ gốm ở góc phòng cũng được đặt theo thứ tự khác. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại nhìn ra phòng sau lưng, rồi lại nhìn gian trước mặt, nếu không quan sát kỹ lưỡng, thật sự hoàn toàn không thể phát hiện sự khác biệt gì, mồ hôi lạnh túa ra trên trán gã, có bao nhiêu gian phòng như vậy. Lạt Ma Á La đáp, không đếm được, chúng ta đến đây, ít nhất đã đi qua 72 gian phòng trùng lập rồi. Trác Mộc Cường ba thầm kinh hoàng, đều giống hệt như vậy. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đều giống hệt như vậy. Trác Mộc Cường ba dùng mình, hỏi tiếp, tại sao lại làm thành như vậy? Lạt Ma Á La giải thích, vị giả thần thứ bảy trong địa ngục người Maya là Abula Afaha, một là vị thần chuyên trừng phạt những kẻ đi sai đường vì tham lam và ham muốn, bọn họ vì dục vọng của mình mà đã phạm phải những tội ác không thể tha thứ, bị trừng phạt bằng cách đeo vật nặng đi mãi đi mãi dưới địa ngục, vĩnh viễn không thể nào tìm được phương hướng chính xác. Nếu cậu lại hỏi tiếp tại sao phải như vậy, thì chỉ có thể nói tất cả đều là ý của thần linh, Người Maya cổ đại đã tuân theo chỉ chỉ của thần linh mà xây nên tòa địa cung Osiris này, đây chính là địa ngục trong lòng họ được tái hiện một cách chân thực. Đường Mẫn đỡ Trác Mộc Cường Ba đi xuyên qua hai gian phòng nữa, Trác Mộc Cường Ba đã hoàn toàn mất hết cảm giác phương hướng, gã không còn biết mình đang ở chỗ nào nữa. Lúc này, giáo sư Phương Tân hỏi, theo phán đoán của cậu, chúng ta đã đi khỏi căn phòng ban đầu được bao xa rồi? Trác Mộc Cường Ba vò đầu một lúc, thấp giọng đáp, tôi nghĩ, tôi nghĩ Chúng ta vào qua cánh cửa bên trái, căn phòng trước chúng ta đi cửa bên phải, căn phòng trước nữa hình như là từ bên dưới lên. Gã vẽ trên không một hình chữ chi, sau đó quay sang hỏi giáo sư Phương Tân, như vậy phải không? Giáo sư Phương Tân không đáp, Đường Mẫn lẩm bẩm nói, anh vẫn phải nghỉ ngơi thêm một lúc. Nói đoạn liền đưa mắt nhìn sang phía góc tường, Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu nhìn theo, liền trông thấy. Bình nước dưới đất, lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển mòng mòng, trời ơi! hóa ra bọn họ đã đi một vòng tròn, lại trở về vị trí ban đầu. Giáo sư Phương Tân nói, giờ cậu đã thấy Pieri vĩ đại thế nào chưa? Ông ấy chỉ có một người, không những không bị ngất trong những gian phòng giống như mê cung này, mà còn tìm được lối ra, ông ấy có kinh nghiệm phong phú hơn bất cứ người nào trong chúng ta. Một, theo truyền thuyết của người Maya, dưới địa ngục có 9 vị thần cai quản, gọi tên chung là Bulong Tiku. Vị thần thứ bảy được nhắc đến trong đoạn này là Abula Afaha, trong các tư liệu tiếng Anh và tiếng Trung Quốc có được trên mạng, người dịch không tìm thấy tư liệu nào nhắc đến tên của chín vị thần Bolong Tiku, nên chỉ tạm dịch phiên âm. Làm sao mới ra khỏi căn phòng này được? Chắc Mộc Cường Ba không dám tưởng tượng, nếu một mình gã rơi vào nơi này, đảm bảo cuối cùng chỉ có cách đập đầu vào tường mà chết. Chắc Mộc Cường Ba nhìn những đồ gốm nơi góc tường, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, liền hỏi, các sắp đặt những đồ gốm kia ở mỗi gian phòng đều khác nhau, chắc là để chỉ phương vị, bằng không những người thợ tu sửa ở đây làm sao ra ngoài được giáo sư phương tân tán thưởng không sai cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi chúng tôi cũng nghĩ như vậy có điều lạt ma á là đứng bên cạnh lắc đầu giáo sư phương tân mỉm cười nói tiếp chúng tôi đã quan sát cẩn thận cách sắp xếp những món đồ gốm ấy những thứ bị con người hay động vật phá hoại bỏ qua không tính cả những chỗ còn hoàn chỉnh cũng không chỉ ra điều gì rõ rệt cả một vải gốm thêm bốn cái bát đất nung và ba cái chén nhỏ như chén rượu tổng cộng có thể ghép lại thành bao nhiêu tổ hợp khác nhau, cậu có biết không? Trác Mộc Cường ba thấp giọng đáp, tám món, vậy thì nhân từ một tới tám. Kế đó gã bắt đầu lẩm bẩm một nhân hai nhân ba. Giáo sư Phương Tân xua tay nói, không đơn giản như vậy đâu. Cậu quan sát là phát hiện được ngay, bát đất nung và chén gốm có thể đặt theo hai cách, đặt ngửa và đặt úp, ngoài ra phương hướng sắp đặt phải gốm và bát đất nung, chén gốm lại có thể hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, có bảy món đồ có thể đặt ngửa và đặt úp, phải thêm 7 lần, thêm nữa tất cả các món đều có thể xếp theo các hướng khác nhau nên phải thêm 8 lần nữa, tổng cộng là 23, cách tính chính xác là phải từ 1 nhân tới 23. Vậy là bao nhiêu tổ hợp hả? Thấy chắc Mộc Cường ba há hốc miệng, giáo sư Phương Tân lại bổ sung thêm, con số này, nếu dùng máy tính điện tử thông thường thì vượt qua số giới hạn trên, không tính ra được đâu. Còn chúng ta lại không phải chuyên gia mật mã, hoàn toàn không có căn cơ về mặt ký hiệu học và ý nghĩa tượng trưng, vì vậy muốn dựa vào cách sắp xếp các món đồ gốm này để tìm đường ra thì không thực hiện được đâu." Lạt Ma Á la cũng nói, "Chuyện này không có gì lạ, vì nhóm các anh không được học về phương diện này, không biết được nền văn minh Maya rốt cuộc đã phát triển tới trình độ nào. Nhân lúc này thể lực anh còn chưa hồi phục, mọi người đang nghỉ ngơi, có thể dạy bù cho anh." Mọi người liền ngồi xuống, Lạt Ma Á la bắt đầu giảng giải cho Trác Mộc Cường ba, "Nền văn minh Maya không có cả công cụ đồng thau, chỉ dùng công cụ bằng đá." đã xây dựng nên được một nền văn minh độc lập với những nền văn minh lớn trên thế giới nhưng lại hoàn toàn không hề thua kém gì. Từ điểm này có thể thấy, trí tuệ của họ là thứ người hiện đại chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Cứ lấy bộ tổ hợp đồ gốm này ra làm ví dụ đi, riêng điểm này đã thể hiện thành tựu đáng kinh ngạc của người Maya cổ đại đối với số học rồi. Người Maya cổ đại chính là dân tộc đầu tiên phát minh và sử dụng số 0, cậu phải biết rằng, sự ra đời của số 0 đánh dấu một bước nhảy lớn trên con đường phát triển của một dân tộc trong gian phòng lớn, các thành viên trong nhóm của giáo sư Phương Tân thay nhau bổ sung kiến thức cho Trác Mộc Cường Ba, bắt đầu từ kiến thức số học của người Maya, nói tới tri thức thiên văn học của họ, rồi ý thức thần linh, cách thức ăn ở đi lại, văn tự Maya cổ. Trong thời gian ngắn ngủi không thể nói một cách rõ ràng, nên họ chỉ chọn lựa nói với Trác Mộc Cường Ba những thành tựu nổi bật của văn minh Maya, chỉ riêng những tri thức này đã đủ khiến gã phải nhìn dân tộc sở hữu nền văn minh cổ đại này bằng con mắt hoàn toàn khác rồi. Ngoại trừ kinh ngạc, chấn động, kinh khủng, cảm thán, không còn từ ngữ nào hình dung nội tâm Trác Mộc Cường ba lúc này nữa. Dân tộc này không chỉ là văn minh, mà còn là văn minh phát triển bậc cao, thậm chí còn có lý do để tin tưởng rằng chính bọn họ đã tạo ra thời đại hoàng kim của nhân loại. Bọn họ sử dụng một loại lịch pháp tương tự như lịch mặt trời, còn chuẩn xác hơn cả lịch mặt trời người hiện đại đang sử dụng, họ dựa vào hai tay hai chân của con người, phát minh ra hệ nhị thập phân, các kim tự tháp mà họ xây dựng bất kể về số lượng hay quy mô đều vượt trên kim tự tháp Ai Cập, từ ngàn năm trước họ đã quan trắc đồng thời tính toán được một cách chuẩn xác quỹ đạo của các hành tinh trong Thái Dương hệ, quy mô các thành bang của họ vô cùng hùng vĩ, có hệ thống dẫn nước cực kỳ phức tạp. Nền văn minh Maya để lại quá nhiều nghi vấn, rất nhiều kết tinh trí tuệ của họ đến nay vẫn còn khiến người ta phải le lưỡi thán phục. Rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu nền văn minh Maya thậm chí còn kinh ngạc thốt lên, nền văn minh của họ từ trên trời rơi xuống, là thần linh đã chỉ thị cho họ. Còn số đông hơn lại cho rằng người Maya là sinh vật ngoài hành tinh, cũng có thuyết nói họ là sản vật còn sót lại của thời kỳ hoàng kim trong nền văn minh tiền sử. Nhưng nói thế nào thì nói, nền văn minh này đã tiêu vong rồi, vô cùng đột ngột, phảng phất như trong một khoảnh khắc, người Maya có trí tuệ cao đã bỏ cả thành trì khổng lồ của mình, ngừng việc quan sát tinh tú, không còn xây dựng các kim tự tháp cao mất, bọn họ trở lại rừng sâu, sống cuộc sống dừng lại ở thời kỳ đồ đá. Vì vậy, kể từ sau khi Colombo lần đầu tiên đặt chân lên đại lục châu Mỹ, trong một thời gian rất dài, Người châu U không chịu chấp nhận những kiến trúc huy hoàng đó là kiệt tác của đám người nguyên thủy ăn lông ở lỗ sống trong rừng rậm. Tất cả đều thật không sao tin nổi. Giống như trong một hội nghị khoa học, mấy người nhóm giáo sư Phương Tân tranh nhau giảng giải về nền văn minh Maya thần bí cho Trác Mộc Cường ba nghe, gã cũng nghe như say như mê, tất cả đều hệt như khi nhóm người của giáo sư Phương Tân tiếp xúc với nền văn minh này vậy, phảng phất như đang được nghe một truyền thuyết từ thời viễn cổ. Khi mấy người giáo sư Phương Tân quên đi phần nào nội dung liền mở máy tính ra tra cứu tư liệu, họ dùng bữa luôn trong mê cung, vừa ăn vừa trò chuyện, tới khi ánh đèn mở dần. Trong lúc nói chuyện Trác Mộc Cường ba mới biết, họ lên được hai tầng kim tự tháp đã tốn mất thời gian quá nửa ngày, lúc này khó khăn lắm mới tìm được một nơi tương đối an toàn, vì vậy mới ở đây ăn uống đồng thời chuẩn bị nghỉ ngơi luôn. Chỉ mới hai tầng mà đã tốn mất nửa ngày, mặc dù mấy người bọn giáo sư Phương Tân không nói ra, nhưng Trác Mộc Cường ba có thể tưởng tượng, các bẫy dập ở đây hung hiểm thế nào. Ăn uống xong xuôi, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La đang tranh luận xem có nên nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi mới đi tiếp hay không. Mà vấn đề quan trọng nhất mà họ tranh luận chính là lương thực và nguồn sáng không đủ nữa, nước và thức ăn chỉ đủ cho bốn người cầm cự trong hai ngày. Giờ đã hết mất một nửa rồi, ánh sáng của mũ chiếu sáng đã được vặn nhỏ xuống, pin có thể tăng lên 7 tới 8 tiếng thời gian, hơn nữa mỗi chiếc mũ lại có 5 cục pin dự phòng, cũng có thể kéo dài chừng 2 ngày. Lạt Ma Á La cho rằng, mặc dù ở đây không thấy mặt trời, nhưng chu kỳ sinh lý của con người không thay đổi, đến tối sẽ buồn ngủ, trong trạng thái tinh thần ấy, rất dễ mất mạng trong bẫy dập, trong căn phòng nhỏ này, số lượng chốt bẫy không phải là nhiều lắm, lưu lại đây nghỉ ngơi chính là lựa chọn tốt nhất. Chuyện cũng vừa khéo, đám quân du kích trên phần đỉnh của Kim Tự Tháp cũng đang tranh luận cùng một vấn đề với họ. Quân du kích khó khăn lắm mới xuống được đến tầng thứ ba, không gian đột nhiên trở nên rộng lớn và các bẫy dập thiết kế tinh xảo đã khiến bọn chúng thương vong nặng nề không ít tên đã vì quá sợ hãi mà manh nha ý định rút lui nhưng đa số lại muốn đi tìm vàng bạc châu báu kiên quyết đòi tiếp tục đi xuống gonzales nhất thời cũng không đưa ra được chủ ý với tính cách của hắn đáng lẽ đã ra lệnh cho thủ hạ tiếp tục tiến vào mang hết đồ quý báu trong đó ra cho hắn hưởng dụng nhưng cục diện trước mắt lại khác nếu hắn không xuống đám người này cũng chẳng ai xuống cả Gonzales là một thương nhân rất thực tế, chuyện làm ăn lãi lớn đương nhiên hắn rất thích, nhưng nếu cái giá phải trả là tính mạng của mình, vậy thì cái giá ấy không khỏi hơi quá lớn. Điều làm hắn cảm thấy bực bội hơn cả là, khó khăn lắm mới vượt qua được phần giấy kim tự tháp và đi sâu vào lòng đất, dọc đường đầy các kiến trúc hùng vĩ khiến người ta kinh ngạc thán phục và những bức bích họa tinh xảo tuyệt đẹp khiến người ta tưởng tượng xa vời. Vấn đề là đi bao nhiêu lâu như vậy, ngoại trừ những bích họa, tượng điêu khắc đá không bán được bao nhiêu tiền hoặc giả không thể mang ra bán, bọn hắn không tìm thấy thứ gì khác, dù là một vài thứ công nghệ phẩm bằng đá hơi nhỏ một chút cũng không thấy. Tác phẩm nghệ thuật nhỏ nhất mà bọn hắn trông thấy cũng phải dùng đơn vị mét để đo, trọng lượng cũng phải dùng tấn mà tính toán. Giờ đã xuống đến tầng thứ ba, vẫn không thấy thứ nào đáng giá bán được nhiều tiền, ngược lại còn thêm vô số bẫy dập giết người. Nhìn hai phe cãi nhau ầm ầm sôi sục, hắn lại càng rối bời, đừng cãi nữa. Tiếp tục tiến lên, cẩn thận một chút, đừng rời xa đội hình, đừng có mơ đào ngũ, bằng không, chúng mày đứa nào tự cho rằng mình có thể một mình ra khỏi chỗ này chứ? Cuối cùng, Gonzales cũng lên tiếng, tín niệm trong lòng đã ủng hộ hắn, tiếp tục đi xuống, tiếp tục đi xuống, vàng bạc, châu báu, ngọc thạch sáng rực rỡ, nói không chừng ở tầng dưới đây thôi. Thảo luận không được bao lâu, mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã bị một loạt tiếng động lạ làm kinh động. Trác Mộc Cường Ba vừa lắp pin mới cho chiếc mũ chiếu sáng, nghe thấy tiếng động, liền giấu đường mẫn ra sau lưng mình, hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh. Giáo sư Phương Tân và Lạt ma Á La cũng ngừng tranh luận, cùng bất an ngước quanh. Tiếng động vang từ căn phòng này sang căn phòng khác, vọng ra từ những căn phòng tối om không có ánh đèn, rất hỗn loạn nhưng rất rõ ràng, càng lúc càng gần họ hơn. Cái chết không hề đáng sợ, đang sợ nhất chính là phải chờ đợi cái chết đến gần. Lúc này bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba chính là đang cảm thụ sâu sắc tâm trạng ấy, biết rõ rằng có thứ gì đó đang tiến tới, số lượng cực nhiều, chắc chắn sẽ bất lợi cho mình nhưng lại không biết những thứ ấy từ đâu tới, liệu có thể là thứ gì, bản thân mình nên phòng vệ thế nào. Bốn người dựa vào bức tường không có cửa kia, túm lại một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào từng cánh cửa. Bất cứ lúc nào căn phòng này cũng có thể bị một loại sinh vật nào đó thâm nhập. Lạt ma á là có đôi tai thính nhạy khác thường, ông nói, là động vật bay, tôi nghe thấy tiếng đập cánh vù vù, nhưng lại không giống lắm. Giáo sư Phương Tân phản ứng nhanh nhất, ông lập tức nói, đại sư, còn nhớ ngài vừa nói gì không? địa cung này không có ngày đêm nhưng chu kỳ sinh lý thì không thay đổi là chúng chúng sắp ra ngoài kiếm ăn rồi lạt ma á là cũng phản ứng lại ngay kinh hoàng thốt lên trời phật ơi chúng sắp bay qua những gian phòng này giáo sư phương tân nói trong không gian nhỏ hẹp này chúng ta căn bản không có chỗ nào ẩn náu được cần phải lập tức nghĩ ra đối sách bằng không hậu quả thế nào chắc ngài cũng biết rồi mẫn mẫn dựng lều bạt nhanh lên nhanh nhanh chúng ta không có nhiều thời gian đâu Trác Mộc Cường Ba vẫn đang ngẩn người ra đó, hỏi, chuyện gì vậy? Thầy đã biết điều gì rồi à? Đường Mẫn trách móc, anh vẫn chưa nghe ra à? Chính là đám động vật giống lời rơi lúc nãy bọn em gặp phải đấy, nếu đúng là rơi, hoàng hôn buông xuống, bọn chúng chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn rồi. Còn đần mặt ra đấy làm gì nữa, mau giúp em một tay. Trác Mộc Cường Ba vội vàng giúp Đường Mẫn dựng lều lên, đây là loại lều bạt dựng nhanh, khung giá và vải bạt không tách rời, mà trực tiếp gấp xếp lại. Chẳng mấy chốc lều đã dựng xong, giáo sư Phương Tân bảo cả bốn người cùng chui vào ẩn nấp, sau đó nhanh chóng tra cứu trên máy tính các thông tin liên quan đến loài rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm, phải làm thế nào mới tránh được chúng bây giờ. Bốn người đều biết rõ, lũ rơi không dựa vào thị lực tìm kiếm phương hướng, mà sử dụng hệ thống hồi thanh độc đáo của loài mình. Nếu đúng là rơi, vậy thì bóng đêm ở đây mười mươi là đất trời của chúng rồi. Trác Mộc Cường ba liếc nhìn căn phòng tối mù tối mịt, kéo khóa lều lại, trong lòng lại một lần nữa nhớ tới câu nói của Babato, đáng sợ nhất là những kẻ thù ta không thấy nhìn thấy. Giáo sư Phương Tân gieo lên, có cách rồi, dùng máy tính phát ra sóng âm tần số cao làm nhiễu loạn hệ thống định vị sóng âm của lũ rơi, như vậy chúng sẽ bỏ qua không gian nhỏ này của chúng ta. Đáng tiếc vừa mới nghĩ ra biện pháp, còn chưa kịp thực hiện, đại quân bay lượn trong bóng tối kia đã rào rào tới nơi. Trong khoảng khắc, trong phòng toàn là tiếng đập cánh vù vù, khắp nơi đều nghe thấy, bốn người cuộn rút lại trong lều không biết ngoài kia có bao nhiêu con rơi đang bay lượn. Đột nhiên nghe soạt một tiếng, chiếc lều bằng vải buồm chắc chắn đã bị cào rách một mảnh nhỏ, một sinh vật hung dữ đầu chuột dùng vuốt trước ra sức xé toang vết rách ấy ra hòng chui vào trong. Đường mẫn ré lên, con rơi. Hai tay giáo sư Phương Tân đã hơi run rẩy, ông vội nói với chắc mộng cường ba, cường ba, chặn chúng lại. Tôi cần một ít thời gian, tôi nhớ là có một chương trình phát sóng âm tần số cao mà, để ở đâu rồi nhỉ? Ra đây, mau ra đây nào lại mấy tiếng soạt soạt nữa vang lên, lều bạt đã bị rách thêm mấy chỗ, mỗi vết rách đều bị xé toang ra, từng con vật xấu xí đang tranh nhau len vào. Chắc một cường ba cũng cuống quyết cả lên mà không biết phải làm sao, trong đầu không ngừng tự hỏi, làm sao mà chặn chúng đây. Gã biết, mẫn mẫn sợ nhất là giống này, chỉ thấy cô co rúm người lại, cả dũng khí kêu rú lên cũng chẳng còn đâu nữa. Đúng lúc này, lạt ma á là đưa cho gã một cái ba lô, chất liệu của chiếc ba lô ấy còn chắc chắn hơn vải buồm của chiếc lều, Trác Mộc Cường ba vội ấn cả ba lô vào lỗ thủng. Lạt Ma Á là cũng cầm một chiếc ba lô khác chống đỡ đầu bên kia. Cả hai đều cảm nhận được một cách hết sức rõ ràng. Lớp vải buồm của chiếc lều này tựa như đang bị vật nặng mấy trăm cân đè lên vậy. Không biết là rốt cuộc có bao nhiêu con rơi đang đậu trên đây nữa. Trác Mộc Cường ba đột nhiên cảm thấy bắp chân đau nhói lên, thì ra dưới chân lều lại bị rách thêm mấy lỗ nữa. Có mấy con rơi đã chui được vào trong, không thèm khách khí gì đớp cho gã một phát chảy cả máu. Màu máu tanh giống giống như thuốc kích thích dẫn dụ càng nhiều rơi đến phía này. Chắc một cường ba dẫm chết hai con, lại thấy vết rách trên lều càng lúc càng nhiều, chiếc lều bạt này sắp chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa đến nơi rồi. Đúng lúc đó, mấy người bọn chắc một cường ba nghe thấy u một tiếng, sau đó âm thanh mỗi lúc một cao, dần dần không còn nghe rõ được nữa, nhưng lũ rơi bên ngoài thì như bị trùy đập phải, tất cả đều tránh xa khỏi chiếc lều. Sóng âm tần số cao đã có hiệu quả, chắc một cường ba biết, máy tính vẫn đang không ngừng phát ra sóng âm ở tần số cao, chỉ có điều đã vượt quá phạm vi nghe được của thính giác con người, vì vậy bọn họ mới không nghe thấy gì nữa. Gã mệt mỏi ngồi xuống đất, không để ý liền ngồi lên mấy con rơi vẫn chưa kịp bay ra ngoài, làm chúng kêu lên che chóe. Chắc một cường ba đập chết mấy con rơi nhỏ ấy rồi ngẩng đầu lên nhìn, chiếc lều đã rách bươm cả trăm lỗ, tựa hồ như đang nhìn qua ô cửa sổ có rèm mỏng vậy. Để quan sát lũ sinh vật tấn công mình, họ đã cố ý đặt bên ngoài gian phòng một chiếc mũ phát sáng, lúc này mới trông thấy, dòng thác lũ rơi đen kìm kịt tựa như một trận cuồng phong trong gian sảnh. Bọn chúng vào từ cửa phía bắc, trào ra cửa phía nam. Trận cuồng phong đen tuyền gần như chiếm mất già nửa gian phòng, số lượng cực kỳ nhiều. Dù có sóng âm tần số cao cũng vẫn có rất nhiều con rơi hạ xuống chiếc lều con của họ, có điều giờ đã đỡ hơn lúc trước nhiều lắm rồi, bốn người đủ sức đối phó. Trận gió đen thổi liên tục hơn 20 phút đồng hồ mới dứt, bốn người thở phào một tiếng. Đường mẫn lau khô nước mắt, lấy vaccine phòng bệnh giải ra tiêm cho mỗi người một mũi bị lũ rơi đó cào cấu bị thương không đáng sợ đáng sợ nhất chính là bọn chúng có mang theo bệnh giải hoặc các bệnh khác người nào bị nhiễm phải virus bệnh giải tất sẽ phát cuồng sợ nước ánh sáng và âm thanh trở nên chỉ thích hành động trong bóng đêm thích cắn mọi thứ xung quanh đồng thời tiếp tục truyền bệnh qua tuyến nước bọt trong khoang miệng truyền thuyết ma cà rồng cũng chính từ đây mà ra cả giáo sư phương tân lập tức quét con rơi vào máy tính tiến hành đối chiếu Chẳng mấy chốc ông đã gieo lên như được đại xá, đây là rơi mặt quỷ, nếu là rơi cáo, kết cục của chúng ta khó nói lắm." Lạt Ma Á là nhìn xác mấy con rơi nói, bọn chúng tiến hóa rồi, móng vuốt ở cánh trước trở nên vừa cong vừa dài, xem ra lũ cá ăn thịt người ở ngoài kia đã trở thành nguồn thức ăn mới cho bọn rơi này, hoặc cũng có thể là chúng ăn thịt lẫn nhau. Toàn bộ răng hàm đều mất hết, răng cửa tiến hóa thành hình dạng như lưỡi dao sắc nhọn, bọn chúng không chỉ bắt côn trùng ăn, còn hút máu nữa, loại rơi này có thể quy về á chủng rơi hút máu cũng được đấy. Trác Mộc Cường ba an ủi đường mẫn mấy câu, đoạn đưa mắt nhìn sinh vật xấu xí trên mặt đất. Những con rơi này xòe cánh ra thì được chừng 30cm, không có mũi, nhưng môi và má có những nếp nhăn rất phức tạp, môi dưới bành ra như cái đĩa, tai to tướng và vành tai cũng rất phức tạp, ngoại trừ vuốt sắc ở móng trước ra, chúng còn một đặc điểm đặc biệt nữa, chính là trong miệng mọc một đôi răng sắc như dao nhọn, hơn nữa còn hơi lệch về giữa và hướng xuống dưới. Kết cấu như vậy, làm chắc mộc cường ba chợt nghĩ đến lưỡi lê quân dụng có rãnh cho máu chảy, hết sức phù hợp để hút máu. gã cũng không dám tưởng tượng nếu bị chúng cắn cho một nhát thì sẽ có hậu quả như thế nào nữa. giáo sư phương tân gấp máy tính sách tay lại, đứng lên nói: bây giờ chúng ta không cần tiếp tục thảo luận nữa nhỉ? lạt ma á la nói: đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. ở đây gần như không có chỗ nào là an toàn cả. ông hiểu rõ, bọn rơi kia còn quay trở lại mà bọn họ thì đã không còn cái lều có thể tạm ngăn chúng lại nữa rồi. Giáo sư Phương Tân tự tin bảo Trác Mộc Cường ba, đi thôi, chỉ là mê cung với mấy cái bẫy dập thôi mà, không đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu. Trời đã hoàng hôn, trên quảng trường lớn của Bạch Thành, quân du kích và thổ dân ăn thịt người đã rằng có suốt một ngày trời. Đám thổ dân chiếm được địa lợi, khiến quân du kích không dám manh động, còn quân du kích thì có vũ khí hiện đại, thổ dân ăn thịt người cũng không thể tiến lại gần quảng trường. Khi vầng dương chìm xuống sau đường chân trời, trong rừng sâu lại thấy một người bước ra, phải, y chỉ có một mình. Chút ánh sáng còn sót lại của vầng tịch dương kéo bóng y ra vừa dài vừa gầy đét lại, thoạt nhìn cũng toát lên mấy phần cô đơn tịch mịch, cơn gió nhẹ phất qua làm rối mái tóc y, để lộ nửa gương mặt trông còn đáng sợ hơn đầu lâu xương cốt. Sau kích động thầm nhủ, cuối cùng ta cũng trở lại rồi, còn nhớ ta không? Các bạn, các bạn của ta, có thể cùng yên nghỉ với kiến trúc hùng vĩ nhường này, các bạn cũng yên tâm được rồi. 7 năm, các bạn vẫn khỏe chứ? Không ngờ nào phút nào là ta không nhớ về các bạn cả. Trong khoảnh khắc ấy, bẫy dập đáng sợ, những bức tượng đá khổng lồ, các món trang sức tinh xảo, những bộ xương khiến người ta kinh hoàng, sinh vật đáng sợ ẩn nấp mình trong bóng đêm, tất cả mọi chuyện đã qua cùng lúc dâng trào lên trong óc sos. Chuột đất, mặt xác mấy cái bẫy đó đi, nhanh lên. Làm sao được, cả đời tôi đều nghiên cứu cơ quan bẫy dập, những cái này tuyệt đối có thể xem là kỳ tích hoàn mỹ nhất mà tôi từng trông thấy, không trả lại công năng cho chúng, dù có sống sót tôi cũng hối hận cả đời mất. Ủa, cái bẫy này là, a à, chạy mau, chăn xám. Đây là rơi mặt quỷ, không có độc, cố lên, cá kình, cậu phải cố lên. Không được đâu, động mạch ở màng bao ruột của tôi bị vỡ rồi, có lẽ còn cả động mạch thật, giờ đang chảy rất nhiều máu, tôi không sống nổi đâu, chăn xám, mặt của anh. Khốn kiếp, mặc kệ tôi đi, cậu mà chết ở đây, bọn tôi biết phải làm sao bây giờ. Chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi tôi chân thành nói với anh một câu đi theo cáo lửa với năng lực hiện tại của chúng ta nếu có thể ra khỏi tòa địa cung này ngoài đội trưởng ra chỉ còn cáo lửa thôi cá kình đừng ngủ cá kình khỉ mặt người khỉ mặt người cậu tỉnh lại cho tôi khỉ mặt người vô dụng thôi chăn xám cậu ấy nín thở trong nước lâu quá mà cậu cũng không phải bác sĩ chúng ta đã không thể làm gì được nữa rồi hai chiến binh của bộ lạc ăn thịt người nhảy từ trên mái nhà xuống làm đứt đoạn hồi ức của Sos, họ giơ hai ngọn giáo dài hơ hơ trước mặt y. Sos không phản ứng gì, chỉ cầm chiếc thạch phù màu hổ phách kia chia ra. Hai thổ dân kia ngơ ngác nhìn nhau, nhưng dường như đều không biết đến thứ này, Sos cũng nhận ra điều gì đó, đám thổ dân ăn thịt người này hình như không biết mảnh thạch phù này. Y lùi lại phía sau một bước, lạnh lùng nói, không nể mặt quá rồi, chúng mày ở bộ lạc nào, lần trước có thấy chúng mày canh giữ ở đây đâu. Câu trả lời của hai chiến binh bộ lạc ăn thịt người là một cú ném lao, công thêm tiếng gầm gừ trong chiến đấu. So slack người tránh mũi lao, lấy một lọ nhựa ra bóp vỡ đánh tẹt một tiếng, rồi nhắm mắt lẩm bẩm nói, lũ quỷ đói muốn nuốt hết vạn vật trên đời, quân đoàn địa ngục của ta, ăn hết sạch chúng đi, cả khúc xương cũng đừng bỏ qua. Trong bụi cây sau lưng y, đột nhiên tràn ra một đàn kiến khổng lồ màu đỏ nâu, bọn chúng dàn hàng chỉnh tề, băng qua bạch thành, ăn sạch sẽ tất cả mọi thứ trên đường đi, hai chiến sĩ thổ dân ăn thịt người gào lên thê thảm, âm thanh vang mãi ra xa. Mấy tên lính du kích gác máy bay trực thăng đột nhiên phát hiện vô số thổ dân ăn thịt người nấp trong rừng bỗng chạy ùa ra phía quảng trường, bất chấp sống chết, tựa hồ như gặp phải ma quỷ vậy, nhất thời cũng không thể giết hết. Một tên đùa đùa nói với đồng bọn, chúng điên rồi chắc. Tranh nhau chịu chết, bỗng nhiên, bọn chúng cũng kinh hoàng nhận ra, sau lưng đám thổ dân là một tấm thảm màu đỏ đang cuồn cuộn phủ lên bạch thành, những thổ dân chạy hơi chậm một chút, tựa như một cây nến đang tan chảy, trong chớp mắt đã mất ra, thịt, chỉ còn trơ lại xương cốt, trắng phớ như tòa bạch thành này vậy. Đám quân du kích bấy giờ mới định thần lại, kêu rú lên rồi chạy tản ra bốn phía, nhưng quá muộn, đã bị hãm trong vòng quây của đại quân đoàn màu đỏ ấy, không kẻ nào có thể thoát được cả. Sos chậm rãi bước đi trong cơn lũ đỏ, không buồn liếc nhìn những bộ xương đang ngã xuống bên cạnh. Lũ kiến dường như rất sợ lại gần y, Sos đi tới đâu, chúng liền giạt ra nhường đường bỗng cặp mắt y sáng bừng lên, phát hiện ra chiếc trực thăng trông như con chuồn chuồn nhỏ phía trước, liền mừng rỡ nói, đồ tốt đây, đừng làm hỏng của tao nhé. Nói đoạn, y liền rút ra một lọ thủy tinh ném về phía máy bay, một màn khí thể tản ra trong không khí, lũ kiến lửa tức khắc giạt ra một khoảng trống như bị ai dội nước vào vậy. Sos nhìn tòa bạch thành bị cơn sóng màu đỏ tràn lên, thầm nhủ, hỏng rồi, không ngờ lại giải quyết nhanh như vậy, khó khăn lắm mới tụ tập được nhiều thế này, nhưng giờ làm sao giải tán chúng đi bây giờ, thuốc trên người mình đâu có đủ. Sox đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng vù 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 từ bốn phương tám hướng vang tới, chỉ thấy từ các lối thông trên thân tòa kim tự tháp hùng vĩ kia bắn ra vô số tia sáng màu đen, tựa như những thanh kiếm sắc đen tuyền được rút xoạt trong vỏ ra, chỉ thẳng lên bầu trời. Lũ kiến lửa dưới đất liền trở nên nhốn nháo bất an, thì ra đã gặp phải thiên địch. Những thanh kiếm đen kia lao vút lên giữa tầng mây, rồi nhanh chóng tan ra như làn sương mù, Hóa thành vô số con ác quỷ đối mặt với đàn kiến phải tính bằng con số trăm triệu, thỏa sức đánh chén, nhất thời, bầu trời toàn là lũ rơi đen đập cánh vù vù, tựa như mây đen che kín mặt trời, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Sở thở phào một tiếng, đến thật đúng lúc, y đã đợi cả một ngày, chính là đợi cho lũ ác ma có cánh này ra khỏi sào huyệt, như vậy, dưới địa cung coi như tạm thời được an toàn rồi. Lần trước tới đây, đã có hai người bị thương, một người mất mạng một người nữa cũng vì bị bọn quái vật này làm mù đôi mắt mà chết trong bẫy dập dưới địa cung. Sos lấy ra một vật bằng kim loại hình cầu to cỡ quả bóng tennis, ấn nút khởi động. Vật thể hình cầu này có nguyên lý hoạt động giống như chương trình máy tính mà giáo sư Phương Tân sử dụng, phát ra sóng âm tần số cao, khiến y có thể ẩn thân giữa đàn rơi. Sos ngẩng đầu lên nhìn tòa kim tự tháp his nguy nga hùng vĩ, bắt đầu chậm rãi bước lên. Trác Mộc Cường ba đi sau lưng giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn, trong bụng lấy làm thắc mắc, không hiểu sao bọn họ có thể ung dung như vậy. Không biết đã đi qua bao nhiêu gian phòng, cảm giác dường như vẫn cứ đi bừa đi loạt, cuối cùng chắc Mộc Cường Ba cũng đưa ra một kiến nghị, đi mãi như vậy cũng không phải là cách, tôi có một ý kiến. Mấy người giáo sư Phương Tân liền dừng lại, chờ xem chắc Mộc Cường Ba muốn nói gì. Gã thẻ thọt, dùng bút ký hiệu, đánh dấu lên từng cánh cửa mà chúng ta đi qua, như vậy sẽ không bị lặp đường nữa. Ba người còn lại đều trầm ngâm không nói gì, nhưng nhìn nét mặt họ, chắc mộc cường ba cũng biết ngay là gã lại vừa đưa ra một ý kiến sai lầm cuối cùng vẫn là giáo sư phương tân không nhịn được phê bình gã mấy câu cường ba à xem ra cậu chẳng chịu chú ý nghe giảng gì hết rồi giáo quan có dạy chúng ta như vậy đâu đây cũng là cách đội trưởng hồ dương đã dùng ở khả khả tây lý chắc mộc cường ba cảm thấy rất hữu dụng sao lại không thể áp dụng ở đây được chứ gã thắc mắc tôi cảm thấy cách này cũng được lắm mà đường mẫn thì thầm bên tai gã cổ lỗ rồi, đây là cách làm của người không chuyên nghiệp, không thích hợp sử dụng ở đây đâu. Lạt Ma Á La nói, nếu thông đạo rất dài, số nhánh dễ rất ít thì có thể dùng cách ấy của cậu. Nhưng ở đây, khi cậu nhận ra những cánh cửa đã đánh dấu và chưa đánh dấu đều nhiều như nhau, khiến cậu không thể phân biệt được, cậu sẽ thấy đánh dấu với không đánh dấu chẳng khác gì nhau cả. Trác Mộc Cường ba bực bội nói, nhưng chúng ta cứ cắm đầu đi thế này cũng đâu phải là cách chứ. Giáo sư Phương Tân quay người lại, mỉm cười nói, ai bảo chúng ta đang đi bừa chứ? Nói đoạn, ông chỉ vào chiếc máy tính sách tay đeo trước ngực. Đường Mẫn nói, chúng ta dùng webcam nhập hết những chặng đường đã đi vào máy tính, chương trình trong máy sẽ dựa vào thông tin này vẽ ra bản đồ 3D của toàn bộ nơi đây. Dù nói là tất cả các căn phòng thoạt nhìn đều gần gần như nhau, mắt người có lẽ rất khó phân biệt được chúng, nhưng máy tính thì có thể ghi lại bất cứ điểm khác biệt nào dù là nhỏ bé nhất, cộng với tín hiệu định vị phát ra trên người chúng ta nữa, Vậy là có thể dễ dàng phát hiện ra đâu là nơi chúng ta đã đi qua rồi. Trác Mộc Cường ba ngây người nhìn vào màn hình máy tính, Giáo sư Phương Tân xoay về phía gã, chỉ thấy trên đó là những hình lập thể 3D hết sức tường tận, giống hệt như những căn phòng họ đã trông thấy. Giáo sư Phương Tân ấn nhẹ hai nút bấm, hình ảnh 3D liền chuyển sang dạng mặt phẳng 2D, các căn phòng hoàn toàn chuyển thành những ô nhỏ hình chữ nhật, chỗ nào có cửa thì được máy tính biểu thị bằng một đường vạch trắng, vị trí nơi họ đang đứng được đánh dấu bằng một chấm đỏ nhấp nháy rất nổi bật tất cả đều trở nên hết sức sáng rõ trong trước mắt trác mộc cường ba đột nhiên hiểu thì ra khoảng cách giữa nhóm của gã và nhóm của giáo sư phương tân vẫn lớn như lần đầu tiên tiến hành huấn luyện giã ngoại vậy bọn gã vẫn đang xoay gỗ nhen lửa còn nhóm của giáo sư phương tân thì đã dùng bật lửa từ lâu rồi gã thẹn thùng cúi gằm mặt xuống làm một con rùa đen lặng lẽ chỉ cắm cúi bước theo không còn phát ngôn gì nữa đường mẫn đành thỉnh thoảng lại nói một hai câu với gã xoa dịu phần nào tâm trạng ức chế cho trác mộc cường ba suốt dọc đường chắc mộc cường ba đi kẹp giữa bốn người bước theo dấu chân của giáo sư phương tân chỉ trông thấy mấy bộ xương khô của những kẻ lạc bước trong mê cung nhưng không gặp phải bẫy dập nào không khỏi cũng thấy có chút mê hoặc gã muốn bước tới xem trong các món đồ gốm kia có đựng thứ gì không nhưng lại bị cảnh cáo không được manh động làm bừa giáo sư phương tân chỉ cho gã xem ảnh webcam chụp bên trong các thứ ấy tỏ ý nói bên trong không gì hết cứ như vậy bốn người đi loanh quanh trong tầng thứ bảy của mê cung Eris, suốt hơn 2 tiếng đồng hồ dưới sự chỉ dẫn của máy tính. Trước mắt liền xuất hiện một gian đại sảnh tương đối rộng rãi, dựa sát vào một bức tường tựa như vách núi. Cuối cùng họ cũng ra khỏi mê cung, đi tới con đường thông lên tầng trên. Từ gian phòng nhỏ đi ra, đột nhiên gặp phải một gian đại sảnh lớn như vậy, không khỏi khiến người ta sinh ra cảm giác kinh ngạc. Mũ chiếu sáng không hắt lên được tới chân, bốn bức tường xung quanh đều dùng những phiến đá to bằng viên gạch ghép lại mà thành, rất giống như các hình tượng được ghép từ gạch men của người hiện đại. Nhưng điểm khác biệt so với hình trên gạch men hiện đại là, những phiến đá này đều được gia công chạm trổ. Cả bức tranh quá lớn, nên chắc một cường ba không thể nhìn được toàn bộ, song gã cũng biết, chắc chắn cả bức tường là một bức tranh khổng lồ cao 3 mét, người này trồng lên người kia như siết chồng người, hai tay giơ ra phía trước, tựa hồ như đang bưng bê thứ gì đó, nhưng lúc này hai tay người khổng lồ đá này đều trống không. Phía trên cánh cửa nhỏ mà họ bước vào là vô số hình ảnh, những nét vẽ màu đen khắc họa rất rõ ràng hàng đoàn nô lệ bị đánh đập lưng vác vật nặng đang lê bước trên con đường tượng trưng cho mê cung những kẻ đang đánh đập nô lệ là một đám sứ giả địa ngục đầu rơi thân hình khẳng khiu nhọn hoắt như cây xương rồng ánh mắt hung hãn của đám sứ giả địa ngục vẻ mặt kinh hoàng thành khẩn của các nô lệ mọi động tác và nét mặt đều được khắc họa tỉ mỉ phía sau các nô lệ và đốc công một vị thần khổng lồ ngồi ngay ngắn vẽ bằng các đường nét đen lánh môi dưới chìa rộng chảy xệ vòng ngoài miệng đỏ rực như lửa mắt đen kịt, từ hai hốc mắt vươn ra một sợi chỉ đen kéo dài xuống má. Theo như phân tích của giáo sư Phương Tân, đây có lẽ chính là vị giả thần cai quản tầng địa ngục thứ bảy của người Maya. Kỳ quái một điều là phía sau lưng vị thần cai quản địa ngục còn vẽ một hình tượng quái dị đang đứng. Trác Mộc Cường ba quan sát cẩn thận, cảm thấy rất giống với đầu trâu mặt ngựa của Trung Quốc. Giáo sư Phương Tân cũng nói kỳ lạ thật, mỗi tầng đều có vị thần này, là thần nào mà còn ở ngôi cao hơn cả thần cai quản địa ngục nhỉ? lại còn không tìm thấy hình ảnh nào trong kho dữ liệu nữa, mọi người thấy hình ảnh này giống cái gì không? Đường Mẫn nói, trông giống trâu, nhưng không có sừng, trông giống ngựa, nhưng tai lại không giống. Trác Mộc Cường ba vui vẻ reo lên, "Ồ, em cũng nghĩ giống anh à, đầu trâu mặt ngựa." Lạt Ma Á la lắc đầu nói, "Đầu trâu mặt ngựa là cai ngục dưới địa ngục trong truyền thuyết Trung Quốc, dường như không liên quan gì tới Văn Minh Châu Mỹ, hơn nữa, địa vị cũng không thể cao như vậy được, chắc là một vị thần khác thôi." Ngay phía trước họ là một bức tường trơn nhẵn có khắc vô số rãnh ngang, mỗi rãnh đều rất sâu, thoạt nhìn trông rất giống một tấm bảng trà quần áo dựng đứng lên. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La vẫn đang bận rộn chụp lại các hình ảnh kỳ lạ trong đại sảnh vào máy tính. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, đường đâu? Đường mẫn chỉ vào những rảnh ngang trên tường, Trác Mộc Cường ba thốt lên, đây mà là đường ư. Những rảnh ấy chỉ nhô ra khỏi mặt tường chừng 10cm, muốn đứng vững trên ấy đã khó khăn lắm rồi, khoảng cách lại cao như thế, làm sao mà trèo lên được. Lạt ma á là sách chiếc đèn pha, nói với chắc mộc cường ba, chính nó đấy, chúng tôi gọi là thang treo, mới đầu nhìn có vẻ khó, chứ thực ra dễ leo lắm. Đây là lần đầu tiên chắc mộc cường ba trông thấy loại cầu thang buông một góc 90 độ như vậy, trông chẳng khác gì những răng cưa nhô ra trên mặt tường cả. Giáo sư Phương Tân đang bận điều chỉnh góc độ, không buồn để ý tới chắc mộc cường ba, chỉ nói, hai tầng dưới chúng tôi cũng trèo lên như vậy cả đấy, cậu trèo một lần là biết ngay thôi. Kế đó lại quay sang thảo luận với Lạt Ma Á La, ngài xem, đây cũng là hình ảnh của vị giả thần cai quản tầng thứ bảy, tay ông ấy cầm cái gì vậy, không rõ, cho ánh sáng mạnh hơn một chút đi, độ phân giải của webcam này hơi thấp, lần sau tôi sẽ đổi cái tốt hơn. Đường Mẫn thu xếp xong các máy móc, bước qua trò chuyện với Trác Mộc Cường Ba, thực ra, anh cứ coi như leo vách đá không có dây an toàn là được thôi. Vì các phiến đá ở đây được ghép rất chắc, giáo sư nói, có lẽ người maya đã dùng một loại chất kết dính giống như bùn nhão vậy giữa các tảng đá khổng lồ gần như không có kẻ hở cả tờ giấy mỏng cũng không thể nhét vào được trác mộc cường ba lo lắng nói vách đá này cũng hơn ngàn năm tuổi rồi nhớ bị phong hóa rồi thì làm sao ở đây lại cao như thế rơi từ trên ấy xuống thì không phải trò đùa đâu đường mẫn mỉm cười anh yên tâm đi chất liệu đá trắng này tốt lắm không hề có dấu thích bị phong hóa gì cả này anh đừng đi lung tung đấy Trác Mộc Cường ba bất bình, sao hả? Xem thôi cũng không được à?" Đường Mẫn nói, trước khi giáo sư và đại sư hoàn thành, tốt nhất chúng ta không nên đi bừa, ngộ nhỡ đụng phải chốt bẫy thì sao?" Trác Mộc Cường ba nói, anh cũng trải qua huấn luyện đặc biệt như mọi người mà, đương nhiên cũng biết cẩn thận, đừng coi anh như người nghiệp dư thế chứ." Lúc này, giáo sư Phương Tân lên tiếng, "Cho ánh sáng tụ lại một chút tôi xem nào, ngay bên trên này là gì vậy? Đúng, đúng, ôi chao, không xong rồi." xương sỏ, giáo sư Phương Tân kêu lên, đúng lúc này, một chân trác một cường ba không hiểu dẫm lên thứ gì, phiến đá bên dưới hơi thụt xuống, cả gian đại sảnh rung lên, phát ra những tiếng rầm 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 như máy móc chuyển động. Giáo sư Phương Tân tức khắc hỏi phủ đầu, cường ba, cậu chạy ra đó làm trò gì đấy? Dẫm phải cái gì rồi, còn không mau chạy đi. trác một cường ba ngớ người, nói, tôi làm sao biết được. Chờ thấy lạt ma á la đang lao về phía gã, rồi ôm cả người gã bổ nhào xuống đất lăn hai vòng trác mộc cường ba kinh ngạc thốt làm sao vậy lạt ma á là đứng lên nói quái thật bẫy chốt kiểu gì vậy đột nhiên một tiếng động lớn vang lên phía trên cánh cửa họ vừa bước ra khỏi mê cung trước mắt đã có một tảng đá lớn rơi xuống bịt kín đường lui kế đó lại có tiếng huỵch huỵch trên cao vẳng tới giáo sư phương tân kêu lên nhanh lên trèo lên nhanh lên cửa đá tầng trên đang khép lại kia bốn người giờ mới tỉnh ra vội vàng dẫm lên các bậc thang trèo lên trên. Trác Mộc Cường ba trèo nhanh nhất, gã là người đầu tiên lên tới tầng trên, Lạt Ma Á la theo sát phía sau. Vừa leo lên, Trác Mộc Cường ba lập tức quay người lại, kéo đường mẫn lên trên, giáo sư Phương Tân vẫn ở bên dưới, ước chừng cũng phải còn chục mét nữa mới lên tới nơi. Vừa nãy lúc trèo lên thì không cảm thấy gì, giờ cúi xuống không ngờ lại thấy chóng mặt chóng mày. Thang treo này hóa ra phải cao hơn 50 mét, lúc này nhìn xuống dưới, ngoài 10 mét, chỉ có một vùng đen kịt như dưới vực sâu, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Lạt ma á la không ngừng lầm bẩm cầu khẩn, nhanh lên, nhanh lên. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên nhìn, giờ mới phát hiện, trên đại sảnh có một tấm lưới khổng lồ bằng kim loại gắn đầy mũi nhọn, lúc này đang chậm chậm dịch chuyển xuống dưới, còn vị trí nơi bọn họ đang đứng, cũng có một cánh cửa đá đang từ từ hạ xuống, âm thanh huỳnh huỳnh chính là do nó phát ra. Giáo sư Phương Tân đeo máy tính sách tay sau lưng, leo lên trông có vẻ rất vất vả, với tốc độ này thì thật khó mà leo lên kịp được. Trác Mộc Cường ba nôn nóng vô cùng, lớn tiếng gọi, thầy giáo. Nhanh lên, ném máy tính đi, cửa sắp đóng lại rồi. Giáo sư Phương Tân ở bên dưới quát lên, đồ nhãi danh, cậu dẫm lên chốt bấy, giờ còn muốn tôi vứt máy tính đi, vậy không phải chúng ta toi công đến đây à? Trác Mộc Cường ba bất an kêu lên, nhưng mà, tính mạng quan trọng hơn chứ. Giáo sư Phương Tân vẫn giữ nguyên tốc độ bò, vừa trèo vừa nói, nhìn mà học hỏi xem cái gì gọi là đồng đội phối hợp đi chỉ thấy khi cửa đá hạ xuống còn độ bằng chiều cao một người lạt ma á la và đường mẫn mỗi người lấy ra một móc an toàn dùng khi leo vách đá chống vào khe trượt của đá cánh cửa phát ra tiếng rin rít cuối cùng cũng chầm chậm dừng lại tấm lưới kim loại gắn mũi nhọn kia dường như cũng gắn liền với cửa đá cánh cửa vừa dừng lại nó cũng không rơi xuống nữa chừng một phút sau giáo sư phương tân mới bỏ lên thờ hồn hển nói trong một nhóm có người thể lực tốt, có người giỏi chuyên môn, phân công hợp tác, mỗi người một việc, đấy mới gọi là một đội. Có mỗi cái bẫy mà đã làm cậu sợ thế rồi cơ à. Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, nóng nảy không suy nghĩ làm sao giải quyết được vấn đề. Lòng bàn tay chắc một cường ba đẫm mồ hôi lạnh, vừa nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà mấy người giáo sư Phương Tân không hề lộ vẻ sợ hãi, gã không khỏi thẹn mướt mồ hôi. Chỉ có đường mẫn là vỗ vỗ ngực thốt lên, nguy hiểm quá, mặc dù đỡ hơn các bẫy dập ở đằng trước, nhưng cháu vẫn lo đến tim đập thình thịch đây này. Lạt ma á la và đường mẫn cùng buông tay, cánh cửa đá lại tiếp tục trầm chập khép xuống. Nhìn bảy tám bộ xương khô dính trên tấm lưới sắt, Trác một cường ba tự biết, mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tăng cường kiến thức. Chắc một cường ba nói, tại sao phải đóng cánh cửa này lại, cứ để nó kẹt ở đấy có phải tốt hơn không, vậy thì không có thêm người nào chết ở đây nữa. Lạt ma á la nói, Cơ quan bẫy dập ở đây đều nối liền với nhau, nếu không để cửa đá này đóng lại, không chừng phía sau có cánh cửa nào đó không mở ra được, đến lúc ấy lại phải vòng trở về đóng cửa thôi. Trác Mộc Cường ba sực nhớ đến lời Lạt Ma Á La đã nói, kinh ngạc thốt lên, không phải người Maya còn chưa có cả công cụ bằng đồng thau hay sao? Đây, tấm lưới này, lẽ nào không phải bằng kim loại? Lạt Ma Á La nói, đúng là họ không biết chế luyện đồng thau, nhưng ta không có nói họ không có chế phẩm kim loại mà. Người Maya rất giỏi buôn bán, họ có thể giao dịch trao đổi với những nơi khác, đối về các chế phẩm kim loại, chúng tôi đã ghi chép lại điều này rồi, giờ hãy xem chúng ta nên đi đường nào trước đã. Chỉ thấy khi cánh cửa đá khép lại, bọn họ liền ở trong một không gian kín hình bán nguyệt, trên bức tường phía trước, có 5 cánh cổng vòm, mỗi cổng đều cao hơn 5 mét, đường bên trong rộng rãi trải dài, tối đen như mực, không nhìn thấy bên đầu bên kia. Đã có kinh nghiệm một lần, chắc một cường ba không dám đi lại lung tung nữa, chỉ thần người ra nhìn giáo sư Phương Tân cúi đầu đọc cuốn sổ ghi chép của Pieri trong máy tính. Chợt nghe giáo sư kêu a à một tiếng, mắt trợn tròn lên, ba người còn lại liền trụng đầu vào. Cuốn sổ của Pieri không lệch không nghiêng, vừa hay thiếu đúng một đoạn ở giữa như bị mọt ăn, phía sau viết tôi đi trên lối dài thanh thang, phía trước là bàn trông ken kết áp xuống, bên trên ghim mấy bộ xương trắng. Lạt ma á la giơ tay lên tỏ ý cam chịu, xem ra, chỉ còn cách tự tìm đường thôi, tầng này chắc là địa ngục do nữ thần mặt trăng cai quản rồi. Giáo sư Phương Tân gật gật đầu, đúng vậy, nữ thần mặt trăng x keo nàng cũng giống anh trai mình, là một vị thần hai mặt. Khi ở trên thiên giới, nàng là cô gái dịu dàng xinh đẹp, là ánh trăng mềm mại như nước, còn khi ở địa ngục, nàng lại hóa thân thành một mụ già hung ác, mái tóc là vô số con rắn cuộn tròn, trên lưng là bộ xương người khủng khiếp quấn chẳng vào nhau, tay chân đều hóa thành vuốt thú sắc nhọn, lũ rắn độc trên đầu phun xuống địa ngục những ngọn lửa có độc còn bình xứ trên tay nàng tuôn ra nước lũ cuồn cuộn. Thủy thần và hỏa thần ở bên cạnh cho nàng sai khiến, về sau người ta gọi là nữ thần mặt trăng dưới địa ngục là bà già vuốt hổ, còn địa ngục tầng thứ sáu này gọi là địa ngục của nước và lửa. Lạt ma á là giải thích thêm, thực ra, phải gọi là địa ngục của băng và lửa mới đúng, nhưng vì rừng rậm nhiệt đới này không có băng, vậy nên mới diễn hóa thành nước. Các hồn ma ở tầng địa ngục thứ sáu này, khi còn sống đã phỉ báng hãm hại người khác, phóng hỏa đốt nhà, thông gian, tự tiện phá thai mà bị đày đọa xuống đây, chịu sự đày đọa của băng và lửa, bị ngâm trong dòng nước xối 150 năm, rồi lại bị thiêu đốt trên lửa nóng 150 năm mới được trở về địa ngục luân hồi. Một ngày trong địa ngục Mai ha, bằng một năm một trên thế gian của họ. Địa ngục thật đáng sợ, những người còn lại, kể cả giáo sư Phương Tân, đều không ý thức được, thứ đáng sợ mà Lạt Ma Á La đang nói tới không phải địa ngục của người Mai Ha, mà là... Lạt Ma Á La nói, hình vẽ phía trên con đường đã chỉ hướng cho chúng ta rồi, những đường tròn đồng tâm màu đen tượng trưng cho cái chết mục giữa, con đường này không thể đi được. Giáo sư Phương Tân ngước đầu lên, đốm đen, tượng trưng cho ôn dịch, con đường này cũng không thể đi được. Đường Mẫn nói, chỗ cháu bên này có mũi giáo, đao đá. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, tượng trưng cho sự tàn sát, cũng không được. Lạt ma á la nhìn hai cánh cổng cuối cùng, chỉ vào cái ở trước mặt mình, máu tươi, trái tim, tượng trưng cho sự hy sinh, đây là con đường dân hiến chắc cũng không phải nó đâu vậy là chỉ còn lại con đường ở trước mặt trác mộc cường ba gã nói nhưng ở đây có một con rắn lớn mà giáo sư phương tân bước lên trước nói với trác mộc cường ba chính là nó rồi đường mẫn cũng nói theo thần rắn mưa là vị thần được người maya sùng bái nhất nó mang mưa tới khiến vụ mùa được bội thu trác mộc cường ba cũng bước theo phía trên con đường lát gạch này này là trần hình vòm trông như một đường hầm xuyên núi khổng lồ vậy, bên vách đá vẽ đầy các hình giống như ở địa ngục tầng thứ bảy, toàn những cảnh tượng hồn ma chịu đựng hình phạt thảm khốc trong địa ngục băng hỏa. Bốn người đi được chừng 10 phút mà vẫn chưa hết con đường, phía trước lại vọng tới tiếng rẹt 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 rẹt. Giáo sư Phương Tân dừng bước, thấp giọng nói, đằng trước có sinh vật, đưa đèn pha cho tôi. Lạt ma á lang nghiêng tai lắng nghe, nói, con vật này không nhỏ đâu, khoảng cách giữa chi trước và chi sau ít nhất cũng phải 2 mét thể trọng có lẽ phải hơn 800 cân. Đơn vị đo thời gian lớn nhất của người Maya cổ đại, tương đương với 63.081.429 năm tham khảo thêm ở địa chỉ. Audio điện tử võ tấn bền Đầu tiên, chắc Mộc Cường ba nghĩ tới con vật lợn không ra lợn, châu không ra châu, mình gặp phải trong rừng, lẽ nào trong địa cung này cũng có thứ ấy. Giáo sư Phương Tân nói, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, nếu nó chặn đường tiến của chúng ta rồi xông tới, mọi người phải kịp thời nhảy tránh. Ông đưa một khẩu súng lục cho Trác Mộc Cường ba, và nói, chỉ có hai viên đạn, bất kể là thứ gì, nếu nó xông tới phải nhắm vào chỗ yếu hại mà bắn. Trác Mộc Cường ba gật gật đầu. Giáo sư Phương Tân điều chỉnh lại quầng sáng của đèn pha, thở hắt ra một tiếng, hy vọng nó không lao tới. Chủ ánh sáng chiếu ra, mấy người bọn Trác Mộc Cường ba nhìn thấy trong bóng tối lấp lóa chấp nháy một đôi mắt sáng rực, to như cái bóng đèn. Con vật khổng lồ kia rõ ràng cũng bị trùm sáng bất ngờ đó làm cho giật bắn mình, quay đầu bỏ chạy làm cả đường hầm rung lên bình bịch. Giáo sư Phương Tân thấy vậy, vội vàng lấy máy quay ra, chỉ tiếc đã quá muộn, màn hình máy tính chỉ hiện ra một cái mông to như mông voi và chiếc đuôi vừa to vừa dài. Nhưng trong khoảng khắc trùm sáng hát ra ấy, chắc một cường ba vẫn cảm nhận được một cách vô cùng rõ rệt, đôi mắt chớp chớp như bóng đèn ấy, ánh mắt đỏ toát lên vẻ tham lam, đói khát, thù hận, oán độc, gã biết rõ, chỉ có một loài vật mới sở hữu cặp mắt và thứ ánh mắt ấy. Bọn chúng tồn tại trước khi con người xuất hiện, và luôn bị con người coi là kẻ thù. Trong mấy triệu năm lịch sử tiến hóa của nhân loại, cuộc chiến giữa loài người và bọn chúng chưa bao giờ từng gián đoạn. Hơn nữa, ở khả khả Tây Lý, loài động vật này đã dạy cho Trác Mộc Cường ba một bài về môn sinh vật học. Trong hang động tối tăm sâu hút ấy, bọn chúng có quẩy thân mình béo múp, đuổi theo mọi sinh vật sống với tốc độ không tưởng, ăn sạch tất cả sinh vật chúng bắt gặp trên đường đi. Trác Mộc Cường Ba không dám tưởng tượng ra cảnh một con chuột có thể hình của loài voi, nhưng đôi mắt gã trông thấy ấy, đích thực mười mươi là đôi mắt ti hí chỉ loài chuột mới có. Giáo sư Phương Tân nói, được rồi, nếu nó đã sợ ánh sáng, chúng ta cứ đi tiếp con đường này, nhưng phải hết sức cảnh giác mới được. Cường Ba à, Cường Ba, có nghe tôi nói gì không? Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu phụ trách sự an toàn cho cả đội chúng ta đấy, cậu cần phải cảnh giác hơn nữa mới được. Theo chân con vật không rõ tên kia, bốn người dè dặt tiến lên phía trước, bỗng nhiên đường mẫn thấp giọng hô, phía trước có ánh sáng. Giáo sư Phương Tân gật đầu, cẩn thận, mọi người tắt hết đèn đi, có lẽ có người khác tiến vào đây nữa. Bốn người càng đi về phía trước, ánh sáng càng rõ hơn, nhưng trông thế nào cũng không dùng ánh sáng phát ra từ các loại đèn pha đèn chiếu. Cùng với ánh sáng mỗi lúc một mạnh, luồn khí nóng càng lúc càng rõ rệt hầm hập phả tới mặt mọi người, lạt ma á la kêu lên, chỉ sợ không phải có người nào, mà là ánh sáng vốn có ở tầng địa ngục này thôi. Ba người giờ mới sực nhớ ra, tầng này là địa ngục của nước và lửa, thế nhưng ngọn lửa nào có thể cháy suốt ngàn năm cũng không tắt. Chắc Mộc Cường ba cũng sực nhớ ra bài hát của Babato, bọn họ đốt lên ngọn lửa thiêng cháy vạn năm không tắt để khung điện cu được ánh sáng chiếu rọi. Giáo sư Phương Tân bật máy tính lên, để tôi tra cứu dữ liệu. Trong cuốn sổ ghi chép, Pieri đã miêu tả như sau: tôi như bị nướng trong địa ngục thiếu quả thực hết sức khâm phục trí tuệ của người Maya thiếu tôi nghĩ tầng này chắc có một cách đặc biệt nào đấy để đi lên bởi vì lúc trượt xuống tôi suýt nữa thì ngã gãy xương họ không thể không để lại thứ gì đó nếu không chính họ cũng không có cách gì mà lên được lạt ma á la thấp giọng nói xem ra chính Pieri cũng không tìm được cách lên trên chỉ e chính vì ở tầng này không thể leo lên được nữa ông ấy mới tiếp tục lần tìm xuống dưới cũng nên Trác Mộc Cường ba không đồng ý chưa chắc bọn rơi vừa nãy đấy, chẳng lẽ không phải chúng cũng bay từ đây ra hay sao? Lạt Ma Á la mỉm cười, có một điểm không thể quên, bọn rơi bay vào, còn chúng ta thì đi ra đấy. Đường Mẫn vội lên tiếng, được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa, đi xem thì biết thôi. đi thêm mấy bước nữa, bước chân bốn người liền chậm lại. Giáo sư Phương Tân vội lấy máy quay ra, hướng về phía cửa đường hầm. Lạt Ma Á là cảm thán, kỳ tích, kỳ tích ở đây đúng là vô cùng vô tận thật không thể tưởng tượng nổi, sao mà họ làm được thế nhỉ? Một ngọn lửa bập bùng cháy phía trên cửa đường hầm, tựa như một tinh linh có mạng sống đang nhảy múa. Không phải một ngọn lửa nhỏ như ngọn nến, mà là ngọn lửa bừng bừng, cháy cao hơn 4 mét, đứng cách mấy trăm mét cũng cảm thấy luồng nhiệt hầm hập tới. Càng đến gần cửa hầm, bốn người càng ngây ngẩn si mê. Tòa chính điện này chạm trổ hoa lệ, vách tường đầy bích họa, bài trí huy hoàng thế nào không cần nói, nhưng chỉ liếc một cái là đã trông thấy ngay bốn bức tượng lực sĩ thân hình khổng lồ đang đứng thẳng. Bốn vị lực sĩ này cao phải hơn hai chục mét, trên đầu đội một cái mũ trông giống như lỗ châu mai trên vạn lý trường thành, hai mắt hình thoi, con người nghiêng vào trong, miệng há to, khóe miệng xoắn lại trông như hàm dâu quai nón, tai như quai ấm, trên người mặc chiến giáp, dáng vẻ uy phong lẫm liệt vô cùng, không nộ mà oai, nhưng điều làm người ta liếc thấy họ ngay, chính là chậu lửa cháy sáng trên tay họ. Cả bốn lực sĩ cùng dơ cao hai tay, nâng một cái chậu khổng lồ bằng kim loại, đường kính mỗi chậu đều khoảng chừng 3 mét, lửa cháy rừng rực bên trong, chiếu sáng cả không gian tầng thứ 6 này. Trác Mộc Cường ba bước tới dưới chân mấy lực sĩ, trông gã còn chưa cao bằng chiếc giày của họ nữa, chăm chú nhìn chiếc chậu tròn khổng lồ bên trên, thốt lên với giọng tựa như không dám tin là thật, là thứ gì mà cháy được lâu thế. Vì đã có ánh lửa, mũ chiếu sáng của bốn người đều không cần thiết nữa, cả bọn cất hết đi, rồi quan sát kỹ lại một lửa tầng địa ngục thứ sáu này đại sảnh họ đang đứng đây có lẽ là khu vực trung tâm của tầng địa ngục thứ sáu, bởi giữa đại sảnh là một bức tượng khổng lồ của nữ thần mặt trăng. Vị nữ thần hung dữ này của chốn địa ngục này rõ ràng là đã được mỹ hóa, mặc dù trên đầu nàng vẫn có vô số rắn độc đang bỏ nhung nhúc, nhưng tướng mạo thì không hề xấu xí, mà toát lên vẻ đạm nhã dịu dàng như ánh trăng, đôi mắt hiền hòa hơi hướng xuống dưới, tựa như quan thế âm Bồ Tát, khiến người ở dưới ngước lên có cảm giác như nữ thần đang chăm chú nhìn mình. Má rộng mũi cao, đây là vẻ đẹp truyền thống nhất của người Maya. Một bàn tay nữ thần cầm bình nước chứa đại hồng thủy, tay kia cầm song đầu trượt, trên vai trái của nữ thần, còn có một con chim đang đậu, nhưng nhìn kỹ lại, thì đó là một bức tượng thần đầu người thân chim. Chọn bức tượng nữ thần mặt trăng có lẽ cao hơn bức 15 mét, vì thể hình của nàng trông thấp hơn bốn bức tượng lực sĩ ở xung quanh. Đỉnh đầu lực sĩ vẫn còn cách mái vòm chừng 10 mét, ngọn lửa cháy hừng hực như thế, vậy mà không thấy trên mái vòm có dấu hiệu bị hun khói nào. Phần đầu của tượng nữ thần chiếm tới một phần ba cả bức tượng, bởi mái tóc do búi rắn độc cuộn thành kia, mỗi con đều vặn vẹo như chuyển động, mỗi con đều lớn như mãng xà, dưới ánh sáng của ngọn lửa, toàn bộ đều như đang còn sống vậy. Khi nhìn tượng nữ thần, rất tự nhiên sẽ chú ý đến mái vòm phía trên đám tượng rắn khổng lồ, bên trên còn có một miệng hố lớn hình vuông, có vẻ như là thông lên tầng trên. Ba người còn lại đều kinh ngạc nhìn bốn bức tượng lực sĩ khổng lồ và nữ thần mặt trăng, duy chỉ mình lạt ma á la là kinh hãi trước bức tượng đầu người mình chim trên vai nữ thần mặt trăng, cũng chỉ có thị lực của ông mới nhìn ra được, đầu của bức tượng đầu người mình chim ấy có tới hai bộ mặt. Cộng mệnh điểu, một, hỏa thần của người maya và cộng mệnh điểu giống nhau như vậy hay sao? Không, không lầm được, tòa địa cung này trăm phần trăm chính là nơi chúng ta muốn tìm rồi. Giáo sư Phương Tân nhanh chóng tìm được thông tin trong máy tính, quả nhiên Pieri có miêu tả. Tôi rơi vào đám rắn khổng lồ, lúc ấy sợ suýt chết, còn tưởng rằng mình rơi đúng vào ổ chăn lớn Sau đó mới phát hiện Thì ra tất cả đều là tượng đá Tôi rơi đầu vào một bức tượng nữ thần Bốn phía lửa cháy hừng hực Tất cả đều như chốn luyện ngục vậy Đọc tới đoạn này Lạt ma á la chờ thốt lên Hỏng rồi, cao như vậy Chúng ta làm sao lên được bây giờ Giáo sư Phương Tân nói Tạm thời cũng chưa gấp lắm Để xem xét nơi này trước rồi bàn chuyện đó sau Tượng nữ thần mặt trang ở ngay giữa đại sảnh bốn lực sĩ đứng dựa vào bốn bức tường. Còn ở ngay trước mặt bức tượng nữ thần là năm mục bái tế hình thang cao chừng 3 mét, dài rộng đều hơn chục mét, trông rất giống phần nền của một kim tự tháp may an nhỏ. Trên bốn bục bái tế xung quanh còn có bốn tượng người cao chừng 3-4 mét, trang sức trên đầu rất đơn giản, bộ mặt trông như chim cú, tất cả đều hướng mặt về phía bục bái tế ở giữa. Bốn người bước lên bục, liền phát hiện ở giữa bục lại có các bậc thang hướng xuống dưới, hình thành nên một hình kim tự tháp ngược, sâu tới cả chục mét giáo sư Phương Tân xuống đến tận cùng, rồi lấy chổi lông làm sạch phần mép của mặt phẳng rộng chừng 4 mét vuông ấy, sau đó phân tích, nhìn này, phần nền này tách ra với bốn vách, chắc là cơ quan bẫy chốt gì đó, nhớ kỹ, chưa có dẫm lên đấy, chúng ta xem tiếp những nơi khác thế nào đã. Lạt ma á là cũng phát hiện ra điều gì đó, ông lấy cái nhíp kẹp lên một nhúm giống như sợi bông, đây có lẽ là thực vật gì đấy, bị khô hết cả rồi, chỉ còn lại một ít vật chất dạng sợi. Đường Mẫn nói, trên bậc thang cũng có này chẳng mấy chốc đã thăm dò xong cả tòa đại sảnh, ngoài chốt bay ở bục bái tế chính giữa tạm thời chưa ai dám động tới ra, bốn người đều không có phát hiện gì khác. Lạt ma á là nói không hề sai, lũ rơi biết bay, vì vậy nên chúng có thể bay qua cái lỗ to tướng trên chấn dẫn lên tầng trên kia một cách dễ dàng. Còn bốn người bọn họ thì chỉ biết trợn mắt lên nhìn, dù có đứng lên đỉnh đầu tượng nữ thần, cũng không thể nhảy một cú cao mười mấy mét được. Hai phía đông tây của sảnh mỗi bên có một cánh cửa lớn, Hành lang cũng dài rộng như con đường dẫn vào đây, đại sảnh ở giữa cách hai gian sảnh hai bên chừng trăm bước chân, hai gian sảnh hai bên cũng to lớn hùng vĩ như đại sảnh ở giữa, trên khung cửa đá hình vòm khắc đầy hoa văn uốn lượn ngoằn nghèo, khiến người ta không sao nén nổi tiếng thốt kinh ngạc xong lại cũng không thể nào hiểu được ý nghĩa chúng. Trong hành lang cũng có các đĩa đèn nhỏ như ngọn đuốc, lửa cháy bập bùng, Trác Mộc Cường ba muốn xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì đang cháy, nhưng suýt nữa thì bỏng cả tay hai gian sảnh hai bên này cũng cũng vẫn có tượng lực sĩ ở các bên tường, tay bưng chậu lửa lớn, nhưng giữa sảnh thì có một tượng đá cao chừng 3 mét, tay cầm một loại vũ khí giống cây giáo mà không phải giáo, giống đinh ba nhưng cũng không phải đinh ba. Ở phía nam thì hai gian sảnh hai bên đông tây, mỗi bên cũng có một gian sảnh khác, bức tượng đặt giữa sảnh của hai gian này đã biến đổi, từ tượng đứng chuyển thành tượng nằm, trông giống một phụ nữ, kỳ lạ một điều là, trong lòng họ cũng vẫn ôm thứ vũ khí quái dị kia, nhìn chẳng hài hòa chút nào tiếp tục hướng về phía nam, vẫn còn đường hầm tối om như mực, vì trong đường hầm không có ánh đèn lửa nữa, nên giáo sư Phương Tân cho rằng không gian ấy có lẽ là không lớn lắm, vì tầng này ít nhất đã phải phân ra một nửa không gian chia cho bốn con đường tượng trưng cho tử vong ở gian sảnh hình bán nguyệt rồi. Hơn nữa, bên trong rất có khả năng có con vật khổng lồ không biết tên kia, tạm thời chớ nên kinh động đến nó, giờ tốt nhất là cứ kiếm cho kỹ trong năm gian sảnh này đã, nếu quả thực không phát hiện gì cả đội mới tiếp tục tiến vào con đường tối tăm ấy. Sau một hồi tìm kiếm kỹ lưỡng, họ phát hiện ra ngoài gian đại sảnh ở giữa, hai phần ba phía trước mặt sàn của bốn gian sảnh còn lại đều có dấu vết nứt gãy rõ rệt. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á đang nghiên cứu cẩn thận, cho rằng vết nứt gãy này chính là một chiếc van khổng lồ, chỉ cần khởi động chốt bật, bốn chiếc van này sẽ bị mở ra. Nhưng cái chốt đó ở đâu? Bốn cánh cửa này có tác dụng gì thì không ai rõ hết. Theo ý của giáo sư Phương Tân, cái chốt này chắc phải ở trong gian đại sảnh ở giữa vì người Maya cổ đại không thể làm cho cơ quan bẫy chốt quá đối dường già phức tạp, nơi đóng mở chắc cũng là nơi nổi bật. Vì vậy, bốn người lại trở về gian đại sảnh ở giữa. Kết cấu ở đây hơi phức tạp một chút, bốn vách tường là bốn trục lực sĩ khổng lồ đang dựa lưng, năm cái bục bái tế thì trên bốn bục có tượng người, phía trước bục bái tế còn có một bức tượng nữ thần mặt trăng nữa. Giáo sư Phương Tân bảo với mọi người, chốt khởi động cơ quan có lẽ ở ngay trên những bức tượng này, chỉ có điều là đám tượng này đều hơi to quá, muốn tìm được chốt mở quả thực không hề dễ chút nào. Mọi người liền phân công công việc, mỗi người kiểm tra kỹ lưỡng một bức tượng. Trác Mộc Cường ba cậy mình tài cao gan lớn, đã bám vào vạt áo tượng nữ thần mặt trăng, trèo lên cao. Gã trèo một mạch lên vai nữ thần, thử lay động pho tượng mặt người thân chim, nhưng hai bức tượng đẽo liền khối, làm sao lay động được. Trác Mộc Cường ba thấy vậy vẫn chưa đủ, lại dẫm lên tai nữ thần trèo lên đỉnh đầu nàng, đứng trên vô số hình tượng rắn độc to như con chăn gió, đảo mắt quan sát bốn phía. Phát hiện đầu tiên của gã là vị thần đầu trâu mặt ngựa trên bích họa giờ đã được tạc thành đá, đứng ngay trên đầu nữ thần, thần thái như thể mình ta độc tôn trong cõi trời đất này vậy. Hai tai pho tượng này hình vuông, trông cũng giống sừng trâu bị cưa đứt, mắt lồi ra như mắt trâu, phần bụng tròn to như thùng nước, đôi chân thì từ bàn chân tới bắp chân to đều như nhau, giống như hai cái đôn bằng đá hơn. Bức tượng này chỉ cao bằng người thường, lại ẩn giữa đám tượng rắn lũ rắn uốn lượn xung quanh, khom mình như thể hết sức cung kính. Trác Mộc Cường ba ngây người quan sát trong giây lát, lấy làm khó hiểu trước vị thần còn tôn quý hơn cả thần cai quản địa ngục này. nền văn minh Maya đó tàn lụi quá sớm, khiến cho ngày nay tất cả đều chỉ có thể dựa vào suy đoán. Gã lắc đầu thở dài, sau đó cúi nhìn xuống dưới, chỉ thấy mấy người bọn giáo sư Phương Tân đều nhỏ như hạt đậu, vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra những bức tượng đá còn lại. Cũng không ai để ý thấy gã trèo cao đến vậy, lại quan sát bốn phía quanh đấy lửa nóng cháy phừng phừng, tựa hồ đang trực tiếp nướng gã lên vậy, vị trí này ngang tầm ngực bốn lực sĩ, nhìn bốn cái đầu to tướng của họ, gã có cảm giác khoảng cách vô cùng gần, tưởng chừng chỉ cần nhắc chân thôi là đã bước qua rồi vậy, ngẩng đầu nhìn lên, miệng hố hình vuông trên đỉnh trông to lớn khác thường. Cái hố này cũng phải đến 7-8 mét vuông, từ khoảng cách này ngước nhìn, vách bên của hố dường như rất mỏng, ước chừng chưa được 1 cm. Trác Mộc Cường ba nheo mắt quan sát, phát hiện chỗ miệng hố có thả xuống một đoạn dây leo, lại hơi giống như dây thừng trong lòng thầm kinh ngạc tự nhủ chẳng lẽ khi trước từ trên miệng hố này có thang dây thả xuống thời gian lâu quá nên mục giữa hết cả rồi nếu quả là vậy chúng ta làm sao lên được sau đó gã lại nghĩ không đúng nếu như có thang dây bất kể là thứ gì ít nhất nó có mục giữa thì cũng phải rơi xuống bên dưới nhưng bọn ta có phát hiện gì dưới đó đâu chẳng qua cũng chỉ tìm được một vài sợi thực vật ở giữa bục bái tế kia mà nếu rơi từ đây xuống không thể nào rơi vào trong bục bái tế được Rốt cuộc là thế nào đây? Trác Mộc Cường ba lại lay lay cái này, động động cái kia trên mái tóc hình rắn của nữ thần mặt trăng, xong cũng không phát hiện được gì. Gã lấy làm thất vọng, lúc này Đường Mẫn bên dưới cũng đã nhận ra gã đã biến mất, đang lo lắng lớn tiếng hò gọi. Trác Mộc Cường ba thở dài một tiếng, vỗ tay vào một con rắn đá, chuẩn bị leo xuống. Không ngờ, tay vừa chạm vào con rắn này, cảm giác mát lạnh, da rắn thô ráp hơn những con rắn khác rất nhiều, lại còn hơi đàn hồi nữa. Trác Mộc Cường ba lấy làm kỳ quái, lại vỗ mạnh thêm hai phát nữa, con rắn đá kia đột nhiên ngoảnh đầu qua, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mặt gã. Hóa ra đây là một con rắn thật. Trác Mộc Cường ba làm sao ngờ được, giữa bao nhiêu con rắn đá này, lại có một con chăn thật ẩn núp. Gã quên cả sợ hãi, cũng quên luôn bỏ chạy, cứ bần thần ngây ra tại chỗ, đầu óc xuất hiện hiện tượng tạm thời trống rỗng. Con chăn này không hiểu có phải đã mê con rắn đá nào, đang biểu lộ tình cảm thì bị Trác Mộc Cường ba phá mất chuyện tốt, lấy làm tức giận, miệng há lớn, chuẩn bị lao bổ về phía gã, nhưng hiểm nỗi thể hình nó quá lớn, nhất thời lửa giận cũng che mờ cả đầu óc, cái đầu to tướng lại kẹt giữa hai con rắn đá khác, cách mặt Trác Mộc Cường ba chỉ có mấy cm, hơi thở tanh lòng phả ra làm gã đung đưa như muốn ngã. Lúc này, Trác Mộc Cường ba mới có phản ứng, gã run cả người, ra sức lùi về phía sau mà quên bén mất mình đang ở đâu, kết quả thân dưới lùi một bước, thân trên cũng kẹt cứng giữa các con rắn đá không thể cử động. con chân kia ra sức vặn vẹo thân mình, toàn rút đầu ra khỏi chỗ kẹt. Chắc một cường ba cũng xoay chuyển thân trên hòng len ra trước. một người một chân đều đang lay lắc phần hông, hai gương mặt chỉ cách nhau có vài cm, cứ như là đang nhảy điệu rumba. cuối cùng trác mộc cường ba cũng rằng ra được trước, gã lựa theo khe hở giữa những con rắn đá leo xuống phần rìa đầu nữ thần, bám vào một thân con rắn đá trượt xuống tai, rồi từ tai lại trượt xuống bờ vai bức tượng kế đó bám vào vạt áo nhanh nhẹn tụt tiếp xuống dưới, vừa tụt vừa kêu lên, đừng tìm nữa, tôi ở đây. Mẫn mẫn, thầy giáo, chạy nhanh lên, có con chăn, nó, nó, nó xuống đến nơi bây giờ. Trác Mộc Cường ba leo một mạch xuống đất, kéo tay giáo sư Phương Tân nói, chạy mau, chạy mau, nó tới rồi. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á là đánh mắt nhìn Trác Mộc Cường ba, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên cao, sau đó hỏi, cậu, cậu không nhìn lầm đấy chứ, cậu có hoa mắt không, anh, hay là anh vẫn chưa khỏi hẳn? Người hỏi câu cuối cùng, chính là đường mẫn. Trác Mộc Cường ba rè giặt ngoảnh đầu lại, tượng nữ thần vẫn đứng đó, khoan thai mà nghiêm trang, ánh mắt dường như diếu cợt, nào có chân có rắn gì nữa. Gã lẩm bẩm nói, không thể nào, anh không thể nhầm được, nó nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, ở ngay bên trên đó ấy. Trong đám tượng rắn ấy, có một con là thật, gã còn chưa dứt lời, đường mẫn đá đưa tay sờ lên chán. Trác Mộc Cường ba cảm thấy rõ ràng, bàn tay cô lạnh toát, hơn nữa còn đang run rẩy khe khẽ. Trác Mộc Cường ba gà tay đường mẫn ra, trách móc, mọi người. Không tin tôi sao? Giáo sư Phương Tân thở dài, Cường ba à, chỉ có điều, cậu lúc này, so với phản ứng lúc chúng độc lần đầu tiên, gần như giống hệt đó. Trác Mộc Cường ba vò đầu bước tai, lần đầu tiên chúng độc là như thế nào, gã hoàn toàn không còn ấn tượng gì nữa. Đường mẫn đành an ủi, em, em tin anh mà, nhưng giọng cô cũng hết sức miễn cưỡng. Bởi lúc chắc Mộc cường ba có phản ứng trúng độc, ba người họ phải tốn rất nhiều sức lực mới giữ chặt được gã lại, lúc ấy gã cứ hét ầm hét ý lên, hai tay khua loạn, không ngừng gào thét, lũ xác ướp kia muốn ăn thì tôi. Chúng nó muốn ăn thì tôi, chúng nó đến rồi, chạy mau, chạy mau, đến rồi. Giáo sư Phương Tân nói, được rồi, chúng ta cứ chuẩn bị điện cao áp đi, nếu đúng là thật thì còn đối phó được. Nghe ông nói vậy, đường mẫn liền lấy trong ba lô ra một cái hộp nhỏ trông như roi điện phòng bọn sàm sỡ của các cô gái, chỉ to hơn bao thuốc lá một chút. Cô lướt nhìn tín hiệu trên hộp, đoạn nói, chỉ dùng được một lần, hết pin rồi. Giáo sư Phương Tân nói, đủ rồi, đến giờ chúng ta vẫn chưa có phát hiện gì mới, tôi định thử cái kia xem thế nào. Ông chỉ tay vào bục bái tế, đoạn nói tiếp, ở đó không có xương cốt hay những dấu vết khác, chắc là chốt tổng. Cậu tuổi trẻ lại khỏe mạnh nhất trong bốn người chúng ta, hãy thử dẫm lên đó, chúng tôi sẽ buộc dây an toàn cho cậu, nếu có gì không ổn thì hãy chạy lên thật nhanh. Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, xung quanh không có vẻ gì là có bẫy dập nguy hiểm chết người cả, cùng lắm cũng chỉ là dưới sàn nhà phát ra ám khí công kích thôi, chỉ cần cậu chạy ra khỏi bục bái tế được thì sẽ không còn nguy hiểm nữa. Về đầu lâu xương cốt, chắc Mộc Cường Ba đã nghe mấy người giáo sư Phương Tân giải thích, đây là kinh nghiệm tích lũy được ở hai tầng dưới, phàm là nơi nào có xương người, quá nữa là chỗ ấy có cơ quan chốt bẫy chí mạng, những bộ xương ấy chính là tiêu chí cảnh báo nơi nào nguy hiểm. Xung quanh cơ quan có thể đạp lên bên trong bục bái tế kia không có xương cốt gì, độ an toàn của nó có thể nâng lên tới 50%, mặc dù là thế, song bọn giáo sư Phương Tân cũng chuẩn bị hết sức chu đáo, trước đó đã dùng ba lô để thử, nhưng chắc là không đủ trọng lượng nên mới định để chắc một cường ba mạo hiểm một lần. Sau khi buộc dây an toàn, đường mẫn dặn dò gã vài câu, rồi giáo sư Phương Tân hỏi, chuẩn bị xong chưa? Trác Mộc Cường Ba đứng ở bậc thang cuối cùng bên trong bục bái tế, gật gật đầu, rồi theo lời giáo sư Phương Tân, trước tiên thò một chân ra dẫm thử, không có phản ứng gì, sau đó gã táo gan hơn, dẫm cả hai chân lên phiến đá, cũng không phản ứng gì, nhảy tại chỗ mấy lượt, cũng không phản ứng, gã dùng sức dẫm chân, vẫn không có phản ứng. Trác Mộc Cường Ba chìa hai tay, nhún vai chán nản. Giáo sư Phương Tân cẩn thận bước xuống, để lại lạt ma á la và đường mẫn giữ dây thừng, rồi ôm Trác Mộc Cường Ba cùng nhảy lên trên sàn song nền nhà vẫn chỉ là nền nhà, không hề nhích động chút nào. Giáo sư Phương Tân buông chắc Mộc Cường ba ra, ngồi thụp xuống, gõ bên này rồi nhìn bên kia, nghi hoặc thốt lên, lẽ nào chúng ta đã đoán sai. Sau đó, cả Lạt Ma Á La và Đường Mẫn cũng xuống, bốn người cùng đứng trên phiến đá ấy, song vẫn không hề cảm giác ra được có cơ quan máy móc nào được khởi động cả. Lạt Ma Á La ngồi xổm bên mép phiến đá, nói, không, không sai đâu, nhìn vết tích của phiến đá này và các mép xung quanh, nó phải chìm xuống mới đúng, chẳng lẽ là trọng lượng của bốn người chúng ta vẫn chưa đủ ư? Hay là bị gì xét ở đâu đó mất rồi? Giáo sư Phương Tân đứng dậy phủi tay nói, thôi bỏ đi, xem ra chúng ta chỉ còn lại đường hầm tối tăm kia để đi thôi, hình như là đi về phía nam gian sảnh phía đông, phải không nhỉ? Đợi chút đã, Lạt Ma Á la lên tiếng, cho tôi xem máy tính sách tay được không? Giáo sư Phương Tân liền đưa máy tính cho ông, Lạt Ma Á la lại nói, Phía nam gian sảnh phía đông và gian sảnh phía tây đều có một gian sảnh khác, trong đó có hai bức tượng nằm, có thể mở ra xếp chung một chỗ được không? Giáo sư Phương Tân liền nhanh nhẹn sắp xếp cho hai bức tượng cùng hiện lên trên màn hình. Lạt Ma Á La nói, xem xem có gì khác không. Giáo sư Phương Tân thốt lên, không đặt vào một chỗ so sánh thì thật không thể nhìn ra được, phương hướng và vị trí ôm vũ khí của hai bức tượng năm này chẳng hài hòa chút nào, sao lại như vậy chứ nhỉ? Một, dịch nghĩa theo từ tiếng phạn GTVI ý và ca, còn gọi mệnh mệnh điểu hay sinh sinh điều là chim thần trong truyền thuyết Phật giáo, trong kinh Phật gọi là tuyết sơn thần điểu, một thân hai đầu, mặt người mình chim. Đời sau khi dịch văn tiếng phạn thường dùng hai chữ cộng mệnh cùng mạng để dịch nghĩa. Trong nhạc Lộc Sơn Đạo Lâm Nhị Tự Hành của Đỗ Phủ có viết liên hoa giao hưởng cộng mệnh điều rinh kim bảng song hồi tam túc ô. Nghĩa là, con chim cộng mệnh cùng hót đài centerin ba chân, vỗ cánh hai phen phả vàng. Lạt ma á là gật đầu nói, ngay lúc đầu trông thấy hai bức tượng nằm này tôi đã thấy không ổn rồi, nhưng không nói ra được chỗ nào bất bình thường, cho tới khi nãy, nghe cường ba họ hét trượt từ trên tượng nữ thần xuống, tôi mới để ý tới một vấn đề. Mọi người nhìn xem, bức tượng trên vai nữ thần ấy, đã chú ý thấy chưa? Giáo sư Phương Tân Đáp, là hỏa thần đúng không? Hỏa tần Tava, phò tá nữ thần mặt trăng cai quản tầng địa ngục thứ sáu, đầu người mình chim, là cánh tay đắc lực của nữ thần. Lạt ma á la lại nói, nếu đã là cánh tay đắc lực, tay trái có rồi, vậy còn tay phải đâu? Giáo sư Phương Tân trầm ngâm, ý của đại sư là, thủy thần, không thấy thủy thần có phải không? Lạt ma á la chỉ vào ngọn lửa đang cháy, đây là địa ngục của nước và lửa, lửa chúng ta đều trông thấy rồi, vậy thì còn nước đâu? Nói đoạn, ông ta lại liếc mắt nhìn tượng đá trên màn hình máy tính. Giáo sư Phương Tân liền hiểu ra, bức tượng đá này, lẽ nào chính là thủy thần? À, phải rồi, tôi nhớ ra rồi, từng khai quật được một bức tượng thủy thần, tượng tạc thành hình một phụ nữ lấy tay gạt nước trong hồ. Lạt ma á la nói, không chỉ tượng nằm, cả hai bức tượng đàn ông đứng trong hai gian sảnh còn lại cũng là thủy thần, những thủy thần có giới tính khác nhau. Giáo sư Phương Tân gieo lên, vậy thì có thể hiểu được rồi, nếu là thủy thần, đáng lẽ trong tay họ phải không có vũ khí mới đúng, chính là những thứ vũ khí ấy làm chúng ta hiểu lầm, có người cố ý sắp xếp như vậy. Lạt ma á la gật đầu, nếu mấy món vũ khí này không phải của thủy thần. Ông ngước lên nhìn bốn bức tượng đá trước mặt, vừa hay cũng là bốn bức, chiều cao kích cỡ cũng ngang nhau. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La liền lập tức kiểm tra lại một lượt cả bốn bức tượng ấy. Chỉ thoáng sau đó, giáo sư Phương Tân đã phát hiện trên tay đặt sát người của mấy bức tượng trông như vệ sĩ đó có một lỗ nhỏ, bị bùn đất bít kín nên vừa nãy kiểm tra không nhận ra được. Cái lỗ này tròn vành vạnh, Lạt Ma Á La thò ngón tay vào, bên trong như có bánh răng bằng kim loại. Ông cả mừng reo lên, không sai đâu, đây chính là chốt khởi động cơ quan rồi. Giáo sư Phương Tân liền nói ngay, chúng ta mang bốn món vũ khí kia lại đây cắm vào trong lỗ thử xem, nhanh lên. Bốn người liền chia ra hành động, chắc Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La mang về trước tiên, quả nhiên chỗ tay cầm của thứ vũ khí ấy có kết cấu răng cưa chìa ra ngoài, hoàn toàn khớp với lỗ trên tay tượng thần. Chắc Mộc Cường Ba định vặn thử, nhưng bị Lạt Ma Á La ngăn lại, đợi chút đã, phải vặn cả bốn thanh một lúc mới được giáo sư Phương Tân cũng mang vũ khí kia về, cắm vào một bức tường khác, mãi sau đường mẫn mới hì hục trở lại, nửa kéo nửa lê thứ vũ khí dài thượt ấy, trông vô cùng vất vả. Trác Mộc Cường ba vội chạy tới giúp cô một tay, vừa đỡ lấy món vũ khí từ tay đường mẫn, gã chợt nghe lạt ma phía sau kêu lên, cẩn thận trên đầu có thứ gì rơi xuống. Trác Mộc Cường ba không hiểu gì cả, giờ luôn thanh vũ khí đó lên, cánh tay trầm xuống, hình như vừa gạt một vật gì đó vừa lớn vừa dài sang một bên. Đến giờ gã mới nhìn rõ, hóa ra lại chính là con chăn trên đầu bức tượng nữ thần khi nãy hai tay không tự chủ được mà khẽ run lên cũng may lạt ma á la chỉ nói cẩn thận trên đầu chứ không nói cẩn thận con chăn bằng không lúc này gã đã bị con quái vật kia cuốn lấy rồi đường mẫn nấp sau lưng trác mộc cường ba rú lên sợ hãi thì ra con chăn kia bị kẹt giữa búi rắn đá chặt quá vùng vẫy mãi từ nãy giờ mới thoát ra được liền tức khắc trườn theo cánh tay tượng nữ thần bỏ xuống bị trác mộc cường ba gạt văng xuống đất lăn một vòng, rồi lại nhanh chóng móc cái đầu to tướng lên. Đôi mắt rắn lạnh lùng hằn học nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba, không ngừng lè lè cái lưỡi, cần cổ không ngừng đung đưa ra trước rồi lại về phía sau, sẵn sàng sổ tới đất một phát bất cứ lúc nào. Con chăn khổng lồ này dài tới gần 8 mét, cả lạt ma á la lẫn giáo sư Phương Tân đều ngây người ra tại chỗ, cũng chưa có kinh nghiệm đối phó với con quái vật này bao giờ. Giáo sư Phương Tân cẩn trọng mở khóa kéo ba lô, chuẩn bị lấy chiếc đèn pha bên trong ra, Lạt Ma Á la chợt nói khẽ, dùng đét tờ ấy. Giáo sư Phương Tân lấy làm khó hiểu, đó là một loại thuốc khử mùi, bọn họ thường dùng để giết một số loại côn trùng nhỏ mà thôi. Con chăn cũng không lường trước được bên dưới lại có bốn động vật nhỏ đứng thẳng trên hai chân như thế, đôi mắt rắn nghi hoặc đảo tròn, thầm nhủ, rốt cuộc nên ăn con nào trước đây. Song Phương đều chưa có sự chuẩn bị, lúc này trong đại sảnh lại vẳng lên tiếng giết the thé sắc nhọt, bên trái một tiếng, bên phải một tiếng, nghe tựa như lưới cưa giết trên sắt dỉ, khiến cả bốn người đều đau nhói cả tai, lông tóc dựng ngược hết cả lên. Con chăn lớn vừa nghe thấy âm thanh đó, cũng như gặp phải cường địch, đột nhiên cuộn thân lại, tạo thành mấy vòng tròn đồng tâm, ngóc đầu lên cao, miệng há to hết cỡ, phát ra những âm thanh thị uy đặc thù. Kế đó, cả tòa đại sảnh vang lên những âm thanh bịch bịch bịch, bốn người vừa nghe âm thanh này liền hiểu ra ngay, cảm giác này giống hệt như lúc họ trông thấy con vật khổng lồ khi nãy di động. Hai đường hầm cao lớn ở hai bên, cùng lúc xuất hiện hai con quái thú vĩ đại, mà cũng không thể nói là quái thú được, đôi mắt tròn đen nhỏ xíu lấp lánh như hai viên chân châu, cái miệng nhòn nhọn, trên mũi có mấy sợi dâu, đôi tai tròn, thân thể múc míp, tứ chi ngắn ngủn, kéo lê sau lưng một cái đuôi vừa to vừa dài, rõ người mươi là một con chuột, chỉ có điều chấm con chuột này có thể hình so được với. Con voi Hai con chuột khổng lồ chẳng buồn để mắt tới bốn người bọn chác mộc cường ba, chúng chỉ nhìn tròng trọc vào con chăn khổng lồ, xét về mặt thể hình, con chăn khổng lồ kia dường như không chiếm được chút ưu thế nào. Nhân lúc bọn quái thú đang gầm ghè rằng co, Trác Mộc Cường ba kéo tay đường mẫn cẩn thận nhích về phía chỗ giáo sư Phương Tân, khe khẽ hỏi Lạt Ma Á La, đại sư, cái, cái thứ ấy, đó là hai con chuột à? Lạt Ma Á La sửa lại, không, không phải hai con, mà là hai ông chuột mới đúng. Giáo sư Phương Tân điều chỉnh ống kính máy quay hướng về chỗ hai con chuột khổng lồ, lẩm bẩm nói, thật không thể ngờ, không ngờ còn có thể nhìn thấy những sinh vật lẽ ra đã tuyệt chủng rồi, tin tức này mà truyền ra ngoài đảm bảo sẽ làm cả thế giới phải chấn động. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt, sao hả? Thầy giáo nhận ra bọn này à? Chúng không phải là kết quả của đột biến gen ư? Lạt Ma Á la nói, làm sao mà đột biến gen thế được? Đây là chuột khổng lồ châu Mỹ, theo các nhà khoa học, bọn chúng đã biến mất trên bề mặt địa cầu này từ 70 triệu năm trước rồi, đến nay chỉ phát hiện được hóa thạch thôi. Một con chuột khổng lồ trưởng thành thể hình hơi lớn hơn con tê giác một chút, nhưng hơi nhỏ hơn so với voi châu Phi. Sao hả, các cậu không nghiên cứu về các loài động vật từng sinh sống trên đại lục Nam Mỹ này hả? Trác Mộc Cường ba ngây người ra nói, các loài động vật từng sinh sống ở đây, chúng tôi làm sao mà nghiên cứu được? Lạt Ma Á la thở dài nói, xem ra các cậu đúng là học hành chẳng ra gì. Không nghiên cứu về văn hóa khu vực Nam Mỹ, cũng không nghiên cứu về các sự kiện tiền sử, vậy khi gặp phải chuyện gì bất ngờ các cậu chỉ biết hoang mang cuống quyết là phải rồi. Đường mẫn dựa vào sau lưng Trác Mộc Cường Ba, nói, chúng ta, chúng ta đi khỏi đây đi, em sợ quá. Trác Mộc Cường Ba an ủi, anh cũng sợ lắm, nhưng làm sao mà đi đây? Nhưng anh nghĩ, thầy giáo thế nào cũng có cách. Lúc này, ba con thú khổng lồ kia đã lao vào quần nhau. Vì thân hình chuột khổng lồ châu Mỹ quá to lớn, khiến con chăn chỉ quấn được trên mình nó có một vòng, không thể nào dùng sức được, mà muốn há miệng nuốt chừng nó, thì thật chẳng khác nào chuyện rắn nuốt voi cả, còn bọn chuột khổng lồ lại có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, chỉ thấy hai con chuột ngược lại còn dùng chi trước ôm chặt lấy thân chăn, há miệng cắn vào lớp phải kiên cố của đối thủ, con chăn đau đớn cuộn chặt lấy cổ một con chuột, con chuột kia vội nhau tới giúp đồng loại. Chỉ thoáng chốc, hai con chuột đã một đầu một đuôi, ấn con chăn khổng lồ xuống đất, khiến nó không thể cuộn xoắn lại nữa. Con chăn Anaconda khổng lồ Nam Mỹ bị kéo thẳng đơ, trông chẳng khác gì con cá chạch nằm chờ chết trên thất cả. Lúc này, trong đường hầm phía đông gian sảnh lớn lại có thêm một con chuột châu Mỹ khổng lồ lao ra. Lạt ma á là giờ mới nói với giáo sư Phương Tân, tình hình không ổn rồi, giờ chỗ này như là ổ của chúng thì phải. Giáo sư Phương Tân cũng hiểu rõ, nếu con chăn lớn bị ăn hết, tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ làm món tráng miệng sau bữa của mấy con quái vật này. Vội nói nhanh, mau lên, cắm cái cuối cùng vào. Tôi đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng lúc dùng sức, chuyển động tay cầm theo chiều kim đồng hồ xoay tới khi nào không thể tiếp tục nữa thì thôi, hiểu chưa hả? Nói đoạn, ông ngước nhìn tượng nữ thần mặt trăng, rồi tiếp lời, sau đó, bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng phải lập tức trèo lên trên kia. Bên dưới bục bái tế, bốn con thú khổng lồ vẫn rằng co kịch liệt, bên trên, bốn người đều đã đứng ở vị trí của mình. Nghe giáo sư Phương Tân phát lệnh, bốn thanh vũ khí dài bắt đầu từ từ xoay chuyển, xoay hết bốn vòng mới dừng lại, sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi, ngoài tiếng chít chít của lũ chuột và tiếng xì xì của con chăn khổng lồ trong sảnh không còn âm thanh nào khác bốn người không kịp dừng lại cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều cùng nhào tới bám vào tượng nữ thần mặt trăng bắt đầu trèo lên cao leo được chừng một nửa giáo sư phương tân mới sực nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng liền quay sang hỏi trác mộc cường ba bên trên có còn nữa hay không vừa nghe hỏi vậy tim trác mộc cường ba như trầm xuống một nhịp gã thần thờ trả lời ai mà biết được chứ lúc này hệ thống đã bắt đầu khởi động, mặt đất chấn động, sàn nhà rung lên, những lực sĩ cao hơn hai chục mét kia há to miệng, tựa hồ như đang gào lên đau đớn, ngọn lửa rực rỡ cháy càng mạnh hơn bội phần, nữ thần mặt trăng. Phẫn nộ rồi, bốn người treo lơ lửng trên cao, bám chặt vào vạt áo của bức tượng nữ thần, khó nhọc đợi cho cơn địa chấn cấp độ nhẹ này qua đi. Thấy lạt ma á là cúi đầu nhìn xuống dưới, chắc một cường ba liền hỏi, đại sư, bên dưới có biến đổi gì không? Lạt ma á la lắc đầu, không thấy gì hình như không có gì cả lời ông chưa dứt mặt đất lại bắt đầu rung lên bần bật dường như có chốt cơ quan ở nơi nào khác cũng bị mở ra sau đợt chấn động thứ hai giáo sư phương tân nói hết cách rồi liều một phen vậy trèo lên đỉnh đầu bức tượng này rồi tính tiếp đợt chấn động thứ hai này tương đối ngắn thời gian ngưng lại khá dài trác mộc cường ba sắp leo lên tới vai nữ thần thì đợt chấn động thứ ba lại bắt đầu lần này cảm giác yếu hơn một chút dường như ở một nơi cách tầng này rất xa có một cơ quan nào đấy bị mở ra. Lạt ma á là đột nhiên kêu lên, nhìn kìa, là nước, trong miệng của bốn lực sĩ, nước phun ào ào, trông như bốn dòng thác lớn sầm sập đổ xuống địa ngục của nước và lửa này. Nơi lối thông giữa tầng 4 và tầng 5, một đám du kích đang hoang mang nhìn quanh. Giờ quân số của chúng chỉ còn một phần tư so với lúc tiến vào địa cung, cả bọn như chim sợ cảnh cong, bất cứ tiếng động nào cũng đều khiến chúng run bắn cả thân mình. Gonzales túm tóc Basaka lắc mạnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, bảo với chúng nó không được làm loạn lên, lại có thằng khốn nào dẫm phải bẫy rồi hả? Một tên lính du kích run rẩy nói, hình như, hình như không phải bẫy của tầng này. Gonzales lơi tay ra, thở phào nhẹ nhóm, không phải thì tốt, không phải thì tốt. Tầng 5, Sox đang đứng lại phía trước một vật khổng lồ bằng đá. Đồ vật này nhìn chỉnh thể thì hơi giống một cái nghiên mực khổng lồ, dài rộng đều hơn chục mét, ở giữa có vô số hố chúng, có cầu vòm, có cả đường thoát nước, xem chừng như là mô hình hệ thống nước ngầm của một thành trì phồn vinh. Đợt chấn động vừa rồi cũng làm kinh động đến y, Sos ngẩng đầu lên, lẩm bẩm, ai mở cơ quan tầng thứ 6 vậy nhỉ, sao lại có người đi từ dưới lên? Thật là lạ, hắc hắc, từ tầng 6 mà muốn lên tầng 5, chỉ e là hơi hung hiểm. Phải vượt qua chỗ đó, y lắc mạnh đầu, không thể nào, người bình thường không thể nào đi qua đó được cuối cùng họ cũng leo lên được đỉnh đầu tượng nữ thần sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt trong đám rắn đá xác định không còn con chăn nào khác nữa bốn người mới thở phào nhẹ nhõm tạm thời nghỉ ngơi được giây lát lạt ma á la chăm chú quan sát phần miệng các lực sĩ chỉ thấy nước tuôn xối xả ông nhìn một lúc bỗng nhiên thốt lên là hồ nước trên đỉnh người may a đã nối liền hồ nước khổng lồ trên đỉnh với tầng này trác mộc cường ba thắc mắc sao đại sư biết lạt ma á la chỉ tay xuống nước dưới nước kia có cá, hả? Trác Mộc Cường ba kêu lên, lũ cá trong cái hồ ấy không phải thứ tốt lành gì, tình hình lúc này trở nên càng thêm bê bết. Gã cúi người xuống nhìn, chỉ thấy mấy con chuột châu Mỹ khổng lồ đã chạy biến từ lúc nào, cả con chăn cũng thừa cơ trốn mất, nó vốn là cao thủ bơi lội mà. Lạt ma á là cũng cúi đầu nhìn xuống, nước đang không ngừng nuốt lấy từng bậc thang dẫn lên bục bái tế, lũ cá ăn thịt người không ngừng nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Ông trao mày nói, tại sao nước dâng nhanh thế nhỉ? chỗ phun nước có lẽ không chỉ ở bốn bức tượng lực sĩ này, những nơi khác cũng đang phun nước thì phải. Giáo sư Phương Tân nói, còn nhớ vị trí giữa bốn gian sảnh còn lại không, tôi nghĩ chấn động vừa rồi chính là do bốn cánh cửa ấy bị mở ra đấy. Chẳng trách, Lạt Ma Á là đột nhiên vỗ tay một cái, cơ quan khéo léo thật. Thiết kế tinh tế thật, tôi nghĩ mình đã hiểu ra rồi. Thì ra là như vậy. Giáo sư Phương Tân hỏi, ngài nghĩ ra điều gì vậy? Lạt Ma Á La nói, ông còn nhớ khi chúng ta từ tầng thứ bảy đi lên không gian bán nguyệt ở tầng này bị một cánh cửa đá bịt chặt lại không lúc ấy tôi đã ngờ vực tại sao tầng này lại đóng chặt đến thế giờ thì coi như đã hiểu rồi giáo sư phương tân cũng tỉnh ngộ thì ra tầng này vốn là để tích nước bằng không thì đã không gọi là địa ngục của nước và lửa rồi lạt ma á là bổ sung thêm chẳng những như vậy đây là một kết cấu liên hoàn khi nước tích tụ đến một mức độ nhất định áp lực khổng lồ đè nặng xuống sàn cơ quan ở giữa hai bục bái tế mà sức chúng ta không thể ấn xuống kia sẽ bị nước đè xuống. Nếu tôi đoán không lầm, chốt cơ quan phải dùng đến áp lực nước khổng lồ ấn xuống ấy, chính là dùng để mở cánh cửa giá và nâng tấm lưới tấm lưới kim loại có mũi nhọn nặng nề kia lên, chỉ có sức mạnh lớn như thế mới có khả năng đưa cửa đá và tấm lưới kim loại ấy trở về vị trí ban đầu mà thôi. Giáo sư Phương Tân gật gật đầu, hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi, quả thực là rất khéo léo tinh diệu, họ đã lợi dụng sức mạnh của tự nhiên để hoàn thành công việc con người không thể làm nổi, khiến cho cả bộ máy khổng lồ này có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần. Trác Mộc Cường ba nhìn giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La đang thảo luận hết sức hưng phấn, nắm chặt bàn tay đường mẫn, lo lắng hỏi, thế nhưng, làm sao mới lên được trên kia đây? Nếu nước dâng cao nữa, chúng ta sẽ bị chết chìm ở đây cả đó. Lúc này, mực nước đã ngập cả bục bái tế, đang dần dần nhấn chìm bốn bức tượng thần nhỏ kia. Giáo sư Phương Tân nói, đây đúng là một vấn đề. A, à, có rồi, mẫn mẫn, chiếc bè da của chúng ta đâu? Mở ra, nếu nước dâng cao tới đây, chúng ta có thể sử dụng bè da để nổi lên theo, như vậy có thể lợi dụng sức nâng của nước mà lên thẳng tầng trên luôn rồi. Lạt Ma Á La lắc đầu, không thể được, nước không dâng cao tới vậy đâu. Ông chỉ vào ngọn lửa đang cháy, nói, phần đáy của bốn chiếc chậu lớn kia có vết nước, chỉ sợ mọi người khó mà nhận ra được, nhưng ngọn lửa đó tới giờ vẫn không hề tắt lụi từ điểm này cũng nên nghĩ ra, mực nước sẽ không dâng lên cao quá ngọn lửa. Chỉ cần áp lực nước đủ mức, cửa đá sẽ mở ra, nước liền theo đó mà chảy đi, đồng thời cánh cửa núi liền với hồ nước trên đỉnh sẽ đóng lại. Cuối cùng, nước ở tầng này sẽ chảy đi bằng hết, chỉ còn lại một ít động ở giữa bục bái tế, có lẽ từng có thủy tảo rong rêu trong ấy nữa, vì vậy chúng ta mới phát hiện ra thực vật dạng sợi. Giáo sư Phương Tân nói, vậy thì, người Maya cổ đại làm sao lên trên được? Trác Mộc Cường Ba nói, có thể họ dùng thang dây. Gã chỉ tay vào đoạn dây leo đứt bên mép cái hố hình vuông trên đầu. Lạt ma á là nheo mắt quan sát thật kỹ, rồi đáp, ừm, um, cường ba đoán không sai đâu, nhưng đây không phải dây thường thời cổ đại, mà chắc là thang dây từ mấy năm trước. Dây thường là loại dễ mục nát nhất, mặc dù chỉ mấy năm nhưng nửa đoạn dây kia đã hỏng hết cả, phần còn lại e đã rơi xuống và bị nước cuốn đi rồi. Cuối cùng, lần này thì cả giáo sư Phương Tân cũng không còn chú ý gì nữa, Ông hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Đợi nước rút, chỉ sợ chúng ta không thể cầm cự trong nước lâu như thế, hơn nữa, dù nước rút đi cũng không thể lên trên đó được. Lạt Ma Á La nói, vẫn còn một con đường khác, nhưng sợ rằng phải mạo hiểm một chút. Ông nhìn xuống dưới, nước đã ngập bốn pho tượng thần nhỏ, đang dâng dần lên tới phần hông của tượng nữ thần. Đường Mẫn nói, Lạt Ma Á La, đại sư, đại sư muốn nói, dưới nước. Lạt Ma Á La gật đầu, không sai giờ cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài đã mở ra rồi, mặc dù nước đang dồn vào đây, mức nước không ngừng dâng cao, còn nước trong hồ phía trên lại giảm đi đáng kể, áp suất giảm xuống, chúng ta có thể bơi qua từ cửa trượt ngầm dưới lòng đất kia. Giáo sư Phương Tân lo lắng nói, mạo hiểm quá, chúng ta không hề biết bốn cánh cửa trượt kia thông đi đâu, nếu hai bên đều bị đóng lại. Lạt ma á la lắc đầu, không, tôi đã nghĩ kỹ rồi, mọi người thử nghĩ xem, lúc chúng ta ở tầng địa ngục thứ bảy, không chỉ có mê cung phức tạp, hơn nữa còn có rất nhiều cơ quan bẫy dập đến cuối cùng khi ra khỏi mê cung rồi vẫn còn phán quyết cuối cùng một cái bẫy gần như khiến người ta không thể nào thoát ra nổi nhưng còn ở tầng này thì sao sau lần đầu tiên chọn đúng hướng thì dọc đường đều hết sức bình an không hề có cơ quan bẫy dập gì hoàn toàn không phù hợp với cái tên địa ngục của nước và lửa gì cả còn hiện nay nước và lửa đều có rồi địa ngục ông lại nhìn xuống dưới một lần nữa giáo sư phương tân đã hiểu ra khẽ kêu lên trời ơi ý của đại sư là, bây giờ, cánh cửa địa ngục mới bắt đầu mở ra, còn chúng ta phải vượt qua dòng nước, mới có thể coi như chính thức tiếp nhận vào khảo nghiệm của địa ngục. Đây mới là mục đích thực sự mà người Maya xây dựng tầng địa ngục này ư. Lạt ma á la chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Khi nước dâng tới tay nữ thần mặt trăng, bỗng nghe ùm một tiếng, bệ đá dưới chân họ xuất hiện một cuộn xoáy, kế đó bốn người thấy rung rinh, cả bức tượng nữ thần tựa hồ như đang dịch chuyển. Lạt ma á la thốt lên, thì ra còn hai tầng cơ quan nữa, cái đầu tiên khiến tượng nữ thần dâng lên, cái thứ hai mới mở cửa đá ra. Giáo sư Phương Tân nói với tâm lý của người gặp vận may, tượng nữ thần này liệu có nâng lên cao tới lối thoát kia không? Lạt ma á la lắc đầu đáp, không, không thể nào. Phiến đá dưới chân nữ thần là đá nguyên phiến, diện tích lớn lắm, nếu diện tích nhỏ hơn thì e còn nâng lên cao thêm nữa. Đừng quên địa ngục của nước và lửa này là thiết kế cho những hồn ma, nhưng kẻ tham sân vĩnh viễn không thể ra khỏi tầng địa ngục này đâu. Giáo sư, ông là đội trưởng, cần phải quyết đoán ngay, nếu tầng cơ quan thứ hai mở ra, tất cả sẽ quá muộn đó. Giáo sư Phương Tân liếc nhìn chắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn. Lần này ánh mắt của tất cả những người còn lại đều tập trung vào ông, áp lực ông phải chịu vô cùng lớn. Chắc Mộc Cường Ba thầm thở phào nhẹ nhóm, cũng may là gã không phải nhóm trưởng của nhóm này. Có điều gã càng lo lắng cho thầy giáo của mình nhiều hơn tượng nữ thần dâng lên đến độ cao ngang với chậu lửa, đột nhiên trầm xuống, rồi dừng lại, theo đó, tim của cả bốn người cũng đều trùng xuống. Còn 10 mét nữa, lối thông đó thoạt nhìn thì ngay trước mắt, nhưng sao lại xa xôi đến thế? Giáo sư Phương Tân cuối cùng cũng đưa ra quyết định, tất cả đội mũ chiếu sáng lên đầu, chuẩn bị lặn xuống nước. Mẫn mẫn, chúng ta chỉ chuẩn bị một bình dưỡng khí thôi đúng không? Đường mẫn cắn môi nói, vâng, chỉ có một bình 500ml oxy lỏng. Giáo sư Phương Tân nhìn bình oxy lỏng chỉ bằng bình thuốc diệt côn trùng, trong lòng lấy làm lo lắng, bốn người chúng ta, mà chỉ có một bình oxy nhỏ thế này thôi. Trong lúc đường mẫn lắp ráp thiết bị cung cấp oxy, chắc Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La đều đã đội xong mũ chiếu sáng. Nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng, chắc Mộc Cường Ba nói, rốt cuộc là cái gì cháy vậy nhỉ? Tôi thấy trong bốn cái chậu lớn đó hình như không phải nước đâu. Lạt Ma Á La nói, không phải nước, mà là dầu thô, bên trong đều là dầu thô. Những người Maya thông minh đã bịt nơi này bằng tường đá, sau đó dẫn dầu thô dưới lòng đất sâu lên cho vào bốn cái chậu lớn này, cứ đổ từng chút từng chút một vào, ngọn lửa trong chậu sẽ không bao giờ tắt lụi cả. Trác Mộc Cường ba kêu toáng lên, "Dầu thô, dầu thô không phải màu đen hay sao?" Giáo sư Phương Tân cũng chú ý đến, vừa ghi hình vừa đáp, "Dầu thô không phải lúc nào cũng đen cả đâu, có màu đỏ, màu da cam, màu nâu, màu xanh nữa." Ở đây là dầu thô tốt nhất, nguyên chất nhất. Loại dầu thô không màu này gần như không cần lọc qua nữa, có thể trực tiếp sử dụng luôn như xăng. Suy nghĩ của tổ tiên người Maya, quả thực là tuyệt diệu quá. Một bình oxy lỏng, một van giảm áp, một mặt nạ thở, nút nhấn phun khí, vậy là xong một bộ đồ cung cấp dưỡng khí dưới nước đơn giản, đường mẫn giao nó cho giáo sư Phương Tân. Thu dọn xong hành trang, giáo sư Phương Tân nhìn dòng nước cuồn cuộn dâng lên bên dưới, cảm khái thốt, đây mới đúng là địa ngục đây. Bốn người đứng bên mép đầu tượng thần nước đã lên tới cầm bức tượng giáo sư phương tân nói chuẩn bị xong chưa chúng ta xuống nước thôi nhất định phải theo sát tôi ở dưới nước không có đường ra cũng không có dưỡng khí hậu quả thế nào chắc mọi người cũng biết rồi nói xong ông liền nhảy luôn xuống nước lạt ma á la nhắc nhở cẩn thận có bẫy đường mẫn đưa ánh mắt tràn chứa tình cảm nhìn trác mộc cường ba rồi nhảy xuống thứ hai trác mộc cường ba lẩm bẩm dưới ấy vừa có chăn khổng lồ vừa có cá ăn thịt người còn cần bẫy dập gì nữa đây Lạt Ma Á La nói, dưới nước là địa bàn của cá ăn thịt người, con chăn khổng lồ kia chỉ còn đường bỏ chạy thôi, nhưng giờ dòng nước không ổn định, bọn cá ăn thịt người khó mà tập kết thành đàn lớn được, chúng ta vẫn còn cơ may. Nói xong, ông và Trác Mộc Cường ba cũng trước sau nhảy xuống nước. Bốn người bơi thành một hàng dọc, mắt nhìn chăm chăm vào ánh sáng của chiếc mũ chiếu sáng phía trước. Chỉ sợ bị bỏ lại, đến lúc ấy sẽ sặc nước mà chết một cách vô cùng đau khổ. Ánh sáng trong nước rất mờ mịt, phạm vi chiếu sáng của mũ bị thu hẹp lại trong khoảng cách dưới 5 mét. Khi giáo sư Phương Tân tìm thấy cánh cửa khổng lồ rước sàn nhà kia, chuyển bình dưỡng khí một vòng, bốn người mới tiếp tục tiến tới. Đi qua cánh của ấy xuống dưới chừng 5 mét, mới có thể tiến tiếp theo phương ngang, dòng nước đều chảy cả về một hướng, muốn thoát ra được, bốn người phải lặn ngược dòng nước ấy. Độ sâu này, lại một lần nữa thể hiện trí tuệ của người Maya, 20 mét chiều sâu, chính là cực hạn của con người khi lặn không thiết bị áp lực nước cực lớn ép chặt lên cơ thể, khiến người ta hô hấp khó khăn, nên không chuẩn bị sẵn nút tai để cân bằng lại áp lực, tai người sẽ bị áp lực ở độ sâu này làm mất đi cảm giác phương hướng và cân bằng. Giáo sư Phương Tân đi trước dẫn đường, bơi ngược dòng được chừng 20 mét, lại không thể không cho mọi người thở thêm một lần. Bỗng nhiên, đường hầm phía trước hiện ra rất nhiều vật thể trông như những xúc tu của một con quái vật, mấy người bơi lại gần mới phát hiện, thì ra là vô số dây xích kim loại cuộn thành từng cuộn. Lạt Ma Á là vội xua tay ra hiệu cảnh báo, bảo những người còn lại tuyệt đối không được lại gần dây xích, làm động những sợi xích này rất có khả năng sẽ khởi động bẫy chốt gì đó cũng nên. Bơi thêm 50 mét nữa, phía trước đột nhiên xuất hiện đường rẽ, một đường hầm hình vuông hướng lên trên, một hình tròn hướng về bên trái. Giáo sư Phương Tân muốn đột phá qua cửa hầm hướng lên phía trên, nhưng dòng chảy bên trên áp xuống, mấy lần ông đều bị dòng chảy xối trở lại vị trí cũ. Lạt Ma Á là quan sát cửa hầm hình tròn dây lát, rồi ra hiệu đường này có thể thông bốn người lại hướng vào cửa hầm hình tròn trong thời gian đó họ lại phải đổi hơi cho nhau hai lần nhìn nét mặt nghiêm trọng của giáo sư phương tân có thể nhìn ra ngay lượng oxy lỏng đã tiêu hao rất nhiều bên trong đường hầm vách đá có tượng khắc mặt người ước chừng lớn hơn hai hoặc ba lần đầu người thật cả phía trên cũng có tượng mặt người hướng xuống trong làn nước đục ngầu tối om chỉ có chút ánh sáng mờ mờ có vô số cặp mắt đang nhìn kẻ cười người giận kẻ sợ hãi người mừng vui đường hầm dài rằng rặc, cảm giác tựa như bị nhìn chằm chằm ở tất cả các góc độ, cơ hồ buộc người ta phải trải qua hết cái gì gọi là thế gian ấm lạnh, nhân sinh bách thái. Một con cá ăn thịt người bỗng nhiên bơi ra từ miệng một bức tượng, vút qua trước mặt đường mẫn. Dưới ánh sáng của chiếc mũ, hàm răng sắc nhọn chìa hẳn ra ngoài ấy ánh lên đầy yêu dị. Đường mẫn thoáng giật mình, tốc độ hơi chậm lại. Trác Mộc Cường ba trông thấy một lượng khí lớn thoát ra khỏi miệng cô, còn giáo sư Phương Tân thì đã đi phía trước mất rồi, gã vội vàng bơi lại ôm lấy đường mẫn dùng miệng tiếp thêm cho cô chút dưỡng khí trác mộc cường bao ôm đường mẫn cả hai cuộn chặt lấy nhau trong làn nước đồng thời gã cũng lấy tay ra hiệu cho cô có mỗi con cá nhỏ việc gì phải sợ chứ khóe mắt đường mẫn hơi nhướng lên không ngờ đã cười ngay được lúc này lạt ma á là bơi qua chỗ họ ông vỗ nhẹ lên người trác mộc cường ba ra dấu dọa nạt ý bảo hai người giờ không phải là lúc quấn lấy nhau như thế còn không chạy đi cho mau Trác Mộc Cường Ba còn chưa lĩnh hội được ý lạt ma á la, bỗng thấy đường mẫn hít mạnh một hơi, suýt chút nữa thì hút hết cả dưỡng khí của gã, gương mặt hai người cách nhau chỉ trong gang tấc, chỉ thấy đường mẫn có vẻ hết sức hoảng loạn, đôi mắt trợn tròn lên to hết cỡ, gần như lồi hẳn ra ngoài, nhìn chằm chằm ra phía sau lưng gã. Trác Mộc Cường Ba vội ngoảnh đầu lại, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng đen khổng lồ đang từ xa bơi tới, nhất thời gã cũng không nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng có thể khẳng định người mươi đó không phải là con chăn, cũng không phải chuột khổng lồ Nam Mỹ, càng không phải bóng của đàn cá ăn thịt người, đó chính là một con cá lớn. Hai người vội tách ra, đuổi theo giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La ở phía trước. Trác Mộc Cường Ba thấy lồng ngực hơi tương tức, gã biết, đó là tín hiệu dưỡng khí trong cơ thể đã tiêu hao hết do nín thở quá lâu, giờ thân thể đang cực kỳ cần được hít thở, gã từ từ chậm lại. Bỗng nhiên cảm thấy một xung lực vô cùng lớn, Trác Mộc Cường Ba vội nghiêng người chìm xuống, con cá lớn kia vừa hay lướt vù qua đầu gã, Chắc một cường ba chỉ thấy da đầu lạnh toát, chỗ tay gã chạm phải, vừa mềm lại vừa trơn, con cá lớn này dường như không có xương. Thân thể con cá linh hoạt dị thường, vừa lướt qua trên đầu chắc một cường ba, cái đuôi liền quẫy mạnh, nửa thân trước liền mặt trở lại. Nhờ ánh sáng ngọn đèn trên đầu, chắc một cường ba trông thấy một cái miệng khổng lồ rộng tới nửa mét, hai môi trên dưới banh ra trông như hai cái thất gỗ, bên trong đầy răng lởm chởm. Vừa nhìn thấy cái miệng này, chắc một cường ba đã lập tức ý thức được, bọn họ đang gặp phải thứ gì loài cá nước ngọt lớn nhất, hung hãn nhất thế giới, cá chê ăn thịt người. Cá chê ăn thịt người có cơ thể dài trên 3 mét, là loại cá nước ngọt ăn thịt tàn bạo nhất, khả năng tấn công và mức độ nguy hiểm của nó hoàn toàn không hề thua kém cá mập trắng. Cái đầu tròn ủng như thủy quái và cái miệng thất gắn đầy dao nhọn, khiến tên nó được đứng đầu trong danh sách các loài cá đáng sợ nhất vùng Nam Mỹ này. Cá ăn thịt người piranha mà gặp phải con quái vật bụng to này cũng phải chạy cho thật xa, vì chỉ cần nó há miệng ra là đã nuốt trọn cả đàn piranha rồi, nhưng loài cá này cũng giống như loài cá nheo có họ gần với nó. Thịt ăn rất ngon, kết quả có thể đoán ra được. Giờ trên thế giới chỉ còn lại mấy con, có thể nói là đang bên bờ tuyệt chủng. Cái miệng khổng lồ nhầm vào chác mộc cường ba sông tới. Ở dưới nước lại không còn bao nhiêu hơi sức. Quả thực chác mộc cường ba không có sức mà tránh né nữa. Đúng lúc ấy, con cá chê ăn thịt người lại đột nhiên chuyển hướng. Phía bên dưới nó lao ra một bóng người, thì ra chính là lạt ma á la đã tung chân đá văng nó đi. Lạt Ma Á La nhanh chóng úp mặt nạ thở vào miệng Trác Mộc Cường Ba, gã hít liên tiếp mấy hơi, cuối cùng cũng hồi phục. Lạt Ma Á La đẩy Trác Mộc Cường Ba một cái, gã đang đưa lại bình dưỡng khí cho ông, thì con cá chê ăn thịt người đã bơi vòng trở lại, xem ra không sơi được thịt người nó cũng quyết không chịu bỏ cuộc rồi. Lạt Ma Á La ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba chạy cho nhanh, rồi bỗng mở bao chống nước, lấy roi điện cao áp ra, nhằm thẳng vào đầu con cá chê khổng lồ ấn xuống. Trác Mộc Cường Ba đã cách Đạt Ma Á La gần 2 mét, vậy mà vẫn cảm thấy hai chân tê dần, thân thể không tự chủ được giật bắn lên một cái. Con cá chê ăn thịt người rung lên bần bật, quấy đuôi một cái, hất lạt ma á la trở lại, thoát cái đã lủi ra xa. Lạt ma á la lại càng thảm hơn, nửa thân người tê cứng, chỉ có thể dùng cánh tay trái quạt nước, chắc một cường ba vội để ông hít một hơi dưỡng khí. Bỗng nhiên có bọt nước ọc ọc nổi lên, một mũi giáo đen ngòm đột nhiên từ phía dưới chọc vút lên ngay trước mắt hai người. Với tốc độ như thế, dù trên đất bằng cũng khó tránh, Huống Hồ là ở dưới nước, Lạt Ma Á La cởi mũ chiếu sáng xuống, ra sức vùng vẫy, đánh lệch mấy mũi giáo bên cạnh đường mẫn đi, đồng thời dùng cánh tay đang hồi dần hồi phục ra hiệu cảnh báo, bên trên mũi giáo có độc, không thể chạm vào. Bộ thiết bị thở lại được luân chuyển đến tay giáo sư Phương Tân, ông lắc mạnh bình dưỡng khí, báo cho mọi người biết bên trong không còn bao nhiêu nữa, rồi ra hiệu cho cả nhóm tăng tốc theo mình. Trong đường hầm ngập nước khi thì mặt sang trái lúc lại mặt sang phải, họ cũng mấy lần sơ ý chạm vào chốt bẫy có cái thì không phản ứng gì, cũng không biết có chỗ nào chuyển động hay đóng lại hay không, có cái thì khiến đá rơi, giáo đâm, mấy lần đều vừa kinh vừa hiểm, cũng may hợp tác nhịp nhàng nên mới tránh được thương vong về người. Trác Mộc Cường ba có ấn tượng sâu sắc nhất, là một lần không hiểu giáo sư Phương Tân hay đường mẫn chạm phải chốt bẫy, từ miệng tượng mặt người trong đường hầm đột nhiên phun ra một lượng lớn chất lỏng màu đen như mực tàu, không rõ là có độc hay không, cũng may cả bọn bơi nhanh, bằng không đã bị vây lại trong đó, thì không thể nhìn thấy gì hết bạn đang đọc tại chấm cơm. Giáo sư Phương Tân vẫn đi trước dẫn đầu, nhìn vẻ mặt càng lúc càng bối rối của ông có thể nhận ra, bình oxy lỏng nhỏ xíu của họ sắp cạn đến nơi, còn lối ra thì vẫn ở mãi chỗ nào không ai hay biết, thậm chí bọn họ vẫn đang quanh quẩn ở tầng địa ngục thứ sáu, không đột phá được lên trên một chút xíu nào. Đường mẫn theo sát sau lưng ông, chắc một cường ba và đạt ma á la đoạn hậu. Chắc một cường ba bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó quất qua mặt mình, giống như đụng phải đám thủy tảo, gã chưa kịp nghiêng đầu, cái thứ ấy đã lướt qua mặt. Trong một thoáng kinh hoàng, Trác Mộc Cường Ba lại phun ra một lượng lớn dưỡng khí. Gã vội bịt chặt miệng mình lại, không ngờ vật ấy là một cái đầu lâu tóc tai rũ rượi, xương trắng phớ, trên đầu vẫn còn mái tóc bạc phơ, đung đưa qua lại trong làn nước như một con sứa lớn, trông quái dị khó tả nổi bằng lời. Cái đầu lâu đảo lượn mấy vòng trong nước, rồi lao thẳng vào lạt ma á la. Trác Mộc Cường Ba vội vẫy mạnh chiếc mũ phát sáng, ra hiệu cho lạt ma á la phải cẩn thận đang lặn dưới nước đột nhiên xuất hiện sự kiện phi tự nhiên như vậy đổi lại là ai cũng đều phải giật bắn mình lên vì hoảng hốt nhưng lạt ma á la hoàn toàn không hề rung động ông nhằm thẳng vào cái đầu lâu đang lao tới đấm ra một quyền kế đó tung ra ba cú đá liên hoàn hất văng nó sang bên cái đầu lâu xoay một vòng lại hậm hực truy tới lạt ma á la vươn tay ra chộp lấy tóc nó vừa lắc vừa giật chỉ hai ba cái đã giật tung cả mái tóc ấy ra cuối cùng ông lại bồi thêm một cú móc cực mạnh Đánh cho cái đầu lâu ấy văng cả xương hàm Trong miệng đầu lâu đột nhiên lao vút ra một con cá piranha Lạt ma á là nhanh tay nhanh mắt Tay trái vươn ra chộp một phát Dùng sức bóp mạnh Con cá nhỏ liền bị bóp thành cá khô Cái đầu lâu kia cũng chậm chậm rơi xuống đáy nước trác mộc cường ba chỉ biết chố mắt ra nhìn Lạt ma á là lại đưa ra hiệu Hỏi gã đờ ra đấy làm gì Còn không mau đi nhanh Phía trước lại có lối rẽ Giáo sư phương tân không thể không ngoảnh đầu lại hỏi ý kiến mọi người trong thời khắc sinh tử, không ai có thể đưa ra đưa ra chủ ý được cả. Lúc này, đường mẫn chợt cuống cuồng chỉ về phía sau, trong nước xuất hiện vô số đốm đen nhỏ, là cá paranha. Lạt ma Á La vừa bóp chết một con, mùi máu tanh đã làm những con khác theo tới đây, cùng lúc tụ thành một đàn lớn. Không còn thời gian suy nghĩ, chỗ nào thông là bơi ngay vào đấy, mọi người chỉ biết bám theo giáo sư Phương Tân chui luôn vào một lối rẽ, không còn kịp suy tính hậu quả thế nào nữa. Không ngờ phía trước lại có một hàng rào kim loại chắn mất lối đi, đang lúc hoang mang không biết xử trí ra sao, lạt ma á la lay lay, phát hiện ra hàng rào này có thể nhích động, ông liền không chút do so dự đẩy nó ra, bỗng nghe cạch, một cánh cửa đá đã biết luôn đường ngầm lại, ngăn cách lũ cá sau lưng mọi người. Bốn người nở nụ cười hân hoan, nhưng cũng không mừng rỡ được bao lâu. Đường hầm nước này dường như là hướng lên trên, chắc một cường ba tưởng đã tìm thấy lối ra, liền sông lên trước nhất, quả nhiên đã nhao lên được mặt nước gã hít mạnh mấy hơi, bỗng nhận ra trong không khí có mùi dầu nồng nặc, ngẩng đầu lên quan sát, mới thấy đây là một không gian mái vòm bít kín, cả gian phòng chưa được 10 mét vuông, không có chỗ nào để leo lên, bốn bức vách bốc khói đen mù mịt. Gã còn chưa kịp nhìn cho kỹ thì đã bị người thứ hai là lạt ma á la nhô lên khỏi mặt nước ấn đầu gã xuống suýt chút nữa thì sặc, vừa lặn xuống dưới chắc mộc cường ba đã thấy đỉnh đầu nóng ran, xoay người lại, liền chứng kiến cảnh tượng khắp bốn phương tám hướng trên mái vòm đều phun ra những tia dầu thô cháy bừng bừng, làm toàn bộ mặt nước phía trên biến thành một biển lửa hừng hực. Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, bày tỏ sự cảm kích với Lạt Ma Á La, không còn cách nào hơn, bốn người đành lặn xuống lần nữa, nhưng trong đoạn đường hầm ngắn cũng này, ngoài phía trên kia, dường như không còn lối ra nào khác nữa. Một phút sau, nhiệt độ nước nhanh chóng tăng lên, lúc Trác Mộc Cường ba lặn sâu xuống đáy vô ý chạm phải nền đá bên dưới, không ngờ nóng dẫy cả tay. Đến giờ gã mới hiểu ra, cả bốn phía xung quanh đoạn đường hầm biết kín đều có lửa thiêu đốt, nếu không tìm được lối thoát, bốn người sẽ biến thành món cá chạch hấp ở trong này. Lạt Ma Á La, cũng may là có Lạt Ma Á La, ông tìm được chốt cơ quan trong một bức tượng mặt người. Lúc này, nhiệt độ vách đá đã cao đến mức đáng sợ, ba người bọn Trác Mộc Cường ba đều trợn tròn mắt lên nhìn Lạt Ma Á La, chỉ thấy ông như đang quyết tâm ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục, chọc cả cánh tay vào mặt người đá kia. Tiếng lách cách vang lên, vách đá phía trước liền mở ra, bốn người như được đại xá vội nhau ra khỏi cố quan tài nước bị lửa thiêu này, nhưng cơ hội sống sót thì vẫn chưa thấy đâu, bởi đây cũng là một ngõ cụt. Giáo sư Phương Tân đưa mặt nạ dưỡng khí cho đường mẫn, tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại. Đường mẫn hít mạnh một hơi, nhưng không hít vào được chút oxy nào, bình oxy lỏng đã cạn kiệt. Lạt ma á la gõ dọc theo vách đá, hy vọng tìm được điểm đột phá. Chắc một cường ba cảm tưởng như trên ngực mình bị đè một khối đá nặng mấy trăm cân, mỗi lúc một khó chịu hơn, một ngạt đến mức gã chỉ muốn phụt hết chút không khí cuối cùng trong cơ thể ra. Trên tầng 5, Sauce đang ngồi xổm bên cạnh một chốt bẫy, trầm tư lầm bẩm, có thể đến được lò thiêu dưới nước cũng là không đơn giản rồi, chuột con, địa ngục dưới nước cũng có thể tùy tiện đi bừa đi bãi vậy à, có cần kéo chúng lên không nhỉ? Merkin xem trọng mấy người này như vậy, nếu để chúng toi mạng ở đây, chắc hắn sẽ tức đến phát điên lên mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám người này hình như chẳng liên quan gì đến ta cả không cần thiết phải tự tăng thêm cho mình những địch thủ vô vị làm gì, cứ để chúng tự sinh tự diệt thì hơn. Cách đầu y chừng chưa đầy 2 mét, một con chăn anaconda đang cuộn tròn, lưỡi thẻ ra ngoài, Sauce đã nhận ra từ trước, y vung tay một cái, cũng không biết đã dùng thứ gì, con chăn lập tức hoảng hốt lần đi. Uinh uinh, Sauce nhận ra dưới chân mình đang rung động, lấy làm kinh ngạc, kẻ nào đã kéo chốt rồi. Không ngờ ở nơi khác cũng mở được đường hầm dưới nước ư. Người đầu tiên không nhịn thở nổi là đường mẫn, Gương mặt nhỏ nhắn của cô phình lên đỏ ửng, thân thể đã tới mức cực hạn chịu đựng. Trác Mộc Cường Ba biết rõ, Đường Mẫn có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, nếu vậy sẽ không thể nào vãn hồi được nữa. Gã chỉ còn cách dùng ánh mắt không ngừng cổ vũ cô, cố gắng lên, cố gắng lên. Đường Mẫn dùng hết chút sức lực cuối cùng bóp chặt bàn tay Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt ai oán tựa hồ như đang nói lời ly biệt, tựa như muốn nói có thể chết bên nhau đã là một hạnh phúc lớn của đời người rồi. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba kiên định mà cố chấp đem lòng tin của mình truyền cho người yêu dấu không thể chết ở đây được chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nhất định có cách ra khỏi đây mà trong thời khắc gần như không còn bất cứ hy vọng nào ấy vách đá trên đầu họ bỗng nhiên lộ ra một lỗ hổng nước trào lên theo lỗ hổng đó cuốn theo cả bốn người đứng lên trong làn nước lần đầu tiên hít lại thứ không khí trong lành mới mẻ phảng phất như đã ở dưới địa ngục mấy vạn năm giờ lại được hồi sinh trở về dương thế trác mộc cường ba ho rũ sợi sặc sụa Đường mẫn nằm vật ra bên cạnh, miệng thở dốc, nhất thời chẳng còn sức đứng nổi lên. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La, một người ngồi trong làn nước, một người chống tay vào tường, cũng không ngừng thở hổn hển và quẹ ra nước. Vẫn còn sống, vẫn còn sống, chắc Mộc Cường ba lúc này chẳng muốn nói gì hết, chỉ nghe loáng thoáng như giáo sư Phương Tân đang hỏi Lạt Ma Á La làm sao tìm thấy chốt mở. Lạt Ma Á La lắc đầu bảo, không phải ông, chính ông cũng không hiểu đây là chuyện gì nữa. Chắc Mộc Cường ba đỡ đường mẫn lên, để cô dựa vào đùi mình, Đường Mẫn thì thào hỏi, chúng ta đang ở đâu đây? Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn vị giáo sư già bên cạnh. Giáo sư Phương Tân thở hắt ra đáp, tầng thứ 5, cung điện của tử thần, vua trốn âm ti. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.